chương 1843. Điên dạy Nguồn. Mê truyện audio com Điên rồi. Đám người nhìn thấy Tần Vấn Thiên điên cuồng vậy công kích thầm nghĩ trong lòng, thời khắc này Tần Vấn Thiên cả người cuốn vô tận huyết quang, giống như huyết sắc thân thế, đây là muốn cùng Tần tộc cường giả liều mạng, xuất thủ chính là tất sát nhất kích, không nhìn đối phương công kích. Cái kia Tần tộc cường giả mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, sinh mệnh phong cấm thời gian phong cấm lực lượng phía dưới, trong cơ thể hắn huyết dịch lại đang điên cuồng 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 gào thét, phản phất muốn nổ tung vậy, cùng bạo tiếng oanh minh truyền ra huyết mạch nổ tung thanh âm còn giống như là biển gầm kinh người vị kia tần tộc cường giả kêu thảm một tiếng hóa thành một tôn huyết nhân hắn chỉ có một thân cường đại tu vi lực lượng nhưng còn chưa kịp bộc phát liền bị tuyệt mệnh đã kích không nội tâm của hắn hò hét hắn không cam tâm nhưng vô dụng chỉ là tại cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt thân thể của hắn bị huyết quang nuốt hết lập tức hóa thành một tôn huyết nhân toàn thân trên dưới đều hiện ra huyết quang hai gã khác tận tộc cường giả đánh tới, nhưng bọn hắn thời gian xung quanh tốc độ chảy phản phất đều bị cải biến, để tốc độ của bọn hắn trở nên chậm chạp, trơ mắt nhìn đồng bạn được luyện chế thành huyết nhân. Đây mới là lạc thần lệ tu hành tà pháp quy lực chân chính à, chỉ là, nàng không có lấy người đến tu luyện, quá mức bá đạo tàn nhẫn, mà là lấy yêu, có thể triệu hoán rất nhiều huyết yêu, nhưng tần vấn thiên vì lạc thần lệ chết mà bạo tẩu, trực tiếp cầm cái này tần tộc cường giả đến luyện huyết thân thể đám người nhìn thấy vị kia tần tộc cường giả hóa thân huyết nhân về sau đi đến tần vấn thiên bên người phản phất trở thành huyết chi khôi lỗi làm sao không rõ ràng cái kia tà pháp uy lực nguyệt trường không nhìn chằm chằm một màn này thần sắc cực không dễ nhìn hắn tu hành tà pháp mới ở trong luân hồi thế giới trở nên mạnh mẽ như vậy nhưng bây giờ đã từng liền mạnh mẽ hơn hắn tần vấn thiên cũng tu hành tà pháp cứ như vậy hắn sẽ không còn có ưu thế hơn nữa lúc này tần vấn thiên đã trải qua lâm vào trạng thái điên cuồng chiến đấu thời điểm căn bản không để ý sinh tử của mình chỉ cầu giết người đoạt mệnh lúc này hắn sẽ chỉ càng đáng sợ để nghĩ đến xuất thủ nguyệt trường không đều có chút cố kỵ nếu như lúc này xuất thủ đối phó tần vấn thiên bên kia còn có diệt thần cung cường giả xa tộc cường giả nhìn chăm chằm, hắn trả tất cả cố gắng sợ là đều muốn vì người khác làm áo cưới nghĩ vậy nguyệt trường không dự định rút lui đã có quyết định liền không chần chờ nữa thân hình hắn lóe lên liền chuẩn bị rời đi nơi đây nhưng mà lâm tiêu lại có thể để nguyệt trường không dễ dàng như vậy rời đi thân hình hắn lóe lên càng không trung chuyển đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một cổ vô cùng kinh khủng càng không chi lực bao phủ thiên địa, hóa thành đáng sợ vòng xoáy, khiến cho Nguyệt Trường không thân hình vì đó trì trệ. Ngươi cho rằng, hôm nay còn có thể sống được đi ra ngoài sao, lâm tiêu thân hình tự như ti chấp bắn ra, Chẳng đứng Nguyệt Trường không, trên người càng không trận đồ lưu chuyển cảm nhận được cái kia điên cuồng hàng lâm xuống khí độc cùng trong hư không thần đỉnh thôn phệ lực lượng lâm tiêu sau lưng trận đồ càng phát ra sáng chói vô biên thiên địa càng không chi quan bao phủ hư không vô tận hắn gầm thét một tiếng càng không Thoại âm rơi xuống, toàn bộ cùng cùng thiên địa lực lượng đều tự như tại nghịch chuyển, vô tận độc vật hướng phía đầu nguồn của nó mà đến, bên trong chiếc thần đỉnh thả ra vô tận quang mang cũng sẽ không sáng chói, mà là đảo lưu mà quay về, mất đi nó uy. Thiên địa trung chuyển, càng không nghịch lưu, các cường giả nhìn thấy Lâm Tiêu vận dụng lực lượng đều là đều cảm giác được một trận rung sợ, đây mới là Lâm Tiêu chân chính đạo pháp chi uy à, hắn đã trải qua cường đại như thế, lĩnh ngộ càng không đạo pháp bên trong càng không nghịch chuyển, phương pháp này đám người đều nghe nói qua tu hành đến mức tận cùng lời nói, đảo ngược loạn thương thiên, điên đảo âm dương, sinh tử nghịch chuyển. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Lâm Tiêu còn không có tu hành đến trình độ như vậy, cực hạn, thiên thần cũng không dám nói có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Cho dù dạng này, ở chỗ này nở rộ như thế kinh thế chi uy, vẫn như cũ để rất nhiều người rung động tại Lâm Tiêu cường đại, càng không giáo đời sau giáo chủ nhân vật, quả nhiên phi phạm Tần Vấn Thiên không có đi chú ý Lâm Tiêu cùng Nguyệt Trường không chiến đấu, hắn hướng thẳng đến hai gã khác tần tộc cường giả giết tới, lợi nhi chết, Nguyệt Trường không, tần tộc là kẻ cầm đầu bọn hắn đều đáng chết vị kia bị tần vấn thiên luyện hóa huyết nhân dẫn đầu giáng lâm thẳng hướng bọn hắn đồng tộc cường giả hai vị tần tộc cường giả sắc mặt biến hóa không nghĩ tới cái này tà pháp như vậy bá đạo chỉ thấy một người trong đó trên người toát ra sáng chói vô cùng bạch quan hóa thành một quyền tình hóa tất cả quyền mang đánh vào máu thân thể phía trên cái kia máu thân thể phản phất tại trở nên hư ảo muốn bị bạch quan phần diệt là hư vô tần tộc mấy vị cường giả tu hành tà pháp cùng nguyệt trường không cùng tần vấn thiên khác biệt bọn họ là mượn nữ tử chi thân tu hành không ngừng tăng lên công lực của mình lớn mạnh chính mình bọn hắn hôm nay khí huyết dồi dào lực lượng bàn bạc mỗi một kích đều uy lực vô tận tần tộc chi nhân vốn là danh xưng sở trường về vạn pháp chi lực có thể ngộ các loại đạo pháp thần thông chiến lược siêu cường cả hai hỗ trợ bọn hắn hôm nay càng đáng sợ tôn này tần tộc cường giả biến thành máu thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời huyết quang giống như một mảnh huyết vụ vậy thẩm thấu nhập công kích kia tầng tộc cường giả thể nội giờ khắc này hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch không lưu chuyển thuận lợi sau đó không chỉ có là huyết mạch tính mạng của hắn đều tự như muốn ngừng vận chuyển tay của hắn chân huyết mạch lưu động đều muốn dừng lại huyết phách chi thân chất chứa tầng vấn thiên lực lượng ở bên trong vì kia bị tầng vấn thiên luyện hóa huyết phách thân thế máu của hắn bám vào tại trên người đối phương về sau liền tương đương với tầng vấn thiên lực lượng giáng lâm tầng vấn thiên lực lượng có thể so sánh là Lạc thần lệ bản thân năng lực cường đại quá nhiều, Lạc thần lệ thuần túy là dựa vào tà pháp tăng lên bản thân, để cho mình có được siêu cường chi năng, nhưng Tần Vấn Thiên bản thân liền mạnh. Giúp ta. Vì kia bị khống chế tầng tộc cường giả hướng đồng bạn cầu cứu, còn dư lại tầng tộc cường giả phản phất cũng ý thức được không thích hợp, xông lên phía trước, nhưng hắn chung quanh thời gian tốc độ chảy lần nữa chịu ảnh hưởng, bị chậm lại, Tần Vấn Thiên thân thể cũng đã giáng lâm mà tới, song chuẩn giống như không gian lợi nhận vậy cắt gọt mà vào, xuyên thấu thân thể của đối phương kin khủng huyết quang trực tiếp đem đối phương thân thể che hết đến, cái kia tầng tộc cường đại phát ra thê thảm. Tiếng trống, trong cơ thể huyết dịch đang lăn lộn, đang bị luyện hóa. Cái kia tà pháp bá đạo, cường đại, tại trong tay tầng Vấn Thiên triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vị kia chạy đến cứu viện tầng tộc cường giả sắc mặt kinh biến, hắn gầm thét một tiếng, hai tay ngưng thần thông pháp ấn, chỉ thấy ngàn vạn phần thế ánh kiếm màu trắng ngưng tụ mà hiện, lập tức đột nhiên ở giữa hướng phía Tần Vấn Thiên thân thể bắn dết mà ra, có thể tru diệt thiên địa thần ma tịnh hóa thế gian tất cả lực lượng. Tần Vấn Thiên bàn tay huy động, đem vị kia bị hắn luyện hóa vị thứ hai tầng tộc cường giả trắng trước người, phần thế kiếm quan xuyên thấu mà qua, vị kia tầng tộc cường giả thân thể trực tiếp hóa thành bạch quang, cái kia hư ảo tàn ảnh, lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng, lập tức hoàn toàn tan thành mây khói, mà đáng sợ kia ánh kiếm màu trắng tiếp tục hướng phía trước, có sức mạnh thậm chí xuyên thấu Tần Vấn Thiên phòng ngự, đâm vào trong thân thể hắn, muốn đem hắn cũng triệt để tịnh hóa phần diệt rơi. Nhưng mà Tần Vấn Thiên thể nội có bất tử chi lực, sinh mệnh chi lực, há lại chết dễ dàng như vậy. Hắn nhìn lấy vậy còn dư lại vị cuối cùng cường giả, trong mắt sát ý vẫn như cũ, bọn hắn, đều muốn tử, tế điện lệ nhi. Vị cuối cùng tần tộc cường giả nhìn lấy tần vấn thiên ánh mắt lộ ra nồng nặc cảnh giác chi ý, người này đã hoàn toàn điên dại, không biết thống khổ là vật gì, không biết thương thế là vật gì, lúc này ở cái kia sông cừu hận trong đôi mắt, chỉ có vết chóc, điên cuồng vết chóc, thiêu đốt lên báo thù dết chóc hỏa diễm, giống như là chân chính ác ma. Đến ngươi tần vấn thiên trong miệng phun ra một đạo băng lãnh chí cực thanh âm giống như địa ngục ác ma vậy một cổ cùng bạo huyết khí hướng phía đối phương nhào tới thân thể của hắn trực tiếp đi ngang qua hư không giáng lâm trước mặt đối phương vẫn như cũ như là trước đó một dạng liều mạng chi chiến tại hóa thân tà ma tần vấn thiên trong mắt phản phất quên đi thống khổ và tử vong liền tử vong cũng không e ngại ai còn có thể chiến thắng hắn tần tộc cường giả huyết mạch trong cơ thể hung mảnh bộc phát hắn nổi giận gầm lên một tiếng bạch quan vô cùng lóa mắt hắn ngưng tụ đạo pháp muôn vàng pháp thuật mọi loại thần thông Phản phất vào thời khắc này bộc phát ra, nở rộ kinh thế chi quan, diệt hết tất cả, tru tận thần ma, tận vấn thiên thân thể giáng lâm, thể nội đạo cốt lực lượng bộc phát, phong cấm thời không, phong cấm sinh mệnh, huyết khí ăn mòn, cướp đoạt tất cả, hắn không nhìn hàng rơi vào trên người công kích, chỉ cần đối. Phương chết, nhưng máu uy ăn mòn thân thể đối phương sát na, trận chiến đấu này kỳ thực đã trải qua kết thúc, vô luận hắn bị thương nhiều lần thế, nhưng đối phương nhất định vừa chết, không có loại thứ hai kết cục. Tần Vấn Thiên thân thể phản phất bị vạn pháp công kích, thủng trăm ngàn lỗ hóa thành chân chính huyết nhân, nhưng hắn không sợ hãi, không biết thống khổ, để thấy cảnh này thần âm giới chủ đều thở dài trong lòng, lúc này, ai cũng không ngăn cản được hắn báo thù lửa giận, dù là đứng ở trước mặt hắn là thần ma, chỉ cần cản hắn, hắn đều muốn giết. Tại chỗ đám người đều biết, giờ phút này Tần Vấn Thiên thương thế đã trải qua rất nặng, hắn đang liều hết tất cả báo thù, thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, nhưng không có người xuất thủ đối phó hắn, có ít người còn tại quan sát, tốt nhất, những cái này chiến đấu người đều dùng hết tất cả, đồng quy vu tận, cùng một chỗ tán diệt. Tần Vấn Thiên hoàn toàn chính xác thương thế rất nặng, nhưng hắn không để ý đến, ngẩng đầu, nhìn về phía cùng Lâm Tiêu chiến đấu Nguyệt Trường Không, trong hai tròng mắt, sát ý vẫn như cũ, không để ý đến chiến đấu hai người, thân thể của hắn vọt thẳng ra, hướng phía Nguyệt Trường Không mà đến. Đang cùng Lâm Tiêu chiến đấu Nguyệt Trường Không gặp Tần Vấn Thiên vọt tới, thân hình hắn lóe lên, liền muốn muốn thoát ly chiến trường rời đi, Lâm Tiêu vốn là đáng sợ, được đến tà pháp Tần Vấn Thiên cũng so trước đó càng kinh khủng, liên tục diệt Tần tộc Tam đại cường giả, dưới loại cục diện này, hắn đương nhiên không nghĩ ứng chiến đó là muốn chết. Tần Vấn Thiên ánh mắt lạnh lùng, bầu trời phía trên có phong ấn chi quan xuất hiện, ngăn trở hư không, Lâm Tiêu bàn tay cũng hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một cái càng không đại thủ ấn hướng thẳng đến Nguyệt Trường không chụp tới, hôm nay, hắn là muốn Nguyệt Trường không mạng, sao có thể làm cho đối phương đào tẩu. Nguyệt Trường không trong mắt lóe lên một đạo cực kỳ lạnh lùng tà quan, thân thể của hắn đột nhiên đảo ngược, một khỏa đầu của vô cùng kinh khủng xuất hiện, nuốt chư thiên, hướng thẳng đến đánh tới Tần Vấn Thiên nuốt hết mà đến. Càng không nghịch chuyển. Lâm Tiêu phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, càng không đạo pháp nghịch chuyển, thôn phệ chi lực vậy mà phản vệ nguyệt trường không, hắn sắc mặt đại biến, Tần Vấn Thiên cái này lúc sau đã đánh tới, vẫn là trực tiếp cận thân, liều mạng, hóa thân huyết nhân hắn, song trưởng so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, trực tiếp xuyên thấu nguyệt trường không thân thể. Đi chết. Nguyệt trường không phản phất mấy người chính là giờ khắc này, hắn thôn phệ lực lượng toàn bộ bộc phát, song trưởng đồng dạng cắm vào Tần Vấn Thiên trong thân thể, trong đôi mắt, đồng dạng thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1844 Bởi vì ta tin tưởng. Nguồn Mê truyện audio com Tần Vấn Thiên cùng Nguyệt Trường không lẫn nhau liều mạng công kích, thấy chung quanh đám người đều sợ mất mật. Bây giờ, không chỉ có Tần Vấn Thiên điên dại, cái này Nguyệt Trường không cũng được ăn cả ngã về không. Hắn biết bản thân không đối phó được Tần Vấn Thiên cùng lâm tiêu hai người công kích, chỉ có thể liều mạng. Kinh khủng thôn vệ lực lượng điên cuồng thu nạp tần vấn thiên trong cơ thể tất cả, nhưng mà cơ hội tại cùng một giây, một cổ phong ấn tất cả lực lượng, sinh mệnh ngừng lực. Lượng thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn, còn có kinh khủng tà ác máu công. Giờ khắc này, vùng hư không kia tất cả đều tà ma chi khí, đầu của khủng bố, ngập trời hắc vụ, huyết quan đầy trời, phản phất tới gần người đều phải chết, giống như ma quỷ đang chiến đấu. Tần vấn thiên thân thể thỉnh thoảng trở nên khô quắc, phản phất thể nội hết thảy đều phải bị thôn phệ, nguyệt trường không thân thể là hóa thành huyết nhân, một chút xíu bị huyết quan che hết, lâm tiêu thấy cảnh này hắn không có tiếng lên, nhíu nhíu mày, hai người này, hận ý là mãnh liệt cỡ nào, tần vấn thiên đối với tru sát nguyệt trường không chấp niệm, hiển nhiên muốn sao hắn càng sâu. Oanh! Một cổ mạnh hơn huyết quan che mất thiên địa, nguyệt trường không kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời, cái kia che khuất bầu trời khủng bố đầu cũng tại thời khắc này nổ tung, tần vấn thiên thân thể lọc vào tự là hủy diệt trọng thương, cả người cũng phải biến thành huyết nhân. Lúc này, khói độc bay tới, điên cuồng thẩm thấu nhập tần vấn thiên thể nội hiển nhiên diệt thần cung vị cường giả kia xuất thủ có thể nhất cử đem diệt trừ luyện là huyết độc sao lại không làm ngưu ma cũng muốn xuất thủ đây cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thuở nhưng thần âm giới chủ vẫn đang ngó chừng hắn khi hắn muốn ra tay sát na liền ngăn trở ở trước mặt hắn thấy máu độc công kích tần vấn thiên thần âm giới chủ hai tay ngưng pháp ấn có một cổ vô hình thanh âm sóng bao vây lấy tần vấn thiên thân thể khiến cho huyết độc lực lượng không cách nào tiếp tục xâm nhập thân thể của hắn cái này lại tội gì thần âm giới chủ nhìn thấy tần vấn thiên thảm trạng trong lòng thở dài lạc thần lợi lấy sinh mệnh làm tế đem tà pháp truyền cho tần vấn thiên vị này thiên chi kiêu tử luân hãm hóa thân tà ma, tru Tần tộc tam cường người, giết nguyệt trường không, nhưng tự thân cũng dốc hết tất cả, tao ngộ tai họa ngập đầu. Có thể dẫn hắn đi sao, thần âm giới chủ nhìn về phía thần nữ nghe thường nói ra, trước đó, thần nữ nghe thường đã từng ra tay trợ giúp tần vấn thiên, mặc dù không biết là ra làm nguyên nhân gì, nhưng nơi này trừ hắn ra, có thể cứu tần vấn thiên người, cũng chỉ có nàng. Thần nữ nghe thường nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lóe lên, một cổ lực lượng vô hình bao vây lấy Tần Vấn Thiên bay tới, sau đó nàng mang theo Tần Vấn Thiên hướng nơi xa mà đến, chuẩn bị rời đi mảnh này nguy hiểm chiến trường. Thấy cảnh này rất nhiều người nghi hoặc, thần nữ nghe thường trợ giúp Tần Vấn Thiên, là bởi vì Tần tộc người muốn đối phó nàng, cho nên đối với Tần tộc địch nhân Tần Vấn Thiên có lòng thương hại sau điểm ấy, đám người không được biết. Có người muốn chặn lại thần nữ nghe thường, nhưng thần âm giới chủ đứng sừng sững ở trước, lạnh nhạt nói: Ta thiên đạo thánh viện đệ tử nhập truyền thuyết chi địa trước, không có biết được bất luận cái gì bí mật, chỉ là thiên thần từng khuyên bảo qua chúng ta, cẩn thủ bản tâm, nhưng mà trong chư vị, đã có người bản tâm nhận tà ma mê hoặc, bây giờ, còn không dừng tay sao, lâm tiêu nhìn lấy bên này các cường giả, đạm mạc nói ra. Truyền thuyết chi địa, luân hồi thế giới, chân chính để cho người ta thấy rõ chính mình, chỉ có trở thành duy nhất, mới dùng vì có thể đạt được luân hồi thế giới thừa nhận sao bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi, ta tới truyền thuyết chi địa, bất quá là kiến thức một phen. Cho dù nơi này không có bất kỳ cái gì cơ duyên, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng ta chi võ đạo, hôm nay dừng ở đây đi tần tộc cùng nguyệt trường không người đều vẫn lạc bọn hắn đối phó huyền nữ sự tình cũng coi là có cái thông báo tiếp đó hắn còn muốn đối phó một người ngục thần tộc quỷ thần hắn cũng tham dự thần nữ nghe thường mang theo tần vấn thiên rời đi trong lúc đó vẫn như củ lọc và huyết độc truy sát thần âm giới chủ hình như có cảm giác thân hình hắn lóe lên thẳng đến trong cổ thành một chỗ phương hướng mà đến đi tìm vị kia đầu nguồn cường giả diệt thần cung lạnh sát thần âm giới chủ tại thiên đạo thánh viện địa vị phi phàm huyền vực thiên đạo bản có thể xếp hàng đầu thậm chí có thể là mạnh nhất một trong tại thiên đạo thánh viện liền có thể tùy tiện giáo huấn ngưu ma hắn khả năng thiên phú không phải cường đại như vậy nhưng thắng ở cảnh giới sâu hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường tìm tới lạnh sát về sau hai người bộc phát một trận đại chiến nhưng cuối cùng thần âm giới chủ lại bị khí độc ăn mòn rút đi bất quá thần nữ nghe thường cùng tần vấn thiên cũng toàn thân trở ra bên này tất cả đều tự như không có quan hệ gì với tần vấn thiên sau mấy tháng luân hồi thế giới một tòa yên tĩnh chốn không người có mấy gian phòng nhỏ phía sau có thanh sơn cổ phong phía trước có cây xanh trăm mát, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà, mảnh này tường hòa chi địa, nhưng lại có một cổ cực kỳ cường đại tà khí, đầy trời huyết khí phiêu đảng trong không khí, vô cùng đáng sợ, nhưng ngay tại cái này trong hoàn cảnh quỷ dị, phòng nhỏ bên ngoài, nhưng lại có một vị tuyệt sắc nữ tử, nàng tại vậy, liền phản phất là giữa thiên địa phong cảnh đẹp nhất, cho dù là tươi đẹp đến đâu hoàn cảnh, cũng không kịp nàng chi phong hoa. Vào thời khắc này, một cổ kinh khủng huyết quang trong lúc đó bộc phát, tuyệt sắc nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, quay đầu lại nhìn về phía trong phòng nhỏ, sau đó, chỉ thấy chạy đi đâu ra một bóng người, anh Tuấn lại mang theo huyết sắc yêu dị chi mang thân ảnh, cả cá nhân trên người huyết quang, đều ở không yên dao động. Cái này đi ra người, tự nhiên là Tần Vấn Thiên, còn cô gái kia, là thiên vực đệ nhất mỹ nữ, thần nữ nghe thường. Tần Vấn Thiên nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, trong con người của hắn lại có tà quan lấp lóe, lộ ra mãnh liệt xâm lược tính, khiến cho thần nữ nghe thường nhíu nhíu mày, trên người tràn ngập ra từng tia từng tia lạnh ý, rơi vào trên người Tần Vấn Thiên ta tu hành này tà công chính là lệ nhi trực tiếp truyền công, căn cơ bất ổn, thời trước một trận chiến, lại tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ, ta càng khó khống chế cái này tà pháp, cho dù là đối với ngươi, vẫn như cũ sẽ sinh ra tâm làm loạn, ngươi đi đi. Tần vấn thiên hướng về phía thần nữ nghe thường nói ra, cũng không có ẩn tàng tâm tư của mình, tà pháp bản thân thì có ăn mòn lòng người lực lượng, mà chính như hắn nói, hắn tu hành tà pháp quá trình là một lần là xong, thế là, hắn càng khó khống chế bản thân. Thần nữ nghe thường nhìn tần vấn thiên một chút, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía phong cảnh phía xa, Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía phương xa, phong cảnh rất đẹp, như thế cảnh đẹp lại có tuyệt sắc mỹ nữ ở bên, cho dù không tu hành tà pháp, đều khó tránh khỏi sinh ra một chút kiểu khác suy nghĩ. Ngươi dẫn ta đã đi không ít địa phương đi, ta ẩn ẩn cảm thấy, ta hại chết không ít người. Tần Vấn Thiên nói khẽ, thời trước đánh một trận xong, ý chí của hắn mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác mình phản phất bị thần nữ nghe thường mang đi một cái trấn nhỏ, về sau, cái kia trấn nhỏ người toàn bộ vì hắn mà chết hóa thành huyết sắc luyện ngục chi địa, những tràng cảnh đó, giống như là một cơn ác mộng vậy, dày vò lấy lòng của hắn. Tại sao phải giúp ta, Tần Vấn Thiên bỗng nhiên nói, hắn có chút không rõ, chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì chính mình đối phó rồi Tần tộc người, mà Tần tộc người đã từng xuất thủ đối phó nàng nếu chỉ là quan hệ này, cho dù mang đi bản thân, cũng không cần thiết canh giữ ở nơi đây. Thần nữ nghe thường không có trả lời Tần Vấn Thiên hắn, đôi mắt đẹp nhìn qua hắn, lập tức nói khẽ. Đã ngươi biết nguyên nhân, như vậy liền nên tĩnh tâm tu hành, vững chắc tâm cảnh, chém rụng tâm ma, ngươi hôm nay có thể khống chế bản thân, về sau hẳn là cũng có thể làm được mới đúng. Ta sẽ cố gắng, nhưng mà, ngươi không có tất phải ở lại chỗ này. Tần Vấn Thiên thấy đối phương không muốn trả lời vì sao giúp mình, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là hy vọng đối phương rời đi, nàng ở nơi này, biết kích thích nội tâm hắn tà niệm, hắn sợ bản thân nhìn không được, đưa nàng luyện là máu thân thể. Nơi này hoàn cảnh rất yên tĩnh, cùng cùng khu vực tất cả đều không người, tại phía đông chi địa, có một tòa yêu thú sơn mạch, nếu ngươi thực sự không cách nào khống chế bản thân, liền đi nơi đó. Thần nữ nghe thường nhẹ nhàng một giọng nói, sau đó đứng dậy, thân hình lóe lên, bóng hình xinh đẹp liền biến mất không thấy gì nữa, rời đi bên này. Nàng rời đi về sau, tần vấn thiên nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt, có thị huyết quang mang lập lòe, trong cơ thể huyết khí bành tuôn ra mà ra, phản phất cũng không còn cách nào khắc chế bản thân, hắn phát ra một đạo trầm thấp mà tiếng gào thống khổ, bị tạ ma ăn mòn tâm, xa so với lệ nhi nghiêm trọng hơn, hắn vừa rồi cực lực nhìn xuống, khuyên thần nữ nghe thường rời đi chính là lo lắng xúc phạm tới nàng. Nơi xa, thần nữ nghe thường đứng ở một tòa cổ phong phía trên, nhìn lấy bên kia tràn ngập ở thiên địa ánh sáng màu đỏ ngòm, đôi mắt đẹp không có chút trung động nào, nhưng trong lòng hơi có chút chấn động, nguyên lai, hắn đã trải qua khó khống chế mình, xem ra tà pháp đối với ảnh hưởng của hắn, rất lớn. Nàng cũng không rời đi, mà là ở lại đây tòa này cổ phong. Trong nháy mắt, lại qua mấy tháng, ngoài giới thay đổi bất ngờ, tần vấn thiên lại ngăn cách, một ngày này, phòng nhỏ mặt đông yêu thú sơn mạch, bị huyết vụ bao phủ, yêu thú tất cả đều bị diệt, máu tươi nhiễm đỏ từng tòa sơn phong, tà dương đều tự như hóa thành huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình. Tần tộc người tu hành tà pháp là từ đầu tới đuôi từng bước một tu hành, còn khó mà tự kiềm chế, không cách nào khống chế bản thân tham dục, liền thần nữ nghe thường cùng huyền nữ đều muốn động, có thể nghĩ tà pháp bá đạo, tần vấn thiên là một lần là xong, trực tiếp từ lệ nhi truyền công, đạt được tà pháp về sau lại trực tiếp kinh lịch một trận huyết tinh chi chiến, đem tà pháp bá đạo triệt để phóng thích, đối với sự phản vệ của hắn rất lớn, bởi vì tạo thành bây giờ kết quả. Một ngày này, luân hồi thế giới, bao phủ ở bên trong mây đen, toàn bộ thế giới đều là như thế, bầu trời phía trên, lôi đình chi quan lập lòe, sau đó, bạo vũ giáng lâm, đáng sợ lôi đình chi uy giống như tận thế lôi kiếp vậy, không ngừng đánh xuống mà xuống, từng đạo từng đạo thiểm điện phá vỡ trường không, giáng lâm đại địa. An tĩnh cổ dưới đỉnh, xanh biết cổ thụ ở giữa, phòng nhỏ bên ngoài, bạo vũ lôi minh, còn lộ ra kinh khủng huyết quang, trực trùng vân tiêu, một đạo tiếng gào thét truyền ra, tận vấn thiên thân thể từ đó xông ra, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngầm, muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, bên trong bạo vũ, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đứng ở đó, tắm rửa ở bên trong sấm chớp, áo nàng bị bạo vũ ướt nhẹp, vóc người hoàn mỹ tức thì bị phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài ướt nhẹp, kinh thế thoát tục, nàng xem thấy Tần Vấn Thiên, nói: "Ngươi đi nơi nào, Cúc?" Tần Vấn Thiên hướng về phía nàng gầm thét lên: "Ngươi xứng đáng lạc thần lệ sau Thần nữ nghe thường nói: "Oanh!" Kinh khủng huyết quang như muốn bao phủ thiên địa, tần vấn thiên trong mắt lóe lên một đạo đáng sợ tà mang thân thể của hắn giống như thiểm điện giáng lâm thần nữ nghe thường trước mặt hai tay trực tiếp chụp lấy cánh tay của nàng con mắt hiện ra đáng sợ huyết mang máu uy tự như muốn đem cái kia tuyệt mỹ thân ảnh che hết ta để ngươi đi vì sao muốn trở về tần vấn thiên hét lớn bởi vì ta tin tưởng con trai của tần viễn phong sẽ không vô năng như vậy thần nữ nghe thường đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn lấy tần vấn thiên thanh âm giống như trong thiên địa thần lôi vậy rung động tại tần vấn thiên trong ốc Dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé Chương 1845 Mưa gió qua đi cầu vòng hiện Nguồn Mê truyện audio.com Tần vấn thiên nội tâm bỗng nhiên rung dưới Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm thỉnh thoảng lại có vẻ thanh tĩnh Thân thể của hắn đang thống khổ dãy dụ lấy Đầy trời bạo vũ lôi đình vẫn như cũ không ngừng chiếu nghiêng xuống Rơi vào trên người của hai người Tại ti chấp chiếu rọi phía dưới thần nữ nghe thường tắm kia tuyệt sắc dung nhan càng là đẹp đến khiến lòng run sợ bị bạo vũ xối quần áo dán chặt lấy thân thể phát họa ra hoàng mỹ vô khuyết đường công nhưng lúc này tần vấn thiên lại một chút không biết thương hương tiết ngọc hai tay của hắn chụp nhập thần nữ nghe thường cánh tay bên trong ẩn ẩn có máu tươi thả ra cảm nhận được máu tươi khí tức tần vấn thiên trong con ngươi huyết quan càng thêm nóng bỏng nhưng nhìn thấy cặp kia thanh tịnh tuyệt mỹ con mắt hắn lại do dự vô cùng thống khổ không gầm nhẹ một tiếng tần vấn thiên hai tay xé ra đem thần nữ nghe thường trên cánh tay tay áo đều xé rách trắng nõn ngọc cơ bại lộ bên ngoài là như thế mê người nếu như bị bình thường nam tử nhìn thấy thời khắc này thần nữ nghe thường sợ là sẽ phải lâm vào trong điên cuồng không cách nào tự kềm chế nhưng tần vấn thiên lại nổi giận gầm lên một tiếng thân thể phóng lên tận trời nhào về phía cái kia đầy trời thiểm điện lôi đình đi tần vấn thiên quát to thần nữ nghe thường ngẩng đầu nhìn hắn không nghĩ tới luân hồi thế giới tà công đối với ý chí ăn mòn vậy mà đáng sợ như vậy nếu tần vấn thiên tâm hướng tà ma sẽ giống như nguyệt trường không trở thành chân chính tà ma, nuốt người khác, dạng này hắn liền sẽ không thống khổ, tà pháp có thể có được áp chế, thậm chí, bị khống chế. Nàng ngẩng đầu, không có rời đi, cũng không để ý đến cái kia bại lộ bên ngoài da thịt trắng như tuyết, chỉ là nhìn lấy cái kia thân ảnh trong hư không, tần vấn thiên hắn xông về hư không vô tận, kinh khủng kia lôi đình trong nước xoáy, phản phất muốn tìm kiếm sắm chấp căn nguyên. Ngươi muốn làm gì, thần nữ nghe thường nhìn thấy tần vấn thiên động tác đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức thân thể hướng phía hư không mà đến, lại gặp tần vấn thiên thân ảnh càng ngày càng cao, thẳng đến cái kia cửu thiên thần lôi trung tâm, phù diêu mà lên hắn đi tới phong bạo chính giữa, cái kia lôi đình giống như diệt thế lôi kiếp vậy, kinh khủng vòng xoáy thôn phệ tất cả, tần vấn thiên tại cổ trong nước xoáy lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra huyết quang, nhưng cũng có một tia thanh tịnh, cái kia một tia thanh tịnh, áp chế tà ma lực lượng, nhìn lấy đầy trời lôi uy, hai tay của hắn một dẫn, trong khoảnh khắc, vô tận lôi kiếp chi uy phản phất bị dẫn bên trong vào thân thể, một tích tắc này, vô tận lôi đình lấy tần vấn thiên làm trung tâm hội tụ, thân thể của hắn phản phất bị vạn kiếp xuyên qua cả cá nhân trên người lóe ra vô tận phích lịch ti chớp nếu luân hồi nhất định thống khổ ta thà rằng không cần cái này một thân tu vi tần vấn thiên ngẩng đầu trong ánh mắt có một vẻ kiên định mạnh hơn lôi định điên cuồng đánh xuyên thân thể của hắn hắn dẫn lôi nhập thể lại từ bỏ tất cả chống cự mặc cho cái kia hủy diệt uy lực ở bên trong thể tàn phá bừa bãi cùng bạo phá hủy tất cả hắn thân thể rung động trên người huyết quan càng ngày càng yếu tính mạng của hắn cũng biến thành càng ngày càng suy yếu thần nữ nghe thường vừa ý trống không hủy diệt tràn cảnh đôi mắt đẹp của nàng ngưng ở nơi đó ngơ ngác nhìn đây hết thảy hắn muốn tự hủy tu vi à, nương theo lấy cái kia huyết quan biến yếu tần vấn thiên mặc dù trở nên suy yếu nhưng ánh mắt lại càng ngày càng thanh tịnh cái kia một vẻ kiên định chi ý càng phát mãnh liệt lệ nhi ca cuối cùng vẫn là không cách nào tiếp tục đi tới đích nếu cái này luân hồi thế giới thật có luân hồi ta nguyện vào luân hồi thụ muôn vàng kiếp nạn mọi loại thống khổ chỉ cầu ngươi còn tại tần vấn thiên hướng về phía đầy trời lôi đình nói ra ngón tay hắn khủng bố lôi kiếp vòng xoáy, cả giận nói. Luân hồi vô tình, đáng hận thực lực của ta hèn mọn, nếu không, nhất định phải đem luân hồi đánh vỡ. Thanh âm của hắn phản phất chọc giận bầu trời lôi đình, giờ khắc này, cái kia đầy trời lôi uy hội tụ vào một chỗ, trở nên càng thêm cuồng bạo, ép vỡ thiên địa, một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp giáng lâm, thần nữ sắc mặt của nghe thường kinh biến, làm sao sẽ mạnh như vậy luân hồi thế giới, đúng như này vô tình sao tâm. Một đạo xuyên qua cửu thiên diệt thế thần lôi oanh sát mà xuống, đánh xuyên tầng vấn thiên thân thể, từ đỉnh đầu hướng xuống, tần vấn thiên ngón tay vẫn như cũ chỉ hướng trên không, nhưng lại chậm rãi bất lực buông xuống, trên người của hắn huyết quang hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà thân thể của hắn cũng vô lực từ trong hư không rơi xuống, lôi điện ở trên người hắn lập lòe, bạo vũ vẫn như cũ đánh vào rơi xuống trên thân thể. Thần nữ nghe thường thân hình lóe lên, vươn tay, tiếp nhận rơi xuống phía dưới thân thể, tần vấn thiên giờ phút này đôi mắt đóng chặt, thân thể vô cùng suy yếu, nhìn lấy nằm nạn giữa hai tay thân ảnh, thần nữ nghe thường trong lòng thầm than, từ bỏ, mới là lớn nhất dũng khí tà pháp mê hoặc lòng người, hắn thà rằng bỏ qua một thân kinh thiên tu vi, cũng không hại người. Cái này luân hồi thế giới, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Kinh diễm thân ảnh nhẹ nhàng rớt xuống, thần nữ nghe thường đem tần vấn thiên thân thể ông trở về trong phòng nhỏ, đem hắn an tĩnh đặt ở vậy, chính nàng là an tĩnh ngồi ở bên cạnh, hy vọng, đây hết thảy đều sớm kết thúc một chút đi. Luân hồi thế giới, để quá nhiều người luân hãm, để quá nhiều người chịu đựng thống khổ. Trong phòng nhỏ vô cùng an tĩnh, không có một chút thanh âm, bên ngoài, bạo vũ vẫn như cũ, dòng tố đang xen phản phất là luân hồi thế giới phẫn nộ trận này bạo vũ liền hạ mấy ngày mới rốt cục dựng lại bạo vũ dừng lại chạng vạn tối tần vấn thiên từ trong hôn mê thanh tĩnh thân thể của hắn đặc biệt suy yếu quả nhiên trong cơ thể tất cả tu vi đều không còn sót lại chút gì hắn tự hủy tu vi biến thành phạm nhân đương nhiên tính cả cái kia tà công cùng một chỗ xóa đi hắn không cần lại thụ tà pháp mê hoặc ngồi dậy tần vấn thiên phát hiện bên cạnh có chút linh thảo tiên quả tần vấn thiên đem lấy ra thả ở trong khẩu nhai nuốt lấy, một dòng nước trong ở bên trong thể chảy xuôi theo, phi thường thư sướng, hắn khôi phục thể lực, cảm giác có chút tinh thần, liền đứng lên, đi ra phòng nhỏ. Hào quang đập vào mi mắt, Tần Vấn Thiên nhìn phía trước xanh biết cổ thụ, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, vạn dặm rặng mây đỏ, nhiễm đỏ bầu trời, có cầu vòng chi môn đứng sững ở bầu trời phía trên, bạo vũ về sau, đúng là mỹ lệ như vậy. Tần Vấn Thiên bước chân hướng phía trước, nhưng lại chưa nhìn thấy thần nữ nghe thường thân ảnh, hắn quay đầu lại, hướng phía phòng nhỏ phía sau cổ sơn nhìn lại, theo cổ sơn đi lên, nhìn về phía cổ phong phía trên, chỉ thấy cổ phong biên giới chi địa, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đứng ở đó, nàng người mặc quần dài trắng, bay múa theo gió, tóc dài đen nhánh bay lên, đầy trời rặng mây đỏ chiếu rọi ở trên người nàng, thần thánh, mỹ lệ, trời chiều đẹp vô hạn, bức họa này mặt, giống như chân chính. Nhân gian tiên cảnh, cho dù là tần vấn thiên, giờ phút này cũng lâm vào bên trong ngốc trệ, lặng lặng nhìn bức kia thế gian khó được bức tranh. Cổ phong phía trên thân ảnh tuyệt mỹ phản phất phát giác ra, đôi mắt đẹp hướng phía bên này trông lại, nhìn thấy tần vấn thiên thanh tĩnh, thần nữ nghe thường thân ảnh phiêu nhiên nhi lạc, hướng phía bên này mà đến, cầu vòng chi quan rơi vào trên người của nàng, giống như chân chính thần nữ. Thân ảnh của nàng bay xuống tại tần vấn thiên bên cạnh, không nói gì, vươn tay, lôi kéo tần vấn thiên cánh tay, hai bóng người cùng một chỗ hướng phía hư không bay múa, trôi hướng cái kia cổ phong chi đỉnh, thần nữ nghe thường không nói gì, tần vấn thiên cũng không nói gì, hình ảnh như vậy, phản phất không ai nguyện ý đã quấy rầy. Lần nữa đi vào cổ phong phía trên, thần nữ nghe thường vẫn không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu, yên lặng nhìn trời hào quang, nhìn lấy cái kia cầu vòng, phản phất nàng đem Tần Vấn Thiên dẫn tới, là để hắn cũng có thể thưởng thức được cảnh đẹp như vậy. Tần Vấn Thiên cũng ngẩng đầu, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía bầu trời, cái kia phong cảnh tuyệt mỹ, đẹp đến khiến người ta cảm thấy không chân thực, giống như mộng ảo. Tần Vấn Thiên ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh nữ tử, mang theo thuần túy thưởng thức, có lẽ chính nàng đều không có ý thức được, nàng đứng ở đó, bản thân, chính là một đạo phong cảnh cực kỳ, dung nhập vào phiến thiên địa này bên trong cảnh đẹp, mới hiển lên rõ hoàng mỹ vô khuyết. Bầu trời, đột nhiên bay tới màu sắc rực rỡ đại điểu, đúng là một tôn phượng hoàng, bay về phía cái kia bên trong cầu vòng, thần nữ nghe thường cùng tần vấn thiên ánh mắt tất cả đều ngưng kết tại vậy, bình tĩnh nội tâm sinh ra gần sống, sau đó, cái kia đầy trời hào quang, càng ngày càng thịnh, cầu vòng chi quang, bao phủ toàn bộ thế giới. Vô tận hào quang từ thiên khung phía trên vương vải xuống, ánh sáng rực rỡ mang bao phủ đại địa, trên bầu trời, phản phất có mơ hồ một cái hư ảnh như ẩn như hiện, giống như hải thị thần lâu vậy, dần dần trở nên rõ ràng. Cái kia phản phất là một tòa thánh điện, trang nghiêm, thần thánh, đầy trời hào quang phản phất đều hội tụ tại vậy, phượng hoàng lượng lờ thánh điện bay múa, tòa kia thánh điện phóng thích ra thần thánh quang huy, để vốn là cực đẹp thế giới, trở nên càng thêm kinh diễm. Lúc này, chỉ thấy thánh điện chi môn mở, tầng vấn thiên bên này, phản phất có thể cảm nhận được cái kia bắn tới quang hoa, một đạo ánh sáng thần thánh rơi vào trên người tần vấn thiên, lần này là thần nữ nghe thường quay đầu, nhìn lấy bên cạnh tần vấn thiên mặt mũi anh tuấn góc cạnh rõ ràng mặc dù không có tu vi nhưng lại vẫn như cũ khó nén phong hoa trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhất định hiếm thấy hiện lên một nụ cười giờ khắc này phản phất tất cả thiên địa muốn thất sắc mưa gió qua đi cầu vòng hiện dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé chương 1846 truyền thuyết chi địa nguồn mê truyện audio com giờ khắc này toàn bộ luân hồi thế giới đều thấy được bầu trời phía trên xuất hiện sáng chói kỳ cảnh. Những đến từ đó thái cổ cường giả ngóng nhìn hư không, chỉ cảm thấy một trận mộng ảo, phản phất không chân thực vậy. Luân hồi thánh điện bầu trời xuất hiện thánh điện, đầy trời rặng mây đỏ, cầu vòng vần quanh, điềm lành thánh thú bay múa, chân chính kỳ cảnh. Lúc này, trong đầu của bọn họ không tự chủ được nhớ tới mấy chữ, truyền thuyết chi địa. Thiên đạo thánh viện nghe đồn đã lâu truyền thuyết chi địa, chẳng lẽ cũng không phải là bọn hắn chỗ vào luân hồi thế giới, mà là nơi đó sao có người thân hình lấp lóe, hướng phía bầu trời mà đến, đuổi theo truyền thuyết kia chi địa, nhưng mà bọn hắn phát hiện, vô luận như thế nào tiến lên, thánh điện như trước đang phía chân trời xa xôi, không có cuối cùng, phản phất vĩnh viễn không cách nào truy đuổi đến, bọn hắn, căn bản không vào được truyền thuyết chi địa. Cổ phong phía trên, thần nữ nghe thường mỉm cười nhìn lấy tầng vấn thiên, không biết có bao nhiêu đẹp, mà lúc này tầng vấn thiên, bị hào quang bao phủ, từ thánh điện phương hướng, phản phất có một đầu thiên lộ, xuất hiện ở trước mắt của hắn, hiển nhiên, là vì nghênh đón hắn. Thần nữ nghe thường biết, tần vấn thiên, đây là chiếm được thánh điện tán thành, có cơ hội bước vào chân chính truyền thuyết chi địa. Còn chưa lên. Một thanh âm vang vọng đất trời, thanh âm này hư vô phiêu miểu, giống như thần linh thanh âm, làm cho này đến từ thái cổ cường giả tất cả đều thân hình rung lên. Câu nói này là đối với người nào nói có người chiếm được truyền thuyết chi địa tán thành sau tần vấn thiên lại cảm giác được, câu nói này chính là nói với hắn, hắn sửng sốt một chút, lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh thần nữ nghe thường, chỉ thấy thần nữ nghe thường hướng về phía hắn gật đầu nói, đi thôi. Tần Vấn Thiên quay đầu lại, nhìn về phía đầu kia thiên lộ, lập tức cất bước đi lên, trong đôi mắt có một vòng trang nghiêm chi ý, truyền thuyết chi địa, lại có người tồn tại sao chủ nhân của thanh âm kia, thế nhưng là luân hồi thế giới người sáng tạo cái này nên là cỡ nào cường đại tồn tại, hắn có hay không là thiên đạo thánh viện người sáng tạo Tần Vấn Thiên bước chân rơi vào thiên lộ sát na, cái kia đạo hào quang biến thành thiên lộ hướng thẳng đến bầu trời thánh điện mà đến, tùy theo, Tần Vấn Thiên thân ảnh cũng một đạo biến mất, nương theo đầu kia thiên lộ mà đến. Bầu trời phía trên, điềm lành chi quan vẫn như cũ, Tần Vấn Thiên đi tới thánh điện trước đó, nơi đó mở ra một cánh cửa, có một đầu cổ lộ, Tần Vấn Thiên theo cổ lộ, một đường hướng phía trước mà đi, bước vào trong thánh điện, sau đó, cảnh sát sáng tỏ thông suốt, giống như thế ngoại chi địa. Đây là một phương cực đẹp thế giới, trời xanh mây trắng, trên bầu trời có các loại điềm lành thánh thú bay múa, phong cảnh chung quanh lộng lẫy xa hoa, giống như thần minh chỗ ở, Tần Vấn Thiên trong lòng càng rất hiếu kỳ, từng bước một hướng phía trước mà đi, hắn thấy được một con trâu, đầu trâu này rất lớn, ánh mắt sáng ngời hữu thần, đang nhìn hắn chầm chậm, tuy chỉ là một con trâu, nhưng lại cho Tần Vấn Thiên cảm giác thâm bất khả trắc. Xin hỏi Ngưu tiền bối, đây là địa phương nào? Tần Vấn Thiên hỏi. Đầu này lão Ngưu hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, ra hiệu hắn tiếp tục hướng phía trước. Tần Vấn Thiên hướng về phía lão Ngưu gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn thấy được mấy vị nữ tử, mỗi một vị nữ tử đều có tuyệt sắc dung nhan, mỹ lệ vô song, có bất đồng riêng phong tình. Trên người các nàng lộ ra thần thánh quan huy, giống như thần nữ, cao không thể chạm, cho Tần Vấn Thiên cảm giác là bất kỳ cái gì một người cũng không sao cô độc thiên thần yếu nhược. Nội tâm của hắn bên trong nhất lên trận trận sóng lớn, cực không bình tĩnh, có trắng như tuyết hồ ly ở trước mắt chơi đùa, ngay phía trước có một bóng người ngồi trên mặt đất, tùy ý tiêu sái, hắn người mặc một bộ đơn giản áo trắng, khuôn mặt lại cực kỳ anh tuấn tuổi trẻ, một con mắt liền phản phất đem hắn xem thấu đến, phản phất ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cái này anh tuấn vô cùng thanh niên áo trắng, chính mỉm cười nhìn lấy hắn, mà bên cạnh hắn, có một vị kinh thế cô gái xinh đẹp, thánh khiết vô song. Nó khí chất vẻ đẹp, thậm chí thắng qua thần nữ nghe thường. Ở tại bọn hắn phía sườn, có một mảnh to lớn cánh hoa, trên mặt cánh hoa, nhất định chiếu ra một mảnh tràn cảnh, có chút quen thuộc, nơi đó, phản phất là luân hồi thế giới bên trong tràn cảnh, trong cánh hoa, chính chiếu phim lấy toàn bộ luân hồi thế giới phát sinh tất cả. Cái gọi là một bông hoa một thế giới, đại khái là là như thế. Tần vấn thiên trái tim phốc đông nhảy lên, nhất định không thể ác chế có chút khẩn trương, hắn ẩn ẩn cảm giác được trước mắt thanh niên anh tuấn có thể là chân chính nhân vật tuyệt thế đứng ở thái cổ chi đỉnh cường giả hắn đã thấy trong mọi người có lẽ chỉ có thời gian chi chủ có thể có tư cách cùng người này so sánh với vãn bối tần vấn thiên xin ra mắt tiền bối tần vấn thiên khách khí nói thanh niên mỉm cười nhìn qua nói không cần đa lễ trận này luân hồi để ngươi chịu không ít gặp trắc trở ta thế nhưng là nghe ngươi nói muốn đem luân hồi thế giới của ta đánh vỡ tần vấn thiên một trận xấu hổ bất quá lấy thân phận của đối phương chắc hẳn sẽ không thực sự để ý vài câu ngôn ngữ cũng rất nhiều năm không có tới tiểu gia hỏa kia sao lại mở ra nơi này bất quá còn tốt gặp ngươi ngược lại là so sánh hợp tính tình của ta bởi vì triệu ngươi đến đây thanh niên cười nói tần vấn thiên hoàn toàn không còn gì để nói nguyên lai hắn có thể tới này cái gọi là truyền thuyết chi địa cái gọi là khảo nghiệm bất quá là nhìn tâm tình của đối phương thôi cái này thật đúng là là bất quá hắn lại có chút trung sợ truyền thuyết chi địa mở ra chỉ sợ là cần thiên đạo thánh viện viện trưởng đồng ý đi trong miệng hắn tiểu gia hỏa Nghĩ vậy, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, ngươi biết muốn cái gì, thanh niên áo trắng nói. Đương nhiên, không cần ý nghĩ hảo huyền, muốn một bước lên trời, cảnh giới tăng lên, cần từng bước một, dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ, nhưng ngươi nếu muốn công pháp thần thông loại hình, ta ngược lại thật ra đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái này luân hồi thế giới, là tiền bối thế giới sau, Tần Vấn Thiên hỏi. Ừ. Thanh niên áo trắng gật đầu. Đã như vậy, tiền bối đối với thế giới này mới có thể tuyệt đối năng lực trưởng không đi ta muốn muội muội ta phục sinh đây có phải hay không tính ý nghĩ hảo huyền tần vấn thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương thanh niên áo trắng cười một tiếng nói chuyện nào có đáng gì ta nhưng để thế gian của ta thời gian nghịch lưu đa tạ tiền bối tần vấn thiên thở sâu quả nhiên có thể làm được hắn là liên tưởng đến thời gian giới bên trong thời gian thần vương có thể đem hắn mang đến tới khống chế bản thân sáng tạo trong thế giới thời gian như vậy trước mắt tuyệt thế tồn tại phải chăng cũng có thể làm đến Bây giờ hắn quả thật có thể, hơn nữa, phản phất căn bản không đáng giá nhắc tới. "Ngươi xác định chỉ đơn giản như vậy yêu cầu?" thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn lấy hắn. "Ngươi phải biết, ngươi có thể đưa ra vô số cao hơn điều kiện, thí dụ như, ta có thể đưa ngươi một tôn thần rõ tọa kỳ, ngươi xem coi thế nào." Tần Vấn Thiên mặt sạm lại, có chút im lặng, "Đây là Trần Trùng dụ hoặc a, thần minh tọa kỳ." Tần Vấn Thiên nghĩ vậy có chút không nói gì, chỉ cao vô thượng thiên thần tồn tại, người trước mắt lại có thể xem thường đưa tặng cuối cùng là như thế nào một vị tồn tại chỉ sợ hắn chân chính đã trải qua siêu thoát thế tục bên ngoài đứng ở đỉnh cao nhất nếu như mình có thể có trước mắt thanh niên áo trắng cảnh giới sợ là có thể đối kháng toàn bộ tầng tộc đi ta xác định tần vấn thiên mặc dù nội tâm chấn động nhưng vẫn như cũ không có chút do dự nào lệ nhi là hắn duy nhất mùi mùi làm sao có thể chết ở luân hồi thế giới về phần nó tất cả của nó hắn tự sẽ dựa vào chính mình làm đến được thanh niên áo trắng mỉm cười gật đầu cặp con mắt kia bên trong hiện lên một vòng thưởng thức nếu không phải là hắn thưởng thức, Tần Vấn Thiên cũng không khả năng lại tới đây, nếu là hắn đưa ra nó yêu cầu của nó, có lẽ, hắn biết xem nhẹ Tần Vấn Thiên. Những thái cổ đó mà đến người bên trong, có không ít tâm trí cực kỳ cứng cỏi chi nhân, có đại nghị lực, hơn nữa bản tính không xấu, cẩn thủ bản tâm không tu tà pháp, thậm chí, vì cầu đại đạo có thể dốc hết tất cả, nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, nhưng mà hắn cuối cùng nhưng như cũ lựa chọn để Tần Vấn Thiên tới đây, đơn giản là, Tần Vấn Thiên, phù hợp hơn tính tình của hắn. Có cứng cỏi chi tâm, cũng có huyết tính xúc động, vì thân nhân, hắn lâm vào bên trong điên dại, vì không làm thương hại bằng hữu cùng người vô tội, không cho bản tâm bị tà pháp mê hoặc, hắn lại cam nguyện từ bỏ tất cả, dẫn ngàn vạn lôi kiếp nhập thể tử phế tu vi, ở trên người hắn, có thể nhìn thấy một cái người có máu có thịt, vô luận người cường đại cỡ nào, tu hành cao bao nhiêu, nếu vì cầu đại đạo có thể từ bỏ tất cả, thậm chí là từ bỏ thân tình, hữu nghị, thậm chí là nhân tính, như vậy nói. Quá mức vô tình. Người ở đây ngoài giới hẳn là là giới chủ cảnh tu vi đi, tiếp theo cảnh chính là thiên thần, người đối với mình tu hành thấy thế nào thanh niên áo trắng hỏi tần vấn thiên mắt sáng lên biết trước mắt nhân vật tuyệt thế là muốn chỉ điểm mình liền mở miệng nói ta bây giờ đối với thiên thần chi cảnh vẫn như cũ có chút mơ hồ từng nghe nói thiên đạo thánh viện lão sư truyền đạo cái gọi là thiên thần chính là ngộ thiên đạo khống chế chân chính thiên đạo chi lực nhưng lại khó dòng nó cửa bây giờ ta có thể làm vẫn là không ngừng nghĩ biện pháp dung hợp pháp nguyên lực lượng từng bước một tiếp cận ngày đạo chi nguyên cái gì gọi là thiên đạo thanh niên áo trắng hỏi tần vấn thiên sững sờ lúc trước thiên đạo thánh viện tần đảng thiên cùng ba vị thiên thần luận đạo liền cũng thảo luận qua vấn đề này đề cái gì gọi là thiên đạo nhìn thấy tần vấn thiên thần sắc suy tư thanh niên áo trắng lại nói nhân chi tu hành từng bước một hướng phía trước bất kỳ cái gì cảnh giới đều chẳng qua lực lượng mà thôi cái gọi là pháp nguyên cái gọi là thiên đạo chi lĩnh ngộ tất cả đều là nhân lực nhân định thắng thiên làm người đắc đạo người chính là thiên đạo tu hành lĩnh ngộ không cần có quá nhiều tính hạn chế người nếu dám nghĩ hắn nhân chi không dám nghĩ tần vấn thiên vang lên đã từng tần đảng thiên theo như lời nói cùng thanh niên áo trắng nói cùng loại trong lòng của hắn thầm than tần đảng thiên không hổ là thiên tuyển chi tử đối với thiên đạo chi lĩnh ngộ giống như càng tới gần chân thực cái gọi là tuyệt thế đã là như thế nên có tuyệt thế chi cùng ý đối với mình có tuyệt đối tự tin cái gọi là luân hồi thế giới kỳ thực cũng bất quá là thế giới một loại cũng không phải là chân chính trong tưởng tượng của ngươi luân hồi ta cũng không có tu hành luân hồi lực lượng thanh niên áo trắng lại mở miệng chỉ thấy hắn vươn tay, lập tức cái kia phản chiếu lấy toàn bộ luân hồi thế giới cánh hoa hướng phía hắn bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, bàn tay hắn huy động, lập tức cái kia cánh hoa hướng phía Tần Vấn Thiên mà đến. Làm cánh hoa bao phủ Tần Vấn Thiên thân thể thời điểm, giờ khắc này, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy có một cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được giáng lâm, để hắn khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé, cái kia cánh hoa, phản phất chính là thiên đạo một loại. Một bông hoa một thế giới, lực lượng của ta vị trí, mảnh này cánh hoa, liền đại biểu thiên đạo, ngươi cũng giống vậy có thể làm được, đem nói của ngươi, dung nhập vào bên trong bất luận cái gì, thí dụ như, cánh hoa, lá cây, đao, hoặc kiếm, lực lượng vị trí, chỗ của đạo, ngươi, mới là đại đạo căn cơ. Giả dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1847 Thoáng như một giấc chim bao Nguồn Mê truyện audio com Tần vấn thiên nghe được thanh niên áo trắng lời nói có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, giờ khắc này, hắn giống như là hiểu đã từng rất nhiều nghi hoặc. Kiếm quân lai danh xưng kiếm chi quân chủ, cũng không phải là hắn chỉ am hiểu kiếm, mà là, kiếm của hắn, chính là hắn nói, trong kiếm dấu nói, thiên tuyển chi tử tần đáng thiên chiến đấu thời điểm, chung quanh quan hoàng lượng lợ các loại pháp ấn, đều là đại đạo lực lượng, những cái kia, đều là hắn nở rộ đại đạo môi giới. Còn nữa, rất nhiều thủ đoạn thần thông, đại đạo thuật pháp, đều có thể vì người tu hành khác biệt mà biến thành đạo khác nhau pháp lực lượng, chỉ vì người tu hành, đạo lĩnh ngộ không giống nhau, bọn hắn chỉ là mượn thần thông chi lực, nở rộ đạo pháp chi uy. Một bông hoa một thế giới, liền một mảnh cánh hoa đều có thể chất chứa nói uy, thế gian vạn vật, còn có cái gì không thể giấu nói, chỉ cần người cường đại, thiên địa tất cả đều có thể làm việc cho ta. Người, mới là đại đạo căn cơ. Chân chính cường đại người, không cần thông qua phóng thích nói uy đến uy hiếp người khác, thí dụ như trước mắt thanh niên áo trắng, hắn tùy ý ngồi ở kia, giống như là lớn đạo chi nguyên, giờ tay nhất chân, đều có thể thành đạo, hắn, chính là đạo, đây mới thực sự là tu hành cực hạn đi người tu hành là pháp nguyên chi lực dung hợp thành đạo nhưng mà đại đạo ngàn vạn cho dù là giống nhau pháp nguyên đều có thể dung hợp khác biệt chi đạo tất cả muốn khai thác ý nghĩ không cần cực hạn tại tiền nhân chi cơ sở nếu không làm sao có thể đủ đi được ra bản thân đạo thanh niên áo trắng tiếp tục mở miệng huống chi cho dù là đơn nhất pháp nguyên cũng có thể thành đạo làm ngươi có thể nghịch loạn thời gian biết quá khứ tương lai đây không phải nói như thế nào nói ngươi thời gian tu hành không gian phong ấn mấy người lực lượng ta thấy ngươi có thế để cho thời không đứng im, sinh mệnh đứng im, đây đều là đạo pháp vận dụng, nhưng mà, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi vốn là còn có thể sáng tạo càng nhiều thủ đoạn, thí dụ như, không gian có thể vạn vẹo, chồng chất, thời không có thể rối loạn. Đem người vĩnh phong trong đó. Tần vấn thiên nội tâm trung động, hắn từng tại vạn pháp giới tu hành, cảm ngộ rất nhiều thiên tâm ý thức, nhưng bây giờ muốn đến, tưởng tượng của hắn vẫn như cũ không đủ lớn gan, thanh niên áo trắng tùy ý một câu, liền chạm đến hắn không dám tưởng tượng địa phương. Đồng dạng là đối với lực lượng vận dụng, hắn có thể nghĩ, mặc dù đã coi như là rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ thuộc về thường gặp, không có thể nhảy ra lẽ thường, không thể to gan đi cảm ngộ. Người tới cảnh giới nhất định, nó kiến thức cũng có một loại nào đó siêu thoát, tư mệnh thiên thần đều chưa từng có thể cho hắn những cái này chỉ giáo, có thể nghĩ, người trước mắt cảnh giới, không thiên thần có thể so sánh, bình thường thiên thần trong mắt hắn, chỉ sợ cũng bất quá là thường nhân mà thôi. Hai người vẫn như cũ tâm tình, nói chuyện phím nói, lực lượng đại đa số thời gian là Tần Vấn Thiên yên tĩnh lắng nghe, ngẫu nhiên đặt câu hỏi, hắn biết, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở, thanh niên áo trắng bên cạnh rất nhiều mỹ nhân đều rất an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, nhìn Tần Vấn Thiên ánh mắt, giống như là sau khi nhìn thế hệ vậy, tên kia, đã trải qua rất nhiều năm không có dạng này chỉ giáo qua người khác đi, xem ra, thanh niên trước mắt, đích xác rất phù hợp khẩu vị của hắn, có lẽ là, bởi vì giữa bọn hắn, có chút giống đi, đã từng, hắn cùng nhau đi tới, biết bao lòng đông, kinh lịch bao nhiêu mưa gió, chỉ có trong lòng các nàng rõ ràng, nhưng mà, hắn nhân thủy chung cẩn thủ bản tâm, chí tình chí nghĩa, cuối cùng, mới đặt chân đỉnh cao nhất, bây giờ, hành tẩu ở các phương thế giới, mang theo các nàng du lịch thiên hạ. Trong lúc bất tri bất giác, đi qua hồi lâu, tần vấn thiên phản phất tiến nhập trạng thái nhập định, giống như là lâm vào bên trong đốn ngộ, quên đi thời gian, hắn phía trước áo trắng thân ảnh đã biến mất rồi. Những xinh đẹp đó thần nữ cũng đều không thấy, mảnh thế giới này vẫn là đẹp như vậy, siêu thoát thế tục bên ngoài. Thật lâu, Tần Vấn Thiên mở mắt ra thời điểm, trước người phiêu đẳng rất nhiều chữ cổ hóa thành sáng chói quang hoàng vần quanh tại thân làm tần vấn thiên ánh mắt mở ra sát na những chữ cổ này trực tiếp khắc sâu vào trong đầu của hắn tần vấn thiên cảm giác ý nghĩa lập tức thở sâu nhìn về phía biến mất thân ảnh nói tiền bối khi nào có thể gặp lại đợi ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh nhìn thái cổ phong cảnh có lẽ có gặp lại lúc một đạo thanh âm mờ mịt hư vô truyền đến lập tức tần vấn thiên chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh kỳ diệu đem hắn đưa ra ngoài tòa kia rộng lớn thánh điện từ trước mắt biến mất lập tức Thiên địa biến ảo, phản phất thời gian nghịch chuyển, một cổ không cũng biết lực lượng bao phủ tầng vấn thiên, giáng lâm toàn bộ luân hồi thế giới. Tần Vấn Thiên thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, bên cạnh hắn nhiều hơn rất nhiều người, những bước vào đó luân hồi thế giới thái cổ cường giả đều ở chung quanh chi địa, nơi này chỉ có bọn hắn. Tần Vấn Thiên ánh mắt chuyển qua, giống như là đang tìm kiếm, rất nhanh, hắn thấy được xinh đẹp kia thân ảnh, Lạc Thần Lệ. Lệ Nhi. Tần Vấn Thiên thân hình lóe lên, đi vào Lạc Thần Lệ trước mặt thời khắc này lạc thần lệ vẫn còn trạng thái đờ đẫn nàng nhìn trước mắt tần vấn thiên lại nhìn một chút bên người vô mệnh gia gia cũng cảm giác giống như là làm một giấc mộng một dạng nhưng mà giấc mộng này là như vậy rõ ràng như vậy chân thực con mắt của nàng trong nháy mắt đỏ lên nhất định ẩn ẩn có nước mắt xuất hiện nàng tại luân hồi thế giới thế nhưng là đã trải qua nhiều năm tuế nguyệt cái kia giống như là chân chính một đời người sinh trải qua tất cả rõ mồn một trước mắt nàng bị lạc thần thì người bán đứng vứt bỏ nàng hại chết vô mệnh gia gia nàng tu hành tà pháp hóa thân tà ma Nàng để ca ca lâm vào tuyệt cảnh, đây hết thảy, đều phát sinh ở một đời kia, bây giờ, cái này một cơn ác mộng, cuối cùng kết thúc à, ca, vô. Mệnh gia gia. Là thần lệ hô, thanh âm làm cho người tan nát cõi lòng, tần vấn thiên đi lên trước, nhẹ nhàng đưa nàng ông vào trong ngực, vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói. Lệ nhi, đều đi qua. Luân hồi nghịch chuyển, tất cả trở lại lúc đầu, nhưng duy chỉ có có một chút không có biến mất, đó chính là, đời này ký ức, vẫn như cũ vẫn còn, bọn hắn trải qua tất cả, đều chưa từng quên, có lẽ, đây chính là luân hồi thế giới chân ý, tìm tới chân ngã, thấy rõ chân chính bản thân, thấy rõ chính mình bản tâm. Vô luận thiện hay ác, đều đưa ở trong luân hồi thế giới triệt để phóng xuất ra, đem bản tâm phóng thích, đối với tương lai tu hành, đều vô cùng hữu ích. Ta còn sống. Không chỉ có là lạc thần lệ còn sống, nhập luân hồi thế giới thái cổ cường giả đều còn sống, đương nhiên, cũng bao gồm nguyệt trường không, bất quá rất nhanh, nguyệt trường không sắc mặt tái nhợt, lộ ra một vòng ý sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy sư thúc của hắn, còn có hai vị tử vi thần đình đồng môn, chính đi từng bước một hướng hắn, trong đôi mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Sư thúc, hai vị sư huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, thù tà pháp ảnh hưởng tâm trí, đó cũng không ta vốn ý. Nguyệt trường không nói ra, nhưng mà hắn giờ phút này nội tâm băng lãnh, vẫn như cũng nghĩ đến như thế nào muốn mấy người kia mệnh, đã trải qua luân hồi thế giới tất cả về sau, tâm tính của hắn cũng đã trải qua một trận thuế biến, hắn hôm nay mới thật sự là hắn. Thì ra là thế, xem ra ta hẳn là tha thứ ngươi, sư thúc của hắn lạnh như băng cười nói, Nguyệt Trường không, thế nhưng là đem bọn hắn cho nuốt chửng a trong đó cố nhiên có tà pháp ảnh hưởng nhưng mà chẳng lẽ đây không phải là nguyệt trường không trong lòng nghĩ tầng tộc ba vị cường giả sắc mặt biến đổi ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thần nữ nghe thường cùng huyền nữ gặp lâm tiêu ánh mắt bất thiện đi lại trong bọn họ tâm lạnh lùng đã chết qua một lần còn có cái gì hảo sợ hãi bọn họ là tần tộc chi nhân đi ra khỏi nơi này lâm tiêu muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy bây giờ bọn hắn nên nghĩ là như thế nào giống tần đảng thiên bàn giao nếu như thần nữ nghe thường tại tần đảng thiên trước mặt cáo trạng Bọn hắn hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Mấy người truyền âm cho nhau giao lưu, tự hồ tại muốn giải quyết chi pháp, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn rơi vào tầng vấn thiên trên người, phương pháp phá cuộc, chính là tầng vấn thiên, tầng viễn phong chi tử. Sa tộc cường giả sa ưng, một thần tộc cường giả quỷ thần còn có diệt thần cung cường giả lạnh sát, bọn hắn ngược lại là không có gì sợ, nếu nhập luân hồi thế giới các thiên kiêu tranh phong không thể bình thường hơn được, sau khi ra ngoài cũng giống vậy, chẳng lẽ ai dám bởi vì việc này bộc phát thiên thần thế lực chi chiến chân chính sợ người, là nguyệt trường không cùng tầng tộc người, bởi vì bọn hắn đối phó rồi người một nhà, đây mới là không thể tha thứ. Đương nhiên, Lạc Thần Lệ hai người nhìn về phía ánh mắt của Lạc Thần Lệ cũng có chút bất thiện, lần này luân hồi thế giới, giữa bọn hắn xem như triệt để quyết liệt, chỉ sợ về đến gia tộc, sẽ khiến một trận gia tộc phong bạo. Đến từ Tây Phương cực nhạc tình thổ thất giới đại sư chấp tay trước ngực, kết thúc rồi à tất cả, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn hắn bây giờ tu vi đều khôi phục dĩ vãng cảnh giới, nhưng mà, lại nhiều hơn một đời cảm ngộ, những cảm ngộ đó, đều là thật, có thể tăng lên cảnh giới của bọn hắn thực lực, hơn nữa, hắn ở trong luân hồi thế giới, cầu được chân chính cao thâm Phật Pháp. Chỉ là, bây giờ hắn còn có một cái nghi hoặc, cái kia bước vào truyền thuyết chi địa người, là ai vị kia đến từ truyền thuyết chi địa thanh âm, là đối với người nào nói, không biết vị nào vào bầu trời thánh điện, bước vào truyền thuyết chi địa, thất giới mở miệng hỏi, đám người mắt sáng lên, nhau nhau nhìn về phía chung quanh không có người mở miệng, thần nữ nghe thường đôi mắt đẹp hướng phía tần vấn thiên bên kia nhìn thoáng qua, có lẽ chỉ có nàng cùng tần vấn thiên tự mình biết. ai bước vào truyền thuyết chi địa, nếu không người đáp lại, tất cả ân oán, ra sau này hãy nói đi. Luân hồi thế giới nhiều năm, không biết ngoại giới qua bao lâu. thất giới đại sư lại nói, đám người nhao nhao gật đầu, lập tức đi ra ngoài, tử vi thần đình tam đại cường giả thủy chung nhìn chầm chầm nguyệt trường không, phản phất sợ hắn chạy vậy, tần vấn thiên đối với nguyệt trường không cùng tần tộc cường giả hận ý như trước đang nhưng cũng không có nóng lòng muốn đối phó bọn hắn, bây giờ không cần hắn xuất thủ, nguyệt trường không sợ là tai kiếp khó thoát. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần nữ nghe thường, cái kia tại luân hồi thế giới đã cứu hắn thần nữ, mà giờ khắc này nặng lại giống như quá khứ thần thánh không thể khinh nhận, phản phất cũng không nhận ra hắn vậy, không tiếp tục nhìn hắn. Tạ ơn. Tần Vấn Thiên hướng về phía thần nữ nghe thường truyền âm nói, thần nữ nghe thường thần sắc bình tĩnh như trước, không có trả lời, một đoàn người lần lượt đi ra mảnh không gian này, sau đó chân chính bước ra luân hồi, về tới thiên đạo thánh viện thổ địa bên trên. Tất cả mọi người, đều sinh ra một loại phản phất giống như cách một đời cảm giác, nhân sinh như mộng, một thế này, liền chân chính giống như một trận mộng. Giả dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1848 Thường thương chi thủ Nguồn Mê truyện audio.com Thiên đạo thánh viện, luân hồi thế giới cửa vào chi địa, những dáng lâm đó thánh viện thiên thần cũng không rời đi đối với bọn hắn mà nói một lần ngồi ngộ liền có thể có thể là thời gian trăm năm mà từ đám người bước vào truyền thuyết chi địa đến bây giờ căn bản chưa từng có đi thời gian bao lâu bên trong thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới khác biệt làm lần lượt từng bóng người đi ra sát na những này thiên thần đôi mắt mở ra phong mang lập lòe trong chốc lát phiến thiên địa này sinh ra một cổ vô hình uy áp đó là đến từ thiên thần nhân vật khí tràng rốt cục ra sao bây giờ rốt cục có thể biết thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa đến tột cùng là một nơi thế nào đi ra cường giả đều yên lặng hướng phía bên mình thiên thần phương hướng đi đến, các có tâm tư khác nhau, thiên đạo thánh viện tam đại thiên thần đều tại, hắn nhìn về phía từng vị xuất hiện thiên đạo thánh viện đệ tử, nhưng mà từ trong ánh mắt của những người này, cái gì đều không thể nhìn ra. Thế nào, tần đáng thiên trước tiên mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn về phía tần tộc tam đại cường giả, hắn tự thân cũng muốn bước vào truyền thuyết chi địa bên trong, nhưng vì cửa vào chi địa có lực lượng kinh khủng, muốn tiêu diệt hắn chi đạo, cho nên hắn mới không có đi vào. Nhưng hắn vẫn như cũng muốn biết, cái này thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa, đến tột cùng là một nơi thế nào? Chiêu thiên thần còn lại, ánh mắt nhìn về phía mình trong môn hoặc trong gia tộc đệ tử, có người thẳng thắn mở miệng hỏi thăm, cũng có người bí mật truyền âm, tiên niệm giao lưu. Tần Viễn Phong, hắn có dòng giỏi. Tần tộc một vị cường giả đột nhiên mở miệng nói ra, không có trả lời truyền thuyết chi địa thế nào, mà là, nói thẳng ra câu nói này. Tần đáng thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt đột nhiên ở giữa bắn ra cực hạn bén quang mang, hắn thân là tần chính chi tử, đối với Tần Viễn Phong cái tên này đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được, năm đó, bị Tần tộc tru sát Tần Viễn Phong, hắn còn có dòng dõi ai, Tần Đảng Thiên phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, một vị khác Tần tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, ngón tay chỉ hướng hắn. Thanh thành giới chủ Tần Vấn Thiên, Tần Viễn Phong chi tử, truyền thuyết chi địa luân hồi thế giới, Lạc Thần lệ gọi hắn là ca, hắn là Tần Viễn Phong cùng Lạc Thần thị vị kia yêu nữ chi tử. Làm càng. Lạc Thần thị thiên thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, Người này lại dám nói năm đó lạc thần thì nhị tiểu thư là yêu nữ, vậy mà lúc này nội tâm của hắn bên trong đồng dạng trung động, nhị tiểu thư cùng tần viễn phong lại có dòng giỏi hơn nữa, lạc thần lệ đã biết, tại vạn giới đại hội dương danh thanh thành giới chủ tần vấn thiên, thể nội chảy xuôi theo tần tộc cùng lạc thần thì huyết mạch trong lúc nhất thời, các cường giả lực chú ý trong nháy mắt bị truyền thuyết chi địa chuyển di, ánh mắt nhau, nhau rơi vào trên người tần vấn thiên. Đối với thiên thần nhân vật mà nói, bọn hắn đương nhiên là biết tần viễn phong, tần tộc cái kia đoạn cố sự, thế nhưng là phi thường đặc sắc, từng tại thái cổ tiên vực gây nên không nhỏ chú ý tần đảng thiên ánh mắt rơi vào trên người tần vấn thiên cái kia cặp mắt hờ hững lộ ra một phòng nhìn bằng nửa con mắt miệt thị chi ý hắn nhàn nhạt mở miệng khó trách ngươi ánh mắt của nhìn ta khác biệt nguyên lai like, dòng họ của ngươi nhất định đến từ ta tần tộc chỉ tiếc bị tần tộc trục xuất nghiệt chủng ngươi không xứng có được cái này dòng họ hắn mặc dù có chút giật mình nhưng một lát liền khôi phục như thường tần viễn phong có dòng giỏi lại như thế nào sau kiến nhân vật đưa tay có thể tru sát Tần Viễn Phong, ngược lại là ẩn nhẫn đủ sâu, lại vẫn có lưu nghiệt chủng. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tần Đảng Thiên, song quyền nắm chặt, Lạc Thần Lệ đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Tần Đảng Thiên, nàng thầm trách mình đương thời nhất thời nóng vội, nhìn thấy Tần Vấn Thiên thân hãm hiểm cảnh vậy mà hô lên ca, bại lộ Tần Vấn Thiên thân phận, đến mức đứng trước cục diện như vậy, Tần Đảng Thiên, trong mắt có sát ý, Tần tộc người cũng sẽ không bỏ qua ca ca. Trúc xuất, Tần Vấn Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Đảng Thiên phụ thân ngươi năm đó sở hành hèn hạ sự tình, ngươi biết không năm đó phụ thân ngươi thực lực không bằng phụ thân ta, sau đó tần tộc cường giả đều xuất hiện, vây quét cha ta, ngươi, biết không, tần đảng thiên thần sắc cứng lại, hàng quan mãnh liệt hơn, một cổ thiên đạo uy áp giáng lâm. Ta nghe nghe bây giờ tần chính là tần tộc chi chủ, tướng bên thua, cũng vì tần tộc chi chủ, bại tướng dưới tay mà chi tử, nhưng ở này vũ nhục cha ta, như thế vinh vang đắc ý, như cha con ngươi vậy vô liêm sĩ chi nhân, ngược lại không thấy nhiều, còn nữa, ta chi dòng họ, là cha ta truyền thụ, ta và tần tộc ở giữa, không có chút quan hệ nào. Tần Vấn Thiên tiếp tục nói chăm chọc, cái kia bút cừu hận, hắn quên không được, thân phận hôm nay bại lộ, tần tộc, tần đảng thiên, đối với sát ý của hắn, là tất nhiên, sẽ không vì bất luận cái gì mà thay đổi. Nhưng tần Vấn Thiên biết, tại thiên đạo thánh viện, tần đảng thiên giết không được bản thân, không vì cái khác, đơn giản là, hắn tiến nhập truyền thuyết chi địa, mà vị kia truyền thuyết chi địa thanh niên áo trắng, thiên đạo thánh viện, là hắn sáng tạo. Đương nhiên, cho dù dạng này, tần Vấn Thiên vẫn như cũ cảm giác sỉ nhục, hắn hiện tại, vậy mà chỉ có thể dựa vào thiên đạo thánh viện bảo mệnh, mà cũng không đường đường chính chính cùng tầng đảng thiên đứng ở đối diện, đứng ở tầng tộc bên ngoài đòi nợ, lòng của hắn, ẩn ẩn có chút đâm nhói, tăng thực lực lên khát vọng, lần nữa kéo lên. Đông. Tầng đảng thiên bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước một bước, tới một bước, phản phất có thiên đạo giáng lâm, một cổ ngạc thở uy áp, rơi vào tầng vấn thiên trên người. Bất quá cơ hội tại cùng thời khắc đó, thiên đạo thánh viện tam đại thiên thần đồng thời cất bước mà ra, đứng ở tầng vấn thiên trước người, nhìn lấy Tần đảng thiên, Tư mệnh thiên thần nói. Nơi này là thiên đạo thánh viện. Thì tính sao, tần đáng thiên lạnh nhạt nói, thanh âm của hắn vẫn là như vậy ngạo nghễ, cùng vọng không ai bị nổi, thiên đạo thánh viện, lại như thế nào thiên đạo thánh viện ba vị thiên thần, tất cả đều đã trải qua thừa nhận không bằng hắn. Chung quanh các đại thế lực thiên thần thấy cảnh này đều an tĩnh vây xem, tần tộc, muốn cùng thiên đạo thánh viện đối đầu sao xem ra truyền thuyết chi địa sự tình, sau đó hiểu rõ cũng không muộn, đoạn này tần tộc ân oán, cũng rất có thú giờ phút này chỉ thấy lại một vị thiên thần bước chân một bước đi tới tần vấn thiên trước người ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tần vấn thiên hỏi ngươi thật là con trai của nhị tiểu thư tần vấn thiên không biết nhị tiểu thư là ý gì nhưng lạc thần lệ lại biết vị thiên thần này trong miệng nhị tiểu thư chính là mẫu thân của tần vấn thiên cô cô của nàng hắn là ca ta phụ thân ta cũng biết chuyện này hơn nữa đã gặp ca ca chỉ là còn không có công bố lạc thần lệ nói vị kia thiên thần ánh mắt lấp lóe chói mắt chi quan đứng ở tần vấn thiên bên cạnh quay đầu lại quét về phía tần đảng thiên vô luận bọn hắn lạc thần thị đối với tần vấn thiên là loại thái độ nào nhưng nhị tiểu thư dòng giỏi tuyệt đối không thể ở trong này bị tần tộc người đánh giết thiên đạo thánh viện không thế nào nhưng thiên đạo thánh viện quyết không cho phép có người ở này dương oai tư mệnh thiên thần lạnh như băng nói tần đảng thiên quá làm càng mấy vị vừa rồi không có nghe sao người này mình cũng thừa nhận hắn chính là ta tần tộc phản nghịch chi tử ta tự nhiên mang về chẳng lẽ thiên đạo thánh viện muốn can thiệp nhà ta sự tình tần đảng thiên cường ngạnh nói ra giống như, người hắn chắc chắn phải có được. Nếu tại ngươi tần tộc, tự nhiên theo ngươi xử trí, nhưng tần vấn thiên chính là ta thiên đạo thánh viện đệ tử, ở bên trong thánh viện, chính là ta thánh viện sự tình. Tư mệnh thiên thần tự nhiên không thể thỏa hiệp, để tần đảng thiên đem tần vấn thiên cầm xuống, hắn thiên đạo thánh viện, còn có mặt mũi nào trước mặt người trong thiên hạ truyền đạo, trong môn học sinh, bị người trực tiếp cường thế mang đi, vậy liền đã trải qua không chỉ có dùng nhục nhã hai chữ có thể khái quát. Cái này chẳng những là vì bảo đảm tần vấn thiên, đồng dạng, là vì bảo đảm thiên đạo thánh viện. Ta nếu nói, người, ta muốn định đâu, tận đảng thiên trên người quan hoàng vần quanh, một cổ nói uy bộc phát, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, chung quanh các cường giả nhau nhau lui lại tránh ra vị trí, cái này tận đảng thiên thật đúng là đủ phách lối, vậy mà, muốn tại thiên đạo thánh viện bắt người, cùng thiên đạo thánh viện thiên thần khai chiến. Thiên đạo thánh viện ba vị thiên thần không nói gì, đồng dạng bộc phát thiên uy, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều ẩn ẩn đang rung rẩy, thánh viện bên trong, nếu bộc phát thần chiến lại là hạng gì cục diện tần tộc hậu nhân như thế không có gia giáo sao lúc này trong hư vô có một thanh âm hạ xuống nghe được thanh âm này tam đại thiên thần mắt sáng lên lập tức trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nhẹ nhõm lão nhân gia ông ta nếu đến rồi như vậy tất cả vấn đề tự nhiên không còn là vấn đề làm càng tần đáng thiên ngẩng đầu một chút xuyên thấu hư không hướng phía bầu trời nhìn lại bọn chuột nhắc phương nào dám nhục ta tần tộc nếu tần tộc người không có gia giáo như vậy ta thay ngươi trưởng bối dạy dỗ ngươi. Lại một thanh âm rơi xuống, sau đó, thiên địa oanh minh, bầu trời rung rẩy, đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, một cổ không ai bị nổi thiên uy từ thiên khung rơi xuống, đám người thấy được một cái đại thủ ấn, đại thủ này ấn phản phất là thượng thương chi thủ, hắn đi ngang qua hư không mà đến, hướng phía tầng đảng thiên thân thể đè xuống. Tần đảng thiên ánh mắt bên trong bắn ra thần hoa, toàn thân thiên đạo quan hoàng lập lòe không ai bị nổi chi uy, mỗi một vòng ánh sáng, đều tự như là một cái chữ cổ, đại biểu một loại thiên đạo lực lượng, những chữ cổ này hướng phía hư không đại trưởng ấn đánh tới nhưng mà cái kia thương thiên đại trưởng ấn lấy không thể chống lại lực lượng giáng lâm tất cả va chạm thiên đạo lực lượng tất cả đều nghiền ép hủy diệt chữ cổ băng diệt thượng thương chi thủ hướng thẳng đến tầng đảng thiên thân thể đập mà đến âm tầng đảng thiên thân thể phóng lên tận trời toàn thân huyết mạch lực lượng phản phất đã ở giờ phút này bộc phát ra chữ cổ bộc phát kinh thế thần quang đâm thủng thiên khung điên cùng hướng phía cái kia đập mà đến thượng thương chi thủ đánh tới nhưng vô dụng tất cả chữ cổ tất cả đều luân hãm, vạn pháp gia diệt, vạn đạo đều là hủy. Tần đảng thiên phát giác không đúng, thân thể lui về sau, một bước ngàn dặm, nhưng mà cái kia thượng thương chi thủ như ảnh tùy hình, trực tiếp rơi xuống, giáng lâm trên thân thể hắn, trực tiếp tại thiên đạo thánh viện một mảnh khác trên không đem hắn chế trụ, lập tức giữ tại thượng thương chi thủ lòng bàn tay. Tần đảng thiên điên cuồng dãy dụa, lại vô lực tránh thoát. Tần tộc hậu bối, như thế không có gia giáo, từ nay về sau, bình thường tần tộc đệ tử, không cho phép đặt chân thiên đạo thánh viện nửa bước, thiên đạo thánh viện tuy nói hữu giáo vô loại, nhưng không dạy không có gia giáo chi nhân. Trên trời cao, thanh âm cuồng cuộn mà rơi, lộ ra cường thế thanh âm, lập tức thượng thương chi thủ vung ra, trong khoảnh khắc, tầng đảng thiên thân thể bị đuổi ra không biết bao xa, đã sớm bị vung cách thiên đạo thánh viện. Một vị thiên thần, hơn nữa, là tuyệt đỉnh thiên thần nhân vật, thiên tuyển chi tử tầng đảng thiên, cứ như vậy, giống như là sâu kiến đồng dạng, bị văng ra ngoài, thiên đạo thánh viện bên trong, chư thiên thần đều run sợ, trong đôi mắt có một vòng kính sợ, có thể đứng sừng sững thái cổ vô số năm tuế nguyệt truyền đạo chi địa, không thể khinh nhục. Tại chỗ thiên thần đều muốn lên một người, trừ Thiên đạo Thánh viện vị kia không biết thần bí viện trưởng bên ngoài, chỉ sợ không có người có được lực lượng như vậy. Mấy người các ngươi, không có nghe sao, về sau tầng tộc chi địa, không cho phép đặt chân Thiên đạo Thánh viện nửa bước. Tư Mệnh Thiên thần nhìn về phía tầng tộc mấy tên đệ tử, băng lãnh mở miệng, tầng tộc cường giả chỉ cảm thấy nhận rất cường liệt nhục nhã, đều quay người rời đi, Thiên đạo Thánh viện chi nhân thấy cảnh này, trong lòng thống khoái, cuối cùng xả được cơn giận đem từng tộc mang cho bọn hắn Thiên Đạo Thánh Viện, gấp bội còn cho bọn hắn. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Đảng Thiên nhớ kỹ, ngày khác tất lại đến Thiên Đạo Thánh Viện, gấp 10 lần đòi lại. Một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến, rung động giữa thiên địa, đó là Tần Đảng Thiên thanh âm, hắn khuất nhục, không cam lòng, hắn đường đường Tần tộc thiên thần, bị xem như sâu kiến đồng dạng ném ra Thiên Đạo Thánh Viện, vô cùng nhục nhã. Đời này của hắn, truyền kỳ cả đời này, trưởng thành đến nay, biết bao huy hoàng không từng có bất luận cái gì chỗ bẩn, được vinh dự thiên tuyển, nhưng hôm nay một màn này sẽ bị người viết sử dưới, là hắn bôi chi không hết sỉ nhục. Dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1849 Đến tiếp sau sự tình Nguồn Mê truyện audio com Tần tộc cường giả bị thiên đạo thánh viện khu trục, các cường giả còn lại thần sắc lấp lóe, thiên đạo thánh viện trước đó tao ngộ các thế lực áp bách, cuối cùng thỏa hiệp buông ra truyền thuyết chi địa, để chưa thế lực cường giả bước vào trong đó, chắc hẳn trong lòng kìm nén một ngụm ác khí chư vị muốn nhập truyền thuyết chi địa ta thiên đạo thánh viện buông ra để chư vị môn hạ đệ tử bước vào trong đó lịch luyện bây giờ đều là đã xuất đến có thể rời đi a à, tư mệnh thiên thần mở miệng nói hiển nhiên đây là đang hạ lệnh trục khách rất nhiều thế lực đều là áp bách thượng môn không cần thiết khách khí bây giờ chư thế lực đã trải qua đã đạt thành bọn hắn mong muốn còn muốn đối với thiên đạo thánh viện làm cái gì cho dù bọn hắn thực muốn làm cái gì sợ là cũng phải phỏng đoán vị kia chưa từng xuất hiện thần bí viện trưởng đi quấy rầy thánh viện, liền cáo từ. Cực nhạc tịnh thổ Phật môn cao tăng cáo từ một tiếng, lập tức mấy vị Phật tu đều chắp tay trước ngực, hướng về phía thiên đạo thánh viện một xá, liền cáo lui rời đi. Chư vị đại sư đi thông thả. Tư mệnh thiên thần đáp lại nói, lấy lễ đáp lại. Sau đó, các cường giả nhau nhau cáo lui, lưu lại nữa, cũng không có ý nghĩa gì, rời đi đồng thời, những này thiên thần hỏi đến truyền thuyết chi địa phát sinh sự tình, đối với thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa, cái này là lần đầu tiên buông ra, bọn hắn tự nhiên muốn biết bên trong đến tộc cùng có cái gì. Thần nữ nghe thường cũng yên lặng rời đi, không có để lại một câu nói, tần vấn thiên nhìn lấy nàng thân ảnh biến mất, nàng nhưng lại chưa quay đầu, phần kia cảm tạ, tần vấn thiên chỉ có thể để ở trong lòng. Cuối cùng không có đi người là lạc thần thị cường giả, lạc thần thị hai tên giới chủ nhân vật thần sắc lấp lóe, bọn hắn xem như cùng lạc thần lệ triệt để xích mít, chỉ là bọn hắn trước đó cũng không biết tần vấn thiên thể nội có hắn lạc thần thị huyết mạch, Tần Vấn Thiên bại lộ thân phận thời điểm, luân hồi thế giới bên trong bọn hắn đã chết ở tại Lạc Thần Lệ trong tay, bây giờ biết được, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bọn hắn Lạc Thần Lệ phe phái chi tranh, ngồi nổ chính là chuyện. Năm đó, có thể nói, bởi vì cha mẹ của Tần Vấn Thiên. Bây giờ, chính chủ hậu đại vậy mà xuất hiện. Lạc Thần thị thiên thần con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tần Vấn Thiên, phản phất muốn đem hắn xem thấu tới. "Ca, ta về trước Lạc Thần thị, chính ngươi phải cẩn thận." Lạc Thần Lệ hướng về phía Tần Vấn Thiên nói ra. Tần Vấn Thiên thân phận rõ ràng khắp thiên hạ, có một số việc, nàng muốn trở về hướng ra phía ngoài giao thông công cộng đời, nhìn xem lạc thần thị đến tột cùng là như thế nào thái độ. Được. Tần Vấn Thiên gật đầu. Ngươi cũng thế. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua hai vị khác lạc thần thị giới chủ nhân vật, tại luân hồi thế giới, mâu thuẫn trở nên gây gắt, có thiên thần tọa trấn, tự nhiên đấu không nổi, nhưng sau khi trở về, chỉ sợ lạc thần thị bên trong không thể thiếu một trận phong ba. Chuyện này, ngoài công của hắn, cũng chính là lợi Nhi gia gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết. Là thần lệ gật đầu, tự nhiên biết Tần Vấn Thiên ý tứ. Vô mệnh giới chủ cũng nhìn thật sâu Tần Vấn Thiên một chút, sau đó lạc thần thì một đoàn người rời đi, vị kia thiên thần trước khi đi, vẫn như cũ nhìn chầm chầm Tần Vấn Thiên nhìn, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chỉ có thể ở trên đường thông qua lạc thần lệ biết được, rất nhanh, các phương hào cường, tất cả đều rời đi, cho dù là ngưu ma, đều đi theo lấy ngưu thần tộc người đi rồi, hắn là đem Tần Vấn Thiên đắc tội ngoan, ngoại giới thần âm giới chủ đối với hắn ý kiến rất lớn, còn lưu tại thiên đạo thánh viện lời nói đối với hắn không có chỗ tốt thần âm giới chủ mạnh hơn hắn không ít tần vấn thiên thực lực hôm nay sợ là cũng không kém hắn trừ tà pháp tu hành bên ngoài tần vấn thiên ở trong luân hồi thế giới cảm ngộ chỗ triển hiện lực lượng trở lại thế giới chân thật về sau cũng đem có được lúc trước luân hồi thế giới một trận chiến tần vấn thiên tại lạc thần lệ truyền tà pháp trước đó liền đã phi thường lợi hại một trận phong ba giống như kết thúc như vậy nhưng mà truyền thuyết chi địa phát sinh tất cả biết mang đến dạng hậu quả gì bây giờ liền không được biết rồi Thiên đạo thánh viện bên ngoài vẫn như cũ tụ tập vô số cường giả, vẫn đạo thành bên trong cũng có bác phương khách đến thăm. Bây giờ gặp chưa thế lực trời đi, nhau nhau tìm hiểu thánh viện bên trong phát sinh sự tình, nhưng mà biết chân tướng chỉ có các thế lực cao cấp người, hiển nhiên còn sẽ không như thế nhanh liền truyền ra. Tần Đáng Thiên bị đuổi ra Thiên đạo thánh viện về sau vẫn như cũ còn ở trong vấn đạo thành, hắn truyền âm để ba vị tần tộc cường giả cùng hắn tụ hợp, đồng thời đối với thần nữ Nghe Thường đưa tin nói, Nghe Thường, chúng ta cùng một chỗ hội thiên vực, không cần ta tự sẽ bản thân trở về." Thần nữ nghe thường bình tĩnh đáp lại một tiếng, không mang theo một tia khói lửa, Tần Đảng Thiên Long mày lóe lên, bất quá cũng không nói gì nhiều, trả lời. "Cũng tốt, trên đường cẩn thận." Tần tộc cường giả chạy đến cùng hắn hợp thành hợp lại cùng nhau, Tần Đảng Thiên hỏi, "Nói một chút đi." Hắn hỏi tự nhiên là truyền thuyết chi địa phát sinh sự tình, Tần Vấn Thiên tạm thời để ở một bên, để hắn sống lâu một trận truyền thuyết chi địa chính là một luân hồi thế giới, chúng ta sau khi đi vào, phản phất trực tiếp có mười mấy năm ký ức, hơn nữa, bên trong thế giới cùng ngoại giới rất tương tự, chúng ta cũng sinh ra ở một cái sông tầng thế gia, một cái khác tầng gia, tầng vấn thiên ở nơi đó, lúc ấy chúng ta liền nghi hoặc, nếu như luân hồi thế giới chiếu rọi chân thực, vì sao hắn lại xuất sinh sông tầng thế gia, về sau chúng ta mới biết được nguyên nhân. Một vị cường giả lạnh lùng nói, sau đó, bọn hắn đem luân hồi thế giới phát sinh một ít chuyện nhau nhau nói ra. Tần đáng thiên nghe xong đây hết thảy về sau trong đôi mắt hiện lên một vòng quan mang kỳ lạ, nói. Chẳng lẽ, truyền thuyết chi địa người sáng tạo, có thể biết thiên mệnh, thông Akatsuki sinh mệnh vận. Hơn nữa, cho tới bây giờ, các ngươi cũng không biết là ai bước vào ngày đó không xuất hiện thánh điện, không biết, không có người thừa nhận, bất quá, còn có một chuyện, ta không biết nên không nên giảng. Tần tộc một vị cường giả nghiêm túc nói, tự hồ có chút do dự. Tần đáng thiên quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Nói. Loại kia ngữ khí, để tần tộc cường giả trong lòng không thoải mái, tần đảng thiên, xem như bọn họ hậu bối, nhưng không có cách, người khác là thiên thần, là thiên tuyển chi tử, hơn nữa hắn xưa nay đã như vậy, cho dù là trước đây không lâu bị thiên đạo thánh viện nhục nhã, vẫn như cũ không thay đổi cùng ngạo. Thần nữ, nàng cùng tần vấn thiên ở giữa, ở trong luân hồi thế giới, có không minh bạch quan hệ. Một người mở miệng nói ra, tần đảng thiên ánh mắt bên trong phong mang lập lòe, lộ ra chói mắt chi quan, nhìn lấy hắn nói. Người nói cái gì nghe thường, nàng cùng nghiệt chủng kia có gặp nhau, đúng vậy, việc này thiên chân vạn sát, hai người tại luân hồi thế giới, quan hệ sợ là không tầm thường, vì thế, chúng ta cùng thần nữ nghe thường có một ít xung đột, bất quá nếu về tới ngoại giới, tất cả dễ tính, dù sao, nàng là người xem nặng nữ nhân. Người còn lại nói, hiển nhiên là ba người thương lượng xong, trả đũa, không phải, bọn hắn ở trong luân hồi thế giới những ý nghĩ xấu xa đó bị tần đảng thiên biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá, loại chuyện này, lấy thần nữ nghe thường tính cách, là không thể nào chủ động cáo trạng cái gì, tần đảng thiên nếu thật có nghi kỵ, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, cũng sẽ không trực tiếp hỏi, có hy vọng rất lớn che giấu đi. Tần đảng thiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sắc bén chi ý, đối với tần tộc cường giả lời nói, hắn tin rồi mấy phần, đơn giản là, hắn biết một chút đối phương không biết sự tình, thần nữ nghe thường tổ phụ khúc thần, không chỉ có cùng gia gia hắn tần đỉnh quen biết, đồng dạng, cũng nhận biết nhiệt chủng kia gia gia, tần thiên cương. Khó trách, nghe thường muốn bản thân một mình trở về, vậy mà cũng là bởi vì việc này sao, về trước đi. Tần đáng thiên lạnh lùng một giọng nói, sau đó, một đoàn người lấp lóe rời đi, chuẩn bị đi đầu trả về thiên vực tần tộc, nhiệt chủng kia tồn tại, vẫn là muốn trở về cùng phụ thân nói một tiếng, bây giờ, còn không biết nhiệt chủng kia tuổi tác, bọn hắn cần biết nhiệt chủng kia ra đời thời gian, từ đó suy đoán một ít chuyện. Nếu hắn thời gian tu hành không dài lời nói, như vậy, ý vị này, đáng chết chi nhân, khả năng chưa chết. Nếu hắn chưa chết, vậy liền thú vị tử vi thần đình một đoàn người đồng dạng rời đi vị kia thiên thần sư đệ cùng hai vị đệ tử đều quay chung quanh tại nguyệt trường không bên người ẩn ẩn thành kỹ giác chi thế đem nguyệt trường không vây quanh một màn này để vị kia thiên thần biết truyền thuyết chi địa tất nhiên xảy ra một ít chuyện vẫn chưa đi quá xa vị kia thiên thần thản nhiên nói có chuyện gì nói đi sư huynh sư đệ của hắn nguyệt trường không sư thúc vừa định mở miệng liền gặp nguyệt trường không trực tiếp quỳ xuống nói sư tôn đệ tử tại truyền thuyết chi địa luân hồi thế giới bên trong biến thành tên ăn mày thụ vô tận nhục nhã nhất thời bị ma quỷ ám ảnh tu hành có thể nuốt người khác tu vi tà pháp sau gặp được sư thúc cùng hai vị sư huynh vì tâm trí đã sớm bị tà pháp ăn mòn liền đối với sư thúc cùng sư huynh ra tay đệ tử tội đáng chết vạn lần không dám yêu cầu xa vời mạng sống chỉ hận không thể tiếp tục thụ sư tôn dạy bảo cầu sư tôn ban thưởng ta vừa chết ngươi còn có mặt mũi nói Nguyệt Trường không sư thúc nhìn lấy quỳ trên đất thân ảnh, sát ý lăng lệ, muốn tranh thủ đồng tình sau khi bọn hắn ngốc, sư huynh, cho dù bị tà pháp mê hoặc, nhưng vẫn như cũ không đến mức không thể khống chế, Nguyệt Trường không người này có khi sư diệt tổ chi tâm, vì cầu thực lực, có thể không từ thủ đoạn, nếu cầu mong gì khác chết, sư huynh liền thành toàn hắn đi. Cái kia đại năng giới chủ nói, sư tôn, Nguyệt Trường không, nên giết. Hai người khác cũng mở miệng nói, bọn hắn tại luân hồi thế giới không lấy được gì cả, đơn giản là, chết quá sớm, đây hết thảy, đều là bái nguyệt trường không ban tặng tà pháp thiên thần nhíu mày hỏi chuyện gì xảy ra truyền thuyết chi địa xảy ra chuyện gì sư huynh truyền thuyết chi địa chính là một luân hồi thế giới chúng ta tương lai nguyệt thần điện bên trong cùng tử vi thần đình tương tự cái này luân hồi thế giới phong ấn rất nhiều tà linh có thể mê hoặc nhân tâm để cho người ta tu hành tà pháp nguyệt trường không chính là tu hành tà pháp sau đó thì sao thiên thần hỏi mấy người ánh mắt trì trệ đều không thể trả lời bọn hắn tại lúc đầu liền bị nguyệt trường không giết chết chúng ta đều bị cái này nghiệt xúc hại chết, sự tình phía sau, cũng không biết. Vì kia đại năng giới chủ có chút hổ thẹn, luân hồi thế giới, uổng công một chuyến, liền phát sinh cái gì cũng không biết. Ngươi nói, thiên thần nhìn về phía quỳ tại đó nguyệt trường không? Đệ tử không nghĩ rõ thả cái gì, phạm phải như thế bất kính tội, bây giờ chỉ cầu vừa chết, cầu sư tôn ban được chết. Nguyệt trường không quỳ xuống đất tại, cúi đầu phủ phục, phản phất một lòng muốn chết. Thiên thần nhíu mày, mở miệng nói. Ngươi trước bắt đầu. Sư huynh đại năng giới chủ hô. Đệ tử không dám. Nguyệt Trường không quỳ xuống đất nói. Để ngươi bắt đầu, đem sự tình cẩn thận nói một lần. Vị kia thiên thần lạnh lùng nói, hắn vị này đệ tử, tuy nói bản tính âm hiểm ti tiện, nhưng thủ đoạn, có thể so sánh hắn vị sư đệ kia cùng hai tên đệ tử khác xuất sắc nhiều, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng liền giết chết mấy người khác, dạng người này, có thể thành đại sự, nhưng là có thể lục thân không nhận. Dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1850 ông ngoại triệu kiến. Nguồn Mê truyện audio com Sau mấy tháng, thiên đạo thánh viện bên trong phát sinh một ít chuyện ở trong thái cổ truyền ra, nguyên lai, thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa bên trong, nhất định có một phương thế giới, luân hồi thế giới, ở nơi đó, tất cả bắt đầu lại từ đầu, có thể khảo nghiệm tâm tính của người ta, có được tà linh, mê hoặc nhân tâm. Nghe đồn, luân hồi thế giới bên trong, tử vi thần đình nguyệt trường không, hắn tu hành tà pháp, nhất lên gió tanh mưa máu. Nghe đồn, luân hồi thế giới bên trong, lạc thần thị huynh Mụi tàn sát lạc thần lệ hương tiêu ngọc tổn mất mạng trước đó hô lên thanh thành giới chủ thân phận chân thật hắn đúng là năm đó tần tộc tần viễn phong cùng lạc thần lệ thiên kim chi tử nghe đồn luân hồi thế giới bên trong tần vấn thiên đến tà pháp về sau lực chiến quần hùng tru tần tộc tam cường người diệt nguyệt trường không nhất chiến kinh thiên cuối cùng là thần nữ nghe thường đem cứu đi đây hết thảy tất cả nghe đồn ở trong thái cổ tiên vực càng ngày càng nghiêm trọng lâm tiêu cùng huyền nữ cố sự để cho người ta nói chuyện say sưa tần vấn thiên cùng thần nữ nghe thường ở giữa cố sự là càng làm cho người ta sinh lòng vô hạn mơ màng phải biết thần nữ nghe thường là thiên tuyển chi tử tần đảng thiên xem trọng người mà thiên tuyển chi tử tần đảng thiên người thế nào tần chính chi tử cũng tức là năm đó tần viễn phong tộc huynh như vậy tần đảng thiên cùng tần vấn thiên ở giữa phản phất sinh ra là địch bây giờ thần nữ nghe thường xuất hiện tại giữa hai người có một đoạn như vậy cố sự làm sao không để cho người ta miên man bất định thanh thành giới chủ tần vấn thiên chi danh chân chính xuất hiện tại thái cổ sân khấu bị thái cổ tiên vực chi nhân chỗ biết rõ tần tộc khi biết tần vấn thiên thân thế về sau lập tức hạ lệnh điều tra tần vấn thiên tất cả rất nhanh bọn hắn tra được thanh thành giới tra lần có thể tra tất cả tư liệu bọn hắn biết được tần vấn thiên đến từ thanh huyền hơn nữa hắn còn rất trẻ tuổi hắn tham gia vạn giới đại hội thời điểm tu hành chưa từng có ngàn năm tuế nguyệt tần tộc ra kết luận tần viễn phong còn sống tần tộc lập tức hạ lệnh điều động giới chủ phía dưới cảnh giới cường giả tiến đến thanh huyền điều tra bây giờ thanh huyền tiên vực vẫn không có giải trừ hoàn toàn phong cấm có thể đi trước người mạnh nhất cũng chỉ có thể là siêu phàm chi cảnh bọn hắn tần tộc mặc dù không sợ phiền phức nhưng là không nghĩ gây vị kia cổ nhân đối với tần tộc mà nói giới chủ cảnh giới tần vấn thiên bây giờ còn không quá quan trọng uy hiếp không được bọn hắn nhưng tần viễn phong vợ chồng nếu như bọn hắn không có chết lời nói như vậy thì không khỏi không nghiêm túc đối đãi lạc thần thị đương nhiên cũng biết tất cả lúc này tại hoang vực lạc thần thị một tòa thẳng nhập trời cao cổ phong chi đỉnh một bóng người đứng chắp tay hắn dáng người thẳng tắp giống như thanh tùng vậy đứng sừng sững tùy ý đứng ở đó lại cho người ta một cổ nguyên nga cảm giác phản phất là một tòa núi cao thân ảnh này tóc đen nhánh hai tóc mai đã có tóc trắng nhìn qua cái kia lăn lộn vân hải sau lưng hắn có hai bóng người một nam một nữ nam tử hơi có vẻ suy yếu nữ tử là phi thường trẻ tuổi mỹ mạo hai người chính là lạc thần dụ cùng lạc thần lệ cha con nếu nàng một mực tại, nhiều năm như vậy, vì sao không trở lại gặp ta, cái kia đứng chấp tay thân ảnh mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn, có mấy phần tan thương chi ý, phản phất nhìn thấu thế gian phong cảnh. Nàng khả năng có nỗi khổ tâm riêng của mình, tần tộc bên kia giống như chúng ta, đều cũng không biết tần viễn phong năm đó không có chết, như vậy, nàng không xuất hiện, có phải là vì tự bảo vệ mình? Lạc thần dụ nói, ngay cả ta cái này làm phụ thân cũng phải gạt sao xóa sạch tất cả đưa tin tiên niệm, thật là lòng dạ độc ác. Thân ảnh kia lại nói, thấy hắn chậm rãi quay người, lộ ra cái kia góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, hắn nhìn qua con trai của so với hắn lạc thần dụ còn muốn tuổi trẻ mấy phần, cặp con mắt kia, có nhìn thấu thế sự lực xuyên thấu. Lạc thần xuyên, lạc thần thị đương đại gia chủ, phụ thân của lạc thần dụ. Còn có ngươi, cũng học được gạt ta. Hắn nhìn lấy lạc thần dụ nói. Phụ thân, ta cũng không phải là cố ý. Lạc thần dụ cúi đầu. Ngươi lo lắng cái gì, sợ ta biết gây bất lợi cho hắn sao, lạc thần xuyên nói. Ngươi đừng quên, ta ông ngoại của là hắn, trong cơ thể của hắn cũng chảy máu của ta lạc thần dụ vẫn như cũ cúi đầu lạc thần xuyên trong lòng thầm than đương nhiên sẽ không tiếp tục con trai của làm khó hắn hắn nói khẽ các ngươi đều gặp hắn thế nào vạn giới đại hội cùng thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa phát sinh sự tình phụ thân cũng đã biết chắc hẳn trong lòng hiểu rõ nó thiên tư kiêu ngạo cha mẹ của với hắn nếu cho hắn thời gian tất thành châu báu lạc thần dụ nói ta muốn gặp hắn lạc thần xuyên thản nhiên nói khiến cho lạc thần lệ đôi mắt đẹp lóe lên, nội tâm cũng nhìn không được trung dưới, gia gia, cũng gặp ca ca à, phụ thân, gia tộc bên kia. Lạc thần dụ có chút do dự, lạc thần lệ sau khi trở về mang về tin tức, lạc thần thị đệ tử, lại luân hồi thế giới bán đứng nàng, bởi vì chuyện này, trong gia tộc sinh ra một số việc bưng, bây giờ, hai đại giữa hệ phái, đang đứng ở phi thường nhạy cảm thời kỳ. Ta vẫn là lạc thần thị gia chủ. Lạc thần xuyên một lời đem hắn lời nói cắt ngang đến, hắn nhìn về phía lạc thần lệ nói. Lệ nhi, ngươi hỏi một chút hắn, khi nào có thể tới lạc thần thị một chuyến. Hiện tại, lạc thần lệ sững sờ. Đúng, hiện tại liền hỏi, ta liền muốn biết rõ đáp án. Lạc thần xuyên gật đầu. Lạc thần lệ đôi mắt đẹp hướng phía phụ thân lạc thần dụ bên kia nhìn thoáng qua, gặp lạc thần dụ đối với nàng nhẹ gật đầu, thế là liền lấy ra truyền tấn thủy tinh, một đạo tiên niệm đánh vào trong đó, hỏi. Ca, ngươi bây giờ ở nơi nào, thanh huyền? Một thanh âm truyền vào lạc thần lệ trong ốc, khiến cho lạc thần lệ đôi mắt đẹp sững sờ. Hạ giới thiên, thanh huyền tiên vực, ca ca, vậy mà hạ giới. Lệ nhi, có chuyện gì không tần vấn thiên thanh âm lại truyền tới, lạc thần lệ nhìn gia gia của nàng một chút, lập tức ánh mắt ngưng trọng mấy phần, đưa tin nói. Ca, gia gia nói, hắn muốn gặp ngươi, để ngươi đến lạc thần thị một chuyến. Bên kia một trận trầm mặt, lạc thần lệ biết, tần vấn thiên cần một chút thời gian suy nghĩ. Ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, chờ ta sau khi xuất quan liền hồi thái cổ tiên vực, đến lúc đó, biết tiến về hoang vực một chuyến. Một lát sau, Tần Vấn Thiên truyền âm trở về, Lạc thần lệ nhẹ nhàng gõ đầu, trả lời. Được, vậy ta đối với Gia Gia nói. Vừa nói, Lạc thần lệ đem truyền tấn thủy tinh thu hồi, Lạc thần xuyên ánh mắt một mực nhìn qua nàng, tự hồ tại mấy người đáp án của nàng. Gia Gia, ca ca nói, hắn hiện ở dưới đã trải qua giới, tại thanh huyền tiên vực, chuẩn bị bế quan một lần, có thể muốn sau khi xuất quan mới có thể hồi thái cổ, đến lúc đó đến lạc thần thị. Lạc thần lệ nói. Lạc thần xuyên nghe được lạc thần lệ lời nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thần sắc như thường, hắn đã biết tần vấn thiên từ hạ giới thiên thanh huyền mà đến, một đường trưởng thành đến hiện tại. Cảm nhận được áp lực, biết phải thật tốt tu hành sao, lạc thần xuyên nhàn nhạt một giọng nói. Hy vọng thật có thể như các ngươi chỗ mong đợi như thế, tần tộc là như thế nào một thế lực, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Vừa nói, bước chân hắn hướng phía trước phóng ra, rời đi bên này, lưu lại trố mắt nhìn nhau lạc thần lệ cha con. Xem ra, gia gia là quan tâm ca ca. Lạc thần lệ thì thào nói nhỏ. Thanh huyền tiên vực, thiên đế thành, đế cung bên trong nơi này là thanh huyền tiên vực quyền lực tuyệt đối trung tâm dù là tần vấn thiên cũng không tại đứng sững ở thiên đế thành bên trong đế cung vẫn như cũ có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng đơn giản là ở nơi này chủ nhân là thiên đế tần vấn thiên đương nhiên sẽ không lừa gạt lạc thần lệ hắn bây giờ thì ở tòa này đế cung bên trong lúc trước thiên đạo thánh viện sự tình kết về sau hắn lập tức lặng lẽ thanh thành giới một chuyến an bài tốt thanh thành giới sự tình sau đó mang lên bên người người về tới thanh huyền tiên vực bọn hắn mặc dù cảnh giới đều đã vượt ra khỏi siêu phàm nhưng mà bọn hắn vốn là thanh huyền đi ra người tự nhiên không thụ phong cấm trở ngại huống chi mơ hồ đoán đến một chút thanh huyền bí mật tần vấn thiên trong lòng rõ ràng phong cấm thanh huyền người không thể lại ra tay với bọn họ bây giờ toàn bộ cổ thanh huyền tương lai đều trên người bọn hắn về phần vì sao biết nóng lòng trở về bởi vì tần vấn thiên biết tần tộc sẽ điều tra hắn hơn nữa biết một mực truy xét đến thanh huyền tiên vực phái người tới đây người khác ở chỗ này sẽ không quan tâm tần tộc điều tra bây giờ nếu thân phận đã trải qua bại lộ cho dù tra được lại rõ ràng đối với hắn mà nói vẫn như cũ không có gì khác biệt dù sao tần tộc là nhất định phải giết hắn nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cho tần tộc cơ hội như vậy trừ cái đó ra còn có nguyên nhân chính là củng cố tu vi tăng thực lực lên hắn bây giờ hoàn toàn chính xác cần một lần bế quan tăng lên bản thân đồng thời trở lại thăm một chút đã từng thân nhân bằng hữu phải chăng cũng còn tốt hắn hôm nay còn xa không có trực diện tần tộc năng lực chỉ có thể tránh đi cái này rất mất mặt hắn hận không thể trực tiếp giết vào tần tộc đại chiến một trận nhưng mà cho dù rất mất mặt hắn cũng nhất định phải nhẫn, chịu chết rất đơn giản, sau khi nhưng hắn chết, cừu hận của phụ thân, ai tới báo thân nhân của hắn, ai tới quản tu hành nhiều năm, đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã sớm qua mù quán xung động nhiệt huyết tuổi tác. để cung trong sân, Tần Vấn Thiên ngồi ở kia, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn vốn không ông ngoại của che mặt, muốn gặp hắn, để hắn tiến về lạc thần thị, nếu lệ nhi sẽ thông báo cho bản thân, ý vị này, hắn ông ngoại của chưa bao giờ thấy qua, đối với hắn hẳn là không có ác ý, dù sao, máu mũ tình thâm, ông ngoại, xem như chí thân là thần thị, hắn là nhất định phải đi, ông ngoại đương nhiên muốn gặp, nhưng không phải hiện tại. Lão đại, ngươi đã trở về. Bên ngoài, có tiếng huyên náo truyền đến, sau đó, Tần Vấn Thiên liền gặp Phạm Nhạc mập mạp cùng Âu Dương cùng sinh một nhóm thân ảnh quen thuộc đi tới, bây giờ, trên người bọn họ đều có truyền tấn thủy tinh, Tần Vấn Thiên trở về tin tức, đương nhiên là không gạt được, có thể ở trong đế cung thông suốt không trở ngại, đại khái cũng chỉ có Tần Vấn Thiên những người bạn này. Mập mạp, ngươi và Huyền Tâm ở giữa, tại sao còn không tiểu bàn đôn, Tần Vấn Thiên cười hỏi đừng nói ta, nhìn xem chính ngươi. Phạm Nhạc khinh bỉ nói. Đúng rồi, lần này trở về, lão đại giúp ta tăng lên hạ thực lực, để cho ta tùy tiện có thể bước vào cái cổ chi đại đế cấp bậc là được. Tần Vấn Thiên nghe được mập mập mặt sạm lại, Âu Dương cùng sinh nói chăm chọc. Chỉ ngươi điểm này đáng thương thiên phú, sợ là không có cơ hội. Âu Dương, tại sao phải thử xem, Phạm Nhạc không phục nói. Ha ha. Âu Dương cùng sinh khinh thường cười một tiếng, càng là chọc giận Phạm Nhạc, liền thực hô hào muốn động thủ, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành bọn hắn nhìn trước mắt bằng hữu làm ầm ĩ, đều lộ ra ý cười, Tần Vấn Thiên hướng về phía bên ngoài mở miệng nói: "Đêm nay chuẩn bị tốt tiệc rượu, thay ta mời tất cả mọi người đến đế cung tụ lại, không say không về." "Đúng, Thiên đế." Bên ngoài có người không người tuân mệnh. Không qua bao lâu, Thiên đế trong cung, Âu Dương Cùng Sinh, Phạm Nhạc, Tần Xuyên, Diệp Thanh Vân, Bạch Vô Nhai, Quân Mộng Trần, Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Vân Hy, Mạc Thương, Diệp Lăng Sương rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều xuất hiện ở bên trong đế cung dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1851 Trăm năm Nguồn Mê truyện audio com Tam thập tam thiên tiên vực, chúng sinh, thời gian trăm năm, cũng bất quá một cái búng tay. Những đứng sững ở đó tiên vực đỉnh phong thế lực, giống như là vĩnh hằng, sẽ không một nát. Thái cổ tiên vực, sinh linh vô tận, mỗi một ngày đều phát sinh rất nhiều đại sự, mỗi một ngày đều sẽ ảnh hưởng vô số người vận mệnh, nhưng đem đặt ở toàn bộ thái cổ mà nói, liền lộ ra không có ý nghĩa, thời trước từ thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa đi ra rất nhiều người trên người bọn họ đều phát sinh thuế biến trưởng thành kinh người nghe nói cực nhạc tịnh thổ thất giới đại sư đã dòm thiên đạo chi bí khoảng cách phật đạo chân thần bất quá cách xa một bước không chỉ có là thất giới đại sư diệt thần cung lạnh sát xa tộc xa ưng càng khôn giáo lâm tiêu đám người cứ nghe đều tiến bộ cực lớn tiến triển cực nhanh cái này khiến vô số người đối với thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa sinh ra hướng tới chi tâm nhưng mà năm đó đến tột cùng là ai chân chính bước vào truyền thuyết kia chi địa thánh điện rất nhiều người suy đoán là thất giới đại sư ngẫu nhiên cũng sẽ có người nhớ tới tử vi thần đình nguyệt trường không hắn tại luân hồi thế giới nuốt đồng môn tu hành tà pháp sau khi đi ra tử vi thần đình thiên thần làm sao có thể tha cho hắn không biết vận mệnh như thế nào nhưng mà nguyệt trường không lại phản phất im hơi lặng tiếng vậy không có tin tức của hắn rất nhiều người suy đoán hắn đã chết bị tử vi thần đình xử tử đồng dạng biến mất còn có tần vấn thiên bất quá đối với tần vấn thiên biến mất đám người đều cho rằng rất bình thường thân thế của hắn bại lộ tần tộc sẽ không bỏ qua hắn hắn đương nhiên không có khả năng lại xuất hiện có lẽ núp ở thiên đạo thánh viện bên trong bế quan tu hành đi không đến cảnh giới nhất định sợ là không dám đi ra thiên đạo thánh viện nhưng tần vấn thiên cừu nhân tần tộc lại biết tần vấn thiên hắn cũng không tại thiên đạo thánh viện mà là tại thanh huyền bọn hắn người nhìn chằm chằm vào thanh huyền cùng thanh thành giới đối với tần vấn thiên động tĩnh rõ như lòng bàn tay đương nhiên bọn hắn cũng không biết tần vấn thiên không chỉ có đi thanh huyền còn đi đến cổ thanh huyền diệt thế chiến trường tam thập tam thiên tiên vực hạ giới thiên chi đông hoàng thiên chính là từ tử vi thần định cấp dưới thế lực đông hoàng thị chỗ thống trị một phương thế giới này đông hoàng thị làm chủ quan sát chúng sinh gần nhất đông hoàng thiên không bình tĩnh rất nhiều người không giải thích được tử vong thậm chí tại vài ngày trước xảy ra một kiện đại sự đông hoàng thiên một tòa cổ thành một thành cường giả, tất cả đều không hiểu tử vong, sau khi bọn họ chết thi cốt đều không thấy, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian, cái kia một thành, biến thành tử thành. Đông Hoàng Thiên lòng người bàn hoàng, Đông Hoàng thì phái cường giả ra ngoài điều tra việc này, nhưng mà phái ra chi nhân, tất cả đều không có trở về, hoàn toàn mai danh ẩn tích, chuyện này, để Đông Hoàng thị chân chính cảm nhận được khó giải quyết, rất có thể, là thái cổ tiên vực có ma đầu nhân vật hạ giới, tai họa sinh linh. Ngay tại Đông Hoàng thì cảm giác được bất an thời điểm, một đạo thanh niên thân ảnh dáng lâm nguyên nga đông hoàng cung người tới tự xưng đông hoàng anh vị hôn phu muốn tới cưới đông hoàng anh việc này trong nháy mắt kinh động đến đông hoàng thị cao tầng đông hoàng anh đương nhiên cũng kinh động đến cùng một chỗ bước ra chỗ ở nhìn thấy người tới phát hiện thình lình chính là năm đó cái kia lừa đời lấy tiếng chi nhân nguyệt trường không hắn không có chết không chỉ có không chết hơn nữa xuất hiện ở bọn hắn đông hoàng thiên hơn nữa đi tới đông hoàng cung đông hoàng anh thần sắc rất khó coi nàng xem thấy nguyệt trường không nói ngươi tới làm cái gì thế nào nam nhân đến của ngươi ngươi không chào đón nguyệt trường không mỉm cười nói đông hoàng anh sắc mặt có chút khó xử bây giờ liên quan tới nguyệt trường không nghe đồn rất nhiều là một mười phần hỗn trướng không chỉ có lừa đời lấy tiếng hơn nữa làm người tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn có thế khi sư diệt tổ đông hoàng thì người muốn liên quan tới nguyệt trường không một vài tin đồn sắc mặt đột nhiên thay đổi hỏi đồ thành sự tình là ngươi làm ngươi ở đây tu hành tà pháp nguyệt trường không khóe miệng phát họa lên một nụ cười nhàn nhạt lập tức bước ra một bước liền tới đến Đông Hoàng Anh bên người, ông nạn eo thon chi, Đông Hoàng Anh muốn tránh đi, nhưng mà lại như thế nào tránh được, tùy tiện liền bị Nguyệt Trường không đắc thủ, đưa nàng ông, nói. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, làm sao, ngươi nhất định tuyệt tình như thế, buông ra. Phụ thân của Đông Hoàng Anh cất bước mà ra, trên người khí thế bành trướng, cường đại thiên tâm ý thức nở rộ, uy áp bao phủ Nguyệt Trường không. Nguyệt Trường không trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh như băng thần sắc, lộ ra một vòng cười tà, ánh mắt nhìn về phía đối phương, lập tức chỉ thấy thiên địa đột nhiên trở nên rét lạnh, một phần loan nguyệt xuất hiện ánh trăng chiếu xuống đem cả vùng không gian đều bao phủ trong đó để ngươi cảm thụ xuống ta một lần nữa lĩnh ngộ nguyệt thực chi lực nguyệt trường không cười nhìn lấy phụ thân của đông hoàng anh sau đó cái kia một phần loan nguyệt nhất định hóa thành màu đen kịt một cổ kinh khủng quan rơi vào đông hoàng anh trên người của phụ thân sau đó phụ thân của đông hoàng anh phản phất lâm vào tuyệt đối trong bóng tối một chút xíu bị cái kia hắc ám trăng khuyết từng bước xâm chiếm sắc mặt người xung quanh kinh biến đông hoàng anh hoảng sợ nói cha trăng khuyết đen nhánh giống như một vòng quỷ tháng, cực kỳ yêu dị, một chút xíu đem Đông Hoàng Anh phụ thân nuốt vào hắc ám. Nguyệt Trường không, ta Đông Hoàng thị phụ thuộc vào tử vi thần đình, ngươi làm như thế, ngươi sư tôn làm sao có thể bỏ qua ngươi. Một người hét lớn. Sư tôn ta. Nguyệt Trường không đột nhiên phá lên cười, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh. Về sau, ta tới chấp trưởng Đông Hoàng Thiên, sư tôn ta đương nhiên sẽ không có ý kiến, ta thế nhưng là đệ tử của hắn. Thoại âm rơi xuống, Đông Hoàng Anh thân thể của phụ thân hoàn toàn biến mất tại ma quỷ bên trong trăng khuyết. Luân hồi thế giới tà pháp, chỉ thích hợp với luân hồi thế giới, nghe đồn đó là tà linh truyền thụ, bởi vì luân hồi thế giới đặc thù điều kiện tu luyện mới áp dụng, nhưng mà, cái kia tà pháp lại làm cho Nguyệt Trường không chân chính thấy rõ bản thân, biết bản thân nên đi đường gì, hắn tìm được một đầu bản thân phương pháp tu hành, lợi dụng thời trước luân hồi thế giới cảm ngộ, hắn lĩnh ngộ ra sức mạnh hoàn toàn mới, loại lực lượng này, mặc dù không có khả năng như là luân hồi thế giới bên trong áp dụng tà pháp bá đạo như vậy, nhưng mà hắn lại có thể tuyệt đối khống chế, hơn nữa sẽ theo hắn lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh. Về phần hắn sư tôn, hắn một chút không lo lắng, hắn hiện tại có thể còn sống, chính là chứng minh tốt nhất. Nguyệt Trường không trong lòng lại quá là rõ ràng, hắn vị sư tôn kia, thiên thần cao cao tại thượng, cũng không phải cái gì người lương thiện. Ngươi là nữ nhân của ta, về sau ta là Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, tự sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi. Nguyệt Trường không vương tay, êm ái vuốt ve Đông Hoàng Anh khuôn mặt tái nhợt, tiểu dung quỷ dị giờ khác này đồng hoàng anh vô cùng thống hận bản thân ma quỷ này đều là chính nàng khai ra bây giờ toàn bộ đông hoàng thiên đều không ai có thể đối phó được hắn thái cổ tiên vực hoang vực chi địa có một thanh kiếm đang ở cấp tốc ngự không mà đi kiếm này to lớn nhất định ẩn ẩn có đại bằng hư ảnh vần quanh khiến cho tốc độ kia cực nhanh nhất thúng thiên lý trên thân kiếm đứng đấy một đạo anh tuấn vô cùng thanh niên thân ảnh áo trắng tóc đen trên bờ vai còn đứng rửa sạch trắng sủng vật chó con phi thường đáng yêu thanh niên này tự nhiên là Tần Vấn Thiên, ngay tại Tần tộc người cho là hắn còn tại Thanh Huyền thời điểm, hắn đã trải qua lặng yên không tiếng động rời đi đế cung, về tới Thái Cổ Tiên vực, thậm chí đi tới Thái Cổ Bắc vực Hoang vực chi địa. Tần Vấn Thiên đương nhiên biết Tần tộc biết theo dõi hắn, hắn tại Thanh Huyền sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, nếu Tần tộc đã biết hắn thân phận, cũng rất dễ dàng tra được, hắn muốn thoát thân cũng rất đơn giản, để thiên chính ở chỗ này đâu, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, hơn nữa, lần này hắn chỉ dẫn theo tiểu hỗn đảng ở bên người, đám người còn lại, tại cổ thanh huyền diệt thế chiến trường tu hành do trời thần chỉ giáo tiếp tục trùng kích cảnh giới củng cố tu vi này yêu kiếm ngươi không phải từ thổi rất ngưu à làm sao tốc độ chậm như vậy còn không bằng ta tới cương phong đánh tới tiểu hỗn đảng trắng như tuyết lông tóc cảm giác phi thường sảng khoái vẫn còn đang oán trách lực lượng của ta cần chủ nhân trở nên gây gắt nhập ta thân kiếm lực lượng càng mạnh ta là mạnh yêu kiếm nhàn nhạt đáp lại thôi đi đây còn không phải là cần nhờ vấn thiên ngươi có làm được cái gì còn thổi cái gì rất ngày quá thấp, hiện tại thái cổ tiên vực mảnh trời này, đầy đủ cao đi." Tiểu Hỗn Đảng khinh bỉ nói, giống như là cố ý chọc giận Yêu Kiếm. "Ngươi biết cái gì, thiên địa các loại đạo pháp mọi loại thần thông, với ta trên người tất cả đều có thể phóng thích nó uy." Yêu Kiếm không phục, Tần Vấn Thiên nghe được hai tên gia hỏa tranh luận, cười nói. "Yêu Kiếm, ngươi cũng không cần nghe tên Tiểu Hỗn Đảng này nói bậy nói bạ, hắn cố ý chọc giận ngươi." "Hừ." Yêu Kiếm hừ lạnh một tiếng. Tần Vấn Thiên cười một tiếng vô luận yêu kiếm ra sao thần binh, năm đó, nó trợ giúp bản thân trảm đang vương điện cứu khuynh thành, giúp mình nghịch chuyển yêu thần tế, bây giờ, hắn nên trở về báo nó, để nó nương theo bản thân, tại thái cổ bên trong bay lượng, không cần lại hận trời quá thấp. Cái này hoang vực thật đúng là vắng lặng, khắp nơi đều là yêu thú, nhân loại ở lại thành trì căn bản không có gì. Tiểu hỗn đảng nói ra. Đây không phải rất thích hợp ngươi sao, tần vấn thiên cười nói. Hoang vực tại thời cổ đại vốn là yêu thú thiên đường, hoang vu chi địa, chỉ có vô tận yêu thú sơn mạch cho dù cho đến ngày nay trừ lạc thần thị bên ngoài mặt khác hai đại đỉnh cấp thế lực yêu thần sơn cùng ngưu thần tộc cũng đều là yêu thú thế lực mà lạc thần lệ bọn hắn cũng tu có yêu chi lực lượng hoang vực đương nhiên là yêu thú nhiều vấn thiên ngươi cũng coi là lạc thần thị thiếu chủ nếu không về sau ngươi tới tiếp chưởng lạc thần thị ta tới thống ngự yêu thần sơn diệt kia cái gì ngưu thần tộc về sau hoang vực chính là của chúng ta ngươi cảm thấy thế nào, tiểu hổn đảng thanh âm non nớt bên trong lại nói ra như vậy ngang ngược lời nói, nghe khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái, gia hỏa này, thực có can đảm nghĩ. Là thần thị mặc dù là mẫu thân hắn gia tộc, nhưng làm sao cũng không tới phiên hắn đến khống chế. Chớ có nói hưu nói vượng, nhìn bản đồ một chút, chúng ta vẫn còn rất xa nhập lạc thành. Tần Vấn Thiên nói, lạc thành, chính là lạc thần thị nơi ở, lạc thần thị thống ngự vô tận khu vực chủ thành. Giống như chẳng phải xa, hẳn là cũng nhanh đến rồi. Tiểu hỗn đảng nói thầm một tiếng một người, một yêu, nhất kiếm, tại hoang vực trên không phi nhanh mà đi. Rốt cục, tiểu hỗn đảng chỉ sắp tới, tại sau một tháng tiến đến, tần vấn thiên, đi tới Lạc Thành, tọa lạc ở hoang vực to lớn cổ thành. Bước vào Lạc Thành lần đầu tiên, liền có thể nhìn thấy một tòa cao ngất tận trời nguyên nga cổ sơn, đứng sừng sững ở Lạc Thành chi đỉnh, cho dù tại vô cùng xa xôi Lạc Thành bên ngoài, liền có thể nhìn thấy cái kia cái bóng hư ảo, giống như một tòa thần sơn. Ngọn núi kia, tên là Lạc Thần Sơn, Lạc Thần thị nơi ở, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1852 Nhập Lạc Thần Thị Nguồn Mê Truyện Audio.com Lạc Thành, phồn hoa vô cùng, tọa lạc ở Lạc Thành Trung ương Lạc Thần Sơn chung quanh, càng là tập Lạc Thành Tinh Hoa nơi này. Lạc Thần Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một vùng núi, bất quá dãy núi này đã không có bóng núi, trừ nhìn từ đằng xa Nguyên Nga bên ngoài, gần nhìn, dãy núi này, tất cả đều rộng lớn cung điện cổ xưa, đến mãi không hết, liên miên nghìn vạn dặm, bên trong dãy núi này, nhân khẩu vô số. Lạc thần thị thân là người hoang vực đỉnh cấp thế lực, truyền thừa vô số năm tuế nguyệt, cho dù là tại rất nhiều thiên thần tộc trong thế lực xem như nhân số tương đối ít, nhưng vẫn như củ phi thường khổng lồ, mảnh này là thần sơn sơn mạch, giống như là đứng sững ở từng tòa cổ trên đỉnh to lớn hùng thành. Tần Vấn Thiên giờ phút này đứng ở Lạc Thần Sơn dưới chân, chung quanh có không ít người đều đến đây triều thánh, nhìn về phía Lạc Thần Sơn ánh mắt lộ ra sùng kính chi ý, đây là hoang vực đỉnh cấp thế lực, phía trên có thiên thần ở lại ở trong đó. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nghĩ đến mẹ của mình sinh ra ở mảnh đất này, trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. Cái này, chính là mẫu thân của nàng lớn lên địa phương à, chắc hẳn mẫu thân hắn thường xuyên tại trên dãy núi đi lại. Tần Vấn Thiên trong đôi mắt lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, lập tức cất bước đi lên mà đến, yêu kiếm gánh vác sau lưng, tiểu hỗn đảng vẫn như cũ nằm sắp trên vai của hắn, đang tò mò đánh giá cái này to lớn trên dãy núi đứng sừng sững hùng thành. Lạc thần thị sơn môn chi địa, có cường giả trấn thủ tại vậy, hùng vĩ cổ lão sơn môn, khắc lấy lạc thần hai chữ, cứng cấp hữu lực, chưa từng vì tuế nguyệt mà ăn mòn, thủ hộ ở bên người, tu vi đều không phải bình thường, bọn hắn nhìn thấy Tần Vấn Thiên leo núi, liền hỏi. Lạc thần thị, người sống chớ nhập. Tần Vấn Thiên mỉm cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra truyền tấn thủy tinh, tìm tới lạc thần lệ tiên niệm, nói. Lệ nhi, ta đến rồi. Ca, ngươi đến rồi, trong đầu truyền đến lạc thần lệ thanh âm giật mình. Tới nơi nào, hiển nhiên, lạc thần lệ cũng không biết Tần Vấn Thiên muốn tới tin tức, Tần Vấn Thiên trước đó cũng không nói cho nàng, mà là trực tiếp chạy tới hoang vực, một người, một thú, nhất kiếm là thần sơn sơn môn. Tần Vấn Thiên đáp lại, bên kia lạc thần lệ sửng sốt một chút, lập tức mới trả lời. Ca, chờ ta. Được. Tần Vấn Thiên đáp lại một chữ, sau đó liền tùy ý đứng ở đó chờ đợi, trước sơn môn người nhìn thấy hắn giống như là đưa tin thông tri ai, lại gặp Tần Vấn Thiên khí chất phi phạm, liền suy đoán hắn khả năng tại lạc thần thị bên trên có người quen, có mấy phần tò mò đánh giá Tần Vấn Thiên. Lạc thần thị bên trên, có một nhóm thanh niên nam nữ xuống núi mà đến, đi ngang qua sơn môn chi địa, bọn hắn đều khí độ phi phạm, tuấn nam mỹ nữ, thân là lạc thần thị đệ tử, trên người toát ra nhàn nhạt cao quý chi ý, còn có từng tia từng tia kiêu ngạo. Bọn hắn nhìn thấy Tần Vấn Thiên đứng ở bên cạnh, thuận tiện kỳ nhìn hắn một cái, một vị lạc thần thị thanh niên mở miệng nói. Ngươi là tới triều bái lời nói, tại chân núi là sông, không cần ngăn tại sơn môn bên ngoài. Lạc thần thị ở chung quanh vô tận vực thuộc về thánh địa, đến đây triều thánh rất nhiều người, Tần Vấn Thiên cũng có thể lý giải lạc thần thị địa vị, đối với người bình thường mà nói, cho dù là tiên đế cảnh nhân vật, đều không cách nào tưởng tượng một cái thiên thần tộc thế lực là như thế nào quái vật khổng lồ, nói là thánh địa, một chút không đủ, hắn từng tại thanh huyền tiên vực thời điểm, còn chưa nhập thái cổ, chính là tiên đế cảnh giới, khi đó, thượng giới thiên thiên thần tộc đối với hắn. Mà nói ý vị như thế nào đơn giản không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, tuế nguyệt biến thiên, thời gian dần trôi qua, cho dù là chân chính đứng ở thiên thần tộc thế lực trước, hắn đều cũng không có sinh ra quá cường liệt gần sống. Tâm cảnh tuy có chút chấn động, nhưng là chỉ là bởi vì đây là hắn mẫu thân ra đời địa phương, mẫu thân hắn gia tộc. Không phải, ta tới tìm ngươi. Tần Vấn Thiên lắc đầu cười nói, cái này mấy tên thanh niên nam nữ hẳn là tuổi tác không phải rất lớn, tu vi có siêu phàm cảnh, có tiên đế cảnh giới, hẳn là thuộc về lạc thần thì tuổi trẻ hậu bối. Tìm người, một vị mỹ lệ nữ tử lại cười nói. Tìm ai, ngươi biết ta lạc thần thì người từ, tìm một vị bằng hữu. Tần Vấn Thiên cười nói. Sẽ không lại là đến ta lạc thần thì tạo quan hệ a. À. Trong đó, nhất vị diện cho phép hơi có vẻ kiêu ngạo lãnh đạm thanh niên mở miệng nói, ngữ khí lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, cùng bọn hắn lạc thần thị tạo quan hệ người, rất nhiều. Cảm nhận được thanh niên kia trên người cảm giác ưu việt, tần vấn thiên tiếu dung vẫn như cũ, thân là lạc thần thị đệ tử, kiêu ngạo, rất bình thường. Bất quá, một chuyến này thanh niên nam nữ, lộ ra không có trải qua lịch luyện, quá dễ dàng bại lộ ý nghĩ của mình, bởi vì là lạc thần thị đệ tử còn tốt, nếu như ra ngoài, tất nhiên phải ăn thiệt thôi. Bằng hữu của ngươi tên gọi là gì, ta xem một chút có hay không quen biết. Vừa rồi cái kia mỹ lệ nữ tử cười hỏi, có chút hiếu kỳ, thanh niên trước mắt, sẽ tìm ai đây, trên bả vai hắn đầu kia sủng vật, ngược lại là vô cùng đáng yêu, để cho người ta nhìn lấy ưa thích. Là thần lệ. Tần Vấn Thiên nói, nghe được cái tên này, một nhóm thanh niên nam nữ đều sững sốt dưới, lập tức phóc thử một tiếng, đều nở nụ cười. Người cái tên này, nói láo thời điểm còn thật tình như thế, giống như là thật. Nữ tử kia cười nói. Đi xuống đi, chúng ta không truy cứu ngươi vừa rồi thanh niên kia nhàn nhạt mở miệng muốn tần vấn thiên rời đi nơi này lạc thần lệ nói đùa cái gì nước mắt tiểu thư là lạc thần thị chân chính giọng chính nhất mạch bọn hắn ngày bình thường cũng khó gặp được một mặt người này vậy mà nói dối là nước mắt tiểu thư bằng hữu đúng là điên không biết trời cao đất trọng tần vấn thiên không còn gì để nói lắc đầu lập tức ánh mắt đi lên trên núi chỉ thấy có mấy bóng người cấp tốc mà đến người cầm đầu phong hoa vô song mỹ mạo vô cùng chính là lạc thần lệ cái kia mấy tên lạc thần thị thanh niên nam nữ lúc này cũng quay đầu ánh mắt không khỏi sửng sốt một chút, nước mắt tiểu thư Lệ Nhi. Trăm năm không gặp, Lệ Nhi trên người khí chất càng phát ra xuất chúng, giống như càng không thêm vài phần, hiển nhiên, cái này trăm năm qua, nàng tất nhiên tiến bộ rất lớn. Lạc thần thì tốc độ rất nhanh, lóe lên liền tới đến rồi tầng vấn thiên bên người, vươn tay, lôi kéo tầng vấn thiên bàn tay, khiến cho bên cạnh mấy người ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó, cái này tình huống như thế nào lệ nhi tiểu thư, đã có người mình thích hơn nữa, người khác đều trực tiếp bên trên lạc thần sơn tới rồi sao ca. Lạc thần lệ ôn nhu hô, thời trước luân hồi thế giới kinh lịch sinh tử, giữa bọn họ huynh muội tình cảm sớm đã thăng hoa, cho dù không có cùng nhau lớn lên, nhưng vẫn như cũ cảm giác cực kỳ thân cận, giống như là chân chính thân sinh huynh muội một dạng. Lệ nhi, giống như lại đẹp lên điểm. Tần vấn thiên nhìn lấy lạc thần lệ cười nói. Chỗ nào, ca, chúng ta lên núi đi. Lạc thần lệ lôi kéo tần vấn thiên cánh tay hướng phía trước mà đến, một đạo đạp bên trong vào sơn môn, lưu lại vẫn còn đang ngẩn ra mấy người ca nước mắt tiểu thư, khi nào có ca ca tại lạc thần thị, mặc dù nàng có không ít tộc huynh, nhưng xưa nay sẽ không thân mật như vậy xưng hô. Rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi trăm năm trước một kiện nghe đồn, lập tức nội tâm đột nhiên rung dưới, nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng sinh ra gần sóng. Là hắn, hắn đến rồi. Đi. Bọn hắn thân hình lấp lóe, không có xuống núi, mà là đường cũ, bọn hắn biết, lạc thần thị, có thể muốn phát sinh đại sự, sẽ không bình tĩnh. Năm đó Tần Viễn Phong cùng Lạc Thần Thị Nhị Tiểu Thư sự tình, thế nhưng là nhất lên sóng to gió lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ lạc thần thị, khiến cho lạc thần thị bị phi thường cường liệt bị thương, thậm chí bây giờ, gia chủ địa vị đều lọc vào dao động. Bây giờ, năm đó lạc thần thị con trai của nhị tiểu thư, đã trở về, đi tới lạc thần thị. Tần Vấn Thiên đi theo lạc thần lệ một đường lên núi, thẳng đến lạc thần Sơn Chi Đỉnh, thân là đương đại lạc thần thị gia chủ tôn nữ, thiên dụ thiên thần nữ nhi, lạc thần lệ cư chủ địa phương, không hề nghi ngờ là dãy núi này đỉnh phong một khu vực như vậy, nhưng mà, liền tại bọn hắn đường xá của lên núi bên trong, Tần Vấn Thiên đến tin tức, liền bắt đầu tại lạc thần thị bên trong bay nhanh khuếch tán, không ngừng có người thông qua truyền tấn thủy tinh đem tin tức khuếch tán. Trăm năm trước, Tần Vấn Thiên danh tự, ngay tại lạc thần thị đã dẫn phát sóng to gió lớn, hắn thân phần phi thường mẫn cảm, mà thiên phú của hắn lại như cực kỳ năm đó phụ thân của hắn. Tại nhiều năm trước kia, vị kia truyền kỳ năm tử tần viễn phong, thế nhưng là đạp vào qua lạc thần sơn, đã cách nhiều năm tuế nguyệt, con của hắn, Giáng Lâm, phản phất là một trận luân hồi là thần sơn đỉnh khu vực một mảnh trong sân cổ thụ thanh tùng đình đài lâu vũ ở chỗ này tần vấn thiên lại gặp được hắn cửu cửu lần thứ hai nhìn thấy lạc thần dụ hắn vẫn là như vậy suy yếu tần vấn thiên nhìn thấy hắn liền nghĩ đến tần tộc nghĩ tới tần đảng thiên bên trong trong lòng có một vòng lãnh ý thiên thần cao cao tại thượng biến thành phế nhân cái này là như thế nào một loại dày và cùng thống khổ đơn giản khó có thể tưởng tượng vấn thiên người rốt cuộc đã đến lạc thần dụ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ con trai của muội muội rốt cuộc đã tới lạc thần thị cửu cửu tần vấn thiên không người nói không cần dạng này ngồi lạc thần dụ khoác tay nói trăm năm trước luân hồi thế giới sự tình ta nghe nói nghe lệ nhi nói lên ngay lúc đó của ngươi phong thái nếu ngươi mẫu thân biết nhất định sẽ cảm thấy cao hứng tại luân hồi thế giới ta không có thể bảo vệ tốt lệ nhi để cho nàng suýt nữa về không được vấn thiên hổ thẹn tần vấn thiên thở dài cái kia đều đi qua bây giờ lệ nhi không phải thật tốt hơn nữa đã trải qua một trận sinh tử, cái này trăm năm nàng tiến bộ cũng rất lớn, ta nghe nàng nói, lúc ấy tiến vào luân hồi thế giới thời điểm, trong đầu xuất hiện ký ức là nếu như ở trong luân hồi thế giới tử vong, biết thực sự vẫn lạc, cuối cùng vì sao cũng đều thật tốt, chuyện phát sinh phía sau, ngươi biết không, Lạc thần dụ hỏi. Luân hồi thế giới bên trong xuất hiện truyền thuyết chi địa, ta tiến nhập bên trong. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, Lạc thần dụ sững sờ, lập tức thoải mái phá lên cười. Tốt, tốt. Thì ra là thế ta nghe nói tiên vực đám người từng cái đang suy đoán, đến tột cùng là ai bước vào luân hồi thế giới bên trong cuối cùng xuất hiện thánh điện truyền thuyết chi địa, không nghĩ tới là ngươi, chắc hẳn lại có cơ duyên. Ca, truyền thuyết chi địa đều công nhận ngươi, tương lai, ngươi nhất định có thể đủ đứng ngạo nghệ tại thái cổ tiên vực. Là thần lệ cũng vì tần vấn thiên cảm thấy cao hứng, thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa, tồn tại ở trong truyền thuyết, ca ca, vậy mà tiến nhập trong đó. liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm sau đó một cổ tiên niệm trực tiếp xâm lấn mà đến, lạc thần dụ nhíu nhíu mày, không tưởng nổi, như nếu là lúc trước, lạc thần thì tuyệt đối không có người dám làm càng như vậy. Tần vấn thiên đồng dạng nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, tiên niệm xâm lấn, có thể nói phi thường không khách khí. Nhưng mà, đối phương không chỉ là tiên niệm xâm lấn, rất nhanh, có người trực tiếp xâm nhập, ngoại giới vô mệnh giới chủ muốn ngăn cản, lạc thần dụ nói. Để bọn hắn vào. Rất nhanh, có không ít cường giả xuất hiện ở đây một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tần vấn thiên giống như kẻ đến không thiện rất hiển nhiên lạc thần thị cũng không phải là tất cả mọi người giống hắn cửu cửu như thế hữu hảo dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé chương 1853 nhất kiếm quan hàng thiên địa lạnh nguồn mê truyện audio com lạc thần dụ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước mắt đám người chẳng qua hiện nay hắn hiển nhiên cũng không có quá mạnh lực uy hiếp ánh mắt của những người đó lại là nhìn chằm chằm tần vấn thiên tần vấn thiên cũng không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy hắn không quay đầu lại đi xem người tới vẫn như cũ an tỉnh ngồi ở lạc thần dụ đối diện ngược lại là trên bả vai tiểu hỗn đảng đầu đánh giá những cái này đến lạc thần thị cường giả người chính là tần viễn phong chi tử tần vấn thiên chỉ thấy một người nhìn chằm chằm tần vấn thiên mở miệng nói ra tần vấn thiên vẫn như cũ đưa lưng về phía đối phương nói có chuyện gì sao những người này mạnh mẽ xông tới mà vào không khách khí chút nào hắn tự nhiên cũng không cần thiết khách khí với đối phương gặp tần vấn thiên đầu cũng sẽ không một vị giới chủ cường giả cười lạnh nói. Quả nhiên cùng năm đó hắn đồng dạng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cha nào con nấy. Lạc thần dụ, hắn là ngươi gọi đến lạc thần thị, lạc thần dụ ngẩng đầu nhìn về phía ra hỏi chi nhân, bên cạnh vô mệnh giới chủ cùng ánh mắt của lạc thần lệ đều đặc biệt rét lạnh, những người này là lạc thần thị bên trong một phái khác hệ cường giả, thế lực rất lớn, tại lạc thần thị có rất mạnh quyền lên tiếng. Bây giờ đã trải qua có thể cùng bây giờ lạc thần thị gia chủ lạc thần xuyên địa vị ngang nhau, thậm chí, có muốn bắt lạc thần xuyên thoái vị xu thế đúng, lại như thế nào, lạc thần dụ nhàn nhạt mà hỏi. Năm đó mùi mùi của ngươi lạc thần thiên tuyết cùng tần viễn phong liên lụy lạc thần thì còn chưa đủ sao, chính ngươi cũng bởi vậy biến thành phế nhân, bây giờ, lại đem kẻ này đưa tới, là dụng ý gì, vị giới chủ kia lại mở miệng nói, ngữ khí phi thường không khách khí, tần vấn thiên nghe được đối phương nói lạc thần dụ là phế vật, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời trong lòng âm thầm cảm khái, không nghĩ tới hôm nay lạc thần thì bên trong đội đấu vậy mà đã đến nghiêm trọng như vậy trình độ à, lạc. Thần dụ cho dù bị phế, nhưng hắn đã từng là trời thần nhân vật, coi như dứt bỏ tu vi, thân phận của hắn là lạc thần thị gia chủ dòng giỏi, đối phương liền cơ bản nhất tôn trọng đều không có, nói thẳng phế nhân, đây cơ hồ xem như vạch mặt. Vô mệnh giới chủ nghe đến lời này trên người có hàng ý trực tiếp thả ra, bước chân hướng phía trước phóng ra. Vô mệnh. Lạc thần dụ hô một tiếng, ngăn trở hắn. Trong cơ thể hắn, chảy xuôi theo một nửa lạc thần thị huyết mạch, hắn đến lạc thần thị, có gì vấn đề, lạc thần dụ nhìn chầm chầm đối phương nói. Đương nhiên là có vấn đề, trong cơ thể của hắn, đồng dạng chảy xuôi theo một nửa tầng tộc máu chuyện năm đó vốn cũng không là ta lạc thần thị chỗ thừa nhận vì cha mẹ của hắn lạc thần thị đã trải qua bỏ ra cái giá rất lớn bây giờ ngươi lại triệu hắn tới đây lạc thần dụ ngươi là có ý tưởng muốn tai họa ta lạc thần thị không thành người giới chủ kia lạnh như băng nói lạc thần dụ lạc thần thị không phải ngươi nhất mạch lạc thần thị năm đó cha mẹ của hắn tai họa còn chưa đủ bây giờ lại muốn cho cái này nghiệt chứng tiếp tục tai họa lạc thần thị sao một người khác đồng dạng lạnh như băng mở miệng ta lạc thần thị, sẽ không lại làm một cái nghiệt chủng gánh vác cái gì, nếu hắn ở đây, liền trực tiếp đưa đi tầng tộc tốt, chấm dứt đoạn ân oán này. Tiếng nói của hắn rơi xuống, không gian trong nháy mắt lạnh xuống, người này lời nói nói, so với vừa rồi có thể nói càng thêm không khách khí, thậm chí trực tiếp mở miệng vũ nhục Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên là nghiệt chủng, cái này tương đương với cha mẹ của đem hắn cũng cùng nhau vũ nhục, mà năm đó, mẫu thân của Tần Vấn Thiên lạc thần thiên tuyết, thế nhưng là lạc thần thị nhị tiểu thư. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên chậm rãi đứng dậy, lập tức quay người, ánh mắt nhìn nói với này lời nói chi nhân. Cảm nhận được tần vấn thiên trong con ngươi hàng quan, người kia nhất định sinh ra một vòng cảm giác nguy hiểm, con ngươi hơi có rụt lại, lộ ra một tia cảnh giác chi ý, tần vấn thiên bước chân hướng phía đối phương phóng ra, một luồng áp lực vô hình giáng lâm, lập tức đám người ánh mắt nhau, nhau nhau nhìn chầm chầm tần vấn thiên, mặc dù bọn hắn nói chuyện không chút khách khí, nhưng nghe nói tần vấn thiên thực lực thế nhưng là phi thường lợi hại, năm đó ở thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa, biểu hiện phi phàm. Một tiếng ngâm khẽ, kiểm tra, nhất kiếm quan hàng thiên địa lạnh, cả vùng không gian, tự như trong phút chốc ngưng kết. Nhiệt súc ngươi dám, những người đến kia nhìn thấy tận vấn thiên trực tiếp rút kiếm lập tức gầm thét một tiếng, khí tức cường đại nhau nhau bộc phát ra, nhưng ở tận vấn thiên rút kiếm một khắc này, thiên địa thời không đều tự như vì đó ngưng kết, động tác của bọn hắn phản phất đều trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí muốn tỉnh lại. Kiếm quan hiện, một kiếm này chi quan, phản phất đem thời gian cũng vì đó đứng im, sát na giáng lâm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, vì khi mở miệng vũ nhục tần vấn thiên nhiệt chủng giới chủ chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều cứng ngắc đứng im, thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân, nhìn lấy đạo kiếm quan kia phản phất đi ngang qua hư không mà tới, một sát na này, hàng ý xâm nhập toàn thân, lạnh buốt một mảnh, trên lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Suy Một tiếng cực kỳ nhỏ mảnh tiếng vang truyền ra, người kia chỉ cảm thấy cổ mát lạnh một đạo kiếm quan sáng chói trực tiếp rơi vào trước mắt của hắn cổ của hắn trước ngừng ở nơi đó, nhưng chỉ cần Tần vấn thiên một sợi suy nghĩ, cái này một vòng kiếm quan liền đem trực tiếp xuyên qua ít hầu mà qua. Đám người còn lại động tác không tự chủ được ngừng lại, trong hư không trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chồng chọc vào cái kia một đạo kiếm quan, có được để thời không đều đứng im lực lượng kiếm quan, đạo kiếm quan này, cứ như vậy dừng lại, nó uy, lại không giảm chút nào. Ngươi mới vừa nói ai là nghiệt chủng, Tần Vấn Thiên bình tĩnh hỏi, nhưng mà bình tĩnh này trong tiếng nói, lại chất chứa một vòng cực hạn lạnh lùng, để cho người ta cảm thấy được lạnh nếu lạc thần thì phe phái chi tranh đã trải qua trở nên gây gắt đến tình trạng như vậy nếu đối phương có thể trực tiếp vũ nhục hắn cửu cửu phế vật vũ nhục hắn là nghiệt chủng như vậy hắn làm ra phản kích thì có cái quan hệ gì đâu người khác tiến một bước người lui đối phương sẽ chỉ càng được một tấc lại muốn tiến một thước kiếm quan phong hầu lúc nào cũng có thể xuyên qua yết hầu mà qua nhưng mà vị giới chủ kia thần sắc lại trở nên cực kỳ rét lạnh tần vấn thiên hắn mới tới lạc thần thị vậy mà dám đối xử với hắn như vậy làm càng ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào, người giới chủ kia lạnh như băng nói, hắn không tin, tần vấn thiên dám giết hắn. Suy. Kiếm quan hướng phía trước, lọc vào trong cổ, có máu tươi thẩm thấu mà ra, người giới chủ kia cảm giác được rõ ràng ý lạnh, ít hầu chỗ, máu tươi không ngừng chảy ra. Người dám chung quanh cường giả ánh mắt đều cực kỳ rét lạnh, từng cái phóng thích cực hạn lạnh ý, đem tần vấn thiên vây quanh, quá làm càng, đơn giản coi trời bằng vung, năm đó tần viễn phong đều không có cùng vọng như vậy làm càng. Nhục ta cậu, nhục ta, nhục cha mẹ ta, ta chỉ hỏi lại ngươi một câu, ai là nghiệt chủng, là ngươi bản thân, vẫn là ta, Tần Vấn Thiên tiếp tục nói, kiếm quan tiếp tục hướng phía trước mà đi, một chút xíu hướng đối phương ít hầu mà đến, người giới chủ kia chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, tiếp tục như vậy, đạo kiếm quan kia, thật có thể đoạt hắn chi mệnh. Nhưng hắn dù sao cũng là lạc thần thị giới chủ nhân vật, để hắn thừa nhận chính hắn là nghiệt chủng, đây là bực nào nhục nhã, hắn vẫn như cũ đang dùng dằn, máu tươi ở trên cổ chảy xuôi, rót vào cổ mình trở xuống, lạnh lạnh, cổ họng của hắn thậm chí cảm giác rất khó phát ra âm thanh, tử thần, chính đang từng bước tới gần, không gian phản phất vì đó động lại, không có người nghĩ đến tầng vấn thiên dám bá đạo như vậy, hơn nữa, thực lực như vậy mạnh. Xuất thủ, chỉ nhất kiếm, liền muốn phong hầu. Lạc thần dụ cùng vô mệnh thiên thần ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú một màn này, trong bọn họ lòng có chút không bình tĩnh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tần vấn thiên sẽ như vậy quả quyết xuất thủ, nhưng một màn này, cũng không có để lạc thần dụ cảm thấy sợ hãi, tương phản, hắn cảm thấy có chút thống khoái, bây giờ, hắn đã là một phế nhân, lạc thần lệ đường phải đi còn rất dài nhìn thấy con trai của mụi mụi có thể có như thế phong hoa hắn cao hứng trong lòng tuổi nhỏ làm khinh cuồng tần vấn thiên thiên phú như vậy thực lực như thế người khác vũ nhục hắn nhục cha mẹ có thể nào không xuất thủ ta nói chính ta người giới chủ kia nhắm mắt lại thống khổ nói nói ra câu nói này thời điểm thân thể của hắn đều đang run rẩy giờ khắc này lạc thần dù biết đạo tâm của hắn xem như hủy tần vấn thiên một kích này đem để hắn cả đời khó quên vĩnh viễn tra tấn hắn Mục kích này, đánh sập đạo tâm của hắn, hắn linh hồn. Cái này, chính là hắn vì hắn vũ nhục lời nói trả giá cao. Nếu biết mình là nghiệt chủng, còn không mau cút đi. Kiếm quan vẫn như cũ, tầng vấn thiên băng lãnh nói ra, thân thể người nọ lui về sau, quả nhiên, kiếm quan không có tiếp tục hướng phía trước, người giới chủ kia hét lớn một tiếng, quay người rời đi, cái kia hét lớn một tiếng, phản phất lộ ra vô tận khuất nhục, hắn không mặt mũi tiếp tục lưu lại chung quanh các cường giả ánh mắt nhau nhau, nhau nhìn chằm chằm tần vấn thiên nhưng giờ phút này bọn hắn đều không nói gì thêm rất yên tĩnh vừa rồi một màn kia quá mức kinh tâm không có người muốn lại để cho tần vấn thiên rút kiếm ta tuyên bố một chút ta tới lạc thần thị không phải muốn cùng lạc thần thị leo lên quan hệ thế nào chỉ là đến xem ta cửu cửu mùi mùi ta lạc thần thị nếu nguyện tiếp nhận ta ta có thể đem lạc thần thị xem như thân nhân đối đãi nếu không nguyện ta liền cùng lạc thần thị không có liên quan ta sự tình không cần chiêu vị lo lắng cho ta đương nhiên càng không tới phiên lạc thần thì đem ta giao ra ta là ta tần vấn thiên ai nếu dám lại bất kính với ta kiếm không lưu tình tần vấn thiên thoại âm rơi xuống yêu kiếm trở vào bao còn nữa ta nếu lại nghe được có người nói ra phế nhân hai chữ ta sẽ nhượng hắn trở thành phế nhân tần vấn thiên bổ sung một tiếng câu nói này đương nhiên là vì hắn cửu cửu lạc thần dụ nói tới năm đó cửu cửu là vì cha mẹ của hắn bị tần đảng thiên chỗ phế bị người nhục nhã cha mẹ của hắn không ở như vậy hắn cửu cửu hắn đến thủ hộ chung quanh đám người nhìn về phía tần vấn thiên thần sắc đều có chút thay đổi ánh mắt hơi có vẻ phức tạp tần vấn thiên nhất kiếm chấn nhiếp đám người hơn nữa hắn cũng không phải là như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng như thế khinh cuồng kiêu ngạo hắn cuồng mà không mất đi lý trí hắn mạnh mà ngực có trách nhiệm tần vấn thiên tỏ thái độ hắn và lạc thần thị không quan hệ hắn lui tới chỉ là hắn cửu cửu mùi mùi của hắn lạc thần thị đương nhiên cũng không có tư cách quyết định vận mệnh của hắn vô mệnh giới chủ nhìn lấy tần vấn thiên trong ánh mắt toát ra ý tán thưởng chủ nhân vì tần viễn phong phụ mẫu nỗ lực suốt đời đại giới có thể nhìn thấy hắn giọng giỏi như thế cũng coi là an ủi đi Lạc thần lệ con mắt ửng đỏ lạc thần dụ nhìn lấy cái kia đạo cũng không vĩ ngạn bóng lưng trên mặt của mặt mũi nhăn nheo lại hiển hiện ấm áp tiếu dung cặp kia hơi có vẻ già nua đôi mắt giờ phút này hơi có chút ướt ác đây là con trai của mùi mùi của hắn cháu ngoại của hắn hắn nhất định biết siêu việt cha mẹ của hắn chống lên phiến thiên địa này hắn đến lạc thần thị không vì phụ thuộc vào người mà là đến nhìn thân nhân của mình chỉ thế thôi giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1854 Ông ngoại Nguồn Mê truyện audio com Tần Vấn Thiên lời nói có thể nói phi thường cường thế, vang vọng tại đám người bên trong màn nhĩ, chung quanh lạc thần thị cường giả ánh mắt theo dõi hắn, hiển nhiên không có dự liệu được Tần Vấn Thiên mạnh đến mức độ này, một vị cường đại giới chủ, một kích đều không chịu đựng nổi, cứ như vậy, bọn hắn ở trong này muốn vũ nhục hoặc là nhằm vào Tần Vấn Thiên lời nói, lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đi một vị cường giả phất tay, phun ra một thanh âm, lập tức trút lui, rất nhanh, đám người nhao nhao lấp lóe rời đi, một lát liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên bọn hắn vẫn còn, ngược lại để Tần Vấn Thiên có chút ngoài ý muốn. Tần Vấn Thiên quay đầu lại, nhìn lấy Lạc Thần dụ nói: "Còn cho là bọn họ sẽ tiếp tục dây dưa?" Hai mạch chi tranh, này lên kia xuống, đại đa số thời điểm đều là không ngừng suy yếu đối phương chi thế, lớn mạnh chính mình, tìm tới cơ hội đối phó một mạch khác, bọn hắn biết ngươi đến đây liền lập tức giáng lâm, mở miệng vũ nhục, Muốn đối phó ngươi, đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, lấy ngươi làm làm lạc thần thì quyền lực tranh đoạt đột phá khẩu, dùng cái này để chèn ép, lại không nghĩ rằng bị chèn ép khí thế, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại, tăng thêm trò cười. Lạc thần dụ mặc dù bị phế tu vi, nhưng chút chuyện này lại như thế nào biết nhìn không thấu, hắn thẳng nhiên nói. Bất quá, chuyện này hiển nhiên sẽ không như thế nhanh kết thúc, bọn hắn sẽ không dễ dàng như thế liền bỏ qua. Ta tiếp lấy chính là... Bọn hắn cuối cùng không đến mức xúc động Lạc Thần thị Thiên Thần đối phó ta đi, Tần Vấn Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nếu là như vậy, đó mới gọi trò cười đây. Phe phái quyền thế chi tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nếu xúc động Thiên Thần tới đối phó ngươi, trận này giao phong bọn hắn cũng đã thua. Lạc Thần Vũ lắc đầu, hiển nhiên, điều đó không có khả năng, đương nhiên, Thiên Thần không xuất thủ, nhưng can thiệp vẫn là không có vấn đề. Dẫn hắn đến Thiên Tuyết Cung, Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào lạc thần dụ cùng tần vấn thiên bên trong màn nhĩ. Âm thanh này phiêu miểu, giống như thiên ngoại thanh âm. Tần vấn thiên thần sắc cứng lại, giống như đã trải qua đoán được người nói chuyện thân phận. Lạc thần dụ đứng dậy, hướng về phía tần vấn thiên nói: Thiên tuyết cung là người mẫu thân trước kia cư chủ địa phương, chúng ta đi nhìn xem. Ừ. Tần vấn thiên gật đầu, lập tức lạc thần dụ cùng lạc thần lệ tại phía trước dẫn đường dẫn tần vấn thiên đi tới sơn mạch chi đỉnh khu vực một tòa an tỉnh biệt viện trong này rất lớn, lại vô cùng yên tĩnh, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, có rất nhiều cổ thụ che trời, phản phất là tuế nguyệt người chứng kiến, cổ thụ đình cát, giả sơn ao nước, một mảnh u tĩnh. Nơi này, chính là thiên tuyết cung, đã từng, lạc thần thiên tuyết chỗ ở, nhìn lấy nơi này một ngọn cây cọng cỏ, tần vấn thiên trong lòng sinh ra cảm giác thân thiết, đây chính là mẫu thân chỗ ở cũ à, chắc hẳn nàng trước kia là cái không buồn không lo thiên chi kiêu nữ đi, lạc thần thị thiên kim tiểu thư, thiên phú trác tuyệt, nàng có cuộc đời của cực kỳ tươi đẹp, nhưng mà hết thảy này, lại đều tại gặp được phụ thân hắn về sau cải biến, khó trách hắn phụ thân trong hội dây dứt, danh hiệu có lỗi. Với mẫu thân hắn, bạn có thể lên ngày ông nhật nguyệt, lại theo hắn lưu lạc thiên nhai. Nhưng hắn mẫu thân, không oán không hối, chỉ vì trong lòng tình cảm chân thành. Đương nhiên, Tần Vấn Thiên sẽ không quên đây hết thảy kẻ khởi sướng, Tần tộc, nếu không, cho dù cha mẹ của hắn lưu lạc thiên nhai, vẫn như cũ có thể khoái ý nhân sinh, mà không phải chạy nạn không dám lộ diện. Tần Vấn Thiên lặng lặng nhìn nơi này mỗi một cái góc, bên cạnh Lạc Thần Dụ nói, Nơi này mỗi ngày đều có người đến quét dọn, lại chưa từng có động đậy bất luận cái gì vật, tất cả đều bảo lưu lấy vốn có bộ dáng, có lẽ ông ngoại ngươi hy vọng có một ngày nàng còn có thể trở về. Tần Vấn Thiên trong lòng thở dài, thế gian, có thể có mấy cái không thương yêu bản thân cha mẹ của nhi nữ, dù là ông ngoại cũng không đồng ý cha mẹ hôn sự, nhưng đối với mẫu thân tình cảm, lại là không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Vấn Thiên trước người một gốc dưới cây cổ thụ, có một bóng người an tĩnh đứng ở đó, thân hình hắn thẳng tắp, như là cổ thụ như thế, cứng cáp thẳng tắp, tần vấn thiên nhìn lấy đạo này bóng lưng phản phất nhìn lấy một tòa núi cao nhưng mà núi này ngọn núi hai tóc mai cũng đã sinh tóc trắng hắn biết người trước mắt hẳn là liền ông ngoại của là hắn lạc thần thị gia chủ lạc thần xuyên bước chân dừng lại tần vấn thiên an tĩnh nhìn lấy bóng lưng kia không có mở miệng lạc thần dụ lại hô một tiếng phụ thân gia gia lạc thần lệ cũng mở miệng nói lạc thần xuyên quay người ánh mắt rơi vào trên người tần vấn thiên đôi mắt của hắn là sâu như vậy thúy một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ tần vấn thiên thân thể giống như thiên uy áp bách tại tần vấn thiên trên người tần vấn thiên cảm nhận được cổ thiên uy này chỉ cảm thấy có một cổ trầm trọng vô cùng áp lực muốn để hắn ngạt thở nhưng mà thân thể của hắn đã trải qua đứng nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thân ảnh không có hừ một tiếng da da là thần lệ sắc mặt biến hóa lại gặp lạc thần xuyên bước chân hướng phía trước phóng ra một cổ càng kinh khủng hơn thiên uy nghiện ép mà đến Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy thân thể muốn bị đè sập đến, hắn đứng ở đó, lại phản phất trên người gánh vác lấy một mảnh thanh thiên, vô cùng trầm trọng. Nghe Lệ Nhi nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua cha mẹ của ngươi, là xem như cô nhi bị người khác nuôi lớn, Lạc Thần Xuyên nhìn lấy Tần Vấn Thiên nói. Đúng. Tần Vấn Thiên gật đầu, cổ áp lực cường đại nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Ngươi biết ta đây một đời thống hận nhất người là người nào không? Lạc Thần Xuyên lại nói, Tần Vấn Thiên lắc đầu. Là phụ thân ngươi. Lạc Thần Xuyên lạnh như băng nói phụ thân của là ngươi, cướp đi nữ nhi của ta, hại nàng lan bạc kỳ hồ, bỏ nhà ra đi, còn muốn bị cha ngươi gia tộc truy sát, bây giờ, con của ta, cũng bởi vì cha ngươi sai lầm, bị tần tộc chi nhân phế bỏ, ngươi nói, ta hẳn là hận hắn sao, hẳn là. Tần Vấn Thiên nói, rồi này, phụ thân hắn cũng không oan, ngoại công của hắn lạc thần xuyên, có lý do phụ thân của hận hắn, hắn phía trên mỗi một câu nói, đều đủ để để hắn hận. Ta hận hắn, nhưng bây giờ lại tìm không thấy hắn, ngươi nói, ta nên như thế nào, lạc thần xuyên hỏi. Cha nợ con trả, ngươi nghĩ đối đãi ta như thế nào phụ thân có thế ở trên thân ta đòi lại tần vấn thiên mở miệng nói ở trên thân thể ngươi lấy lạc thần xuyên cười lạnh thế nhưng là trên người ngươi chảy xuôi theo con gái ta máu nếu ta tổn thương ngươi nàng nhất định sẽ hận ta đã như vậy ông ngoại muốn ta như thế nào chỉ cần ta có thể làm đến nhất định là phụ thân ta hoàn lại tần vấn thiên nói đây là hắn phụ thân thiếu nợ tần tộc thiếu cha hắn nhưng hắn phụ thân thiếu lạc thần thị hoặc có lẽ là thiếu lạc thần xuyên Lạc thần xuyên nghe thấy một tiếng ông ngoại, nội tâm nhịn không được trung dưới, cổ cường đại thiên uy, giống như cũng xuất hiện một sợi chấn động, phản phất không đành lòng tiếp tục ép hắn. Ta muốn ngươi phế bỏ tần đảng thiên, tìm về mẫu thân ngươi, mang đến lạc thần thị, ngươi có thể làm được không, lạc thần xuyên nói. Ta hết sức. Tần vấn thiên đáp lại nói, lạc thần xuyên nói phế bỏ tần đảng thiên, hiển nhiên. Là muốn để tần đảng thiên cũng chịu đựng lạc thần dù chịu thống khổ, tần vấn thiên nhất định sẽ đi làm, phải làm, về phần mang về mẫu thân, hắn cũng muốn, cha mẹ của hắn nếu như còn sống, biết ở nơi nào tần vấn thiên trên người áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, là thần xuyên quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên trước mắt, từ trên người tần vấn thiên, hắn phản phất thấy được nữ. Như cái bóng, hắn như thế nào lại chân chính đối với tần vấn thiên động thủ, hắn hận tần viễn phong không giả, nhưng thanh niên trước mắt là ngoại tôn của hắn. Cái này thiên tuyết cung từ mẫu thân ngươi sau khi rời đi chưa bao giờ có người ở qua, nhưng đã ngươi đến rồi, chỉ ngươi ở nơi này đi, mẫu thân ngươi biết, chắc hẳn cũng sẽ không có ý kiến lạc thần xuyên thanh âm bình hòa rất nhiều tần vấn thiên ở tại thiên tuyết cung theo lý thường nên hắn là con của nàng đương nhiên là có tư cách ở chỗ này lạc thần lễ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra lộ ra một nụ cười ngoại nhân ngày bình thường liền tiến vào thiên tuyết cung đô không cho phép nhưng gia gia để ca ca ở chỗ này kỳ thực là đã trải qua thừa nhận ca ca mặc dù hắn trên miệng lạnh lùng nhưng trong lòng kỳ thật cũng vẫn muốn nhìn thấy ngoại tôn của hắn đi không phải như thế nào lại lưu tần vấn thiên ở lại đâu để tần vấn thiên ở tại thiên tuyết cung Đương nhiên là hy vọng hắn tạm thời ở ở trên Lạc Thần Sơn. Ừ. Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Mẫu thân ngươi, thực sự không hề có một chút tin tức nào à, không có để lại bất kỳ đầu mối nào, Lạc Thần xuyên thanh âm càng pháp nhu hòa, hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong ánh mắt có mấy phần hy vọng xa vời, đáng tiếc, Tần Vấn Thiên như trước vẫn là lắc đầu, hắn làm sao không muốn tìm đến cha mẹ của mình. Huynh trưởng, nghe nói Thiên Tuyết cốt nhục đến rồi, nếu đến rồi Lạc Thần thì sao không để tất cả mọi người gặp được vừa thấy? lúc này một thanh âm trực tiếp rơi vào bên này xưng hô lạc thần xuyên là huynh trưởng có thể cùng lạc thần thị gia chủ trực tiếp đối thoại đồng thời tiên niệm thẳng tới có thể nghĩ thân phận của đối phương quả nhiên nghe được thanh âm này lạc thần dụ cùng lạc thần Lệ long mày đều nhíu lại hiển nhiên thanh âm này kẻ đến không thiện ca là lạc thần mộ lạc thần thị một vị siêu cường nhân vật đúng là hắn muốn đoạt quyền tranh đoạt nhà của ông nội chủ vị đưa cái kia nhất mạch bây giờ có thật nhiều phụ thuộc ủng hộ người lạc thần lệ hướng về phía tận vấn thiên truyền âm nói lần trước bước vào thiên đạo thánh viện truyền thuyết chi địa, luân hồi thế giới bên trong có bốn vị lạc thần thị cường giả, ta và vô mệnh gia gia từ không cần nói nhiều, hai người khác là đều là thuộc về một phái kia hệ người, bởi vì luân hồi thế giới phát sinh sự tình, sau khi trở về gia gia trước mặt mọi người sai người giáo huấn hai người, đối phương ăn phải cái lỗ vốn, nhưng sợ là một mực ký hận trướng, muốn tìm cơ hội đòi lại. Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu, lúc trước hai người đem lạc thần lệ bán đứng, đã là phạm húy, chỉ sợ lúc ấy ông ngoại sai người giáo huấn bọn hắn, đối phương nhất mạch kia người cũng không thể nói gì hơn đi. Bây giờ, hắn đi vào lạc thần thị, mới vừa giáo huấn một vị lạc thần thị cường giả, đối phương hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, thiên thần tất cả đi ra, sợ là muốn mượn cơ hội này nổi lên. Ngươi nghĩ gặp lời nói, tự nhiên không có vấn đề, muốn ở trong cái kia gặp, lạc thần xuyên tự tốn nói. Ta sẽ triệu tập lạc thần thị các mạch chi nhân, đều gặp một lần. Lạc thần mộ nói, hắn nói như vậy, địa điểm đã trải qua không cần mở miệng, triệu tập lạc thần thị các mạch chi nhân, đây là muốn náo ra động tĩnh lớn, tổ chức lạc thần thị tụ hội. Theo ngươi, là thần xuyên thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, đối phương nếu muốn làm vài việc, như vậy, hắn phụng bồi chính là Lạc thần thị, bây giờ còn là hắn đương gia. Giả dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1855. Tần Chung, Lạc thần mộ. Nguồn Mê truyện audio.com. Thiên vực, Tần tộc. Nguyên Nga cổ điện, thẳng nhập trời cao, tinh thần thạch trên bậc, một bóng người đầu đội tử kim quang, người khoác cẩm bào, giống như tập thiên địa chi uy nghiêm vào một thân nếu là tần vấn thiên ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra người này tại cha hắn trong trí nhớ từng mấy lần xuất hiện tần chính bây giờ tần tộc người cầm lái thiên tuyển chi tử tần đảng thiên cha hắn đứng ở bên trên thềm đá đứng chắp tay đứng ở đó liền giống như thiên địa chi chủ một bóng người đột nhiên xuất hiện ở dưới thềm đá mới cái này xuất hiện thân ảnh đồng dạng khí chất siêu nhiên giống như cùng thiên địa tương dung bỗng nhiên một thể giống như đại biểu thiên địa bản thân người này chính là tần tộc một vị thiên thần gia chủ tìm ta, vì thiên thần này tên là Tần Trung, đã trải qua bước vào cái này một cảnh nhiều năm, nhưng ở tầng chính trước mặt, vẫn như cũ phải gìn giữ vốn có tôn trọng, dù là hắn là tầng chính trưởng bối. Trung Thúc, có kiện sự tình làm phiền ngươi đi một chuyến. Tần chính mở miệng nói, Tần Trung, là của hắn tộc Thúc. Được. Tần Trung nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi chuyện gì. Chuyện này ta vốn nên để đảng thiên đi trước, bất quá đảng thiên năm đó ở thiên đạo thánh viện nhận lấy một chút ngăn trở, bế quan đến nay vẫn như cũ chưa từng xuất quan, chỉ có thể phiền phức chung thúc đi một chuyến. Tần chính bình tĩnh nói ra, tần chung không thèm để ý nói. Gia chủ ngươi nói chính là. Ừ. Tần chính nhẹ gật đầu. Lạc thần thị đưa tin đến, tần viễn phong chi tử bây giờ đang ở lạc thần thị bên trong, ngươi tiến đến lạc thần thị, đem hắn mang đến tần tộc. Tần chung mắt sáng lên, hiếu kỳ nói. Gia chủ, là thần thị bên kia vậy mà đem tin tức truyền đến tần tộc, lạc thần thị bây giờ nội đấu nghiêm trọng, lạc thần mộ muốn đoạt quyền, trong tay hắn nắm trong tay lực lượng đã trải qua có thể cùng lạc thần xuyên đứng ngang hàng chỉ là còn cần mấy lão già ủng hộ cho nên cần một lần thời cơ thái độ của hắn là chấp chưởng lạc thần thị về sau sẽ cùng ta tần tộc hóa giải ân oán tần chính thản nhiên nói cho nên ta tiến về lạc thần thị lời nói chỉ cần lấy tần tộc danh nghĩa cầm tần tộc phản nghịch chi tử lạc thần mộ tự sẽ phối hợp tần chung nói chỉ cần hắn kiềm chế lại lạc thần xuyên bên kia là đủ rồi lạc thần thị mấy lão già sớm đã tiêu ma nhuệ khí không nghĩ lại cùng ta tần tộc tiếp tục đấu nữa, lạc thần xuyên cưỡng ép can thiệp, khoảng cách hạ vị đã không xa. Tần chính tùy ý nói ra, phản phất thấy rõ tất cả. Được, ta đây liền xuất phát. Tần chung gật đầu. Tần lực nhanh lên, dùng nhanh nhất phương thức tiến về. Tần chính một giọng nói, tần chung quay người rời đi, chậm thì sinh biến, tự nhiên muốn nhanh chóng tiến về lạc thần thị, để tránh tần vấn thiên rời đi. Nếu như tần viễn phong thực sự còn sống, như vậy, cầm xuống tần vấn thiên, hắn hẳn là sẽ xuất hiện đi thân ở lạc thần thị tần vấn thiên cũng không biết thiên vực tần tộc phát sinh sự tình hắn cũng không nghĩ đến lạc thần thị người vậy mà lại hướng tần tộc truyền lại tin tức dù sao lạc thần thị cùng tần tộc song phương ân oán từ xưa đến nay vốn là cựu địch lúc này tần vấn thiên đi tới lạc thần sơn bên trên một tòa cử hình quảng trường không chỉ có hắn đến rồi lạc thần thị các mạch cường giả hội tụ rất nhiều nhân vật ở đây đều là tại lạc thần thị bên trong có chút địa vị phe phái nhân vật mà lúc này tần vấn thiên hiển nhiên cảm thấy lạc thần thị bây giờ phe phái chi tranh cự hình quảng trường chia làm hai đại trận doanh, bên trong một cái trận doanh, chính là lấy bây giờ lạc thần thị gia chủ lạc thần xuyên làm chủ, mà ở quảng trường đối. Diện là xuất hiện một vị cực kỳ uy nghiêm thiên thần nhân vật, lạc thần mộ. Lạc thần mộ sau lưng, cường giả như mây, hội tụ cường giả số lượng, so với lạc thần xuyên bên này chỉ nhiều không ít, hơn nữa. Tần Vấn Thiên còn chứng kiến thời trước hộ tống lạc thần lệ một đạo bước vào luân hồi thế giới hai vị giới chủ nhân vật, trong mắt của hắn bên trong, có lãnh quan lóe lên một cái rồi biến mất, hai người này, tại luân hồi thế giới bán rẻ lạc thần lệ, chính là bởi vì lần kia sự kiện dẫn đến sau này trăm năm, là thần thì nội bộ mâu thuẫn đã trải qua trở nên gây gắt cho tới bây giờ cấp độ thậm chí là thần thì các cường giả đều đã bắt đầu minh sát chọn đội đem đấu tranh đặt ở bên ngoài, đã trải qua không che giấu chút nào. là thần mộ ánh mắt một chút liền đem Tần Vấn Thiên khóa chặt, khi hắn ngồi xuống về sau, liền đối với Tần Vấn Thiên hỏi: ngươi chính là con trai của Thiên Tuyết đi, không nghĩ tới, thoáng chớp mắt nhất định lớn như vậy, hơn nữa có một thân tu vi, có thể tùy tiện nghiền ép cường đại giới chủ. Còn nhớ rõ năm đó Thiên Tuyết ở trong tộc lớn lên thời gian, thời điểm đó nàng là biết bao ưu tú, đáng tiếc đi lối rẻ. Cái này Lạc thần Mộ Thanh Âm không mang theo một tia hỏa khí, phản phất chỉ là đối với trong tộc Vãn Bối nói chuyện vậy, chỗ nào giống như là muốn nhằm vào tần vấn thiên, ngược lại không thẹn là thiên thần nhân vật, dưỡng khí công phu lô hỏa thuần thanh. Vãn Bối tần vấn thiên sinh ra mắt Tiền Bối, bất quá Tiền Bối chi ngôn tha thứ ta không thể tán đồng, theo ta được biết, mẫu thân của ta chưa bao giờ đi qua qua đường, Tiền Bối cho là sai, không có nghĩa là chính là sai tần vấn thiên nhàn nhạt đáp lại không kiêu ngạo không tự ti ngươi nói có chút đạo lý lạc thần mộ nhẹ nhàng gõ đầu bất quá bên người hắn rất nhiều người nhìn về phía tần vấn thiên ánh mắt lại cực kỳ bất thiện nhất là trước đó giáng lâm lạc thần dụ chỗ ở về sau chật vật trời đi cường giả bọn hắn thế nhưng là biết tần vấn thiên người này cực kỳ cuồng vọng không coi ai ra gì căn bản không đem bọn hắn lạc thần thị người để vào mắt bất quá ta nghe nghe ngóng trước ngươi và lạc thần thị người bạo phát một chút xung đột nói ngươi đến lạc thần thị chỉ là thăm hỏi cửu cửu của ngươi mùi mùi của ngươi cùng lạc thần thị cũng không liên quan, đúng không, lạc thần mộ hỏi. Đúng thế. Tần Vấn Thiên gật đầu. Lời này liền có chút không đúng, chuyện năm đó, chắc hẳn ngươi cũng biết một chút, ta lạc thần thị bởi vì sự tình của cha mẹ ngươi, cùng tần tộc phát sinh qua nhiều lần xung đột, bây giờ, rất nhiều hậu bối nhân vật, trường bối của bọn hắn, phụ mẫu, đều vì vậy mà bỏ mạng, đau đến không muốn sống, mà thiên tuyết, nạn có thể đi thẳng một mạch, đem tất cả sự tình vứt cho gia tộc, ngươi là con trai của thiên tuyết, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng, ngươi và lạc thần thị không có quan hệ lạc thần mộ bình tĩnh nói ra trong giọng nói vẫn như cũ không mang theo mảy may hỏa khí Vãn bối muốn thỉnh giáo tiền bối nếu như kiếp trước tự cùng những thế lực lớn khác phát sinh xung đột bị ức hiếp lạc thần thị nhúng tay sau tần vấn thiên hỏi lạc thần mộ trầm năm chốc lát lập tức hiểu tần vấn thiên ý tứ hắn cười nhạt nói đương nhiên nếu bởi vậy lạc thần thị nhận được tổn thất lạc thần thị phải chăng đem trách nhiệm quy tội bị lấn ép kiếp trước tự đâu tần vấn thiên thẳng nhiên nói không nghĩ đối phó cựu địch lại chỉ trích trong tộc chi nhân, nếu là lạc thần thị làm việc như thế, sợ là sẽ phải làm trò hệ cho thiên hạ, nói ra, làm người chế nhạo. Làm càng. Một người lên tiếng rầy. Thỉnh giáo một tiếng, câu nào làm càng, tần vấn thiên nhìn về phía cái kia quát lớn chi nhân, nhàn nhạt hỏi. Lạc thần mộ khoát tay áo, cười nhìn lấy tần vấn thiên. Ngươi nói, không phải không có lý, nhưng mà, năm đó cha mẹ ngươi hôn sự, là lạc thần thị chỗ không đồng ý, mà mẫu thân ngươi khư khư cố chấp, cuối cùng ủ thành một chút hậu quả, cái này cũng như lời ngươi nói ví dụ nhưng khác biệt vô luận đúng sai nếu lạc thần thị liền tộc nhân mình cũng không thể bảo hộ phản chỉ trích tộc nhân như vậy lạc thần thị còn có gì cần thiết tồn tại đâu tần vấn thiên nhàn nhạc, nhạc nói chăm chọc tiền bối như thế để ý đúng sai như vậy năm đó luân hồi thế giới bên trong lạc thần thị hai vị giới chủ bán đứng bản thân đồng tộc chi nhân thậm chí không tiếc xuất thủ đối phó muốn đem chi đưa vào cựu địch trong tay như thế sĩ nhục hèn hạ hành vi vì sao hai người kia còn có thể xuất hiện ở lạc thần thị trong đám người mà không phải trục xuất lạc thần thị hai tên lạc thần thị thiên kiêu giới chủ gặp tần vấn thiên đầu mâu chỉ hướng bản thân thần sắc lập tức bắn ra mãnh liệt lãnh quan không nghĩ tới con trai của tần viễn phong lại là cái như thế miệng lưỡi bén nhọn chi nhân một ông lão chăm chọc nói ra tiền bối muốn biện lý ta liền phân rõ phải trái bây giờ đạo lý giảng không thắng lại thẹn quá hóa giận mở miệng nhục nhã bậc này hành vi tần vấn thiên nhàn nhạt lắc đầu chăm chọc chi ý vị không che giấu chút nào ngươi nói rất có lý Lạc thần mộ mỉm cười gật đầu. Trước đó một trận chiến, nhất kiếm muốn phong hầu, như thế phong thái, ngược lại là có phụ thân ngươi năm đó thiên phú, ngươi vừa rồi nói nói rất đúng, đạo lý hai chữ, khó mà phân biệt, ai đối với ai sai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, lạc thần thị nếu là liền tộc nhân chịu nhục đều không thể bảo hộ, như vậy, cũng không xứng là lạc thần thị, bởi vậy, đối với trước ngươi đối với lạc thần thị tộc người nhục nhã, phải chăng nên cho cái bàn giao, như vậy bọn hắn trước đó mở miệng vũ nhục. Phụ thân ta, vũ nhục huynh trưởng ta, phải chăng cũng nên cho một bàn giao, Lạc Thần Lệ lạnh lùng nói ra, ngược lại là Lạc Thần thị gia chủ Lạc Thần Xuyên vẫn không có mở miệng, nhìn lấy Tần Vấn Thiên ứng đối ra sao. Nên, trước đó, có ai Vũ Nhục Dụ tự đứng ra, Vũ Nhục một câu, tự mình vả miệng một lần. Lạc Thần mộ thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần, trở nên cực kỳ uy nghiêm, trước đó các cường giả sắc mặt cứng đờ, bọn hắn không ít người đều là giới chủ nhân vật, để chính bọn hắn vả miệng Lạc Thần Xuyên đồng tử có chút ngưng tụ, cái này Lạc Thần mộ, thật là ác độc thủ đoạn, đây là chuẩn bị muốn ra tay độc ác sao ta? không có nghe sao, lạc thần mộ thanh âm lạnh hơn, những người kia nhau nhau đi ra, sắc mặt khó xử, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng lạc thần mộ là vì đối phó tần vấn thiên mới làm như. Thế, liền thực sự trước mặt mọi người cho tự mình vả miệng. Tần vấn thiên thấy cảnh này thần sắc cực lạnh, đây là, phải tìm đúng phó bản thân lấy cớ đây. Lạc thần mộ an tĩnh nhìn lấy những người kia vả miệng, sau đó lại nhìn phía tần vấn thiên nói. Chính ngươi cũng đã nói, ngươi tới lạc thần thị, là thăm hỏi cửu cửu, cùng lạc thần thị cũng không liên quan bây giờ bọn hắn vì bọn họ chuyện làm bỏ ra một chút đền bù mà ngươi vũ nhục lạc thần thị chi nhân thậm chí kiếm chỉ cổ hồng, kiếm phong nhúng máu việc này phải nên làm như thế nào hiểu có người vũ nhục ta nhục ta cửu cửu ta tự nhiên muốn phản kích tiền bối nếu là muốn là hậu bối nhân vật xuất thủ đối phó ta ta cũng không thể nói gì hơn tần vấn thiên cười nhạt một tiếng thiên thần xuất thủ đối phương nếu là làm được ông ngoại hắn vị này lạc thần thị gia chủ cũng không phải bài trí ta đương nhiên sẽ không xuất thủ Lạc thần mộ nói. Tần vấn thiên tiếu dung càng phát ra sáng lạng, nói. Đã như vậy, có muốn làm trước đó sự tình đòi nợ người, chi bằng xuất thủ đối phó ta chính là, nếu có thể kiếm phong ta hầu, ta liền nhận, nếu không phải có thế, bị phong hầu, chớ có trách ta. Cung vọng. Là thần mộ bên kia cường giả tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, cái này con trai của tần viễn phong, không phải bình thường cuồng, không coi ai ra gì, đơn giản không đem hắn lạc thần thì cường giả để vào mắt. Giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1856. Đạo tàng tại kiếm. Nguồn Mê truyện audio.com. Lạc Thần mộ nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nói: "Khẩu khí thật lớn, hy vọng thực lực ngươi cũng có thể có mạnh như vậy." Vừa nói, ánh mắt của hắn lại nhìn phía Lạc Thần Xuyên, hỏi: "Huynh trưởng hẳn là sẽ không can thiệp a?" À, Lạc Thần Xuyên nhìn Tần Vấn Thiên một chút, lập tức gật đầu. "Nếu đã trải qua nói rõ ràng, Tần Vấn Thiên sự tình thuộc về ân oán cá nhân, có người muốn nhằm vào hắn, ta không có ý kiến, bất quá" nếu là có người không để ý đến thân phận xuất thủ, như vậy, ta làm ông ngoại của vị hắn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc thần xuyên thái độ rất đơn giản, thiên thần không xuất thủ, hắn liền sẽ không can dự, nhưng thiên thần nếu xuất thủ ức hiếp vãn bối, hắn cái này làm ông ngoại, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Các ngươi đều nghe được. Lạc thần mộ hướng về phía bên người đám người mở miệng một giọng nói, chuyện kế tiếp, liền không cần hắn tới làm liên quan. Chỉ thấy lạc thần mộ sau lưng có một bóng người dậm chân mà ra, đây là một vị đại năng giới chủ nhân vật, Lạc Thần Liệt, thực lực của hắn cực mạnh, tại giới chủ này cấp độ, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu, Lạc Thần mộ người bên cạnh nhìn thấy hắn xuất thủ, trong lòng đều yên tâm, đây đã là đối với Tần Vấn Thiên đầy đủ coi trọng. Dù sao thái cổ tiên vực có chút nghe đồn, Tần Vấn Thiên tại luân hồi thế giới cực kỳ lóa mắt, chiến lược siêu phàm, vẫn không thể phớt lờ. Lạc Thần Liệt đốt nước giới tâm, đã trải qua đăng phong tạo cực, có thể tùy tiện hủy diệt một phương thiên địa, hơn nữa, phòng cũng cực mạnh, tại giới chủ này cấp độ, hẳn là chưa có địch thủ. Tần Vấn Thiên bước chân đi lên phía trước ra, bước chân bình ổn, hắn người đeo yêu kiếm, áo trắng tóc dài, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ tiêu sái chi ý. Lên đi. Là thần liệt mở miệng nói ra, hắn thoại âm rơi xuống, thân thể phóng lên tận trời, trong nháy mắt trực trùng vân tiêu, dáng lâm lăn lộn trên biển mây, Tần Vấn Thiên thân hình lóe lên, đồng dạng đằng không mà lên, tuy nói có thiên thần cường giả tại có thể khống chế bọn họ chiến đấu dư như ba, nhưng mà vẫn như cũ sẽ có vẻ bó tay bó chân, ở trên không trung chiến đấu tự nhiên là tiện lợi nhất, không cần nhận địa vực ảnh hưởng là thần thị các cường giả ngẩng đầu, ánh mắt đi ngang qua không gian, rời ở bên trên không trung trên thân hai người. Trong một chớp mắt, là thần liệt trên người bộc phát ra kinh người nóng rực khí lưu, tự thần thiên phú nở rộ, phản phất có vạn yêu xuất hiện, phía sau hắn, xuất hiện một tôn đáng sợ cổ yêu thân ảnh, yêu thú này giống như là một đầu hỏa điểu, có chút giống là kim ô, nhưng hắn vẫn có chính khỏa đầu, tắm kim sắc ánh lửa, mỗi một cái đầu lâu đều có thể phun ra phần diệt thiên địa nóng rực chi khí. Một cổ kinh khủng kim sắc hỏa diễm ở trong thiên địa lan tràn, trong khoảnh khắc đem cả phiến thiên địa bao khỏa trong đó, tần vấn thiên chung quanh cũng trong nháy mắt dâng lên kim sắc hỏa diễm, chính là thiên tâm ý thức lực lượng, phản phất tại mảnh này kim sắc hỏa diễm bên trong người đều muốn đốt thành hư vô. Tần vấn thiên quanh người xuất hiện một màn ánh sáng, màn ánh sáng này sáng chói vô cùng, đem thân thể của hắn bao khỏa trong đó, phản phất khiến cho chỗ hắn tại tuyệt đối trong không gian, không bị lực lượng của đối phương ăn mòn, chống đỡ kim sắc hỏa diễm đốt cháy. Không gian đạo pháp là thần liệt thấy cảnh này thần sắc bình thản dạng này liền có thể tránh đi công kích của hắn sau chính đầu hỏa điểu phun ra nóng trực khí lưu từng sợi hư ảo kim sắc chi hỏa diễm trực tiếp thẩm thấu đến hư vô chi lỗ hổng bên trong hướng phía cả phiến thiên địa lan tràn trong khoảnh khắc bầu trời vân hải hóa thành kim sắc giống như một mảnh nham tương biển lửa vậy lưu động đáng sợ thể lỏng chi hỏa hơn nữa là từ bên trong bên ngoài cho dù là tại hư vô không gian đều không thể tránh đi tần vấn thiên có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kia đã đem thân thể của hắn cũng cuốn vào trong đó muốn ăn mòn không gian độc lập hắn vị trí là thần thị đại năng nhân vật xuất thủ, lại có thể là bình thường giới chủ có thể đánh đồng với nhau. Ngưng kết. Lạc thần liệt phun ra một thanh âm, trong chốc lát, thiêu hủy thiên địa tại thời khắc này phản phất muốn ngưng kết, đầy trời hư không, đều muốn ngưng kết, tận vấn thiên cảm giác được không gian chung quanh đang ở ngưng kết, phong tồn tại nóng bỏng nham tương chi trong lửa, mảnh không gian này ngưng kết về sau, sợ rằng sẽ hóa thành tĩnh mịch không gian. Hư Phía dưới, lạc thần mộ chung quanh chi nhân hừ lạnh một tiếng, đốt nước phía dưới, tất cả đều là muốn hủy diệt cho dù tần vấn thiên chặn lại đợt công kích thứ nhất không có bị thiêu hủy tiếp đó hắn vẫn như cũ đem ngưng kết tại nham tương chi trong lửa sau đó thân thể phân giải làm vô số mảnh vỡ cả vùng không gian vô luận là hư thực chi không tất cả đều một dạng không cách nào may mắn thoát khỏi đại năng giới chủ thiên tâm ý thức lực lượng làm sao có thể không bá đạo giới tâm của ngươi cùng thiên tâm ý thức lực lượng đâu là thần liệt mở miệng tiếng như hồng chung giống như khai thiên tích địa bá khí vô song tần vấn thiên không có trả lời hắn ngẩng đầu Ánh mắt hướng phía đối phương nhìn lại, đôi mắt của hắn phản phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, Lạc Thần Liệt cũng nhìn lấy hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc, giống như xuất hiện một cổ đạo pháp chi uy. Cái nhìn này chính là nói, chất chứa tầng vấn thiên đạo pháp, chung quanh động lại kim sắc hỏa diễm không gian biến mất không thấy gì nữa, Lạc Thần Liệt phát hiện mình ở vào một không gian riêng biệt, giống như là tầng vấn thiên nắm trong tay không gian. Lạc Thần Liệt nội tâm khẽ rung, một chút giấu nói, vậy mà cưỡng ép đem hắn đưa vào bên trong vùng không gian này, hạng gì bá đạo? thiên tâm ý thức của ta cùng giới tâm, giấu tại bên trong bất luận cái gì, đạo tàng tại Pháp, vừa lại không cần ngoại phóng. Tần vấn thiên bình tĩnh mở miệng, lạc thần liệt sau lưng chính đầu hỏa điểu vẫn như cũ, phun ra đáng sợ kim sắc chi hỏa, nhưng cơ hội trong phút chốc, mảnh này thụ tần vấn thiên tuyệt đối nắm trong tay không gian, thời không muốn dừng lại. Thế nhưng lưu động kim sắc chi hỏa diễm nhưng lại chưa dừng lại, vẹn vẹn phóng thích thời không ngừng lực lượng, giống như không cách nào làm đến áp chế lực lượng của đối phương. Nhưng mà tần vấn thiên thân thể cũng động, kiếm ngân vang, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Là thần liệt nhìn chăm chú Tần Vấn Thiên thân thể, ánh mắt ngưng trọng mấy phần, chuẩn bị ngăn cản công kích của hắn, nhưng Tần Vấn Thiên kiếm quang cũng không có công kích về phía hắn, mà là tại bên cạnh hắn sẽ qua một đạo sáng chói đường vòng cung, kiếm quang rét lạnh, lộ ra vẻ điêu tàn, lại phản phất cũng không phải là giết người ở giữa, một màn này khiến cho Lạc thần liệt sửng sốt một chút, lộ ra vẻ kinh dị. Tần Vấn Thiên đang làm cái gì nào có kiếm pháp như vậy, căn bản không công kích. Người khác. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, tần vấn thiên thân thể giống như một đạo quan vậy khi hắn quanh người lưu lại không mấy đạo kiếm quan nhanh nhanh đến không kịp nhìn làm lạc thần liệt bị kiếm quan vây quanh thời điểm hắn đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm vô cùng không tốt sau một khắc hắn nhìn thấy những kiếm quan đó hướng phía tới mình mỗi một sợi kiếm quan đều chất chứa đạo pháp trong kiếm dấu nói đạo pháp muốn đem thân thể của hắn bao phủ tần vấn thiên đứng trong hư không hắn chém xuống một kiếm một kiếm này trực tiếp chém cái kia phiến kiếm quan không gian chính giữa phản phất đem tất cả kiếm quan đều kích phát không một đạo hoảng sợ tiếng trống truyền ra rung động giữa thiên địa phía dưới lạc thần mộ bên người cường giả trong lòng đột nhiên rung dưới trong lòng sinh ra dự cảm không ổn chuyện gì xảy ra lạc thần liệt không phải chính chiếm cứ ưu thế muốn hủy diệt tần vấn thiên sao liền tại bọn hắn sinh ra cái này một sợi suy nghĩ thời điểm lại phát hiện sáng loạ lạc thần liệt trực tiếp nhắm mắt lại thân thể của hắn hướng phía hạ trống không lực rơi xuống thể nội đã không có sinh mệnh khí tức phản phất sinh mệnh bị vĩnh hằng phong cấm cũng mang ý nghĩa tử vong lạc thần liệt thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi xuống mắt thấy là phải rơi xuống đất lạc thần mộ phất tay một vệt ánh sáng đem thân thể của hắn bao khỏa lập tức lạc thần liệt thân thể rơi vào trước người hắn trên người hắn không có một tia vết thương nhưng cũng đã mất đi tất cả sinh mạng dấu hiệu thậm chí rất nhiều người đều không thể nhìn thấu hắn là chết như thế nào cái kia giống như là tà pháp vậy không hiểu thấu liền tru sát lạc thần liệt áo trắng thân ảnh gánh vác cổ kiếm thân thể chậm rãi hướng phía hạ không nhẹ nhàng rớt xuống giờ khắc này đám người ánh mắt tất cả đều rơi ở trên người hắn khó nén kinh hãi vô luận tần vấn thiên là làm sao làm được nhưng hắn xác thực tru sát lạc thần liệt không có người thứ ba can thiệp đây là thiết tranh tranh sự thật bày ở trước mắt đạo tàn tại kiếm đạo tàn tại mắt cảnh giới của ngươi rất cao a à? lạc thần mộ thở dài hắn thân là thiên thần lĩnh ngộ siêu phàm tự nhiên biết tần vấn thiên là làm như thế nào đến không nghĩ tới tần vấn thiên đối với đạo pháp lĩnh ngộ vậy mà đã đến đáng sợ như vậy cấp độ câu này rất cao tuyệt đối là chân chính tán thưởng cao đến để hắn đều vì đó sợ hãi thán phục lạc thần dụ trong đôi mắt lộ ra một nụ cười khen lợi hại phụ thân lạc thần lệ không hiểu nhìn về phía phụ thân nàng lạc thần dụ nói ca của ngươi hắn đối với đạo pháp lĩnh ngộ một số phương diện không kém gì năm đó ta lạc thần lệ run sợ năm đó phụ thân của nàng là thiên thần ca ca lĩnh ngộ vậy mà đã trải qua đã cường đại đến tình trạng như vậy sao chẳng lẽ là bởi vì truyền thuyết chi địa nàng thân là lạc thần thị chi nhân đương nhiên biết lạc thần liệt là như thế nào cường đại nhân vật chân chính đại năng tồn tại nhưng liền khinh địch như vậy bị ca ca tru sát thậm chí rất nhiều người đều xem không rõ hắn là làm sao làm được ý vị này hắn đối với đạo pháp vận dụng đã trải qua siêu việt tại chỗ tuyệt đại đa số người nhìn cũng không hiểu tự nhiên không bằng hắn tội gì lạc thần xuyên thì là hít một tiếng vô luận như thế nào lạc thần liệt cũng là hắn lạc thần thị đại năng nhân vật bây giờ cứ như vậy vẫn lạc là là lạc thần thì tổn thất, đương nhiên, hắn mặc dù cảm khái, nhưng là sẽ không đồng tình, tranh quyền lực, về sau chuyện như vậy, sợ là sẽ phải thường có. Phụ thân Liệt bá Có không ít người hướng đi lạc thần liệt trước thi thể, lộ ra vẻ bi thống, bọn hắn ánh mắt phẫn nộ tràn đầy cưu hận hỏa diễm, nhìn chầm chầm tần vấn thiên. Thật là ác độc thủ đoạn. Có người băng lãnh mở miệng. Tần Vấn Thiên nhìn về phía cái kia từng đạo từng đạo ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng không có gợn sóng quá lớn, chỉ là bình tĩnh nói. Nếu hắn thắng, ta chết các ngươi sợ là sẽ phải là sự cường đại của hắn mà cảm thấy tự hào vì đó mừng rỡ a à, lạc thần mộ ánh mắt từ trên người tần vấn thiên giời nhìn về phía lạc thần xuyên nói huynh trưởng ngươi có cái hảo ngoại tôn lạc thần xuyên nhíu mày đây là muốn đem đám người lửa giận dẫn tới trên người hắn đến quả nhiên không ít lạc thần thì người nhìn về phía nhà bọn hắn chủ thần sắc đều hơi có chút thay đổi nhưng mà lạc thần liệt cái chết một cái khác kẻ cầm đầu không phải là hắn lạc thần mộ sao đương nhiên lạc thần xuyên không có đi tranh luận cái gì bình tĩnh nói hắn là ta ngoại tôn, ta không muốn nhìn thấy hắn chết, ta đồng dạng không muốn nhìn thấy lạc thần thị có người chiến tử, nếu như ngươi thực sự là lạc thần thị cân nhắc, liền dừng tay đi. Giả dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1857 Thiên thần đến Nguồn Mê truyện audio com Lạc thần mộ chung quanh đám người nghe được lạc thần xuyên giúp lời tay, rất nhiều người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Dừng tay gia chủ thực sự là khí độ tốt, ta lạc thần thị một vị đại năng cường giả vẫn lạc ở đây, Lạc Thần thị tử tôn bi phẫn, gia chủ lại danh hiệu đến đây dừng tay, xem ra gia chủ vẫn là giống như năm đó, vì bản thân chi tư, có thể giúp đỡ toàn bộ Lạc Thần thị. Có người mở miệng nói ra, nói thẳng chỉ trích Lạc Thần Xuyên. Lời vừa nói ra, nhiều người hơn phẫn nộ nhìn lấy Lạc Thần Xuyên, hiển nhiên những người này người sử dụng Lạc Thần mộ là có nguyên nhân, bọn hắn cho rằng Lạc Thần Xuyên làm tất cả, đưa đến gia tộc suy yếu, bọn hắn hy vọng Lạc Thần thị có gia chủ mới thượng vị. Lạc Thần Xuyên không nói gì, hắn vẫn không có cải lại cái gì, nhất gia chi chủ có rất nhiều sự tình, tự nhiên muốn hắn gánh chịu ở trên người, nhưng mà, hắn nếu là liền nữ nhi của mình, chỉ thân cốt nhục đều không thể bảo hộ, vì nàng nỗ lực, nói gì thủ hộ toàn bộ lạc thần thị. Bây giờ cục diện, cũng không phải hắn muốn thấy được. Lạc thần mộ bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hắn đi đến lạc thần liệt bên cạnh thi thể, lập tức ngẩng đầu, băng lãnh nhìn chăm chú tần vấn thiên. Nếu huynh trưởng có cái hảo ngoại tôn, hơn nữa muốn thủ hộ hắn, như vậy, ta lạc thần thị đệ tử, sợ là chỉ có chết vô ích. Vừa nói, hắn phất phất tay nói, hôm nay dừng ở đây đi mộ thúc có người không cam lòng hô rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía lạc thần mộ nói chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn hắn dĩ nhiên là chỉ tần vấn thiên im miệng lạc thần mộ quát lớn một tiếng nói các ngươi muốn ta làm thế nào huynh trưởng muốn hộ bề ngoài tôn ta làm như thế nào tiếp tục để cho các ngươi xuất chiến đi chịu chết sau huynh trưởng ngoại tôn hắn đối với đạo pháp lĩnh ngộ sợ là ta lạc thần tộc tìm không thấy một cái giới chủ có thể đánh bại đám người mắt sáng lên, những người đều đó có chút không cam tâm, đồng thời, nội tâm hơi có trung động, bọn hắn nhìn không ra, nhưng thiên thần đương nhiên có thể nhìn ra, nếu lạc thần mộ nói tần vấn thiên có mạnh như vậy, tự nhiên là có mạnh như vậy, lạc thần thị, vậy mà tìm không thấy cùng hắn chống lại giới chủ. Tần Viễn Phong cùng lạc thần thiên tuyết sở sinh dòng giỏi, quả nhiên kế thừa thiên phú của bọn hắn, thậm chí ẩn có trò giỏi hơn thầy xu thế. Các ngươi, chẳng lẽ hy vọng tiếp tục xem ta lạc thần thị chi nhân đi chịu chết, lạc thần mộ lạnh như băng nói ra. Đi, trở về an bài liệt hậu sự đi. Rất nhiều người nghe được lạc thần mộ lời nói càng thêm coi là kẻ thù nhìn lấy tần vấn thiên, thậm chí, bọn hắn ánh mắt lạnh như băng mong rằng hướng về phía lạc thần xuyên. Tần vấn thiên an tĩnh đứng ở đó, trong nội tâm lại hoàn toàn lạnh lẽo, cái này lạc thần mộ, hảo thủ đoạn, bốc lên lạc thần thị đám người lửa giận, đối với hắn ông ngoại cừu thị, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, cuộc phong ba này, rõ ràng chính là lạc thần mộ cố tình làm, vô luận lạc thần liệt tru sát hắn vẫn là bị hắn chỗ tru sát, người thắng cuối cùng, đều chỉ lại là hắn lạc thần mộ các cường giả tán đi rời đi nhìn lấy một phái kia hệ chi nhân rời đi ánh mắt của thời điểm lạc thần xuyên sau lưng có lão nhân đi lên phía trước nhắc nhở gia chủ chuyện này sợ là lạc thần mộ thủ đoạn hiển nhiên cửu kinh lịch luyện chính bọn họ cũng đều ẩn ẩn nhìn ra đây là lạc thần mộ tại cho lạc thần xuyên gài bẫy ta biết lạc thần xuyên nhàn nhạt đáp lại hắn làm sao biết xem không hiểu hắn vị này tộc đệ thủ đoạn cao minh vô cùng nếu không sẽ không có nhiều như vậy chen chúc người ủng hộ một trận chiến này vô luận kết cục như thế nào cuối cùng người được lợi đều chỉ lại là lạc thần mộ những người đó chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao có người sau lưng phẫn nộ nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường lạc thần mộ chuyện làm vốn cũng không có sơ hở gì huống chi cho dù sau đó có người đã nhìn ra bọn hắn nếu ủng hộ lạc thần mộ đương nhiên sẽ chỉ yên lặng phối hợp có đại năng giới chủ nhàn nhạt mở miệng ngươi nhưng bất tất giết hắn dù sao đó cũng là ta lạc thần thị đệ tử lạc thần xuyên nhìn về phía tần vấn thiên nói nếu như nhìn hắn niệm tình ta thể nội có Lạc thần thị máu, bận tâm ta là Lạc thần thị gia chủ ngoại tôn, liền sẽ không đối với ta động sát cơ, nếu hắn động sát cơ, mang ý nghĩa căn bản không có nghĩ tới ngươi, càng không nghĩ tới trong cơ thể ta Lạc thần thị huyết mạch, chỉ muốn giữ gìn tự thân hoặc là Lạc thần mộ, đã như vậy, tương lai cũng liền tự nhiên sẽ kiên định không thay đổi đối ngoại công ngươi một phe này người xuất thủ, sẽ không nhân từ. Tần Vấn Thiên nhàn nhạt đáp lại, tranh quyền lực cho tới bây giờ đều là tàn khốc lạnh lùng, nhân từ chỉ biết mang đến cho mình tai nạn. Lạc thần xuyên đương nhiên cũng rõ ràng tần vấn thiên theo như lời nói yên lặng không có trả lời sau đó cũng cất bước rời đi bên này một phương khác là thần mộ bọn hắn rời đi về sau sau lưng đi theo lạc thần mộ một chút hậu bối một vị thanh niên mở miệng hỏi phụ thân cứ như vậy buông tha hắn ta lạc thần thì người chết chẳng lẽ chết vô ích sao lạc thần mộ trong đôi mắt hiện lên một vòng hàng quang nói yên tâm đi liệt chết biết có giá trị thanh niên ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén chi ý phụ thân của nhìn mình trong lòng thầm than. Xem ra phụ thân trong lòng hiểu rõ, hắn nói, liệt bá chết sẽ có giá trị, cái này giá trị hai chữ, có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà, có chút hy sinh là không thể tránh được, không phải sao? Tần Vấn Thiên tại Lạc Thần thị ở lại, liền ở tại Thiên Tuyết cung, mẫu thân hắn Lạc Thần Thiên Tuyết trước kia chỗ ở, ở chỗ này, phản phất có thể cảm nhận được mẫu thân tồn tại. Mấy ngày đến, Tần Vấn Thiên thường xuyên tiến đến Lạc Thần Dụ bên kia, làm bạn tại Cửu Cửu bên cạnh, tâm sự chuyện cũ, rất nhiều đều là liên quan tới mẫu thân hắn chuyện cũ, Lạc Thần Lệ đương nhiên đã ở theo cậu giảng thuật, Tần Vấn Thiên đối với mẫu thân ấn tượng cũng càng ngày càng khác sâu. Nàng là lạc thần thị thiên chi kiêu nữ, được vinh dự thần nữ, lạc thần thị gia chủ nữ nhi, có được vô song dung nhan, có được kinh thế thiên phú, đã từng ngẫu nhiên gặp bên ngoài lịch luyện Tần Viễn Phong, phụ thân hắn là cuốn quyết chặt lấy mới đuổi kịp mẫu thân hắn, về sau, mẫu thân của nàng cảm mến với hắn phụ thân Tần Viễn Phong, liều lĩnh thanh âm phản đối. Cái kia đoạn chuyện cũ, chắc là oanh oanh liệt liệt, trải qua ngăn trở gặp trắc trở, chỉ sợ so với chính mình cùng khuynh thành càng sâu lại đang nói chuyện gì lúc này lạc thần dụ trong sân một thanh âm truyền đến sau đó lạc thần xuyên thân ảnh xuất hiện ở đây phụ thân lạc thần dụ hô da da lạc thần lệ cũng hô âm thanh tần vấn thiên nhìn lấy lạc thần xuyên mấy ngày nay hắn đều chưa từng xuất hiện không biết hôm nay sao đến rồi nơi này hẳn là tìm bản thân không có gì tùy ý tâm sự lạc thần dụ cười nói không nghĩ khi hắn trước mặt phụ thân đề cập mùi mùi lạc thần thiên tuyết sợ để lão nhân thương cảm lạc thần xuyên không có hỏi tới ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, mở miệng nói. Ngươi đã đến cũng có mấy ngày, nên rời đi lạc thần thị. Gia gia. Lạc thần lệ đôi mắt đẹp cứng đờ, nói. Ca mới ở mấy ngày mà thôi. Nàng không rõ, vì sao Gia Gia liền muốn đuổi ca ca rời đi lạc thần thị, nàng có thể cảm giác được, Gia Gia trong lòng là có cái này cháu ngoại, nếu không, sẽ không chịu hắn đến lạc thần thị gặp nhau. Tần Vấn Thiên nhìn lấy lạc thần xuyên, trong lòng mơ hồ đoán đến nguyên nhân, lập tức gật đầu nói. Được, ta đây liền rời đi. Bây giờ, thân phận của hắn đã trải qua rõ ràng khắp thiên hạ, ông ngoại lạc thần xuyên để hắn rời đi, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Cũng không cần nóng lòng nhất thời, sáng mai lại rời đi thôi, để lệ nhi cùng ngươi tại lạc thần thì hảo hảo đi đi. Lạc thần xuyên nói ra, tần vấn thiên nhìn lấy cái kia không có chút trung động nào đôi mắt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Không cần cùng người phát sinh xung đột. Lạc thần xuyên nhắc nhở một tiếng, sau đó quay người rời đi, lạc thần dụ gặp phụ thân rời đi, thở dài. Vấn thiên, không nên trách ông ngoại ngươi, bây giờ lạc thần thì cục diện ngươi cũng thấy đấy, hắn rất khó. Ta rõ ràng. Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, rất nhiều chuyện, hắn trong lòng hiểu rõ, hắn hôm nay, sớm đã không phải hồ đồ thiếu niên, mà là tiếp cận đỉnh phong nhân vật, một bước đi lên, liền có thể bước vào thần cảnh. Ca. Lạc thần lệ trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng nhàn nhạt thất lạc chi ý, mới mấy ngày mà thôi, ca ca lại muốn đi sao? Lệ nhi, về sau thường có cơ hội gặp mặt. Tần Vấn Thiên vuốt vuốt đầu của nàng cười nói lạc thần lệ gật đầu cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi mình sáng sớm ngày thứ hai lạc thần sơn bên trên gió nhẹ chậm chậm phi thường thoải mái dễ chịu tần vấn thiên đi vào lạc thần dụ bên này chào từ biệt đang chuẩn bị rời đi lạc thần lệ cũng ở nơi đây lạc thần xuyên không có tới lệ nhi ta đi ngươi có nhớ ta hay không tần vấn thiên trên lưng tiểu hỗn đản nải thanh nải khí nói ra vốn có chút thương cảm lạc thần lệ bị gia hỏa này một câu làm vui vẻ cười nói đương nhiên sẽ ô ô ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi tiểu hỗn đã nhảy vào lạc thần lệ trong ngực ở bên trong cò sát tần vấn thiên dẫn theo cái đuôi của hắn bắt trở về gia hỏa này vẫn là vô sĩ như vậy a à, không thể dung túng hắn ca sau khi rời đi ngươi chuẩn bị đi chỗ nào lạc thần lệ hỏi còn chưa nghĩ ra đâu có lẽ ngay tại hoang vực sông Sáu một phen tần vấn thiên bật cười lớn nói vậy thì tốt đến lúc đó về sau liên hệ ta ta đi tìm ngươi lạc thần lệ lộ ra một vòng dí dỏm tiếu dung tần vấn thiên liếc nàng một cái bây giờ theo ở bên cạnh hắn đã trải qua chẳng phải an toàn đi. Tần Vấn Thiên có chút thương cảm, nhìn trước mắt tất cả, nhìn mình cửu cửu, mùi mùi, không bỏ được cứ vậy rời đi. Ừ. Là thần lệ mặc dù cũng thương cảm, nhưng vẫn như cũ nhoẻn miệng cười, phi thường đẹp. Chiếu cố thật tốt bản thân, cẩn thận một chút. Là thần dụ dặn dò một tiếng, Tần Vấn Thiên quay người, cất bước mà ra. Ngay tại lúc bước chân hắn mới vừa bước ra sát na, chỉ nghe một thanh âm truyền ra, nói. Người nào mạnh mẽ xông tới ta lạc thần thị, thanh âm này giống như lôi đình rung động ở trên lạc thần sơn, vang vọng nhìn vạn dặm, đem lạc thần thị người bừng tỉnh, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là đang nhắc nhở đám người, có thể thấy được xông vào người thực lực phi phạm Lần lượt từng bóng người phá không mà ra, hướng phía hư không mà đến, tần vấn thiên bước bước chân dừng lại, lạc thần lợi cùng lạc thần dụ cũng đều nhíu mày. Tần tộc tần chung, đến đây lạc thần thị bái phỏng. Lúc này, một đạo cuồng cuồng sóng âm truyền khắp hư không, khiến cho tần vấn thiên cùng lạc thần dụ bọn hắn trong lòng rung lên. Tần tộc tần chung, thiên thần cường giả bái phỏng lạc thần thị. Đông. Thiên địa không gian phản phất vì đó rung dưới, tầng trung ở trên lạc thần sơn cất bước, như có một cổ thiên uy giáng lâm. Lạc thần xuyên thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên, ánh mắt của hắn cực lạnh, toàn thân đều lộ ra một cổ hàng khí, tầng tộc thiên thần giáng lâm lạc thần thị, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhưng mà, tần vấn thiên tại lạc thần thị tin tức, chỉ có lạc thần thị người biết, ý vị này, lạc thần thị bên trên sự tình, lại có người, thông tri lạc kẻ thù của thần thị tần tộc hắn để tần vấn thiên dời là lấy phòng ngừa vạn nhất nhưng trong nội tâm kỳ thực vẫn như cũ không cho rằng tin tức biết truyền đi lạc thần thị người hẳn phải biết phân tất nhưng hiển nhiên hắn sai rồi giả dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé chương một nghìn xuống núi nguồn mê truyện audio com tần tộc thiên thần bái phỏng lạc thần thị lạc thần xuyên đương nhiên rõ ràng lạc thần thị xuất hiện nội ứng đem tin tức truyền ra hắn có chút thất vọng lạc thần thị mặc dù có nội chiến tại đoạt quyền nhưng đó là lạc thần thị chuyện nội bộ tần tộc cùng lạc thần thị ở giữa nhiều năm thù hận bây giờ có người là tranh đoạt quyền lực thậm chí muốn giới tay cường nhân cái này làm sao không gọi hắn đau lòng mặc dù hắn biết những người kia thái độ là hy vọng đoạt quyền về sau liền cùng tần tộc hòa giải dù sao bây giờ lạc thần thị lực lượng bản thân đã trải qua không bằng tần tộc nếu không tần tộc thiên thần nào dám đường hoàng đi đến lạc thần sơn tới bái phỏng lạc thần sơn bên trên vô số cường giả phá không xuất hiện giáng lâm hư không bọn hắn đều thấy được một tôn uy nghiêm thân ảnh cất bước đi tới giáng lâm lạc thần thị tần tộc chi nhân cũng dám đến ta lạc thần sơn lạc thần xuyên lạnh lùng mở miệng thân ảnh của hắn xuất hiện ở tầng chung trước ngươi hôm nay ta đến đây cũng không phải là vì lạc thần thị cùng tần tộc ân oán giữa mà đến những chuyện này tạm thời không đề cập tới bây giờ ta tần tộc phản đồ tần viễn phong chi tử ở trên lạc thần sơn ta muốn đem hắn mang đi chắc hẳn gia chủ sẽ không có ý kiến chứ Tần Trung đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói, một chút không có quanh co lòng vòng. Hắn tới đây, là mang Tần Vấn Thiên rời đi. Ngươi coi Lạc Thần Sơn là địa phương nào, Lạc Thần Xuyên lạnh lùng mở miệng, như thế nào biết để tùy tiện để Tần Trung mang Tần Vấn Thiên đi, nếu là Tần Vấn Thiên rơi vào Tần Tộc trong tay, sợ là cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Ta tự nhiên biết Lạc Thần Sơn là địa phương nào, hơn nửa lần này đến đây cũng đều kín chỗ, chỉ là ta Tần Tộc phản nghịch chi tử, Lạc Thần thì chẳng lẽ muốn bao che không thành, Tần Trung thanh âm lạnh mấy phần. Lạc Thần Sơn bên trên, còn chưa tới phiên Tần tộc ở đây Dương Oai." là Thần Xuyên nói. là Thần gia chủ hảo khí phách, là Thần thị đây là muốn ngăn cản ta Tần tộc cầm phản nghịch chi tử sao? Nếu là Lạc Thần thì muốn như thế làm việc lời nói, ta tránh không được muốn tại Lạc Thành ở một đoạn thời gian, cho ta biết Tần tộc cường giả đến đây, hướng Lạc Thần thị lĩnh giáo một phen." Tần Trung lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần ý uy hiếp. "Uy hiếp ta, ta Lạc Thần thị, thì sợ gì?" Lạc Thần Xuyên ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. "Huynh trưởng." Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người cất bước đi tới thình lình chính là lạc thần mộ hắn mở miệng nói ra ta lạc thần thị hoàn toàn chính xác không sợ phiền phức nhưng mà cũng phải nhìn có đáng giá hay không tần vấn thiên chính hắn tại mấy ngày trước đã nói qua hắn và lạc thần thị không có chút nào liên quan hơn nữa tại ta lạc thần thị hoành hành không sợ uy hiếp lạc thần thị đệ tử giết ta lạc thần thị đại năng bây giờ ngươi nói muốn ta lạc thần thị vì hắn đi đối mặt cường địch ta đây cũng không dám gật bừa gia chủ nghĩ lại chỉ thấy lạc thần mộ có người sau lưng không người hô lạc thần xuyên đôi mắt nhìn về phía đối phương ánh mắt của hắn rất lạnh giờ mới hiểu được mấy ngày trước trận chiến dụng ý nguyên lai ở trước đó lạc thần mộ liền đã thông tri tần tộc nếu như lạc thần liệt chiến thắng tần vấn thiên chết chiến bại liền có trước mắt kết quả bây giờ lạc thần mộ đã trải qua có đầy đủ lý do để lạc thần thị đem tần vấn thiên giao ra trong lòng của hắn thở dài xem ra vì cái này lạc thần thị vị trí gia chủ lạc thần mộ đã trải qua không từ thủ đoạn thậm chí cùng lạc thần thị cừu nhân tần tộc liên thủ chỉ vì đối phó hắn cái này khiến hắn cảm thấy lạnh cả tim những nhìn về phía hắn đó ánh mắt đồng dạng để hắn cảm giác được thân thể có chút lạnh ý của các ngươi tần tộc đến ta lạc thần thị muốn người ta lạc thần thị nên ngoan ngoãn giao ra lạc thần xuyên mặc dù trong lòng cảm giác được rất lạnh nhưng thanh âm lại vẫn là không có nửa điểm hỏa khí rất bình thản phản phất nhìn thấu chuyện thế gian tự nhiên không phải lạc thần mộ thản nhiên nói chỉ là Ta Tần tộc cũng không cần thiết che chở một cái tru sát Tần tộc con em người, bởi vì, để chính hắn xuống núi, về phần vận mệnh như thế nào, cùng ta Lạc Thần thị không quan hệ, Tần tộc muốn người, cũng không đến nỗi nhất định phải tại ta Lạc Thần Sơn động thủ đi, đương nhiên, chỉ cần Lạc Thần thị phối hợp, ta nguyện ở dưới núi chờ, sẽ không đánh quấy Lạc Thần thị. Tần Trung nhàn nhạt mở miệng, như Tần Chính nói, Lạc Thần mộ quả nhiên phối hợp hắn hành động, trong lòng của hắn cười lạnh, Lạc Thần thị vốn là đi ở suy thoái trên đường, bây giờ, nỗi đấu còn kịch liệt như thế, chỉ sợ khoảng cách hủy diệt không xa huynh trưởng cũng nghe đến rồi lạc thần mộ nhìn về phía lạc thần xuyên nói ta nếu nói không thì sao lạc thần xuyên không có nhìn tần chung mà là nhìn về phía lạc thần mộ trước đó tần vấn thiên chiến ta lạc thần thị đại tử huynh trưởng để cho ta lấy đại cục làm trọng không muốn nhìn thấy lạc thần thị bị tổn thương ta chiếu huynh trưởng ý tứ làm dù là tần vấn thiên giết ta tộc nhân ta đều không có xuất thủ cũng không có để lạc thần thị chi nhân tiếp tục dây dưa bây giờ huynh trưởng thân là lạc thần thị gia chủ thân hệ lạc thần thị nhất tộc vận mệnh làm mỗi một sự kiện đều đại biểu toàn bộ lạc thần thị thái độ, hẳn là rõ ràng nên làm cái gì, mà không phải là vì việc tư đem lạc thần thị liên lụy trong đó. Lạc thần mộ nhàn nhạt đáp lại, phản phất lạc thần xuyên cự tuyệt chính là phản bội toàn bộ lạc thần thị. Vì vị trí này thực sự là hao tổn tâm cơ. Lạc thần xuyên thở dài một tiếng, đây là ám chỉ hắn thoái vị, chỉ cần hắn không còn là lạc thần thị gia tộc, thái độ của hắn liền không đại biểu được lạc thần thị thái độ, là chuyện riêng của hắn, không cần đem lạc thần thị liên lụy đến trong đó lúc này tần vấn thiên đứng ở hạ không lạc thần dụ cùng lạc thần lệ ở bên cạnh hắn hắn gánh vác cổ kiếm áo bào trắng phiêu động ánh mắt lại đặc biệt rét lạnh hắn đương nhiên cũng rõ ràng hắn bị lạc thần thị người bán rẻ có lẽ không thể dùng bán đứng cái từ này ông ngoại để cho mình rời đi quả nhiên là có đạo lý bây giờ bởi vì hắn ông ngoại lâm vào trong hai cái khó này muốn bảo đảm hắn sợ là liền muốn từ bỏ lạc thần thị vị trí gia chủ bảo vệ hắn rời đi lấy tư nhân thân phận mà không phải là lạc thần thị gia chủ hèn hạ Lạc thần dụ tràn đầy sắc mặt của nếp nhăn lộ ra vẻ phẫn nộ, song quyền nắm chặt, đáng hận bây giờ hắn không thể chiến đấu, nếu không, tất nhiên muốn đại chiến một trận. Cái này là thần mộ, vậy mà liên thủ địch nhân, vì đạt được mục đích, đã trải qua triệt để không từ thủ đoạn. Lạc thần thị đôi mắt đẹp bên trong có phẫn nộ, cũng có khẩn trương, tần tộc thiên thần gián lâm, bức hiếp lạc thần thị giao người, tần vấn thiên, đem tao ngộ một kiếp. Chư vị trưởng bối thấy thế nào, lúc này, chỉ nghe lạc thần xuyên hướng về phía trong hư vô phun ra một thanh âm, trưởng bối của hắn là lạc thần thị mấy vị không nhập thế lão nhân bọn hắn một mực tại lạc thần thị phía sau màn yên lặng thủ hộ giả mặc dù lạc thần thị mọi chuyện đều do lạc thần xuyên gia chủ này đến quyết đoán nhưng trên thực tế nhưng những sau lưng đó lão nhân địa vị của bọn hắn lại là không thể bỏ qua bây giờ lạc thần mộ có thể cùng hắn chống lại cũng là bởi vì phía sau có lạc thần thị lão nhân ủng hộ bọn hắn bình thường sẽ không tham dự lạc thần thị mọi chuyện nhưng lại có được quyết định lạc thần thị cách cục quyền lợi thuộc về lạc thần thị phía sau màn người cầm lái có chút chấp niệm nên buông xuống một đạo tiếng thở dài truyền đến nghe được thanh âm này lạc thần xuyên trong lòng rung lên mà lạc thần mộ trong đôi mắt là hiện lên một vòng hào quang sáng chói lạc thần dụ con ngươi cũng cương cứng tại nơi đó sắc mặt khó coi tần vấn thiên nhìn lấy lạc thần dụ thần sắc biến hóa xem ra cái này thanh âm thái độ của chủ nhân rất trọng yếu a à, cái này nói chuyện lão nhân là lạc thần thị thiên thần ông ngoại ngươi người ủng hộ lạc thần dụ nói khẽ tần vấn thiên đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì Ông ngoại hắn người ủng hộ, đều khuyên hắn buông xuống, Lạc thần mộ người ủng hộ, tự nhiên không cần nhiều lời, ông ngoại hắn vị trí gia chủ, đều đã tràn ngập nguy hiểm. Trong hư không, Lạc thần xuyên thân ảnh vẫn như cũ đứng sừng sững ở vậy, dáng người của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, nghe được thanh âm này về sau, hắn có chút nhắm đôi mắt lại, sau đó mở ra, vô cùng kiên định, phun ra một chữ. "Không." Cái này một chữ không, làm cho cả Lạc thần thị đều yên tĩnh lại, Lạc thần sơn bên trên, yên tĩnh im ắng. Tần Vấn Thiên nhìn lấy cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, trong lòng hơi nóng, hắn đến Lạc Thần thị, nhìn thấy ông ngoại lần đầu tiên, hắn uy áp rơi trên người mình, hắn giọng nói chuyện lạnh như băng, một chút không có cảm giác hòa hợp, hắn ở trên Lạc Thần Sơn ở trong vòng vài ngày, hắn cũng đều chưa từng xuất hiện, không có cùng bản thân nói qua cái gì, đây hết thảy, phản phất là đối với hắn cái này cháu ngoại lạnh lặng yên. Mà giờ khắc này, cái này một chữ không, liền phản phất thắng được thiên ngôn vạn ngữ, rất nhiều chuyện, không cần nhiều lời, một chữ là đủ. Lạc thần mộ nghe thấy một chữ không, trong đôi mắt lại lộ ra lạnh như băng cười, tất cả, rốt cục đi về phía hắn dự đoán quỷ tích, hắn khoảng cách mục tiêu của mình, cũng càng ngày càng gần. Lạc thần gia chủ là muốn can thiệp ta tần tộc sự tình à, nếu như thế, ta tần tộc ngày khác tự sẽ phái cường giả đến đây lạc thần sơn bên trên đòi một lời giải thích. Tần trung thân là thiên thần nhân vật, làm sao biết không biết mình đổi làm cái gì, bây giờ, hắn đương nhiên phải thật tốt phối hợp lạc thần mộ. Ông ngoại. Nhưng vào lúc này, tần vấn thiên mở miệng, chỉ thấy thân hình hắn bay lên không, đi vào lạc thần xuyên sau lưng. Lạc Thần Xuyên nhìn về phía hắn, chỉ thấy Tần Vấn Thiên cười nói. "Ông ngoại, ta vốn liền chuẩn bị rời đi, liền xuống núi." "Ca." Lạc Thần lệ giật mình, hô, Tần Vấn Thiên lúc này phải xuống núi, chẳng phải là muốn bị Tần Trung mang đi, sẽ có như thế nào vận mệnh chờ lấy hắn? Lạc Thần Xuyên cũng nhìn lấy Tần Vấn Thiên, trên mặt của thanh niên lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn thấy nụ cười của hắn, Lạc Thần Xuyên phản phất thấy được nữ nhi của mình. "Ông ngoại, Cửu Cửu, Lệ Nhi, bọn hắn đều cần ngươi." tần vấn thiên truyền âm nói ra lạc thần dụ bị phế sạch tu vi nhưng như cũ có thể như là phạm nhân một dạng hành động tự nhiên bản này là chuyện không thể nào muốn phế rơi một vị thiên thần nên có bao nhiêu đáng sợ bị thương có thế một mực sống sót không có già yếu tử vong dựa vào là lạc thần thị tài nguyên kéo dài tính mạng điểm ấy tần vấn thiên là từ lệ nhi trong miệng biết được lệ nhi nói cửu cửu một mực rất thống hận bản thân trừ cửu cửu bên ngoài còn có lệ nhi còn có lạc thần thị rất nhiều phụ thuộc vào ông ngoại người, nếu như ông ngoại từ bỏ lạc thần thị vị trí gia chủ, như vậy, bọn họ kết cục sẽ như thế nào lang thang bên ngoài sao giống như hắn, hơn nữa, còn có thể sẽ đối mặt tần tộc cái này đại địch. Thiên thần, cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Tần vấn thiên, hắn không thể như thế tự tư, để ông ngoại vì hắn, từ bỏ đây hết thảy, để cửu cửu lệ nhi, lâm vào bên trong khó xử. Không được. Lạc thần xuyên quả quyết cự tuyệt nói, giới chủ, mặc đối với thiên thần, không có bất kỳ huyền niệm gì, tần vấn thiên xuống núi chính là tuyệt lộ đây là ngoại tôn của hắn nữ nhi của hắn duy nhất cốt nhục ông ngoại ta đi ngươi bảo trọng tần vấn thiên hướng về phía lạc thần xuyên không người nói lập tức quay đầu lại nhìn hắn cửu cửu cùng lạc thần lệ một chút sau một khắc một cái không gian chi môn xuất hiện tần vấn thiên thân thể trực tiếp đi ngang qua hư không rời đi không biết đi nhiều địa phương xa xôi muốn đi tần chung cười lạnh tiên niệm ngang qua hư không vượt ngang không biết bao xa giả dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé chương 1859 Thần Uy Nguồn Mê truyện audio com Thiên thần chi niệm lực, thậm chí đã trải qua không thể xưng là tiên niệm, mà là thần niệm, thần niệm phía dưới, tầng vấn thiên căn bản không chỗ che thân, hắn mặc dù một cái chớp mắt nhìn vạn dặm, nhưng vẫn như cũ cảm giác bị thần niệm khóa chặt, một cổ như có như không lực lượng khi hắn quanh người lượng lờ. Người trốn không thoát đâu tầng chung thanh âm trực tiếp vang vọng tại tầng vấn thiên trong đầu, phản phất ngay cả tầng trung thân ảnh, đều trực tiếp xuất hiện in vào trong đầu, giống như, hắn liền ở trước mặt mình. Tần vấn thiên không để ý đến trong đầu thanh âm, hắn không đoạn hoành mặt hư không, thậm chí trốn vào hư vô không gian bên trong chạy trốn, địa phương vô cùng xa xôi, tần chung cất bước mà ra, mỗi một bước, đều rất giống vượt ngang một phương thiên địa, nhìn như rất chậm động tác, nhưng thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cái kia một bước có bao xa không gian chỉ đạo vậy mà cũng vận dụng không sai ở trong hư vô hành tẩu nhưng thần niệm phía dưới vô luận hư thực ngươi đều không chỗ che thân nghiệt chướng theo ta hồi tần tộc không cần tự mình chút lấy cực khổ tần chung vẫn như cũ cất bước không nhanh không chậm vừa nói giống như cũng không vội tại cầm xuống tần vấn thiên đối với với hắn mà nói tần vấn thiên bất quá là vật trong bàn tay trước thoát ly bên này miễn cho lạc thần xuyên nhúng tay dù sao tần chính lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn là phải làm cho tốt lạc thần xuyên nếu như nhìn thấy hắn cầm xuống ngoại tôn của hắn dưới sự phẫn nộ liều lĩnh xuất thủ vẫn là có thể đem hắn chặn lại tới lạc thần thì bên kia lạc thần xuyên cũng không nghĩ đến tần vấn thiên như thế quả quyết vậy mà nói đi là đi hắn song quyền hơi nắm muốn đuổi theo nhưng mà lại gặp có một vị lão nhân xuất hiện đi đến trước mặt hắn nhìn lấy lạc thần xuyên hướng về phía hắn lắc đầu lạc thần xuyên nhìn lấy lão nhân trong lòng dãy dụa sắc mặt rốt cục không còn phía trước bình tĩnh mà là cực kỳ khó coi thật muốn nhìn lấy ngoại tôn bị tần tộc mang đi à đó là hắn ngoại tôn con trai của thiên tuyết nếu như hắn thực sự bị tần tộc mang đi nếu như thiên tuyết còn sống biết tần vấn thiên là ở trước mặt hắn bị mang đi nhất định sẽ hận hắn cái này làm cha a à, gia gia lạc thần lệ hô trong nội tâm nàng thống khổ bất lực bây giờ chỉ có gia gia có thể đi cứu ca ca lạc thần xuyên thở sâu nhìn lấy lạc thần mộ trong mắt nụ cười đắc ý trong lòng thở dài hắn vẫn như cũng ngồi ở bên trên vị trí gia chủ cũng không phải là lưu luyến quyền thế mà là thân là lạc thần thị tử tôn hắn có một phần trách nhiệm nhưng bây giờ, lạc thần thị, giống như cũng không như vậy cần hắn, thà rằng như vậy, bên trong hao tổn lạc thần thị lực lượng không bằng, hắn từ bỏ. Bước chân tiếp tục nâng lên, lạc thần xuyên liền muốn rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, lạc thần mộ thân hình đồng dạng lấp lóe chặn đường phía trước, nói: Huynh trưởng, ngươi là lạc thần thị gia chủ, đại biểu cho lạc thần thị, quấy nhiễu tầng tộc nội bộ sự tình, thật chẳng lẽ muốn liên lụy toàn bộ lạc thần thị không thành, mong rằng huynh trưởng lấy lạc thần thị làm trọng. Ngươi nếu nghĩ như vậy muốn vị trí này ta liền tặng cho ngươi đi từ nay về sau ta không còn là lạc thần thị gia chủ lạc thần xuyên thanh âm vang vọng tại lạc thần thị sau lưng ủng hộ của hắn người nhao nhao rung động nhìn lấy hắn hô gia chủ lạc thần xuyên quay đầu nhìn về phía đám người nói các ngươi về sau vẫn như cũ phải thật tốt là lạc thần thị hiệu lực ta vẫn như cũ vẫn là câu nói kia liền chí thân cốt nhục đều không thể thủ hộ nói thế nào thủ hộ lạc thần thị ta lạc thần xuyên từ hôm nay không đảm nhiệm nữa lạc thần thị vị trí gia chủ sau lưng trong lòng mọi người thống khổ bọn hắn ủng hộ lạc thần xuyên cũng là bởi vì lạc thần xuyên huyết tính so sánh hắn lạc thần mộ người này là lộ ra quá có tâm cơ thủ đoạn lợi hại bọn hắn không thích có mấy đạo thân ảnh của lão nhân xuất hiện bọn hắn nhìn lấy lạc thần xuyên có người thở dài có người lãnh đạm trên mặt của lạc thần mộ lại ẩn ẩn có một vệt người thắng tiếu dung hắn nói qua lạc thần liệt sẽ chết có giá trị tất cả cũng như cùng hắn dự đoán bên trong như thế lạc thần xuyên tính cách nhất định không cách nào dễ dàng tha thứ đã ngươi từ bỏ vị trí gia chủ như vậy liền tiến về tế bái tiên tổ đi thoái vị chi lễ tân nhiệm gia chủ thượng vị một vị lão nhân mở miệng nói ra lạc thần xuyên sắc mặt biến hóa nói ta trở về lại tiến về tế bái tiên tổ không được gặp lạc thần xuyên muốn rời khỏi lão nhân phong bế đường đi của hắn nói chỉ cần không cử hành thoái vị chi lễ ngươi liền như trước vẫn là lạc thần thị gia chủ ngươi làm sự tình vẫn như cũ đại biểu cho toàn bộ lạc thần thị thái độ bọn hắn đều là lạc thần mộ người ủng hộ, cùng lạc thần mộ lý niệm giống nhau, cùng tần tộc hóa giải ân oán, đương nhiên sẽ không tại loại này thời điểm then chốt để lạc thần xuyên lại đi chọc giận tần tộc, nhất định phải ngăn lại hắn, không cho hắn tiến về đối phó tần chung, nếu không, tần tộc một vị thiên thần bị lạc thần xuyên sắp xếp lời nói, thù hận này, sợ là muốn sâu hơn. Nói là cử hành thoái vị chi lễ, bất quá là vì kéo dài thời gian, không cho lạc thần xuyên tiến về nhúng tay tần chung bắt tần vấn thiên. Cớ gì hùng hổ dọa người như vậy? Lạc thần xuyên phẫn nộ nói ra, trên người hắn khí thế bộc phát một cổ kinh thiên chi uy quét sạch thiên địa mấy người lão nhân nhao nhao phóng thích uy nghiêm chống cự lạc thần mộ ánh mắt nhìn chăm chú lạc thần xuyên nói lạc thần xuyên ngươi muốn đối tộc lão động thủ hơn nữa còn là ở trên lạc thần sơn lạc thần xuyên dĩ vãng ủng hộ lạc thần xuyên lão nhân cũng lộ ra vẻ thất vọng hướng về phía hắn lắc đầu nếu như lạc thần xuyên thực sự xuất thủ chỉ sợ không chỉ có không đảm đương nổi gia chủ này thậm chí muốn biến thành lạc thần thị tội nhân bọn hắn tuyệt không hy vọng đi đến một bước này lễ không thể bỏ. Lão nhân thần sắc kiên định, nhàn nhạt mở miệng, là quyết tâm muốn ngăn cản lạc thần xuyên. Phụ thân. Lạc thần dụ trong lòng yên lặng thở dài, không nghĩ tới, biết đi đến một bước này. Gia gia. Lạc thần lệ trong lòng thống khổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lạc thần mộ, đầy hết thảy, rốt cục như ước nguyện của hắn đi. Được. Lạc thần xuyên mở miệng nói ra, lập tức bước ra một bước, trực tiếp tiến về lạc thần thị tổ từ, nếu đối phương quyết tâm muốn ngăn hắn, hắn biết bản thân trong lúc nhất thời đi không được phụ thân lạc thần lệ thấy cảnh này ánh mắt nhìn về phía lạc thần dụ lạc thần dụ ngẩng đầu nhìn về phía hư không trong lòng có vô hạn thở dài tháo bỏ xuống gia chủ vị trí về sau hắn biết phụ thân và bọn hắn là không thể nào lại tiếp tục lưu lại lạc thần thị hơn nữa lấy phụ thân tính cách sợ là sẽ phải cùng hắn năm đó một dạng tiến về tần tộc chỉ có thể hận bọn hắn cũng không đủ sức cải biến đây hết thảy chỉ có vô hạn bi phẫn lạc thần thị đại đa số trong lòng người đều thở dài không nghĩ tới bọn hắn lạc thần thị biết thực sự đi đến một bước này tuy nói lạc thần mộ cuối cùng thắng nhưng đối với toàn bộ lạc thần thị mà nói là thật thắng sao chỉ sợ từ nay về sau lạc thần thị lực lượng trở nên yếu hơn ca ca thế nào lạc thần lệ trong lòng cầu nguyện nhưng nàng biết cầu nguyện của nàng sợ là cũng vô dụng bởi vì lần này ca ca đối mặt là thiên thần tần tộc thiên thần muốn bắt hắn hắn đi như thế nào đến rơi lúc này tần vấn thiên đã trải qua rời đi lạc thần sơn phạm vi thậm chí đã ra khỏi lạc thành tại trong không gian hư vô phi nhanh mà đi Tần Chung thần niệm vẫn như của một mực tập trung vào vị trí của hắn, cho dù là ở vào trong không gian hư vô, đều không thể thoát đi tầng trung thần niệm phạm vi. Tần trung xác định là Thần Xuyên hẳn là sẽ không đuổi tới, trong con người của hắn hiện lên một vòng lãnh ý, thẳng nhiên nói: Tần Vấn Thiên, năm đó ra tay với phụ thân ngươi qua, bây giờ lại muốn xuất thủ cầm ngươi, thế sự vô thường, giống như một trận luân hồi, theo ta đi tầng tộc đi. Thoại âm rơi xuống, một cổ thiên uy giáng lâm, bao phủ vô tận hư thực không gian, bầu trời phía trên thay đổi bất ngờ hội tụ một cổ đáng sợ kim sắc phong bạo, đang điên cùng xoay tròn, toàn bộ thương khung, đều tự như đô thiên uy bao phủ, giờ khắc này, phía dưới vô tận vực người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng, đây là có chuyện gì ngày, vậy mà tại rung động, bầu trời phía trên, giáng lâm thiên uy. Một vị thần minh, đứng trên bầu trời, hắn toàn thân đắm mình trong kim quang, chân chính thiên thần, phía dưới vô số người quỳ bái, thậm chí có người nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn, vậy mà thấy được thần, bầu trời phía trên, sinh ra thần uy. Đối với vô số người mà nói, thần minh đều là chí cao vô thượng tồn tại, là quan sát chúng sinh tồn tại. Bọn hắn cúng bái thần minh, nhưng thần linh trong mắt cũng không có sự hiện hữu của bọn hắn, chúng sinh như sâu kiến. Bầu trời phía trên, Tần Trung đứng sừng sững, hắn xuất hiện sau lưng một hơi to lớn vô biên huyền hoàng cổ chung, giống như thiên đạo cổ chung, cái này khẩu cổ chung hóa thân vi thiên nói, phản phất từ cả mảnh trời khung biến ảo mà sống, hoặc như là Tần Trung tinh hồn. Người cũng không đồng ý thúc thủ chịu trói, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đồng thủ. Tần Trung nhàn nhạt mở miệng, hóa thân thiên đạo cổ trung phóng thích vô tận chi quan, tiếng chung gián lâm giữa thiên địa, cái này cả phiến thiên địa phản phất đều tao ngộ thiên đạo chi kiếp, bổ ra hư vô chi không, rất nhiều ngẩng đầu nhìn lên trời cùng phủ phục ở địa cường giả trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể rung động mà chết, ánh mắt bọn họ mở to, chết không nhắm mắt, thần minh, vì sao muốn giết bọn hắn minh cũng không phải là nếu là muốn giết bọn hắn, chỉ là tại vị này thần minh trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có khác nhau bất quá bổ sung mà thôi hắn phải đối phó người là tần vấn thiên đáng sợ thiên đạo chi kiếp chém dết đến hư thực không gian cho dù tại trong hư vô vẫn như cũ chạy không thoát cổ lực lượng này chế tài tần vấn thiên rút kiếm trong kiếm giấu nói có sáng chói nói uy bộc phát ra chém về phía cái kia oanh sát mà đến thiên đạo chi kiếp một cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt tại trong không gian hư vô nổ tung không gian đều muốn băng diệt hủy đi tần vấn thiên thân ảnh xuất hiện nhìn lấy trong phiến thiên địa này rất nhiều người vô tội chết thảm Hắn trong đôi mắt phóng thích một cổ cực hạn lạnh ý, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trung thời điểm, có vô cùng sát cơ mãnh liệt. Đây chính là thiên thần sao thế nhân đối với hắn quỳ bái, nhưng mà hắn lại xem thế nhân như sâu kiến, thiên uy giáng lâm, chúng sinh gia diệt, vô tội chết thảm. Còn muốn ta xuất thủ, Tần Trung nhàn nhạt mở miệng, Tần vấn thiên đôi mắt băng lạnh đến cực điểm, tay hắn nắm yêu kiếm, sát ý phù diêu mà lên, đã từng ra tay với phụ thân qua người, cũng có hắn à, lại có chiến ý, Tần Trung lộ ra khinh miệt chăm chọc tiếu Dung, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình thiên thần phía dưới chúng sinh đều là một dạng bất quá sâu kiến mà thôi trong mắt bọn hắn đại năng giới chủ cùng phạm nhân không có gì khác biệt tần chung đeo tại sau lưng cổ chung hóa thân vi thiên một phương thế giới này chính là cổ chung thế giới trong đó có thiên uy nở rộ phun ra ngoài to lớn vô biên cổ chung đại biểu thiên đạo cổ chung hạ xuống diệt thế chi pháp vô tận thiên uy từ cổ chung bên trong nở rộ mà xuống từng vòng từng vòng cổ chung màn sáng nghiền ép xuống tới tất cả thiên địa muốn hủy diệt tần vấn thiên thân ảnh đứng ở cổ chung phía dưới thiên uy phía dưới lộ ra như vậy nhỏ bé. Dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1860 Thiên thần không thể chiến thắng. Nguồn Mê truyện audio com Tần vấn thiên ánh mắt trang nghiêm, trên vai hắn tiểu hỗn đảng cũng nheo mắt lại, nhìn chăm chú cổ thiên uy này, chưa bao giờ đứng trước qua lực lượng cường đại như vậy. Liếc nhìn lại, tần vấn thiên trong mắt giấu nói, thiên mệnh chi nhãn, trong chốc lát, cả phiến thiên địa phản phất lâm vào hắn nhãn thuật thế giới cùng tần vấn thiên đối mặt thiên thần tần trung sững sờ hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc hắn vậy mà bị tần vấn thiên đưa vào bên trong đạo pháp của hắn nhưng mà tần vấn thiên nhất định hy vọng xa vời cùng thiên thần chiến đấu sau đơn giản buồn cười phá tần trung phun ra một chữ bầu trời phía trên tòa kia to lớn vô biên thiên chi cổ trung rũ xuống một đạo quan trụ thiên địa nứt hư không trung động tần vấn thiên đạo pháp trực tiếp băng diệt hắn vẫn như cũ nhỏ bé như vậy đứng ở phía dưới, chỉ có thể ngưỡng mộ bầu trời phía trên đứng ngạo nghệ thân ảnh. Tần Trung hừ lạnh một tiếng, xem ra không cho hắn chút giáo huấn, Tần Vấn Thiên chắc là sẽ không ngoan ngoãn theo bản thân đi. Đông. Tiếng chuông rung động, phản phất muốn chấn vỡ người thân thể, Tần Vấn Thiên cảm giác mình bị cổ thiên uy trực tiếp xác định, muốn trốn đều không được. Màn sáng buông xuống, cái này thiên uy giống như trời xanh chi kiếp, khai thiên tích địa, từ vô tận không trung chém dết mà xuống, Tần Vấn Thiên trong đôi mắt lộ ra đáng sợ quan mang quanh thân vẫn quanh sáng chói vô cùng thiên tâm ý thức quan huy đem thiên mệnh giới tâm lực lượng ngừng rút vào một chỗ bảo vệ thân thể tại chung quanh thân thể hắn thời không đứng im tất cả công kích đều muốn dừng lại đồng thời còn có vô số cường đại quan mang đang phun trào nở rộ thiên uy hàng lâm xuống từ thiên khung rơi xuống trực tiếp đánh vào tầng vấn thiên quanh thân màn sáng phía trên không nhìn thời không ngừng lực lượng hủy diệt tất cả ngăn trở đạo pháp chi lực xuyên qua tất cả tầng vấn thiên kêu lên một tiếng đau đớn thân thể mãnh liệt trung lên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Đây chính là lực lượng của thiên thần à, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trực tiếp mặt đối với thiên thần, trước kia mặc dù cũng nhìn qua thiên thần chi chiến, nhưng chỗ nào có thể so ra mà vượt tự mình trải nghiệm. Rống Một tiếng kinh thiên tiếng rống to truyền ra, tiểu hỗn đảng hóa thân hoàng kim cổ thú, giống như vạn thú chi vương, hung lệ đôi mắt nhìn chầm chầm trên không tầng chung, lộ ra thị huyết chi ý, đúng là một đầu thôn thiên thú. Tầng chung lộ ra một vòng thú vị chi sắc, có ý tứ, tần vấn thiên bên người đầu này tiểu yêu lúc trước hắn thật cũng không chú ý xem ra là đầu gì chủng to lớn vô biên cổ chung bao phủ thế giới bầu trời phía dưới xuất hiện vô tận kim hoàng sắc cổ chung mỗi một tòa cổ chung đều ở rung động phát ra vụ vụ thanh âm tràn ngập ra thiên đạo chi uy tần vấn thiên hãm sâu trong đó đây phản phất là tuyệt lộ hắn cơ hội chạy trốn đều không có cái này là đối phương thiên đạo thế giới thiên thần chi đạo tức là thiên đạo hắn chi ý là thiên ý minh ngoan bất linh nếu không cẩn thận bị tru diệt ta sợ là cũng chỉ có thể mang về một cổ thi thể. Tần chung nhàn nhạt mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống, những cổ chung đó điên cuồng xoay tròn, lập tức nhau nhau hướng phía tần vấn thiên quan sát mà đến. Tần vấn thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh kiếm vực, vô tận tiêu sát chi kiếm bay múa gào thét, trong tay hắn yêu kiếm cũng vang lên công công, một mảnh kia kiếm vực, là của hắn tinh hồn lực lượng, hào quang rực trở, tượng trưng cho đến từ bát trọng thiên bên trên. Tần vấn thiên trong tay yêu kiếm múa nhẹ, trong chốc lát, hắn tinh hồn kiếm vực bên trong vô tận lợi kiếm đều tùy theo nhảy múa, kiếm vực bên trong mỗi một chui trong kiếm đều tự như chất chứa đạo pháp chi uy, giờ khắc này tần vấn thiên quanh thân vần quanh đáng sợ kiếm trận, uy lực không biết có bao nhiêu đáng sợ, những cái này kiếm quan phản phất múa ra là thời không đạo pháp chi lực, đi ngang qua tại hư thực không gian. Tần Trung nhìn lấy tần vấn thiên động tác, nhíu mày, mới giới chủ cảnh giới, vậy mà liền đã trải qua lĩnh ngộ được loại tầng thứ này à, hắn đã trải qua tiếp cận cảm giác thiên thần đạo pháp lực đo, tinh hồn, trong tay hắn bắt đầu triển lộ một cổ cùng loại với thiên thần mới có lực lượng cái này khiến tần chung trong lòng cảm khái không hổ là tần viễn phong cùng lạc thần con trai của thiên tuyết thể nội chảy xuôi theo hắn tần tộc máu đáng tiếc hắn nhất định phải chết tần chính bắt lấy hắn bước kế tiếp chính là muốn dẫn tần viễn phong xuất hiện vô số sáng chói cổ chung lực lượng giáng lâm tần vấn thiên quanh thân bên kia bên trong kiếm vực tần vấn thiên chung quanh thân thể cái kia phiến kiếm vực phản phất xuất hiện một cái to lớn vô cùng chữ cổ kiếm kiếm này chi chữ cổ phản phất chính là đạo đại biểu mảnh này kiếm sức mạnh của vực chất chứa vô cùng cường đại uy lực cổ chung giáng lâm xông vào kiếm vực bên trong nhưng lại không phát sinh kinh thiên va chạm mà là luân hãm nhập bên trong phản phất trực tiếp mai táng ở bên trong kiếm vực một màn này càng làm cho tần Trung cảm giác được sợ hãi thán phục kiếm tần vấn thiên yêu kiếm múa hướng phía hư không một chỉ trong chốc lát vô tận kiếm quan nghịch thế giết ra trực trùng vân tiêu một sát na này giữa thiên địa xuất hiện một đầu kiếm hà xuyên thấu thiên địa hư không bên trong kiếm hà xuất hiện vô tận hủy diệt cổ chung kim sắc cổ chung bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng muốn chấn vỡ thương thiên những cái này cổ chung là vừa rồi công kích tầng vấn thiên lực lượng bây giờ tại tầng vấn thiên kiếm dẫn phía dưới phản vệ tầng chung chung từ ta nói sinh như thế nào phản vệ ta tầng chung từ tốn nói bầu trời phía trên tòa kia to lớn cổ chung phát ra một đạo tiếng chuông sau đó vô tận cổ chung trực tiếp chấn vỡ nổ tung cả phiến thiên địa đều tự như tại thời khắc này cùng nhau nổ tung hủy diệt chi uy điên cùng tướng ngược sinh ra một cổ đáng sợ đến mức tận cùng hủy diệt phong bạo. Tiền bối, thiên thần nhược điểm ở nơi nào, tần vấn thiên hướng về phía trong đầu tư thần thiên thần hỏi. Thiên thần không có nhược điểm, muốn bại thiên thần, trước phá đạo, nói toạc ra, người mới có cơ hội tru sát thiên thần, nhưng mà, đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Tư thần thiên thần thở dài nói, hắn đã từng là trời thần nhân vật, biết thiên thần cường đại, trước mắt vị thiên thần này nói chính là chiếc kia thiên đạo cổ chung, Tần Vấn Thiên, làm sao có thể phá được hắn cũng không nghĩ đến Tần Vấn Thiên lại nhanh như vậy giống như thiên thần đối mặt, dựa theo ý nghĩ của hắn, lại cho Tần Vấn Thiên một chút thời gian, chính hắn liền có thể chậm rãi tiếp xúc Tần kia lần. Không thể hoàn thành, cũng phải hoàn thành, nếu không, ta chết. Tần Vấn Thiên thở dài, hoặc là phá đạo, hoặc là mất mạng, không có con đường thứ ba, bị mang đến Tần tộc, cùng chết không có gì khác biệt, thậm chí sống không bằng chết, hắn không thể chịu đựng được bị cựu nhân chỗ tù binh, đó cũng là đối với cha hắn một loại nhục nhã, thù lớn chưa trả bị cầm, không bằng chiến tử, chí ít còn có thân ngoại hóa thân. Thiên thần đạo pháp phía dưới, không chỗ có thể trốn, chỉ có chiến. Ông. Thân hình lóe lên, tầng vấn thiên thân thể trực tiếp đi ngang qua hư không, hướng phía bầu trời phía trên tầng chung mà đến, sát na giáng lâm, bây giờ hắn đối với không gian lực lượng vận dụng, sớm đã siêu nhiên. Tần Trung lạnh lùng thân thể lạnh lùng nhìn lấy Tần Vấn Thiên đến, làm Tần Vấn Thiên kiếm chém ra thời điểm, hắn thậm chí không hề động, hắn cảm thụ được Tần Vấn Thiên lực lượng, thời không đứng im, sinh mệnh ngừng lực lượng, còn có một cổ cực kỳ bá đạo hủy diệt lực công kích cùng một chỗ giáng lâm đâm về thân thể của hắn hắn không có né tránh mặc cho tần vấn thiên kiếm đâm ở trên người khen một đạo tiếng vang giòn giả truyền ra tần vấn thiên kinh hải phát hiện hắn đâm trúng cũng không phải là một bộ huyết nhục chi khu mà là một loại đạo tần chung nhân đạo tương dung đạo pháp không phá người không diệt tần vấn thiên công kích tần chung giống như là công kích này thiên đạo cổ chung một dạng thiên thần không có sơ hở không thể chiến thắng tần chung thân thể đột nhiên trở nên to lớn hắn há mồm thở ra một hơi phản phất phun ra một hơi cổ chung một tiếng nổ vang tần vấn thiên toàn thân run rẩy một cổ đáng sợ chí cực lực lượng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn rung động hồn phách của hắn cả người hắn đều lung lay sắp đổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đơn giản một hơi đều chất chứa thiên uy lực lượng cái này chính là thiên thần cường đại sao tần vấn thiên chân chính cảm nhận được thiên thần cường đại hắn cái này trăm năm bế quan tu hành tiến bộ cực lớn khắp mọi mặt cảm ngộ đều xảy ra thuế biến, so với lúc trước cường đại quá nhiều, nhưng ở thiên thần trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy bất lực. Nếu không phải là đại bá của ngươi muốn ta cầm ngươi trở về, ngươi đã chết. Tần Trung từ tốn nói, tần chính, hắn muốn người sống. Tần Vấn Thiên nghe được đại bá xưng hô này, ánh mắt càng phát băng lãnh, tay cầm kiếm, vẫn chắc hơn. Đi. Tần Trung phun ra một thanh âm, thoại âm rơi xuống, lại là một tòa to lớn vô cùng cổ trung hàng lâm xuống, tòa này cổ trung chất chứa trấn áp thiên địa lực lượng, hung hăng đặt ở trên người Tần Vấn Thiên, trong nháy mắt giáng lâm, một tiếng ầm vang, Tần Vấn Thiên thân thể phản phất muốn bị tòa này cổ chung trấn áp, thân thể của hắn hoành độ hư không, thế nhưng cổ chung phản phất cũng hoành độ hư không mà tới, một mực khóa chặt thân thể của hắn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, cổ chung muốn đem Tần Vấn Thiên ép ở trên mặt đất, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn như cũ đứng sừng sững, sau lưng tinh hồn kiếm trận bộc phát kinh thế kiếm uy, nhất kiếm đoạn không, mặt đất nổ tung, xuất hiện hố sâu, cổ chung cũng bị chém nát, Tần Vấn Thiên tặng hắn một cái, ho ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng trung thời điểm, thấy đối phương ánh mắt càng phát lạnh lùng khinh miệt theo tần trung tần vấn thiên dãy dù nữa cũng bất quá tốn công vô ích tự mình chút lấy cực khổ mà thôi thiên đạo cổ chung nở rộ vô tận chi quan lại là từng tòa cổ chung rủ xuống mỗi một tòa cổ chung đều chất chứa mới vừa lực lượng đơn giản để cho người ta tuyệt vọng rống tiểu hỗn đảng phát ra gầm nhẹ thanh âm ngươi đừng đồng thủ tần vấn thiên hướng về phía tiểu hỗn đảng truyền âm nói tiểu hỗn đảng lực lượng ở trên trời thần trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý tốn công vô ích hắn thoại âm rơi xuống thân thể liền lại một lần phóng lên tận trời phản phất hóa thành ánh sáng tại trong không gian hư vô xuyên toa những rũ xuống đó cổ chung đen cả phiến thiên địa đều trấn áp phong tỏa hướng thẳng đến chỗ của hắn mà đến ngay tại lúc những cổ chung đó sắp trấn áp tại tầng vấn thiên trên người thời điểm thân thể của hắn lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa phản phất không gian xuất hiện chồng chất vạn vẹo tầng vấn thiên thân ảnh lại một lần xuất hiện ở tầng chung trước mặt vẫn như cũ chém ra nhất kiếm tầng chung mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn ánh mắt của nhưng hắn vẫn như cũ khinh miệt đưa tay một chưởng vỗ đánh mà xuống tần vấn thiên thân thể trực tiếp bị chấn hồi va chạm ở trong thiên địa cổ chung phía trên toàn thân xương cốt đều tự như muốn phá toái đứt gãy nhưng hắn vẫn như cũ gắng gượng ổn định thân thể nên kết thúc a à, tần chung đạm mạc nói ra cái này tần viễn phong chi tử thật đúng là như cùng hắn phụ thân tính cách một dạng tiếp tục chiến bất quá là tự mình chút lấy cực khổ tần vấn thiên ánh mắt càng phát ra kiên định dù là toàn thân đẫm máu hắn tay cầm kiếm càng ngày càng ổn thân thể sẽ qua một đường vòng cung duyên dáng, giống như một vệt ánh sáng, hắn lần thứ ba xong về tầng chung, không có chút do dự nào, thần sắc là như vậy kiên định, lạnh lùng. Muốn tru thiên thần, chỉ có trước phá đạo. Thiên thần chi đạo, là thiên đạo, như thế nào phá tầng chung vẫn không có làm sao để ý, nhìn xuống tầng vấn thiên đến thân thể, lúc này, chỉ thấy tầng vấn thiên trong tay xuất hiện một cây gậy màu đen, nhìn qua cực kỳ phổ thông, không có một tia lực lượng lan tràn ra, nhưng tầng vấn thiên, lại một mực đem giữ tại trong tay trái, Dạ Thiên Chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1861. Thiên thần chi vẫn. Nguồn Mê truyện audio.com. Tần Trung ánh mắt hoàn toàn như trước đây khinh miệt, thật đúng là minh ngoan bất linh, lại còn không chịu từ bỏ, tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng lẽ nhất định phải bản thân đem hắn phế bỏ mang đi, Tần Vấn Thiên mới có thể bỏ qua hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Vấn Thiên phủ xuống thân thể, căn bản không có đi chống cự, hắn hóa thân thiên đạo, Tần Vấn Thiên công kích làm sao có thể rung chuyển được hắn kiến càng lây cây tầng chung trên người tràn ngập thiên uy trong thần sắc hiện lên hàng Màn không có ý định tiếp tục hao tổn nữa nếu hắn còn không từ bỏ vậy liền để hắn cả đời khó quên đi phía sau hắn từng vòng từng vòng cổ chung màn sáng nở rộ điên cuồng xoay tròn đại đạo chi uy ép xuống chờ đợi lấy tần vấn thiên đến tần vấn thiên ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại đạt tới tần chung trước người tự tin tần chung căn bản không có đi cản hắn chờ đợi tần vấn thiên công kích không tự lượng sức công kích hắn là thiên thần thiên thần phía dưới, chúng sinh sâu kiến. Tại tầng vấn thiên giáng lâm tầng chung trước mặt sát na, trước bùng nổ cũng không phải là trên tay phải kiếm, mà là tay trái hát sắc cây gậy, cái này cùng cây gậy bỗng nhiên phóng đại, giống như một căn oanh thiên cột đá, rơi đập mà xuống, oanh một tiếng tiếng vang, trực tiếp rơi đập tại tầng chung thân hình khổng lồ phía trên, nhưng mà, lại giống như là đập vào thiên đạo cổ chung phía trên, phát ra một tiếng tiếng vang kịch liệt, cái kia phản phất, căn bản không phải huyết nhục chi khu. Nhưng mà, ở nơi này hát sắc cây gậy nền xuống một sát na kia, tần chung trên mặt tự tin thần sắc đột nhiên thay đổi toàn bộ gương mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ trong ánh mắt của hắn không hề có thể tin thần sắc phản phất không tin tần vấn thiên một kích có thể rung chuyển đến hắn một côn này rơi đập tần Trung cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn đều muốn tách rời bổ vào hắn sâu trong linh hồn đạo pháp bất ổn đang rung động lấy nhưng mà tần vấn thiên làm sao biết bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy cải biến thời gian tốc độ chạy phía dưới hắn trong nháy mắt có thể bộc phát ra bao nhiêu công kích trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số hắc sắc tàn ảnh xuất hiện, tiếng nổ ầm vang vọng đất trời hư không, tại một sát na kia ở giữa, hắc sắc cây gậy, không biết bao nhiêu lần đánh vào trên người tầng trung, thân là thiên thần tầng trung vốn không khả năng trong phút chốc tiếp nhận nhiều lần như vậy công kích, hắn sớm phải làm ra phản kích. Hoặc là thối lui, nhưng hắn không, thần hồn trung động phía dưới, dù là thân là thiên thần, phản ứng của hắn vẫn như cũ trở nên trì độn, đến mức tại trong khoảnh khắc tiếp nhận nhiều lần công kích. Tần Trung cả người đều là mộng, toàn bộ thương thiên đều đang điên cuồng rung rẩy, lập tức thiên đạo cổ chung phá toái nổ tung, thiên đạo chi lực phản phất vì đó sụp đổ, tần vấn thiên một chút hướng phía tần chung nhìn lại, cái nhìn này, chính là thiên mệnh chi nhãn, chất chứa đạo pháp, đem tần chung đưa vào hắn tuyệt đối nắm trong tay trong lĩnh vực. Kiếm sinh Tần vấn thiên phun ra một chữ, sau lưng tinh hồn kiếm vực bộc phát kinh thế kiếm uy, giữa thiên địa trôi nổi vô tận kiếm chi chữ cổ, từng cái chữ cổ đều chất chứa đạo pháp chi lực, tần vấn thiên kiếm trong tay chém ra, trong chốc lát, chữ cổ kiếm quang muốn đem tần trung thân thể đều che hết trong cơ thể hắn thời gian đạo xương phóng thích đáng sợ thời gian chi lực, sau lưng từng tôn tinh hồn cùng một chỗ nở rộ, khiến cho thuộc tính lực lượng tăng thêm đến cực hạn. Đối phó thiên thần cường giả, đã thu hoạch được tiên cơ, như vậy nhất định phải đem đối phương trực tiếp tiêu diệt, không thể lại cho bất cứ cơ hội nào, nếu không, hủy diệt chính là hắn. Cho nên, tại cực sát na ngắn ngủi ở giữa, tầng vấn thiên bộc phát ra lực lượng chân chính có thể nói kinh thiên động địa, phản phất muốn đem tầng trung thân thể dừng lại khi hắn vô tận kiếm chi bên trong đạo pháp, tiếp nhận vạn kiếm đạo pháp sát phạt chi lực. Ánh mắt của Tần Trung lộ ra sợ hãi chi ý, Tần Vấn Thiên vậy mà ẩn giấu thực lực, chính là vì trong phút chốc toàn bộ bộc phát, còn có cái kia màu đen cây gậy là chân chính thần khí. Thân thể của hắn tại Tần Vấn Thiên bùng nổ lực lượng phía dưới, một chút xíu xé nát hủy diệt trục xuất, sinh mệnh lực lượng phản phất đều muốn tiêu tán, Tần Vấn Thiên động tác lại vẫn không có đình chỉ, còn tại công kích, thẳng đến Tần Trung thân thể hóa thành hư vô, hắn mới dừng lại, toàn thân tất cả đều là mồ hôi. Rốt cục, tuyệt sát sao thiên thần, quá mức nguy hiểm, nếu như không phải đối phương chủ quan, nếu như không phải phong lão đầu cho cây gậy này, hắn căn bản không biết có cơ hội. Nhưng ngay tại Tần Vấn Thiên buông lỏng thời điểm, đột nhiên, một cổ cực nguy cơ mãnh liệt phóng thích mà đến, Tần Vấn Thiên cảm giác được không đúng, thân thể của hắn trong nháy mắt lui về sau, trốn vào trong hư vô, sau đó, phía trước cái kia hủy diệt trong không gian xuất hiện một đạo cái bóng hư ảo, phản phất là thần hồn. Cái kia thần hồn hư ảnh, chính là Tần Trung Bộ dáng, hắn ánh mắt bên trong có vô cùng đáng sợ sát cơ, hắn nhưng là thiên thần nhân vật, vậy mà, lọc vào Tần Vấn Thiên diệt sát, thiên thần cao cao tại thượng bị sâu kiến tru sát đây là hạng gì thật đáng buồn một sự kiện tần vấn thiên ngụy trang lừa gạt hắn hắn quá tự tin cho tần vấn thiên cơ hội nhưng lần này hắn sẽ không lại cho tần vấn thiên cơ hội đông hư ảo thân ảnh hóa thành một tôn to lớn vô cùng cổ chung tòa này cổ chung hướng phía phía trước phun ra vô tận hào quang trấn sát vạn cổ trong tích tắc vô tận không gian địa vực toàn bộ đều tại cổ chung lực lượng bên trong bao phủ trong hư vô tần vấn thiên vẫn như cũ bị trấn áp sau đó tòa kia cổ chung khóa chặt tần vấn thiên thân thể trực tiếp hạ xuống, đi ngang qua hư vô chi không hàng lâm, hướng phía tận vấn thiên công kích mà đến. Trong đó thả ra kim hoàng sắc hào quang, giống như thiên đạo chi kiếp, hủy diệt tất cả. Tần vấn thiên thân thể điên cuồng lui về phía sau đồng thời, yêu kiếm đều thu vào, hắn lần nữa dơ lên cây kia hắc sắc bổng tử, hắn cảm giác, cái này cổ chung chính là đối phương thần hồn biến thành, chỉ có căn này hắc bổng, mới thích hợp nhất ngăn cản. Lui không thể lui, cái kia dân trào mà đến vô tận hào quang đem thân thể của bản thân bao khỏa ở bên trong, tần vấn thiên cảm thấy một cổ chân chính lực lượng hủy diệt giờ khắc này tần chung không còn có bất kỳ lưu thủ hắn đều đã trải qua như vậy chỗ nào hay là nghĩ đến muốn người sống hắn hiện tại chỉ muốn tần vấn thiên chết Rống. tiểu hỗn đảng cảm giác được tần vấn thiên lọc vào uy hiếp muốn xông tới đi ra tần vấn thiên đột nhiên đem hắn văng ra ngoài nơi nào sẽ để tiểu hỗn đảng đi chịu chết trong tay hắc sắc bổng tử hóa thành một cây thông thiên hắc côn tần vấn thiên hóa thân cự nhân trở nên vô cùng to lớn hắn giơ lên thí thần côn thời gian tốc độ chạy cải biến lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía cái kia dân trào mà đến hào quang đánh tới, hướng phía cái kia to lớn vô cùng cổ chung đánh tới. Thí thần côn cùng hào quang va chạm, trực tiếp xuyên thấu mà qua, này côn, chỉ đánh linh hồn, cho dù là thần linh thần hồn, một dạng công kích. Cái kia dân trào mà đến vạn trượng hào quang trực tiếp rơi vào tầng vấn thiên trên thân thể, tầng vấn thiên chỉ cảm thấy thân thể một chút xíu bị phá hủy, hắn phát ra một đạo tiếng gào thống khổ, thân thể cũng dần dần trở nên hư ảo, thiên thần tuyệt mệnh một kích, cường đại cỡ nào nhưng tần vấn thiên thí thần côn vẫn không có dừng lại, mang theo tốc độ cực hạn, đánh về phía trước. Rống. Xa xa tiểu hỗn đảng phát ra tiếng rống to, hắn nhìn thấy tần vấn thiên thân thể một chút xíu trở nên hư ảo, phản phất lúc nào cũng có thể biến mất, tôn này vô cùng to lớn cự nhân thân thể, muốn tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm. Nhưng mà, xông về phía trước ra thân thể tại cái kia dân trào mà hào quang phía dưới, cho dù là sau lưng tần vấn thiên, dù là khoảng cách rất xa, vẫn như cũ bị công kích, hắn phát ra thống khổ tiếng rống, lại vô lực xông về phía trước đông. Một tiếng vang thật lớn, tự như thiên băng địa liệt, tần vấn thiên thí thần cung đánh vào tòa kia cổ chung phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, toàn bộ thương khung rung rẩy, vô tận không gian có hủy diệt phong bạo tàn phá bừa bãi. Tần vấn thiên thân thể trực tiếp băng diệt hủy đi, thí thần cung cũng hướng phía hạ không rơi xuống. Tòa kia cổ chung điên cuồng rung động, lập tức truyền ra một đạo bi phẫn thanh âm, nói: Ta là trời thần, ta không cam tâm. Thanh âm này rung động vạn dặm không gian, nhưng mà vạn dặm không người, tất cả đều bị tầng chung chỗ hủy, hắn thoại âm rơi xuống về sau, tòa kia cổ chung dần dần xuất hiện vết trách, lập tức nổ tung phá toái, đang bể tan tành sát na, phản phất xuất hiện là tầng chung hư ảo thân ảnh, nhưng lại cùng tầng vấn thiên thân thể một dạng, trực tiếp hủy diệt nổ tung rơi, vùng không gian kia lần nữa vì đó rung rẩy. Mênh mông vô tận không gian khu vực, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút thanh âm, ở nơi này vô tận không gian, có một đạo hư ảo vô hình thân ảnh chính vô lực phiêu đảng tại vậy, còn có một tôn cự thú thân ảnh, hấp hối nằm ở đó, cực kỳ thảm thiết thí thần công hóa thành một cây hát sắc bình thường cây gậy, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, cho dù đặt ở vậy, cũng không nhất định sẽ có người nhặt lên, nhưng mà vừa rồi căn này bình thường cây gậy phía dưới, đi tru sát một tôn thiên thần. Không gian, tĩnh mịch vẫn như cũ, không có ai biết nơi này phát sinh qua cái gì, nhưng mà, lại có người biết tầng chung chết. Tần tộc, nguy nga cung điện, to lớn hùng vĩ, giờ phút này, tần tộc bình tĩnh như trước bị phá vỡ đến, trong cung điện, có rất nhiều suy nghĩ tụ tập, tần chính ngồi ở chủ vị, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay hôm nay, trước đây không lâu, tần tộc, xảy ra tai nạn sự kiện, có một tôn thiên thần, vẫn lạc. Toàn bộ đại điện, một trận tĩnh mịch, thiên thần, thái cổ tiên vực tồn tại chí cao, thả ở trong bất kỳ một cổ thế lực nào, đều là như thế, là chân chính nhân vật đứng đầu, một vị thiên thần vẫn lạc, tuyệt đối là tổn thất thật lớn, cho dù là đối với tần tộc dạng này siêu cấp thế lực mà nói vẫn như cũ như thế. Gia chủ, tất nhiên là lạc thần thì nhúng tay, binh phát hoang vực đi. Có người mở miệng nói ra, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, sát ý tràn ngập tại đại điện bên trong. Tần chung nếu là đi hoang vực lạc thần thì chấp hành gia chủ mệnh lệnh mà vẫn, như vậy, tất nhiên là lạc thần xuyên làm, lạc thần thị, vậy mà thực có can đảm tru sát bọn hắn tần tộc thiên thần nhân vật. Việc này, không thể nhìn, chỉ có tiếng đánh lạc thần thị, cho dù là bộc phát đỉnh cấp thế lực chi chiến, vẫn như cũ sẽ không tiếc. Dính đến thiên thần vẫn lạc, tần tộc, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Được. Tần chính chỉ có một chữ đáp lại, thiên thần vẫn lạc, không cần bất kỳ lý do, cũng không cần thương lượng cái gì, trực tiếp phát binh, tiến về lạc thần thị tần tộc chấn động cường giả đều xuất hiện chuẩn bị tiến về hoang vực chi địa mà giờ khắc này lạc thần thị lại không biết chút nào bọn hắn vừa mới hoàn thành gia chủ giao tiếp lạc thần mộ rốt cục đăng lâm vị trí gia chủ chính vào xuân phong đắc ý lúc giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé chương một nghìn binh lâm thành hạ nguồn mê truyện audio com tần vấn thiên cùng tần chung chiến đấu chi địa qua thật lâu không gian vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ nhưng mà đúng vào lúc này đợi đoàn kia hư ảo vô hình thân ảnh đột nhiên truyền ra một sợi chấn động lập tức phóng xuất ra hào quang nhàn nhạt hư ảnh dần dần có ngưng thực dấu hiệu một chút xíu khôi phục mặc dù tốc độ rất chậm chạp nhưng dấu hiệu vẫn như cũ hết sức rõ ràng thẳng đến về sau hư ảo hình bóng thành hình lại hóa thành tầng vấn thiên thân ảnh thậm chí có ánh sáng huy thả ra ánh sao lấp lánh như có tinh hồn lực lượng nhục thể cũng bắt đầu tái tạo sinh ra nếu là bị những người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục thật lâu một tôn hoàn hảo không hao tổn thân thể xuất hiện, chính là Tần Vấn Thiên, trong hư không, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói, giống như lưu động thời gian chi lực, đạo tia sáng này trực tiếp hóa đạo, chui vào Tần Vấn Thiên trong thân thể, dung nhập hắn trong người tái tạo, làm đây hết thảy sau khi hoàn thành, Tần Vấn Thiên vẫn là trước kia Tần Vấn Thiên, thậm chí, hắn thời khắc này ý thức cũng là thanh tĩnh, nhưng vẫn như cũ an tĩnh nằm ở đó, chỉ thấy ngón tay của hắn giật giật, cây kia nằm ở trên địa thoạt nhìn cực kỳ bình thường hắc sắc cây gậy bay thẳng nhập tầng vấn thiên trong thân thể cùng hắn huyết nhục tương liên mặc dù rất sớm đã cầm lên cây gậy này nhưng hắn cũng là ở nơi này 100 năm mới chính thức hoàn thành đối với luyện hóa của nó biết cây gậy này tên là thí thần côn bắc minh tiên sơn lão gia hỏa năm đó ném ở trước mặt hắn cây gậy bây giờ giúp hắn tru sát thiên thần bảo đảm hắn một cái mạng nếu không thực rơi vào trong tay tần tộc cho dù tu có bất tử kinh có được có thể tái tạo thân thể bất tử chi lực hắn như trước vẫn là muốn chết tại tần tộc đối phương sẽ không cho hắn một cơ hội. Nhỏ nhoi, biết bóc ra tất cả về hắn. Linh hồn bất tử, tức là không diệt, đây chính là bất tử kinh cường đại, huống chi, hắn ma đạo thuộc tính tinh hồn, có được bất tử chi lực, cho nên cho dù là thảm liệt đến loại trình độ này, hắn vẫn như cũ có thể phục hồi như cũ, nhưng lại không có khả năng trực tiếp liền hoàn toàn khôi phục, hắn giờ phút này rất suy yếu, cần thời gian khôi phục. Lúc này, vùng hư không này bên trong đột nhiên có mấy đạo thiểm điện xẹt qua, có một nhóm thân ảnh xuất hiện ở bên trên không trung, cầm đầu là một đôi nam nữ, nam tử khuôn mặt yêu tuấn, ánh mắt lăng lệ vô cùng, nữ tử phong hoa tuyệt đại, tóc xanh như suối, ngọc cốt băng cơ, chỉ là khí chất có chút lạnh. có người, bọn hắn một đầu có hai sừng cường giả mở miệng nói ra, lập tức một đoàn người hướng phía hạ không mà đến, rơi vào tầng vấn thiên cùng tiểu hỗn đảng thân hình khổng lồ trước mặt. đây là, bọn hắn nhìn thấy tiểu hỗn đảng thân hình khổng lồ về sau con ngươi nhìn không được có vào. thông thiên thú, vương tộc nữ tử đạm mạc mở miệng, nàng thanh âm cũng như khí chất vậy rét lạnh, mở miệng nói. Đem hắn mang về núi. Người kia đâu, có người nhìn về phía xa xa tần vấn thiên nói. Nơi này giống như là bạo phát một trận đại chiến, không biết người này là thân phận như thế nào, tạm thời cùng một chỗ mang lên đi. Nữ tử nói, sau đó, tần vấn thiên liền cảm giác thân thể của mình bị người nhấc lên, đằng vân mà đi, hắn có chút im lặng, lại bị người như thế lái đi, hắn thật đúng là chưa từng có dạng này kinh lịch, quá thê thảm. Liên tại bọn hắn rời đi một đoạn thời gian về sau, lại có mấy bóng người tới nơi này một bên, thình lình chính là Lạc Thần Xuyên, bên cạnh hắn mang theo số ít nguyện theo hắn Lạc Thần Thị Chi Nhân, Lạc Thần Dụ cùng Lạc Thần Lệ tự nhiên cũng ở trong đó. Nơi này bùng nổ qua thần chiến. Lạc Thần Xuyên sắc mặt tái xanh, cực không dễ nhìn, ý vị này Tần Vấn Thiên rất có thể cùng Tần Trung Bạo phát chiến đấu, lấy Tần Vấn Thiên giới chủ cảnh giới tu vi, hắn làm sao có thể chống lại nổi thiên thần, hậu quả, sợ là sẽ phải phi thường thê thảm, đem vị trí gia chủ giao ra về sau, hắn lập tức chạy đến, nhưng vẫn là quá muộn, đương nhiên, đây cũng là trong dự liệu sự tình, thiên thần phải giải quyết một vị giới chủ, căn bản không cần bao lâu, tần vấn thiên có thể chạy trốn tới xa như vậy. Chỉ sợ đều là tần chung cố ý gây nên. Ca. Lạc thần lệ đôi mắt ửng đỏ, vì sao biết dạng này, tại luân hồi thế giới, đã trải qua đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, chẳng lẽ, ở trong hiện thực, lại phải kinh lịch một lần sau, chúng ta đi. Lạc thần xuyên mặt không biểu tình, mang theo đám người rời đi. Phụ thân, đừng đi tần tộc. Lạc thần dụ năng nỉ nói, trong lòng của hắn rất đau, cũng hận không thể đánh tới tầng tộc, nhưng mà, đây có gì dùng căn bản không làm nên chuyện gì, phụ thân tại cường đại, nhưng nếu như muốn hướng tầng tộc muốn người, căn bản không có khả năng. Bọn hắn nếu có thể xuất động thiên thần bắt ta ngoại tôn, ta tự nhiên có thể đủ thủ đoạn giống nhau đối phó bọn hắn. Lạc thần xuyên lạnh như băng nói, bây giờ, hắn đã trải qua tháo xuống Lạc thần thị gia chủ gánh, làm việc không còn cần phải có nhiều như vậy bận tâm. Lạc thần dụ mắt sáng lên, biết phụ thân đã có quyết đoán, hắn khuyên cũng không được bọn hắn bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía thiên vực phương hướng xuất phát, mà ở cùng thời khắc đó, thiên vực tần tộc cường giả, nhưng cũng đang ở tiếng về hoang vực lạc trên đường đi của thần thị, binh phát lạc thần thị. Tần tộc cường giả đều xuất hiện, lại như thế nào giấu giếm được những đỉnh cấp đó đại thế lực con mắt, thiên vực mấy đại đỉnh phong thế lực lập tức chiếm được tin tức, khi bọn hắn nghe được tần tộc xuất động đại quân, thiên thần cầm đầu, gia chủ tần chính tự mình dẫn đội thời điểm, trong nháy mắt triệu tập cường giả nghị sự, bọn hắn biết, tất nhiên là phát sinh đại sự, kinh thiên sự tình, nếu không, Tần tộc sẽ không xuất động đội hình như vậy. Sau đó, bọn hắn phái người đi tìm hiểu, Tần tộc muốn binh phát nơi nào, mà tốt nhất tìm hiểu địa điểm, đương nhiên là Tần tộc nội bộ. Mặc dù tất cả đều phát sinh rất đột nhiên, nhưng tin tức vẫn là rất nhanh tiết lộ ra, đại sự như vậy, căn bản không gạt được, Tần tộc xuất động đại quân, đủ để cho Thái cổ tiên vực cũng vì đó rung động rung lên, cái nào cự đầu thế lực dám không chăm chú đối đãi rốt cục, bọn hắn chiếm được tin tức, Tần tộc, binh phát hoang vực, lạc thần thị. Đơn giản là, Tần tộc Thiên thần Tần Chung. Tại Hoang vực Lạc thần thị chấp hành tầng chính mệnh lệnh lúc, bỏ mạng tại Hoang vực. Trong lúc nhất thời, tin tức bắt đầu từ thiên vực bên ngoài cái khác các vực khuếch tán, truyền đạo địa vực, huyền vực, hoang vực. Các đại cự đầu thế lực đều chấn động theo, nhau nhau chú ý, Tần tộc bây giờ có thể nói cực thịnh một thời, Lạc thần thị tại Tần tộc trước mặt, vốn là thế yếu, cũng dám tru sát Tần tộc thiên thần, đây là muốn dẫn phát đỉnh phong thế lực chiến tranh sau thiên thần vẫn lạc, Tần tộc làm sao có thể từ bỏ ý đồ, nuốt xuống khẩu khí này? Tần tộc cường giả ra thái cổ chấn động thiên hạ chú mục tin tức thậm chí truyền đến sự kiện bùng nổ đầu nguồn chi địa lạc thần thị làm lạc thần thị biết được tần chung vẫn lạc tần tộc binh phát lạc thần thị thời điểm hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái cái này sao có thể tần chung lúc ấy rời đi truy sát tần vấn thiên hạ lạc thần thị vì không đắc tội tần tộc bọn hắn thậm chí tận lực kéo lại lạc thần xuyên để lạc thần xuyên không có cách nào đối phó tần chung thời gian lâu như vậy hoàn toàn đủ nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn tần chung chết rồi hơn nữa tần tộc binh tướng Lâm Lạc Thành. Lạc Thần Sơn bên trên, hoàn toàn đã mất đi bình tĩnh như trước, bọn hắn Lạc Thần Thị mới vừa đã trải qua một trận rung chuyển, Lạc Thần Thị nội bộ tranh quyền lực trốt cục kết thúc, có kết quả, lấy gia chủ Lạc Thần Xuyên bị loại mà kết thúc, nhưng vì thế, Lạc Thần Xuyên rời đi, bọn hắn Lạc Thần Thị cũng nhận được tổn thất, bây giờ, Lạc Thần Thị lực lượng càng phát ra yếu kém, đúng vào lúc này, bọn hắn biết được tần tộc binh Lâm tin tức, là cảm thụ gì thế nhưng là, bọn hắn không rõ, tần chung là chết như thế nào hắn đi truy sát tần vấn thiên làm sao lại chết chẳng lẽ tần chung thời gian dài như vậy đều không giải quyết tần vấn thiên hồi lâu sau mới rời khỏi lạc thần thị lạc thần xuyên đuổi tới tru sát tần chung về phần nói tần vấn thiên tru sát tần chung lạc thần thị là không dám nghĩ toàn bộ thái cổ đều không người nào dám có to gan như vậy ý nghĩ thiên thần phía dưới chúng sinh như sâu kiến thiên thần là cao cao tại thượng thần minh giới chủ cường đại tới đâu cũng không có bước ra một bước kia trước đó ở trên trời thần trước mặt cùng phàm nhân không khác làm sao có thể giết được thiên thần loại ý nghĩ này thậm chí sẽ không xuất hiện tại bất luận người nào trong đầu lạc thần thị biết được đây hết thảy về sau ứng đối phản ứng cũng rất nhanh lập tức thả ra tin tức danh hiệu tần chung cái chết tuyệt đối cùng lạc thần thị không quan hệ bọn hắn lạc thần thị cũng không can thiệp tần chung bắt tần vấn thiên mặc cho bọn hắn rời đi đồng thời tại sau khi bọn hắn rời đi cử hành gia chủ giao tiếp lạc thần xuyên dở xuống vị trí gia chủ từ lạc thần mộ tiếp chưởng lạc thần thị tin tức này thả ra về sau tự nhiên cũng truyền đến chính tiếng về lạc thần thị tần tộc cường giả trong tay nhưng bọn hắn vẫn không có dừng lại phát binh bộ phát, tiếp tục hướng phía lạc thành phương hướng xuất phát mà các đỉnh cấp thế lực cũng có bất đồng riêng phản ứng đại đa số đều ở xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác mà ở vào trung tâm phong bạo hoang vực đỉnh cấp thế lực ngưu thần tộc giờ phút này lại hưng phấn lên tại hoang vực lạc thần thị một mực ẩn ẩn là tam đại thế lực bên trong mạnh nhất thẳng đến những năm này cùng tần tộc bộc phát xung đột mới có suy yếu dấu hiệu nhưng dù vậy lạc thần thị vẫn như cũ rất mạnh hơn nữa rất kiêu ngạo, lạc thần thị người, một mực chứng mắt bọn hắn ngưu thần tộc, giữa song phương, đã từng có một chút ân oán. Bây giờ, lạc thần thị lần nữa kinh lịch biến cố lớn, cường đại lạc thần xuyên lại bị bức bách tháo bỏ xuống vị trí gia chủ, mặc dù bọn hắn không có thân sinh kinh lịch, nhưng muốn đều muốn lấy được lúc ấy chuyện có thể xảy ra. Lạc thần xuyên, là tất nhiên muốn rời khỏi lạc thần thị, hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi. Lại thêm tần tộc đem binh lâm thành hạ, ngưu thần tộc rất nhanh làm ra quyết định, xúc động trong tộc cường giả, phía trước lạc thần sơn chuẩn bị đến một chút náo nhiệt nếu là có cơ hội để lạc thần thì trực tiếp suy bại xuống dưới bọn hắn đương nhiên là hết sức vui lòng một ngày này lạc thành trên không giống như là bao phủ một tầng mây đen đột nhiên thiên uy giáng lâm bao trùm bao la vô tận lạc thành đó là thần uy cả tòa thành trì chi nhân nội tâm đều đang run rẩy bọn hắn ở lại thành trì thế nhưng là lạc thần thì chủ thành vô số năm qua chưa bao giờ có người dám khiêu khích như vậy nhưng hôm nay tần tộc đến rồi tại thái cổ chú một tình hình dưới giáng lâm sau đó lại một cổ uy áp kinh người giáng lâm có một phương khác cường giả đến ngưu thần tộc cường giả đến lạc thành trên không trừ cái đó ra trong bóng tối còn có các phương thế lực cao cấp cường giả bọn hắn đến xem náo nhiệt lạc thần sơn bên trên lạc thần thị chi nhân cảm nhận được một trận áp lực hít thở không thông cùng lúc đó lạc thần xuyên bọn hắn lại đến rồi thiên vực tầng tộc bởi vì một mực tại đi đường không có quan tâm chuyện ngoại giới phát sinh tình bọn hắn biết bước vào thiên vực cảnh nội về sau mới nhận được tin tức Tần Trung không có hội âm tần tộc Mà là vẫn lạc tại hoang vực Làm nhận được tin thời điểm Trong bọn họ tâm đều ác hung ác trung dưới Tần Trung cùng Tần Vấn Thiên rời đi về sau Xảy ra chuyện gì dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé Chương 1863 Khuất nhục điều kiện Nguồn Mê truyện audio.com Là thần xuyên bọn hắn lúc ấy tìm được Tần Trung cùng Tần Vấn Thiên chiến đấu chiến trường Nơi đó có thiên đạo chi uy lưu lại Tất nhiên là Tần Trung không thể nghi ngờ Nhưng là bọn hắn không có tìm được Tần Vấn Thiên, cho nên rất tự nhiên cho rằng Tần Vấn Thiên bị Tần Trung mang đi, mới đêm tối đi đường thẳng đến thiên vực, nhưng khi bọn hắn đến thiên vực về sau, lại đạt được khiếp sợ tin tức, Tần tộc thiên thần Tần Trung vẫn tại hoang vực, Tần tộc cường giả binh phát lạc thần thị. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Tần Trung là ai giết chết Tần Vấn Thiên bây giờ làm sao tại Lệ Nhi, vẫn là liên lạc không được sao, Lạc Thần xuyên hướng về phía Lạc Thần Lệ hỏi, Lạc Thần Lệ một mực tại thử nghiệm lấy truyền tấn thủy tinh liên lạc Tần Vấn Thiên, nhưng là vẫn không có đáp lại. Lạc Thần lệ lắc đầu, nàng phi thường lo lắng ca ca, Tần Chung chết rồi, ca ca đi nơi nào, gia chủ, Lạc Thần thị bên kia, có đi theo Lạc Thần thị cường giả nhìn về phía Lạc Thần Xuyên, muốn nói lại thôi, Lạc Thần Xuyên thở dài một cái, nói: Tần tộc thiên thần vẫn lạc tại hoang vực, mặc dù Lạc Thần mộ đã trải qua thả ra tin tức nói là cùng Lạc Thần thị không quan hệ, nhưng một vị thiên thần chết sợ kích lên phẫn nộ, dù là biết rõ hoàn toàn chính xác cùng Lạc Thần thị không quan hệ, Tần tộc cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, Lạc Thần mộ, hắn đây là là Lạc Thần thị mang đến tai nạn. Tần tộc là lạc thần mộ thông báo dẫn tới tầng trung tiến về bây giờ dẫn sói vào nhà trách ai bây giờ hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lạc thần thị không cần bởi vậy tổn thất quá thảm nặng bây giờ hắn cho dù là chạy trở về đều đã không còn kịp rồi lạc thần mộ tâm thuật bất chính thà rằng bên trong hao tổn lạc thần thị cũng phải đoạt quyền gia chủ không bằng khác lập môn hộ hiệu triệu lạc thần thị người quy thuận mà đến tin tưởng kiếp nạn này qua đi sẽ có người hưởng ứng bên cạnh cường giả đề nghị ta nếu lại chia hóa lạc thần thị lực lượng lạc thần thì sợ là muốn nên đón tai nạn lớn hơn. Lạc thần xuyên thần sắc có chút ảm đạm, bên cạnh chi nhân nghe được lời này cũng ở trong tâm thở dài trong lòng, hy vọng lạc thần thị có thể vượt qua kiếp nạn này đi, dù sao, cho dù là rời đi, cái kia như cũ là gia tộc của bọn hắn, người ở đó, chảy xuôi theo bọn hắn đồng dạng huyết mạch, bọn hắn chán ghét người, bất quá là bộ phận mà thôi, đại đa số người, đều là phổ thông tộc nhân. Chính như cùng lạc thần xuyên suy đoán như thế, tần tộc tổn thất một vị thiên thần, cho dù là bọn họ đã trải qua tin tưởng lạc thần mộ truyền ra tin tức, đó cũng không phải là Lạc Thần thị cách làm, nhưng thì tính sao, đại quân đã giáng lâm, há có thể cứ như vậy rút đi người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi tần tộc về sau, chẳng phải là ai cũng dám trêu chọc bọn hắn tầng tộc. Lúc này, Lạc Thần thị nhất định phải cho một cái công đạo. Lạc Thành trên không, thần uy giáng lâm, Lạc Thần Sơn bên trên, cái loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, chỉ thấy Lạc Thần Sơn đỉnh trên không, bầu trời phía trên, một nhóm thân ảnh phản phất từ trên trời giáng xuống, người cầm đầu, rõ ràng là tần tộc gia chủ tầng chính, từ tầng chính cầm quyền tầng tộc về sau, hắn đã trải qua rất ít bên ngoài lộ diện, nhưng sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ, hắn tại lúc còn trẻ, liền bị lập làm tần tộc tương lai chi chủ, năm đó, chỉ có tần viễn phong ẩn. Ẩn có thể cùng hắn cùng so sánh, nhưng kết cục là, tần viễn phong tất cả bị bóc ra đến tầng chính trên người, mà hắn, thượng vị. Là thần mộ một nhóm cường giả xuất hiện, hắn nhìn về phía tầng chính, sau đó nói. Ngưu thần tộc nếu đã đến, liền ra đi. Ha ha, chúng ta tới nhìn xem, chúc mừng hạ mộ huynh cầm quyền trở thành lạc thần thị gia chủ. Một đạo tục tầng thanh âm truyền đến, hư không bên trên lại có một nhóm cường giả giáng lâm, bọn hắn thân hình khôi ngô, uy nghiêm cực thịnh, chính là ngưu thần tộc cường giả. Trong đó có vài vị thiên thần tồn tại, ngưu thần tộc tù trưởng tự mình đến. đa tạ tù trưởng. Lạc thần mộ thanh âm có chút lạnh, cái này ngưu thần tộc tù trưởng tự mình đến, hiển nhiên là kẻ đến không thiện, nói là bỏ đá xuống giếng không có gì thích hợp bằng. Lạc thần mộ, ta tần tộc tần chung ứng ngươi ước hẹn đến đây lạc thần thị, nhưng mà lại mệnh tang ở đây, ngươi định làm như thế nào? Tần chính nhàn nhạt hỏi, không chút nào cho mặt mũi của lạc thần mộ, nói thẳng là ứng hắn ước hẹn mà đến, lời này nói trắng ra, lạc thần mộ vị gia chủ này, liền lộ ra thật mất mặt, dù sao vô luận nói như thế nào, tần tộc cùng lạc thần thị, đều cũng có một đoạn thù oán, hắn lại cấu kết lợi dụng cựu nhân tần tộc, đối với phó gia chủ lạc thần xuyên cùng tần vấn. Thiên Trước đó ta cũng đã thả ra tin tức chắc hẳn tần tộc hẳn là cũng đã nhận được tin tức tần chung cái chết tuyệt đối cùng ta lạc thần thị không có chút quan hệ nào lúc ấy Tần Trung tiến đến đuổi bắt Tần tộc phản nghịch chi tử Tần Vấn Thiên, Lạc thần xuyên ngược lại là muốn rời đi, nhưng mà ta Lạc thần thị không muốn can thiệp Tần tộc nội bộ sự tình tình, cho nên lưu lại Lạc thần xuyên, để Lạc thần xuyên thoái vị tế tổ, lúc ấy, ta Lạc thần thị cường giả đều là ở đây, căn bản không có một vị. Thiên thần rời đi, Tần Trung chết, không thể nào cùng ta Lạc thần thị có quan hệ." Lạc thần mộ đáp lại nói. "Bây giờ người đã vẫn, không có chứng cứ, người nói cái gì, liền là cái gì không vô luận như thế nào." Tần Trung đi vào Lạc thần thị về sau, liền bỏ mình Ngươi nói cùng Lạc Thần thị không có quan hệ, ai mà tin, Tần Chính Cường thế mở miệng. Lạc Thần mộ, chuyện này, Lạc Thần thị nhất định phải cho ta Tần tộc một cái công đạo, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đây đã là uy hiếp trắng trợn, Lạc Thần thị đám người đều thần sắc khó xử, bọn hắn tốt xấu là thái cổ tiên vực đỉnh cấp thế lực, hơn nữa, đã từng từ trước đến nay Tần tộc tranh đấu, mặc dù thế yếu, nhưng là chưa từng bị uy hiếp như vậy, Tần tộc binh lâm Lạc Thần sơn, áp bách đến cùng. Ta mời Tần trung đến đây, bắt Tần tộc phản nghịch chi tử chính là vì cùng tần tộc ở giữa xây xong ở chung hòa thuận tần gia chủ hẳn là cũng rõ ràng dụng ý của ta tần chung cái chết ta cũng không muốn nhưng tuyệt không phải ta lạc thần thì cách làm bây giờ tần gia chủ muốn cái gì bàn giao lạc thần mộ mở miệng nói ra lạc thần thị người nghe được thanh âm của hắn đều có chút thất vọng so với tần chính bá đạo lạc thần mộ hiển nhiên khí thế yếu nhược phản phất ở dưới người đây quả thực là lạc thần thị sĩ nhục bây giờ lạc thần mộ thân là lạc thần thị gia chủ hắn đại biểu không chỉ có là hắn bản thân còn có toàn bộ lạc thần thị nếu lạc thần mộ ngươi nói như thế như vậy nếu là ngươi có thể làm được phía dưới lời nói của ta ta liền tin tưởng ngươi tần chính nói tần gia chủ mời nói lạc thần mộ nói tần chung chính là ta tần tộc thiên thần hắn tại giáng lâm lạc thần thị về sau bỏ mình nhưng mà lạc thần mộ ngươi nói lạc thần thị muốn cùng ta tần tộc giao hảo như vậy ta muốn lạc thần thị một vị thiên thần tiến về ta tần tộc làm khách tu hành lấy đó hữu hảo ngoài ra ta lại mời lạc thần thị mười vị thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu giới chủ tiến về ta tần tộc làm khách tu hành đợi đến lạc thần thị hoàn thành hai chuyện liền để bọn hắn trở về chuyện thứ nhất để lạc thần xuyên đến ta tần tộc cho một cái công đạo ta hoài nghi việc này cùng hắn có quan hệ chuyện thứ hai đem ta tộc phản nghịch chi tử tần vấn thiên mang đến ta tần tộc sống phải thấy người chết phải thấy xác tần chính nói lạc thần thị các cường giả nghe đến lời này đều phẫn nộ nói thật dễ nghe là làm khách nhưng kỳ thực là vì con tin muốn lạc thần thị vì bọn họ làm việc cầm lạc thần xuyên đi hoán thiên thần, cầm tần vấn thiên đi đổi lạc thần thị thiên kiêu giới chủ, đây quả thực là đối với lạc thần thị nhục nhã, nếu như đáp ứng điều kiện như vậy, lạc thần thị sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng không đáp ứng, tần tộc hôm nay, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, bên cạnh còn có ngưu thần tộc cường giả nhìn chăm chăm. Một vị thiên thần, thập đại thiên kiêu giới chủ, đây là muốn lần nữa hung hăng suy yếu lạc thần thị lực lượng, tần tộc cũng không muốn trực tiếp khai chiến, mặc dù có thể thắng, nhưng là bọn hắn tần tộc cũng sẽ tổn thương rất lớn tất cả đưa ra yêu cầu như vậy, một chút xíu từng bước xâm chiếm lạc thần thị, thiên thần cùng thập đại giới chủ là trên mặt nổi, mặt khác còn muốn bọn hắn lạc thần thị đi đối phó lạc thần xuyên cùng tần vấn thiên, cái này, lại sẽ phát sinh cái gì ngưu thần tộc tu. Trưởng nhìn lấy tần chính, không hổ là tần tộc kiêu hùng, hôm nay, lạc thần thị sợ là không đáp ứng cũng phải đáp ứng, mà một khi đáp ứng, lạc thần thị không chỉ có thực lực bị suy yếu, nội bộ vết trách sợ là sẽ phải càng lớn, khoảng cách băng diệt sợ là không xa, bọn hắn, thế nhưng là vừa mới kinh lịch xong đoạt quyền chi tranh, căn cơ bản cũng không ổn. Tần gia chủ điều kiện, không khỏi quá đáng rồi. Là thần mộ sắc mặt rất khó coi. Là người nói muốn cùng ta tần tộc giao hảo, ta mời mấy vị lạc thần thị bằng hữu tiếng đến làm khách đều không đồng ý, như vậy, ta chỉ có thể hoài nghi tần chung chết là người lạc thần thị gây nên, đã như vậy, chỉ có một trận chiến. Tần chính mở miệng, uy áp nở rộ, trong hư không, một cổ thiên uy bao phủ lạc thần sơn, phản phất chỉ cần lạc thần mộ nói một chữ không, tần tộc, liền khai chiến. Lạc thần mộ thần sắc có thể nói khó coi tới cực điểm, hắn mới vừa lên đảm nhiệm để nhất kiện đại sự, tần tộc giáng lâm, chẳng lẽ liền muốn đáp ứng điều kiện khuất nhục như thế sao? Nhưng không đáp ứng, hậu quả, lạc thần thì chịu đựng nổi sao? lạnh thúc, ngươi có thể nguyện tiếng về tần tộc làm khách. lạc thần mộ quay đầu lại, hướng về phía sau lưng cách đó không xa một vị lão nhân nói ra, đó là lạc thần thị một vị thiên thần, đã từng lạc thần xuyên người ủng hộ. nghe được lạc thần mộ lời nói lão nhân thần sắc trong lúc đó phóng thích một đạo hàng quan, để hắn tiến về tầng tộc cái gọi là làm khách, bất quá là dối trá chi ngôn, đến rồi tầng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tùy ý tầng tộc bày bố, sinh tử đều khống chế trong tay đối phương. Lạnh thúc, thím cùng đệ đệ mùi mùi, ta lạc thần thị nhất định sẽ chiếu cố thật tốt, hơn nữa, lần này đi trước giới chủ, cũng sẽ không có bọn hắn. Lạc thần mộ nhìn thấy trong mắt lão nhân hàn quan, truyền âm một tiếng, câu nói này, ẩn ẩn có nửa ý uy hiếp, lão nhân tức giận đến nắm chặt hai nắm đấm, lạc thần xuyên mặt ngoài lại nói ra, lãnh thúc, ngươi nếu nguyện tiến về, là lạc thần thì chuyện làm, lạc thần thì tất sẽ không quên. Lạc thần mộ, ngươi rất tốt. Lạc thần lạnh lạnh như băng nói ra, đáng hận, lúc trước hắn vậy mà cũng ngược lại ủng hộ lạc thần mộ, bây giờ, lại bị lạc thần mộ bán. Ta nguyện tiến về. Lạc thần hàng đạo, nhưng lạc thần thì người nghe được ngữ khí của hắn đều biết, hắn là phi thường không tình nguyện. Đa tạ lạnh thúc lấy đại cục làm trọng. Lạc thần mộ gật đầu, sau đó lại điểm 10 vị giới chủ nhân vật, đều là trước kia ủng hộ Lạc thần xuyên bên kia người, bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, thậm chí có người trực tiếp mở miệng giận mắng, nhưng Lạc thần mộ vài câu truyền âm uy hiếp, bọn hắn liền ngậm miệng, bọn hắn biết, đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Lạc thần thì nguyện cùng ta Tần tộc giao hảo, ta liền tin Lạc thần thị một lần, hai chuyện kia, hy vọng Lạc thần thị hảo hảo xử lý. Tần Chính nói ra, ẩn ẩn có giọng ra lệnh. Ta Lạc thần thị tự sẽ hết sức. Lạc thần mộ nội tâm khuất nhục vô cùng, lúc này, Ngưu thần tộc tù trưởng cười nói: là thần gia chủ thượng vị, như thế đại hỷ sự tình, có thể nào không chúc mừng một phen, ta Ngưu thần tộc cũng nguyện cùng Lạc thần thị kết làm quan hệ thông gia chuyện tốt, ta Ngưu thần tộc nhân vật tuyệt thế Ngưu Ma, vẫn đối với Lạc thần thị nữ tử có hảo cảm, muốn cưới mấy vị Lạc thần thị mỹ nữ, không biết Lạc thần gia chủ có thể đáp ứng hay không, Dạ Thiên Chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1864. Nội bộ phân liệt. Nguồn Mê truyện audio.com. Ngưu thần tộc tù trường chính là thoại âm rơi xuống, lạc thần thị bên trong người không khỏi lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Bọn hắn lạc thần thị cho dù thực lực không bằng tần tộc, cho dù đã trải qua suy bại, thậm chí nguyên gia chủ bị ép trốn đi, nhưng vẫn như cũ không tới phiên ngưu thần tộc đến dương oai, mà giờ khắc này, bây giờ ngưu thần tộc không gần như chỉ ở dương oai, hơn nữa quả thực là vũ nhục bọn hắn. Ngưu ma, nếu nói muốn lấy vợ cũng cũng không sao, ngưu thần tộc tù trưởng nói đúng lắm, muốn cưới mấy vị lạc thần thị mỹ nữ, nói thật dễ nghe điểm, là thông gia, nói không dễ nghe, cái này Ngưu thần tộc nghiệt xúc là muốn cho bọn hắn mượn Lạc thần thị huyết mạch, đi lai giống, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. cúc Có Lạc thần thị lão nhân nhìn không được cả giận nói, Ngưu thần tộc to lớn đôi mắt nhìn về phía lão nhân kia, lập tức cười ha hả, hư không rung rẩy, Lạc thần mộ nhìn chằm chằm đối phương, lạnh nhạt nói: "Ta Lạc thần tộc, không có đám hỏi ý nghĩ." Tần tộc, có một vị thiên thần đến đây Lạc thần thị sau đó vẫn Lạc, coi như sư xuất hữu danh, Ngưu thần tộc, cái này thuần túy là mượn gió bẻ măng. Ngưu thần tộc Ngưu Ma ta cũng đã được nghe nói, nghe nói có được đạo cốt, rất không tệ. Nếu có thể thông gia sau khi tăng lên thay mặt thực lực, lạc thần mộ ngươi làm gì tránh xa người ngàn dặm? Ta xem việc này có thế thành. Nhưng vào lúc này, Tần Chính nhàn nhạt mở miệng, khiến cho lạc thần thị vô số người ánh mắt ngưng tụ, lạc thần mộ sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, làm Tần tộc cùng Ngưu thần tộc đồng loạt đến hắn chỉ lo lắng nếu như bộc phát chiến đấu, đối phương là không biết liên thủ. Bây giờ xem ra, Tần tộc cùng Ngưu thần tộc ở giữa, quả nhiên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tần tộc cố ý đến đỡ ngưu thần tộc đến đối kháng hắn lạc thần thị có thể không chiến mà không ngừng suy yếu bọn hắn lạc thần thị không thể nghi ngờ là tần tộc nhất muốn thấy kết quả thế là tại suy yếu lạc thần thị đồng thời lại tại hoang vực cho bọn hắn đến đỡ một cái đối thủ ngưu thần tộc tù trưởng cười lớn tiếng nói đa tạ tần tộc trưởng nói tốt lạc thần mộ hôm nay ta thế nhưng là mang theo thành ý mà nói ngưu thần tộc rất nhiều thiên thần đều tới thành ý như vậy sợ là ngươi cũng chưa từng thấy đi ha ha cái này cái gọi là thành ý tự nhiên là uy hiếp hắn ngưu thần tộc thiên thần đều tới. Nghiệt xúc Một vị lạc thần thị lão nhân lạnh như băng nói. Ngươi nói cái gì, ngưu thần tộc tù trưởng tiếng cười im bặt mà dừng, bước chân hướng xuống không đạp mạnh, thiên uy giáng lâm, khiến cả tòa lạc thần sơn cũng vì đó rung rung hạ. Gia chủ, việc này tuyệt đối không thể đồng ý. Lại có người mở miệng, không thấy ngưu thần tộc tù trường chính là phẫn nộ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu là không cách nào đám hỏi lời nói ta cũng không ý kiến, nhưng là, vừa rồi người kia mở miệng vũ nhục tộc ta tù trưởng, đem hắn giao cho ta ngưu thần tộc đi. Ngưu thần tộc một vị khác thiên thần chỉ hướng vừa rồi hô lên nghiệt súc lão nhân, đó là một vị thiên thần cường giả. Chẳng lẽ các ngươi không phải nghiệt súc sao, lão nhân băng lãnh mở miệng. Tần tộc trường, ngươi cũng nghe đến rồi, chuyện này, ngươi cho rằng như thế nào, ngưu thần tộc tù trưởng nhìn về phía tầng chính. Nếu là hai nhà là quan hệ thông gia, chút chuyện nhỏ này, tin tưởng tù trưởng cũng sẽ không sao đo. Tần chính thản nhiên nói. Ừ, nếu kết làm quan hệ thông gia, cũng không sao. Ngưu thần tộc tù trưởng gật đầu. Chỉ là, nếu là lạc thần tộc không đáp ứng đâu, thân là tù trưởng, thù cầm vũ nhục, chuyện này, lạc thần thì tự nhiên muốn cho một bàn giao, đem cái kia vũ nhục chi nhân mang đến ngưu thần tộc cũng được. Tần chính lại nói, hai người kẻ sướng người họa. Như vậy hôm nay xin mời tần tộc trường dưới sự chủ trì công đạo. Ngưu thần tộc tù trưởng cười lớn nói, sau đó ngưu thần tộc cường giả phóng thích uy ác, bao phủ lạc thần thị. Gia chủ, thà chiến không nhận nhục này, ai muốn hủy diệt ta lạc thần thị, bọn hắn, đồng dạng muốn phải trả cái giá nặng nề. Vừa rồi lão nhân kia lạnh lùng mở miệng. Có cốt khí, không hổ là lạc thần thị chi thiên thần, dĩ vãng ta Tần tộc cùng lạc thần tộc ở giữa từng có không ít chiến đấu, nhưng còn chưa bao giờ bùng nổ qua cả tộc chi chiến, hôm nay có lẽ thật có cơ hội lĩnh giáo hạ lạc thần thị toàn bộ lực lượng. Tần chính mở miệng, tần tộc cường giả uy áp tề phóng, hai đại đỉnh cấp thế lực áp bách ở trên không, nếu nói lạc thần thì người không hoảng hốt đây tuyệt đối là giả, nếu khai chiến, cố nhiên thiên thần có cơ hội đào tẩu đối phó tần tộc cùng ngưu thần tộc nhưng bọn hắn lạc thần thị đem khả năng bị diệt tộc tù trưởng muốn mấy người lạc thần mộ hỏi khiến cho lạc thần thị rất nhiều cường giả nhìn về phía hắn mười người đi giống như tần tộc lúc đầu ngưu ma đối với lạc thần lệ cố ý đáng tiếc nàng giống như không còn lạc thần tộc không phải liền chọn nàng đương nhiên nếu như lạc thần thị nguyện để lạc thần mộng gả cho ta ngưu thần tộc lời nói ta có thể chỉ cần ba người hai người khác có thể từ ngươi tới chọn chỉ cần là mỹ mạo giới chủ nữ tử là xong Ngưu thần tộc tù trưởng vừa cười vừa nói, trong đám người, có một vị cực đẹp nữ tử, kỳ mỹ mạo không chút nào kém cỏi hơn lạc thần lệ, có thể xưng kinh diễm, khí chất không linh, nàng là lạc thần thị một vị thiên thần hậu nhân, thiên phú xuất chúng, bây giờ giới chủ tu vi, tại lạc thần thị rất nhiều hậu bối nữ tử bên trong, tuyệt đối là xuất sắc nhất một trong. Lạc thần mộng sắc mặt trong nháy mắt tái nhật, mà vừa lúc, tổ phụ của nàng, chính là vừa rồi giận dữ mắng mỏ ngưu thần tộc tù trường chính là thiên thần, chỉ thấy hắn lạnh như băng nói. Ta sẽ không đáp ứng. Vậy thì tốt, đành phải ngươi tiến về ta ngưu thần tộc, chuyện thông gia, ta không còn sách. Ngưu thần tộc tù trưởng lạnh nhạt nói. Lạc thần mộng, tình thế ngươi cũng thấy đấy, gia gia ngươi là thiên thần, ngươi nguyện ý để ngươi gia gia hy sinh, vẫn là bản thân gã cho lạc thần mộ hướng về phía lạc thần mộng truyền âm nói ra, sắc mặt của lạc thần mộng càng phát trắng bệch, nhìn lấy cường giả trong hư không, nàng cảm giác có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới vận rủi, vậy mà dáng lâm đến trên người mình. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lúc này, gia gia của nàng nói như đinh chém sắc trên người uy áp nở rộ, như muốn một trận chiến. Quyết định nhanh một chút đi, gia gia ngươi nếu là muốn chiến, tần tộc cùng ngưu thần tộc áp bách xuống, chỉ có một con đường chết. Lạc thần mộ lần nữa truyền âm nói, lạc thần mộng khóe mắt trượt xuống nước mắt, nói. Ta đáp ứng gả cho. Mộng. Lão nhân nhìn về phía mình tôn nữ. Gia gia, sớm muộn là phải lập gia đình, ta không có gì. Lạc thần mộng nói khẽ. Nếu lạc thần mộng đồng ý, như vậy, việc này liền định như vậy, ta sẽ tuyển cái khác hai người, dạng này, tù trưởng có thế hài lòng. Là thần mộ băng lãnh mở miệng. Ha ha, tốt, sau ba tháng, ta sẽ phái người tới đón thân, nhất định sẽ làm cho các nàng phong quan vô hạn. Ngưu thần tộc tù trưởng lần nữa cười to, hắn phản phất tưởng tượng đến rồi tương lai tràn cảnh, nhưng phong quan sẽ chỉ là ngưu thần tộc, lưu cho lạc thần thì chính là vô tận khuất nhục. Lạc thần mộ ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, hắn đương nhiên biết chuyện hôm nay đến cỡ nào khuất nhục, nhưng mà khai chiến lời nói, đem dẫn đến diệt tộc, nhiều năm như vậy quyền lợi chi tranh, hắn rốt cục làm tới vị trí gia chủ, chẳng lẽ mới vừa lên đảm nhiệm, liền để lạc thần thị trong tay hắn hủy diệt không thành. Lạc thần sơn bên trên phát sinh sự tình, rất nhanh tại thái cổ tiên vực truyền ra đến, mới vừa kết thúc đoạt quyền chi tranh lạc thần thị, biến thành trò cười, bất quá ngoại nhân xem náo nhiệt, những thế lực cao cấp đó người cũng hiểu được, tần tộc cố ý bức hiếp phía dưới, lạc thần thị cái này khuất nhục nhất định phải tiếp nhận, tần tộc cực lạc thần mộ không dám khai chiến, tiếp nhận tai hòa ngập đầu, mượn nhờ tần chung cái chết, tần tộc hung hăng cho lạc thần thị một đao, không chỉ có mang đi một vị thiên thần thập đại giới chủ còn cho bọn hắn tại hoang vực tạo một cái đại địch ngưu thần tộc ngưu thần tộc cũng đã nhận được mình muốn lạc thần thị huyết mạch cùng bọn hắn mong muốn uy phong cầm xuống lạc thần thị nữ nhân là ngưu thần tộc vẫn luôn muốn làm đến sự tình bây giờ rốt cục hoàn thành tiếp xuống một bước tại lạc thần thị suy yếu thời khắc xưng bá hoang vực tại lạc thần thị sau khi thỏa hiệp nghe nói lạc thần thị nội bộ lại bộc phát mâu thuẫn một ít lão nhân phẫn mà ra đi không thể nào tiếp thu được đây hết thảy đoạn tuyệt với lạc thần mộ công bố thoát ly lạc thần tộc, lạc thần mộ giận dữ, lạc thần mộng thậm chí bị khống chế, tóm lại, tại lạc thần mộ chấp chưởng lạc thần thị về sau, toàn bộ lạc thần thị triệt để loạn cả một đoàn, đã có hết sức rõ ràng suy bại dấu hiệu, thế nhân cảm thán, cái này hoang vực đệ nhất thế gia, đại hạ tương khuynh. Lạc thần xuyên khi biết lạc thần thị phát sinh sự tình về sau, không nói một lời, nhưng lạc thần dụ lại phản phất cảm nhận được phụ thân hắn bên trong lửa giận trong lòng, đó là gia tộc của hắn, bây giờ, tao ngộ vũ nhục như vậy, bọn hắn cùng tần tộc đấu rất nhiều năm, mặc dù thực lực không bằng tần tộc, nhưng là từ trước tới giờ không chịu được từng tới khuất nhục như vậy, hơn nữa, liền ngưu thần tộc, cũng dám cưỡi ở trên đầu. Gia chủ Rốt cục, có người thông qua truyền tấn thủy tinh liên hệ lạc thần xuyên. Ta đã không phải là lạc thần thị gia chủ. Lạc thần xuyên hô, truyền âm cho hắn người, là lạc thần mộng gia gia. Có thể hay không cứu mộng nhi, ta lạc thần thị, không nhận nhục này, người có thể trở về lạc thần thị sao, đối phương nói, lạc thần xuyên trầm mặt, lập tức nói, ta tan mất vị trí gia chủ, là cả lạc thần thị ý chí, bây giờ trở về nữa, không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại đi cùng lạc thần mộ bộc phát nội chiến sao, như vậy, ta nguyện rời đi, có vài vị lão nhân đều hối hận, bọn hắn nguyện ủng hộ ngươi, có thể khác lập môn hộ, lạc thần sơn bên trên lạc thần thị, đã không phải là trước kia lạc thần thị. Lão nhân kia thở dài nói, lạc thần xuyên thật lâu không nói gì. Sau đó, lại có lão nhân liên hệ lạc thần xuyên, tỏ thái độ nguyện rời đi lạc thần thị. Để hắn khác lập môn hộ, lạc thần xuyên dao động, bây giờ, cho dù là hắn không nghĩ phân liệt lạc thần thị, nhưng lạc thần thị nội bộ đã bắt đầu nứt ra, lòng người không đủ, ẩn ẩn muốn biến thành năm bè bảy mảng. Lạc thần xuyên mặc dù dao động, nhưng vẫn như cũ còn đang do dự, không có đáp ứng. Hắn bây giờ việc cấp bách là muốn tìm tới ngoại tôn của hắn Tần vấn Thiên. Hắn bây giờ đến tộc cùng người ở nơi nào Tần Chung? Vì sao tại Hoang Vực vẫn lạc nghe nói Tần tộc có cường giả vẫn không có rời đi Hoang Vực, còn tại truy tra chuyện này. Hoang Vực có Tam Đại Cự Đầu thế lực, Lạc Thần Thị, Ngưu Thần Tộc, Yêu Thần Sơn yêu thần sơn chính là yêu thú quốc độ là yêu thú thiên đường nơi này có các tộc thánh thú kết minh đối kháng ngưu thần tộc dựa vào các tộc vô cùng cường đại thiên phú bây giờ đã trải qua đứng ở hoang vực chi đỉnh trở thành cao cấp nhất ba một trong những đại thế lực mà bọn hắn đối với gần đây phát sinh ở hoang vực đại sự đương nhiên cũng biết hơn nữa biết được rõ ràng hơn ở trên yêu thần sơn một tòa cổ xưa yêu thần trong cung điện tần vấn thiên thân thể an tĩnh nằm ở đó tiểu hỗn đảng lại không ở bị mang đi nơi khác Trước đó mang Tần Vấn Thiên đến thanh niên nam nữ có chút hăng hái nhìn lấy Tần Vấn Thiên. Không nghĩ tới chúng ta trong lúc vô tình mang về người, lại chính là bây giờ hoang vực biến cố đầu nguồn, Tần Vấn Thiên, Tần tộc năm đó nhân vật tuyệt thế Tần Viễn Phong chi tử, Lạc thần thị nguyên gia chủ Lạc thần xuyên ngoại tôn, nếu như hiện tại đem hắn giao ra, tuyệt đối có thể gây nên oanh động đâu, chỉ sợ Tần tộc cùng Lạc thần thị đều ở tìm hắn đi, còn có Lạc thần xuyên. Cái kia yêu tuấn thanh niên vừa cười vừa nói, thật có ý tứ ngươi tốt nhất đừng loài suy nghĩ này, bên người hắn đầu kia thôn thiên thú, bây giờ thôn thiên lão tổ rất thích thú, xem như bảo bối nhìn lấy, nói không chừng địa vị liền vượt qua ngươi. Bên cạnh nữ tử lạnh như băng nói ra, nam tử cười một tiếng. Nói cũng đúng, hơn nữa, ngươi không có phát hiện cạn có ý tứ sự tình à, tần tộc thiên thần tần chung vẫn lạc, mà chúng ta tìm tới hắn địa phương, hẳn là chiến trường, chẳng lẽ tần chung là hắn giết chết, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1865 Yêu chủ Nguồn Mê truyện audio.com. Tần tộc Thiên Thần Tần chung cái chết đã qua hai tháng, trong lúc đó Hoang vực Lạc Thần thị phát sinh sự tình truyền khắp Thái Cổ, Thái Cổ tiên vực bên trong đã trải qua thật lâu chưa từng xuất hiện chuyện lớn như thế, tam đại đỉnh cấp thế lực xuất hiện ở cùng một chỗ, Tần tộc, Ngưu thần tộc, Lạc Thần thị, suýt nữa bộc phát ra thần chiến, bất quá lại vì Lạc Thần thị cam nguyện chịu nhục mà kết thúc. Việc này về sau, Tần tộc, Lạc Thần thị bắt đầu lục soát Tần vấn Thiên dấu chân, tiếp tục đuổi ra Tần Chung nguyên nhân cái chết. Lạc Thần xuyên cũng quay về hoang vực đồng dạng đang tìm kiếm tần vấn thiên nhưng mà bọn hắn chỉ sợ căn bản không biết nghĩ đến tần vấn thiên vậy mà lại tại hoang vực một cổ khác cự đầu thế lực yêu thần sơn bên trên một ngày này tần vấn thiên tỉnh lại lúc trước dẫn hắn tới trước thanh niên nam nữ xuất hiện ở trước người hắn đều có chút hăng hái nhìn lấy hắn nơi này là yêu thần sơn tần vấn thiên mở miệng hỏi hiển nhiên hắn cũng không hoàn toàn hôn mê mà là có vẻ thanh tĩnh vậy mà biết nơi này là yêu thần sơn tần vấn thiên thanh niên mỉm cười nói ra. Tần Trung, có phải hay không là người giết? Hiển nhiên, hắn phi thường tò mò điểm này, tần tộc thiên thần vẫn lạc, hiện tại tần tộc còn tại truy tra, nhưng bạc vô âm tính. Bây giờ, có thể tìm ra lời giải chi nhân, chỉ có tần vấn thiên. Các hạ nghĩ sao, tần vấn thiên vừa cười vừa nói, hắn biết bản thân ở trên yêu thần Sơn, nhưng mà, bây giờ lại còn không biết yêu thần Sơn đến tột cùng là thiện ý vẫn là ác ý, dù sao, hắn đối với yêu thần Sơn hiểu rõ, vẹn vẹn cực hạn với thiên đạo thư các trong cổ tịch yêu thần sơn có ngũ đại yêu tổ thống lĩnh vạn yêu nơi này có rất nhiều yêu thú chủng tộc ai có thể tấn thăng yêu thần liền phong yêu tổ yêu thế giới tất cả lấy thực lực nói chuyện bọn hắn đối kháng ngưu thần tộc cũng không tồn tại ở tận lực chèn ép tộc khác loại mà là hai bên cùng ủng hộ hy vọng yêu thần sơn bên trên xuất hiện càng nhiều yêu tổ dù sao bọn hắn kết minh mới bắt đầu chính là vì đối kháng ngưu thần tộc bây giờ dựa vào yêu thú chư tộc cường hoành thiên phú rốt cục có địa vị ngang nhau thực lực hắn nếu tỉnh chúng ta đi hội bẩm yêu tổ đi nữ tử từ tốn nói, thanh niên cười nhìn Tần Vấn Thiên một chút, lập tức trời đi bên này, cứ như vậy lưu lại Tần Vấn Thiên một người ở chỗ này. Tần Vấn Thiên đứng dậy, đi ra cổ điện, phát hiện mình đang đứng ở một tòa cực cao phía trên ngọn núi cổ, phía trước có thành bậy yêu thú sơn mạch, các loại yêu thú thành đàn, cho dù là hiếm thấy thánh thú, ở trong này đều cũng không hiếm lạ, đơn giản là nơi này là yêu thần sơn, thái cổ yêu thú thiên đường, đại yêu tề tụ chi địa. Tần Vấn Thiên phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sản, còn tốt tu có bất tử kinh cùng trong cơ thể bất tử thuộc tính sinh mệnh thuộc tính lực lượng hắn có thể đủ khôi phục nhanh như vậy cùng tầng chung một trận chiến hắn cũng chân chính đã biết thiên thần đáng sợ ở trước đó thiên thần chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng thế nhưng một trận chiến qua đi hắn chân thực cảm nhận được lực lượng của thiên thần trận chiến kia có thể bất tử xác thực phi thường may mắn đối với hắn mà nói thủ ít lương đa tương lai trùng kích lĩnh ngộ thiên thần chi đạo trận chiến kia cảm ngộ tất có đại dụng lệ nhi tần vấn thiên lấy ra truyền tấn thủy tinh chuyện làm thứ nhất chính là cáo tri lệ nhi tin tức của mình, chắc hẳn nàng chính phi thường lo lắng cho mình đi. Ca, bên kia truyền đến một đạo cực kỳ kinh hỉ âm thanh kích động, lặp lại hô. Ca, là ta lệ nhi. Tần vấn thiên phản phất nghe được nức nở thanh âm, nhà đầu kia, sợ là kích động đến rơi lệ, chắc hẳn nàng đều cho là mình vẫn lạc đi. Quá tốt rồi, ca, ngươi vẫn còn ở đó. Là thần lệ kích động nói. Ca, ngươi hiện tại ở đâu, ta và gia gia đi tìm ngươi ta ở trên yêu thần sơn. Tần Vấn Thiên nói, yêu thần sơn, là thần lệ giật mình, ca vậy mà tại hoang vực đỉnh cấp thế lực yêu thần sơn, chẳng lẽ yêu thần sơn giết tần trung, điều đó không có khả năng a à từ, ngày đó tần trung truy sát với ta, ta may mắn mới có thể chạy trốn, giết chết tần trung, trọng thương, bị yêu thần sơn cường giả mang đến nơi này, tuy nói bây giờ còn không biết yêu thần sơn là thiện ý vẫn là ác ý, nhưng ta suy đoán sẽ không hại ta, không phải sớm đã đem ta lấy hạ. Tần Vấn Thiên truyền âm nói, yêu thần sơn, cũng không có đối với hắn có bất kỳ khống chế ca ngươi vậy mà giết tần chung đây chính là thiên thần là thần lệ trong lòng rung động đơn giản không thể tin được nhưng mà ca ca chắc chắn sẽ không lừa nàng tần chung cái chết cũng không có thể nhân chỗ nghĩ gì bí mật rất đơn giản chính là bị ca ca của nàng tần vấn thiên một người giết chết nếu không phải là hắn chủ quan hơn nữa muốn bắt sống ta chết đúng là ta tần vấn thiên nghĩ đến trận chiến kia đúng là may mắn hắn còn không đầy đủ sát thiên thần thực lực Đúng rồi Lệ Nhi, về sau chuyện gì xảy ra, ông ngoại cùng ngươi có khỏe không? Tần Vấn Thiên hỏi, Lạc Thần Lệ nghe được Tần Vấn Thiên tra hỏi sau đó đem Lạc Thần Thị phát sinh tất cả đều êm tai nói. Tần Vấn Thiên sau khi nghe xong, trong lòng không biết là gì tư vị, ông ngoại vậy mà vì hắn, từ bỏ Lạc Thần Thị vị trí gia chủ, hơn nữa, trực tiếp đi đến thiên vực, đây là chạy Tần Tộc đi. Mà Tần Tộc, vậy mà liên thủ với ngưu Thần Tộc, chư thiên thần giáng lâm Lạc Thần Thị, Lạc Thần mộ khiếp chiến để lạc thần thị nhận được khuất nhục thậm chí hắn còn mượn nhờ cơ hội lần này chèn ép trước kia ủng hộ ông ngoại hắn người, vô luận là vị kia tần tộc mang đi thiên thần vẫn là thập đại giới chủ, đều là trước kia đi theo ông ngoại hắn, lạc thần mộng gia gia, cũng thế. Lạc thần lệ còn nói cho tần vấn thiên, bây giờ lạc thần thì nội bộ đã trải qua rung chuyển, ở vào phân liệt biên giới, rất nhiều cường giả trốn đi. Ngay tại tần vấn thiên sinh lòng cảm khái thời điểm, yêu tộc thanh niên nam nữ đi mà quay lại, tần vấn thiên liền kết thúc cùng lạc thần lệ đối thoại. Yêu chủ muốn gặp ngươi. Thanh niên từ tốn nói, Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi theo hai người mà đi, hướng phía yêu thần Sơn năm tòa cao nhất cổ đỉnh trong đó một tòa mà đến, đi tới một tòa chân chính yêu thần trong điện. Cổ điện phía trên, ngồi ngay thẳng một vị yêu chủ nhân vật, hắn mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng vẫn như cũ thân thể khổng lồ, trong đôi mắt hiện ra đáng sợ quan mang, cả cá nhân trên người, có một cổ không ai bị nổi uy nghiêm. Đây là thôn thiên yêu chủ. Nữ tử trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, thôn thiên yêu chủ, bản thể chính là thôn thiên thú, yêu thần sơn hơn năm đại yêu chủ một trong. Bây giờ, tiểu hỗn đảng vậy mà ngồi ở thôn thiên yêu chủ thần tọa bên cạnh, con mắt hướng về phía tần vấn thiên hơi chớp, truyền âm nói. Vấn thiên, ngươi có thể rốt cục tỉnh. Ngươi hỗn đảng này ngược lại sẽ hưởng thụ, tỉnh vậy mà không có đi trong năm ta, tần vấn thiên truyền âm thấp giọng mắng. Yêu chủ phân phó bọn hắn trong năm ngươi, muốn lưu ta ở bên cạnh hắn. Tiểu hỗn đảng đáp lại nói, tần vấn thiên mừng thầm trong lòng, thôn thiên thú vốn là hiếm thấy, bây giờ, có yêu chủ nhân vật coi trọng tiểu hỗn đảng, hắn tự nhiên cao hứng. Tần chung, là người giết, thôn thiên yêu chủ nhìn lấy Tần Vấn Thiên hỏi. May mắn mà thôi. Tần Vấn Thiên nhìn tiểu hỗn đảng một chút, hẳn là gia hỏa này nói cho thôn thiên yêu chủ, liền cũng không có giấu giếm, thôn thiên yêu chủ nếu ưa thích tiểu hỗn đảng, đương nhiên sẽ không đối với hắn có ác ý, cho dù là may mắn có thể lấy giới chủ tu vi giết thiên thần, vẫn là tuyệt thế thiên tư, bất quá, bây giờ ngoại giới bốn phía đều ở tìm ngươi, tần tộc, lạc thần thị, ngươi có tính toán gì, thôn thiên yêu chủ hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Tần Vấn Thiên chi tiết trả lời ta để tiểu gia hỏa này lưu lại đi theo ta hắn nói muốn đi theo ngươi không bằng ngươi cũng lưu ở trên yêu thần sơn biết thân phận của ngươi người cũng liền mấy cái ta để bọn hắn giữ bí mật sẽ không truyền ra ngoài như thế nào thông thiên lão tổ lại nói tần vấn thiên suy nghĩ một lát ở trên yêu thần sơn tu hành cũng không tệ hắn bây giờ cần lại cũng cố tu vi thử nghiệm có thể hay không trùng kích vào cảnh giới được tần vấn thiên gật đầu đáp ứng ngươi trước đi thôi thông thiên yêu chủ một giọng nói tần vấn thiên cáo từ rời đi bên người thanh niên nam nữ nhìn lấy tần vấn thiên tần chung thực sự là một mình hắn giết chết khôi phục thực lực của ngươi như thế nào thanh niên hỏi có chuyện gì sao tần vấn thiên cười hỏi không có gì muốn cùng ngươi luận bàn dưới lĩnh giáo hạ có thể tru sát thiên thần người cường đại thanh niên trong mắt quan mang chấp dịu kích động mấy người có cơ hội ta lại cùng các hạ luận bàn tần vấn thiên cười nói cũng được thanh niên đôi mắt vẫn như cũ lóe ra quan hoa nói ta chính là công chủ tọa hạ thiên bằng ta nhớ kỹ rồi. Tần Vấn Thiên gật đầu, công chủ, bản thể là công bằng, có thể luyện tại cửu thiên chi thượng, thanh niên bản thể là bằng, hắn tuy là công chủ tọa dưới, nhưng mà yêu thần sơn ngũ đại yêu chủ đều là yêu thần sơn lãnh tụ, có thể ra lệnh cho bọn họ, thiên bằng thân hình lóe lên, sau lưng mọc lên hai cánh, ánh sáng sáng chói chói mắt, một cái chớp mắt biến mất, nữ tử mang theo Tần Vấn Thiên về tới lúc trước hắn nghỉ ngơi địa phương, nói: "Ngươi liền tiếp theo ở chỗ này đi." "Được, đa tạ." Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó nữ tử rời đi. Tần Vấn Thiên ngắm nhìn chung quanh, phiến khu vực này hẳn là thuộc về thôn thiên yêu chủ chỗ thống ngự chi địa. Người nào đến ta yêu thần sơn, nhưng vào lúc này, yêu chủ trên đỉnh, truyền đến thôn thiên yêu chủ thanh âm, Tần Vấn Thiên mắt sáng lên, hướng phía bên kia nhìn lại. Sau đó, liền gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào bên kia, Tần Vấn Thiên nhìn thấy thân ảnh kia về sau, trong đôi mắt có phong mang lấp lóe, lập tức thân hình chấp động, cũng thẳng đến bên kia mà đến. Yêu thần ngoài điện, Tần Vấn Thiên đi mà trở lại, cái kia đến thân ảnh đang cùng thôn thiên yêu chủ dặn co, chỉ thấy thôn thiên yêu chủ cực kỳ không vui, nói. Lạc thần xuyên, ngươi dạng này xong ta yêu thần sơn, khó tránh khỏi có chút vô lễ. Nguyên lai người đến này, lại là trở lại hoang vực lạc thần xuyên, hắn biết được tần vấn thiên cùng lạc thần lệ truyền âm về sau, một thân một mình đi tới yêu thần sơn. Ông ngoại. Tần vấn thiên hô, lạc thần xuyên quay đầu lại đối với tần vấn thiên gật đầu, lo lắng nhiều ngày, nhìn thấy Tần Vấn Thiên bình an vô sự, hắn nhưng như cũ biểu hiện được rất bình thản, sau đó hướng về phía thôn Thiên yêu chủ nói: "Ta tới đón hắn, quấy rầy." Lạc Thần Xuyên, ngươi mạnh mẽ xông tới ta yêu thần sơn, hơi bị quá mức vô lễ, một câu đã quấy rầy cũng không sao sao, lại một thanh âm truyền đến, chỉ thấy bầu trời phía trên có một bóng người lấy tốc độ cực hạn giáng lâm, hắn sau lưng mọc lên to lớn hai cánh, che khuất bầu trời, giống như cửu thiên chi chủ, thình lình vẫn là công chủ. Tiền bối, ông ngoại của ta chỉ là lo lắng ta, cũng không có ác ý, mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, hắn cũng không lo lắng lạc thần xuyên an nguy, lạc thần xuyên thân là lạc thần thị gia chủ, tự nhiên có thể toàn thân trở ra, nhưng là, hắn không hy vọng lạc thần xuyên lại cùng yêu thần sơn bộc phát xung đột. Dạ thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. mươi 1866 Liên thủ yêu thần sơn Nguồn Mê truyện audio.com Tần Vấn Thiên sau khi nói xong vừa nhìn về phía lạc thần xuyên, nói, ông ngoại, ta hôn mê bên ngoài, bị mang đến yêu thần sơn chiếu cố, yêu chủ để cho ta tại yêu thần sơn dạng xếp lại, có ân với ta. Hắn nói như thế, tất nhiên là vì hòa hoãn giữa song phương quan hệ, quả nhiên, thông thiên yêu chủ nghe được tần vấn thiên lời nói sắc mặt dễ nhìn một chút, hướng về phía lạc thần xuyên nói. Ngươi tốt xấu là lạc thần thiện nguyên gia chủ, ngươi ngoại tôn đều sau ngươi hiểu lễ, có như thế song sơn sao? Lạc thần xuyên từng là hoang vực đỉnh phong nhân vật quyền thế một trong, cho dù là ở trên yêu thần sơn, yêu chủ cũng sẽ không thực làm khó hắn, tại lạc thần xuyên cầm quyền lạc thần thị thời điểm cùng bọn hắn yêu thần sơn cũng không cái gì lớn hơn tiếc nhiều nhất ngẫu nhiên có hậu thế hệ chi tranh không có náo ra chuyện quá lớn tới đa tạ yêu chủ chiếu cố ta hắn chỗ thất lễ mong rằng trách móc lạc thần xuyên chắp tay hắn biết được tần vấn thiên tin tức về sau cấp tốc chạy đến kỳ thực là lo lắng tần vấn thiên tại yêu thần sơn an nguy bây giờ nghe tần vấn thiên nói yêu thần sơn giống như đối với hắn tốt tự nhiên ngôn ngữ khách khí mấy phần thôi tốt xấu từng cùng là hoang vực chi chủ ngồi xuống tâm sự đi người tới chuẩn bị yến thông thiên yêu chủ khoát tay áo nói lạc thần xuyên khẽ vuốt cầm tần vấn thiên tối nhẹ nhàng thở ra xem ra sẽ không có mâu thuẫn gì rất nhanh tiệc rượu chuẩn bị tốt yêu thần sơn hai vị yêu chủ tiếp khách khoản đãi lạc thần xuyên muốn nói địa vị trước kia lạc thần xuyên chính là hoang vực đỉnh phong thế lực gia chủ địa vị thậm chí cao hơn yêu chủ mặc dù trước đó có chút không thoải mái nhưng nếu đều nói rõ ràng rồi cũng đều có thể hiểu được chút chuyện nhỏ này thân là thiên thần cũng không trở thành như thế không tức giận lượng. Lạc thần xuyên, ngươi chấp trưởng lạc thần thị nhiều năm, lại vẫn là như thế hành động theo cảm tính, bây giờ, một khi từ bỏ, lạc thần xuyên nhận được sỉ nhục, ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà để lạc thần mộ lên làm gia chủ, cái kia nhân tính nghiên cứu âm hiểm có thừa, khí độ không được, nếu là ngươi tại, cũng không biết thụ này nhục nhã, sợ là thà làm ngọc vỡ. Trên tiệc rượu, thông thiên yêu chủ lời nói ngay thẳng, một chút không tị hiềm, yêu tính cách chính là như thế, nếu là thôn thiên mặt ngươi lâm tần tộc cùng ngưu thần tộc áp bách sẽ như thế nào chọn lạc thần xuyên hỏi dứt ra ngoài nếu tần tộc cùng ngưu thần tộc dám không tiếc đại giới khai chiến chúng ta yêu thần sơn có gì phải sợ cùng lắm thì diệt vong chỉ cần ngũ đại yêu chủ thoát đi hậu bối tử tôn thù chúng ta tự sẽ báo tần tộc cùng ngưu thần tộc vĩnh viễn đừng nghĩ an bình thôn thiên yêu chủ ngay thẳng nói chiến nhất định là chiến không được cho nên bọn hắn chọn vết ra ngoài đào tẩu sau đó báo thù hung ác tần vấn thiên thầm nghĩ trong lòng đây chính là yêu chủ tính cách, nhưng đỉnh lấy diệt tộc quyết đoán, không phải ai đều có, cho dù lạc thần xuyên bản thân, hắn tự hỏi cũng không nhất định có dũng khí tiếp nhận. Ngưu thần tộc thật là đủ càng rỡ, trước kia cướp sạch các loại đại yêu huyết mạch, cùng bọn hắn ngưu thần tộc kết hợp, nhưng như cũ không quên các ngươi lạc thần thị huyết mạch, lạc thần xuyên, ngươi về sau định làm như thế nào, thôn thiên yêu chủ hỏi, cùng cấp bậc người, hắn nói chuyện rất trực tiếp. Lạc thần xuyên nhìn thoáng qua tầng vấn thiên, nói. Trước đó một mực tại tìm hắn, nên làm cái gì cũng không có nghĩ kỹ, Bây giờ, lạc thần thị nội bộ rung chuyển, ta làm sao nguyện nhìn thấy cục diện như vậy? Không bằng ngươi gia nhập ta yêu thần sơn như thế nào, từ đó yêu thần sơn liền có sáu chủ, ha ha. Thông thiên yêu chủ vừa cười vừa nói. Ý kiến hay. Công chủ cũng cười nhạt một tiếng, đương nhiên đều có mấy phần đùa dẫn giọng điệu, đây là rất không có khả năng. Gia nhập yêu thần sơn không được, bất quá, nếu nói liên thủ với yêu thần sơn, ngược lại là có thể cân nhắc. Lạc thần xuyên mắt sáng lên, nếu như là năm đó lấy hắn lạc thần thị thân phận của gia chủ đương nhiên sẽ không nói như vậy nhưng bây giờ lạc thần thị lung lay sắp đổ hắn muốn vì lạc thần thị làm vài việc hai đại yêu chủ mắt sáng lên tương hổ liếc nhau một cái hoang vực chi địa một mực là thế chân vạc lạc thần xuyên mặc dù đã không phải là lạc thần thị gia chủ nhưng hắn thực lực bản thân vẫn còn hơn nữa tất nhiên có tùy tùng nếu như hắn liên thủ với yêu thần sơn hoang vực cân bằng tất nhiên sẽ đánh vỡ đến bọn hắn có chút ý động đối phó ai thôn thiên yêu chủ hỏi tự nhiên là ngưu thần tộc lạc thần xuyên từ tốn nói nếu nói đối phó tần tộc yêu thần sơn khẳng định sẽ không đồng ý thiên vực tần tộc thế lớn yêu thần sơn không có khả năng vô duyên vô cớ đi trêu chọc nhưng yêu thần sơn cùng ngưu thần tộc giữa ân oán thế nhưng là từ xưa đến nay ngưu thần tộc thế nhưng là một mực có đem yêu thần sơn làm của riêng giả tâm lạc thần xuyên ngươi nên rõ ràng ngưu thần tộc thực lực không thể so với yêu thần sơn yếu ta yêu thần sơn mặc dù sẽ không e ngại ngưu thần tộc khiêu khích nhưng nếu như chủ động bốc lên chiến tranh đối với yêu thần sơn mà nói cũng không phải là chuyện tốt côn chủ nói ra thần tộc cùng ngưu thần tộc bên trên lạc thần sơn cùng một chỗ áp bách lạc thần sơn nhưng trên thực tế động thủ thật sao kết cục ngươi đều thấy được nếu bọn hắn có thể làm như thế vì sao chúng ta không thể hơn nữa cho dù là liên thủ ta cũng không có nói muốn để yêu thần sơn thực sự giống như ngưu thần tộc trực tiếp khai chiến lạc thần xuyên nói ha ha lạc thần xuyên ngươi muốn làm cái gì, thôn thiên yêu chủ trở nên có hứng thú, cười lớn hỏi, xem ra lạc thần xuyên mặc dù đã không phải là lạc thần thị gia chủ, nhưng vẫn như củ nuốt không trôi khẩu khí này. Ta nghĩ, ăn miếng trả miếng. Lạc thần xuyên lạnh như băng mở miệng, trên tiệc rượu, song phương thương lượng, tần vấn thiên một mực an tĩnh nghe, yêu chủ cùng ông ngoại trước mặt, hắn chỉ là một cái hậu bối. Tiệc rượu rất vui sướng, kết thúc về sau, yêu chủ giữ lại lạc thần xuyên cũng ở ở trên yêu thần sơn lạc thần xuyên đáp ứng xuống sau đó tiến đến đem lạc thần lợi bọn hắn cũng tiếp đến yêu thần sơn đương nhiên đều là từ một nơi bí mật gần đó yêu chủ hạ lệnh ngậm miệng không cho tin tức tiết lộ ở trên yêu thần sơn yêu chủ có quyền uy tuyệt đối lạc thần dụ cùng lạc thần lệ nhìn thấy tần vấn thiên bình yên vô sự tự nhiên là trở nên kích động biết được tần vấn thiên một người chém giết tần chung trong lòng bọn họ cũng là trung động không nói gì càng phát ra chờ mong tần vấn thiên tương lai mặt khác hôm nay yêu thần điện trên yến hội sự tình, lạc thần dụ bọn hắn cũng biết. Đêm, ánh trăng chiếu bắn ở trên yêu thần sơn, bên ngoài hơi có chút ý lạnh, lạc thần xuyên đứng ở cổ phong biên giới, nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy vô cùng, sau lưng, có tiếng bước chân truyền đến, là lạc thần dụ, hắn nói khẽ. Phụ thân, nên hạ quyết tâm. Ngươi cho rằng, thực sự muốn làm như thế sao, lạc thần xuyên hỏi. Lạc thần thì tại lạc thần mộ trong tay, sớm muộn biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, không như cha thân khống chế một chi lực lượng, vẫn như cũ có cơ hội đông sơn tái khởi huống hồ nếu là phụ thân có thể làm cho cái này một chi lạc thần thị phát triển cường đại tương lai có một ngày có thể làm cho lạc thần thị đệ tử quy thuận mà đến trọng chấn lạc thần thị nếu không phụ thân chẳng lẽ trơ mắt nhìn lạc thần thị dạng này suy bại khuất nhục xuống dưới lạc thần dụ nói hắn biết phụ thân đối với gia tộc tình cảm hắn làm như thế tất nhiên sẽ chân chính tạo thành gia tộc phân liệt lạc thần thị đem một phân thành hai hơi không cẩn thận liền có thể có thể là vạn kiếp bất phục Lạc thần thì còn có thể quay về huy hoàng sao, lạc thần xuyên thì thảo nói nhỏ, ở trong tay của hắn, lạc thần thì hướng đi suy bại. Phụ thân, ngươi đừng quên một cái người. Lạc thần dụ nói. Ai, lạc thần xuyên quay đầu nhìn về phía lạc thần dụ. Vấn thiên. Lạc thần dụ trong ánh mắt lóe ra quan mang kỳ lạ. Phụ thân, vấn thiên đã trải qua triển lộ ra siêu việt cha mẹ của hắn đích thiên phú rồi, cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể hướng đi võ đạo chi đỉnh, hắn sinh ra, nhất định cùng tần tộc là địch. Trong cơ thể của hắn, chảy xuôi theo chúng ta là Lạc thần thị huyết mạch, hắn nếu cường đại, Lạc thần thị làm sao có thể không phục hưng. Lạc thần xuyên mắt sáng lên, nói: "Xem ra, ngươi đối với Vấn Thiên rất có lòng tin. Phụ thân chẳng lẽ không có sao? Hắn tru sát Tần Chung, Tần Chung là thiên thần, vô luận hắn là làm được bằng cách nào, nhưng Thiên Tuyển chi tử Tần Đáng Thiên cũng chưa từng từng có chuyện như vậy dấu vết a à hơn nữa, hắn bước vào Thiên Đạo Thánh viện truyền thuyết chi địa, lúc ấy các phương hào cường tề tụ, chỉ có một mình hắn làm được." Lạc thần dụ nói: hắn là thiên tuyết mang cho chúng ta lễ vật, hoàng lại thiên tuyết đối với phụ thân ngươi, đối với lạc thần thị thiệt thòi thiếu. Thiên tuyết là thần suy nghĩ đến nữ nhi của mình, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một sợi tưởng niệm, sau đó cái này một sợi tư niệm ánh mắt, dần dần trở nên kiên định. Ngưu thần tộc cùng lạc thần thị ước định, lại ở sau ba tháng phái người đón dâu, phong quan cưới lạc thần thị nữ tử, đem việc này làm được long trọng. Ngưu thần tộc quả nhiên không có nuốt lời, khoảng cách thời gian ba tháng càng ngày càng gần. Hoang vực các lớn cường tộc đều nhận được đến từ Ngưu thần tộc thiệp mời, để bọn hắn cần phải tham gia, Hoang vực, vạn tộc mọc như rừng, trừ đứng đầu nhất tam đại cự đầu bên ngoài, còn có rất nhiều đỉnh cấp thế lực, bọn hắn thu sạch đến rồi thiệp mời, trong lòng đều âm thầm cảm thán, Ngưu thần tộc đây rõ ràng là cố ý, là ở thị uy, hiển lộ rõ ràng Ngưu thần tộc bây giờ huy hoàng, cho dù là đã từng. Hoang vực chi chủ Lạc thần thị lại như thế nào, còn không phải bị bọn hắn nhục nhã, đem nữ tử gả cho tại bọn hắn Ngưu thần tộc. Cho dù yêu thần sơn, đều nhận được đến từ ngưu thần tộc thiệp mời, thu đến về sau, yêu thần trong điện thôn thiên yêu chủ lộ ra một vòng thăm ý tiếu dung, ngưu thần tộc đầu kia ngưu yêu, là muốn nói cho yêu thần sơn, bọn hắn ngưu thần tộc sẽ xưng bá hoang vực sau cái này mộng đẹp, nhất định khiến ngưu thần tộc rất say mê đi. Tràng hôn sự này càng là long trọng, lạc thần thì càng mất mặt, bởi vậy cùng ngưu thần tộc náo nhiệt so sánh, lạc thần thì một mực rất ngột ngạt, lạc thần mộng mấy người ba vị nữ tử thậm chí bị khống chế lại, không cho phép ra ngoài, chờ đợi ba tháng đến, vậy sẽ là các nàng tai nạn ngay. Hơn nữa, đoạn thời gian gần nhất, Lạc thần sơn bên trên, thường xuyên có cường giả trốn đi rời đi, sau đó liền bạc vô âm tính, không gặp tung tích. Đương nhiên, cường giả một lần tu hành chính là hồi lâu, ra ngoài lịch luyện cũng rất bình thường, lạc thần mộ cũng không không quá để ý, có lẽ là bọn hắn không muốn nhìn thấy cuộc hôn lễ này, chứng kiến lạc thần thị sĩ nhục thời khắc, chính hắn cũng không muốn nhìn thấy, nhưng lạc thần mộ cho rằng, vì toàn bộ lạc thần thị, hắn thà rằng làm ra. Dạng này hy sinh, hắn tin tưởng, lạc thần thị người, đều có thể lý giải hắn. Theo thời gian tới gần, hoang vực trở nên lấy dĩ vãng náo nhiệt hơn mấy phần, rất nhiều đều tiến về ngưu thần tộc vị trí, trâu thần bảo, đây tự hồ là hoang vực bá chủ lực lượng thay đổi, lạc thần thị vẫn lạc, ngưu thần tộc cuộc khởi. Thời gian 3 tháng, rốt cục tiến đến. Giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1867 Một màn vỡ kịch Nguồn Mê truyện audio com Một ngày này, trâu thần bảo bên trong, cường giả như mây, rộng lớn uy nghiêm trâu thần bảo, hội tụ vạn tộc cường giả, có nhân loại cường tộc, có yêu thú cường tộc, tất cả đều đến đây ăn mừng, trâu thần bảo phong quan vô hạn, có long phượng điện xa từ trâu thần bảo xuất phát, trùng trùng điệp điệp, tiến về lạc thần thị đón dâu, trâu thần bảo ngưu ma, liền ngồi ở chân long kéo bên trong niệm xa, hăng hái. Hôm nay, hắn tương nên cưới lạc thần thị ba vị nữ tử, cao quý chính là lạc thần thị mỹ nữ, cũng vẫn như cũng muốn phủ phục với hắn dưới thân, đáng tiếc, lạc thần lệ chưa bắt lại đến, bất quá lạc thần mộng cũng cực kỳ xuất chúng, mỹ mạo vô song, để hắn thèm nhỏ giải trâu thần bảo, vô số cường giả nhìn ra xa hư không, nhìn thấy cái kia lên đường chiến trận, đều trong lòng sinh ra cảm khái, ngưu thần tộc, tận lực đem tràn hôn sự này làm được long trọng, ngưu thần tộc tù trưởng đứng ở trâu thần bảo trên cầu thang, mỉm cười nhìn về phía hư không. Chúc mừng tù trưởng. Ngưu thần tộc có này đại hỷ, thật đáng mừng. Rất nhiều cường giả hướng về phía ngưu thần tộc tù trưởng chấp tay nói, tù trưởng mặc lộ vẻ tiếu dung, dưới cầu thang, tiệc rượu vô số, rất nhiều đều là trân quý yêu thịt, để một chút cường giả yêu tộc vô cùng khó chịu, cái này ngưu thần tộc làm việc quá mức khoa trương, không kiên nể gì cả. Đa tả chư vị, mời vào chỗ, cùng một chỗ hưởng thụ ta ngưu thần tộc thịnh yến. Tù trưởng cười to nói ra, thanh âm như sấm, hôm nay, chính là hắn ngưu thần tộc xưng bá hoang vực bước đầu tiên, cái này đem là một trận cực có ý nghĩa hôn lễ, tượng trưng cho lạc thần thị suy bại, ngưu thần tộc sẽ thành hoang vực lực lượng mạnh nhất, hoang vực vạn tộc triều bái. Lạc thần thị bên trong, vẫn như cũ kiềm chế, lạc thần sơn bên trên, có ba vị nữ tử mũ vượng khăn quàng vai, ăn mặc cực kỳ mỹ lệ, cao quý thánh khiết nhất là ở giữa vị nữ tử kia nàng trang phục về sau càng là đẹp đến ngạt thở mũ phượng dưới gương mặt kia tinh xảo đến không có bất kỳ cái gì tì vết nhưng mà ánh mắt của nàng lại trống rỗng vô thần nàng không cách nào tưởng tượng tiếp đó sẽ có như thế nào vận mệnh nàng luôn vì vật hy sinh của gia tộc ba vị nữ tử sau lưng có một nhóm cường giả xuất hiện ở vậy bọn họ là đưa gã chi nhân ta đi hộ tống bọn hắn tiến về ngưu thần tộc đi chỉ nghe lúc này một vị lão nhân mở miệng nói ra hắn là lạc thần thị một vị tộc lão thiên thần cấp bậc cường giả, tên là Lạc Thần Ông, đã từng cũng là Lạc Thần Xuyên người ủng hộ. Ông Thúc không cần, lần này từ khung lão hộ tống. Lạc Thần Mộ mở miệng nói ra, Lạc Thần Khung, là ủng hộ của hắn người, từ hắn hộ tống, Lạc Thần Mộ mới yên tâm. Được. Lạc Thần Ông cũng không có tranh, nhẹ gật đầu, an bài một số người tại hộ tống đội ngũ bên trong, sau đó, bọn hắn liền tại Lạc Thần Sơn lẳng lặng cùng đợi thẳng đến long phượng niệm xa từ thiên khung trong mây mù mà đến sắc mặt của lạc thần mộng càng trắng bệch thêm vài phần đến đây đưa tiễn người không có bao nhiêu, cùng cùng lạc thần thị, chỉ có một ít người đi theo, lộ ra rất quạng cu ẻ, bởi vì lạc thần thì người không nghĩ thấy cảnh này, bọn hắn cảm giác sỉ nhục, ba vị nữ tử người nhà, thì bị trực tiếp khống chế. Ngưu ma tòng long đuổi đi dưới, đi vào ba vị nữ tử trước mặt, nhìn thấy lạc thần mộng dung nhan, cái kia xong cực kỳ xâm lược tính đôi mắt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, phi thường hài lòng. Đa tạ lạc thần gia chủ. Ngưu ma hướng về phía lạc thần mộ chấp tay nói, lạc thần gia chủ không tiến hướng ta trâu thần bảo uống rượu mừng sao ta liền không đi các ngươi lên đường đi lạc thần mộ phất phất tay cảm giác trên mặt không ánh sáng đối với hắn mà nói đây cũng là kiện sĩ nhục sự tình nói xong liền quay người rời đi nhìn lấy bóng lưng của hắn ngưu ma cười nói gia chủ yên tâm ta sẽ hảo hảo đối đã lạc thần thị mỹ nhân ba vị phu nhân mời ngưu ma cười nhìn lấy lạc thần mộng các nàng sau đó ba người nhấc chân lên phân biệt đi về phía phượng liễn phía trên cũng không lâu lắm liền lại lần nữa lên đường long phượng niệm xa trùng trùng điệp điệp trâu thần bảo cử hành hôn lễ lạc thần thị vẫn như cũ lãnh lãnh thanh thanh trâu thần bảo bên kia biết được ngưu ma thuận lợi tiếp vào người ngưu thần tộc tù trưởng liền càng cao hứng hơn quả nhiên như hắn đoán như thế lạc thần thị không dám đùa thủ đoạn đây là lạc thần thị gia chủ chính miệng đáp ứng hơn nữa lúc ấy tần tộc đã ở làm chứng kiến lạc thần mộ hắn không dám đổi ý ngưu ma rất nhanh liền đem trở về chư vị gặp này cao hứng sự tình chư vị tất yếu tận hứng mới tốt ngưu thần tộc tù trưởng cao giọng nói ra đây là tự nhiên, đa tạ tù trưởng khoản đãi. Tù trưởng, đến, kính ngưu thần tộc. Người còn chưa tới, liền đã sớm mở tiệc, cực kỳ náo nhiệt, trâu thần bảo bên trong, toàn bộ đều là bóng người, trâu thần bảo nội bộ thì có vô số ngưu thần tộc bản tộc cường giả, bọn hắn uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, lộ ra vô cùng hưng phấn, từng cái hăng hái, phản phất cưới mỹ thiếp người là bọn hắn vậy. Ngưu ma, ta ngưu thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, chắc chắn kế thừa vị trí của ta, tương lai tù trưởng, chư vị coi là, hắn cưới lạc thần thì mỹ nhân làm thiếp, như thế nào ngưu thần tộc tù trưởng cười lớn tiếng nói thanh âm như sấm ngưu ma không phải cưới vợ mà là nạp thiếp lạc thần thị ba vị mỹ nhân cũng chỉ là thiếp thị dùng cái này dèm pha lạc thần thị nâng lên ngưu thần tộc tự nhiên không có gì thích hợp bằng có thể nói châu liên bích hợp có người nịnh nọc nói việc này tất nhiên biến thành hoang vực ca tụng rất nhiều người ồn ào cũng có một số người loại cường giả trong lòng âm thầm phỉ bán, ngưu thần tộc những người này thực quá vô sĩ, tù trưởng này cố ý nói như vậy dèm pha lạc thần thị, là ở tuyên cáo bọn hắn ngưu thần tộc lúc này địa vị của hôm nay. Lão quỳ ngưu, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm truyền đến, khiến cho ngưu thần tộc tù trưởng to lớn con ngươi trong lúc đó ngưng tụ, ngưu thần tộc các cường giả cũng đều mắc lộ ra hung quan. Ai dám đối với hắn như vậy nhóm tù trưởng nói chuyện chỉ thấy trong hư không, có mấy bóng người cấp bước đi tới, năm người, mỗi một người đều có uy nghiêm cực kỳ đáng sợ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không cũng vì đó ngạt thở, vô số người ngẩng đầu nhìn năm người này, trong lòng phốc đông nhảy lên. Yêu chủ. Đó là thôn thiên yêu chủ, ta đã thấy. Đó là công chủ. Còn có long chủ. Từng đạo từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, rất nhanh, đám người đã biết thân phận của người đến. Yêu thần sơn, ngũ đại yêu chủ, đều tới. Trong lúc nhất thời, tại trong lòng mọi người nhất lên kinh đào hải lãng, tuy nói trâu thần bảo mời yêu thần sơn năm chủ nhưng đó là cố ý khoe khoang hiển lộ rõ ràng bọn hắn ngưu thần tộc uy phong bình thường mà nói yêu thần sơn chắc là sẽ không đến phủng tràng nhưng bây giờ bọn hắn tới kéo đến tận ngũ đại yêu chủ cùng một chỗ giáng lâm nếu là năm chủ đều tới coi như nhưng không phải là cổ động đơn giản như vậy yêu thần sơn đây là muốn cùng ngưu thần tộc tranh phong hoang vực bá chủ chi vị sao hôm nay quả nhiên là ngày tốt lành các ngươi năm đầu lão yêu đều tới bất quá thôn thiên lão yêu ngươi lời nói mới rồi là có ý gì ngưu thần tộc tù trưởng lãnh đạm nói ra có ý tứ gì ngươi không hiểu sao thôn thiên lão tổ cười nhạt một tiếng đừng quên các ngươi ngưu thần tộc cuộc khởi lịch sử lạc thần thì bây giờ mặc dù có chút không chịu nổi nhưng lịch sử có thể so sánh các ngươi ngưu thần tộc huy hoàng ngươi ngưu thần tộc ngưu ma nếu nói muốn cưới một vị lạc thần thì nữ tử làm vợ cũng là phù hợp bây giờ cưới tam đại mỹ thiếp thực biết vọng tưởng liền sợ nghĩ quá đẹp cuối cùng biến thành công giả tràng bị người nhạo bán đám người đều cảm nhận được thôn thiên lão tổ trong giọng nói thâm ý phản phất là là ám chỉ cái gì ngưu thần tộc cường giả tất cả đều nghiêm túc mấy phần người tù trưởng kia thần sắc băng lãnh nói thế nào chẳng lẽ các ngươi yêu thần sơn muốn can thiệp ta ngưu thần tộc sự tình ha <laughs> ha các ngươi cùng lạc thần thì sự tình chúng ta yêu thần sơn mặc kệ hôm nay chúng ta tới chỉ vì một việc các ngươi ngưu thần tộc nô dịch ta yêu tộc rất nhiều yêu thú hôm nay chúng ta muốn mang hết đi bọn hắn thuộc về yêu thần sơn côn chủ ánh mắt kiệt ngạo vô cùng thanh âm the thé Ngưu thần tộc đã từng nô dịch hoang vực rất nhiều đại yêu, về sau hoang vực một chút cường đại yêu thú chủng tộc mới kết minh, cuối cùng thành tựu bây giờ yêu thần sơn, nhưng lập tức liền cho đến ngày nay, ngưu thần tộc nội bộ vẫn như cũ không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn bổn tộc yêu, còn nô dịch lấy rất nhiều yêu thú, vì bọn họ làm việc, thí dụ như cái kia long phượng niệm xa, chính là từ long phượng kéo đuổi. Công chủ thanh âm trong nháy mắt hù dọa sóng lớn, vạn tộc chấn kinh, hôm nay yêu thần sơn ngũ đại yêu chủ giáng lâm đây là muốn cùng ngưu thần tộc tuyên chiến không thành ngưu thần tộc sắc mặt của tù trưởng trực tiếp đen lại nhìn chằm chằm ngũ đại yêu chủ băng lãnh nói ra lão yêu ngươi biết mình đang nói cái gì không đương nhiên biết mấy đại yêu chủ thần sắc sắc bén trong lúc nhất thời vui mừng bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt để cho người ta cảm thấy một trận ngạt thở trước đây không lâu ngưu thần tộc vũ nhục lạc thần thị ngưu thần tộc hăng hái ngưu ma nero thần thị mỹ nhân làm thiếp bây giờ yêu thần sơn ngũ đại yêu chủ giáng lâm đòi hỏi ngưu thần tộc nô dịch tất cả yêu thú ngưu thần tộc tù trưởng trong lỗ mũi thở ra nồng nặc yêu khí nhìn chằm chằm ngũ đại yêu chủ lúc này bầu trời phía trên đột nhiên lăn lộn khí tức cường đại ngưu thần tộc tù trưởng thần sắc động lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói người nào chỉ thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống làm thấy rõ người tới thời điểm ngưu thần tộc tù trưởng sắc mặt biến hóa lạnh như băng nói lạc thần xuyên thanh âm này vừa ra trâu thần bảo bên trong càng là một mảnh xôn xao Người tới lại là nguyên lạc thần thị gia chủ, Lạc Thần Xuyên. Ngày hôm nay là Ngưu Ma nhục nhã Lạc Thần thị thời gian, muốn Nero thần thị mỹ nhân làm thiếp, hắn dáng Lâm Châu thần bảo, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Càng làm cho người ta đáng giá hồi tưởng lại, tại Lạc Thần Xuyên đến trước đó, năm yêu chủ Dáng Lâm nói ra điều kiện. Hơn nữa, Lạc Thần Xuyên bên người còn có một vị cường giả, Thiên Thần Nhân Vật, Lạc Thần Thị, Lạc Thần Đồ. Ngũ đại yêu chủ, tăng thêm Lạc Thần Xuyên cùng Lạc Thần Đồ, bảy thiên thần. Mà Ngưu thần tộc hết thảy chỉ có bảy vị thiên thần, bây giờ, có một vị chính hộ tống ngưu ma tiến đến đón dâu, nói cách khác, trâu thần bảo bên trong, chỉ có sáu vị thiên thần, đương nhiên, cái này sáu vị thiên thần bên trong, có cường đại ngưu thần tộc tù trưởng tại. Nhưng đối phương, có lạc thần thì nguyên gia chủ lạc thần xuyên, còn có ngũ đại yêu chủ, ai sẽ yếu hiển nhiên, cái này đến có chuẩn bị. Nếu nói lạc thần xuyên không có liên thủ với yêu thần Sơn, ai mà tin một màn vỡ kịch A. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, ẩn ẩn có chút hưng phấn trước đây không lâu, ngưu thần tộc cùng thiên vực tần tộc liên thủ, uy hiếp lạc thần thị, hung hăng nhục nhã lạc thần thị, ngay tại ngưu thần tộc đắm chìm trong muốn xưng bá hoang vực Mỹ hảo huyễn tưởng thời điểm, lạc thần xuyên liên thủ ngũ đại yêu chủ, giáng lâm trâu thần bảo. Tại lạc thần xuyên giáng lâm trâu thần bảo thời điểm, ngưu ma bọn hắn đang ở hồi trâu thần bảo trên nửa đường, một tòa bên trong phượng liễn, lạc thần mộng đôi mắt đẹp bên trong, rốt cục nhìn không được rơi lệ. Lạc thần mộng. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong đầu của nàng, Lạc Thần mộng mắt sáng lên, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía miệng xa bên cạnh hộ tống thị vệ, đó là ông gia gia an bài người, vừa rồi, tự hồ là hắn đang đối với bản thân truyền âm. Yên tâm đi, ngươi sẽ không gả vào Ngưu thần tộc. Lại một thanh âm truyền vào Lạc Thần mộng trong tay, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh dị, đúng vào lúc này, Long Phượng niệm xa đột nhiên ngừng lại, phía trước trên bầu trời, có thiên uy rơi xuống. Giả Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1868 khác lập môn hộ. nguồn: Mê truyện audio.com hẹn tối mai sẽ cột đủ ngưu thần bảo bên trong ngưu thần tộc tù trưởng nhìn chằm chầm đến lạc thần xuyên thân ảnh lạnh nhạt nói lạc thần xuyên ngươi đã rời đi lạc thần thị ta ngưu thần tộc cùng lạc thần thị ở giữa việc vui có thể cùng ngươi không có quan hệ ngươi tới xem náo nhiệt gì hiển nhiên ngưu thần tộc tù trưởng có chút kiên kỵ bảy tôn thiên thần giáng lâm đã trải qua uy hiếp đến ngưu thần bảo ta tới là tuyên bố một việc lạc thần xuyên nhàn nhạt mở miệng khiến cho vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, lạc thần xuyên đến ngưu thần bảo, là vì tuyên bố một việc này lại là cái đại sự gì, ngày đó ta tháo bỏ xuống lạc thần thị vị trí gia chủ, cũng đã thoát ly lạc thần thị, bây giờ, ta cũng không phải là lấy lạc thần thị thân phận mà đến, mà là, tự thành một phái, lạc thần thị, có một ít lão bằng hữu, nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta, từ hôm nay trở đi, ta lạc thần xuyên, chính là hoang vực lớn thứ tư thế. Lực Lạc thần xuyên bình tĩnh mở miệng, giống như một ghi như kinh lôi tại đám người màng nhĩ bên trong nổ vang. Lạc thần xuyên, muốn độc lập, một lần nữa mở ra một thế lực. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa từ hôm nay mở ra, hoang vực sinh ra thứ tư cổ đỉnh cấp thế lực, đồng dạng cũng mang ý nghĩa, lạc thần thị, chính thức phân liệt, bọn hắn không chút nghi ngờ lạc thần xuyên có phân liệt lạc thần thị năng lực, hắn làm lạc thần thị gia chủ, có quá nhiều năm tuế nguyệt, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, giờ phút này bên cạnh hắn, liền đi theo một vị lạc thần thị thiên thần. Lạc thần thị đã từng là hoang vực thế lực tối cường, vượt qua 10 vị thiên thần tồn tại, cho dù bây giờ suy yếu, nhưng đem lạc thần xuyên tính nhập trong đó lời nói, vẫn như cũ có chín đại thiên thần, đương nhiên một vị thiên thần bị tần tộc mang đi, trên mặt nổi lực lượng, chỉ có 8 vị thiên thần, lạc thần xuyên tự thành một phái về sau, lạc thần thì chia ra thành hai cổ thế lực, nếu như đối với nửa phần, cũng đều có bốn đại thiên thần, trở thành hoang vực lớn thứ tư thế lực không có bất cứ. Vấn đề gì? Lạc thần thị phân liệt, vốn nên là đối với ngưu thần tộc có lợi nhất, bởi vì ngưu thần tộc có thể nhảy lên trở thành hoang vực mạnh nhất, bất quá, bây giờ ngưu thần tộc cường giả nhưng không có hưng phấn bởi vì lạc thần xuyên liên thủ với yêu thần sơn nếu như trước kia tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống như vậy hoang vực tạo thế chân vạc hình thành một cái cân bằng nhưng bây giờ cân bằng bị phá vỡ có từ bên ngoài đến cường tộc thiên vực tần tộc nhúng tay hoang vực sự tình lạc thần xuyên mới có thể cùng yêu thần sơn tiến tới cùng nhau thì tính sao ngưu thần tộc tù trưởng lạnh như băng hỏi ta lạc thần thì thiên thần lạc thần trích gào đem nguyện đi theo ta cái kia nhất mạch chi nhân đều đưa là ta dưới trướng chi nhân từ đó cắt ra bắt đầu cũng đã là bao quát cháu gái của hắn lạc thần mộng lạc thần trích gào hắn không đồng ý lạc thần mộng gả cho ngưu thần tộc ngưu thần tộc không xứng cho nên ta tới nói cho ngưu thần tộc một tiếng tiệc rượu không cần cử hành lạc thần mộng không gả lạc thần xuyên nhàn nhạt nói ra ngoài ra ngũ đại yêu chủ vừa rồi nói có chút đạo lý các yêu cường giả không thuộc về ngươi ngưu thần tộc bọn hắn thuộc về yêu thần sơn ngưu thần tộc làm đem bọn hắn thả cách ta ngưu thần tộc đã trải qua từ lạc thần thiện nên đến rồi lạc thần mộng, sắp trở lại ngưu thần tộc, há lại ngươi nói không gả liền không gả. Ngưu thần tộc tù trưởng lạnh như băng nói, đồng thời có mấy phần ý dò xét. Ta đã sai người chặn đường, nếu là ngưu thần tộc tự nguyện đem người giao ra liền cũng được, nếu không phải đồng ý, đó chính là cùng ta lạc thần xuyên là địch, xuất hiện thương vong lời nói, tù trưởng không nên quá để ý. Lạc thần xuyên nhàn nhạt mở miệng, nghe được lạc thần xuyên lời nói ngưu thần tộc tù trưởng sắc mặt tái xanh, quả nhiên, bên này có cường giả giáng lâm là tới ngưu thần tộc phủ kín đường bên kia nửa đường có người đồng thủ đúng vào lúc này có âm thanh truyền vào trong đầu của hắn khiến cho ngưu thần tộc tù trưởng thần sắc càng phát ra khó coi hắn lấy ra truyền tấn thủy tinh truyền âm nói lạc thần xuyên cùng yêu thần sơn người đang ở ta ngưu thần bảo chuyện bên kia chính các ngươi nhìn lấy xử lý đem truyền tấn thủy tinh buông xuống ngưu thần tộc tù trưởng nhìn chằm chằm lạc thần xuyên nói lạc thần xuyên ngươi đây là muốn hướng ta ngưu thần tộc tuyên chiến sao vậy phải xem ngưu thần tộc thái độ ta nói dựa theo ta vừa rồi nói đi làm tự nhiên bình an vô sự nếu không ngư thần tộc muốn cướp đoạt đi theo ta người như vậy chính là hướng ta lạc thần xuyên tuyên chiến ta tự nhiên phụng bồi lạc thần xuyên lạnh lùng đáp lại cảnh tượng này cùng lúc ấy ngư thần tộc hộ tống tần tộc giáng lâm lạc thần thị tràng cảnh biết bao tương tự chỉ bất quá cục diện lại nghịch chuyển bây giờ là lạc thần xuyên chiếm cứ quyền chủ động nhìn thấy cái này đám người cảm thán ngư thần tộc vũ nhục lạc thần thị lạc thần mộ không có hành động ngược lại là rời đi lạc thần thị nguyên gia chủ đứng dậy ăn miếng trả miếng tộc ta thống ngự yêu thú đâu cái kia vốn chính là của ta tộc vốn có lại có liên quan gì tới ngươi ngư thần tộc tù trưởng lạnh như băng nói vì duy trì hoang vực trật tự lạc thần xuyên thản nhiên nói ngư thần tộc mặt của tù trưởng đều đen lại trật tự là cái gì loại này lấy cớ nhất định chính là vũ nhục trâu thông minh bất quá tự như bọn hắn đối phó lạc thần thị một dạng nếu đối phương liên thủ liền tất nhiên là muốn đạt tới mục đích lấy cớ có trọng yếu không hắn ngưu thần tộc đứng trước cùng lạc thần thị một dạng lựa chọn hoặc là thỏa hiệp hoặc là khai chiến hôm nay vạn tộc đến chầu vốn cho rằng lại là ngưu thần tộc ngày huy hoàng tượng trưng cho hắn ngưu thần tộc đang lâm hoang vực chi đỉnh nhưng bây giờ những tốt đẹp chính là đó huyễn tưởng lộ ra vô cùng chăm chọc lạc thần xuyên nói cho ngưu thần tộc các ngươi có thế việc làm hắn có thể giống vậy làm một bên khác đón dâu long phượng niệm xa nơi ở hư không bên trên thiên uy giáng lâm về sau hai vị thiên thần từ trên trời giáng xuống hai người đều là lạc thần thị thiên thần lạc thần mộng gia gia lạc thần rít gào cùng trước đó còn tại lạc thần thị nói muốn đi theo lạc thần ông bây giờ lại xuất hiện ở hư không bên trên tiễn đưa lạc thần thị nhân thần sắc khẽ biến lạc thần khung đi ra nói các ngươi đây là ý gì lạc thần khung lạc thần mộ nguyện để lạc thần thị nhận khuất nhục như vậy nhưng mà ta lạc thần thị rất nhiều người không thể thừa nhận cái này nhục nhã thế tất yếu đòi lại bây giờ gia chủ đã trải qua giáng lâm ngưu thần tộc ngưu thần tộc như thế nào đối phó lạc thần thị gia chủ bây giờ muốn đòi lại." Lạc Thần Trích gào mở miệng nói ra, trong miệng hắn gia chủ, dĩ nhiên không phải Lạc Thần mộ mà là Lạc Thần xuyên. Lạc Thần khung trong nháy mắt liền nghe rõ, hắn lạnh như băng nói, "Lạc Thần xuyên tá vị là toàn bộ Lạc Thần thị ý chí, các ngươi lúc ấy cũng không có ý kiến, bây giờ đây là muốn phản bội Lạc Thần thị sao? Phản bội, Lạc Thần ông thở dài. "Lạc Thần khung, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bây giờ Lạc Thần thị vẫn là lạc thần thì sao gia chủ đã trải qua quyết định khác lập môn hộ chúng ta tất cả đều nguyện ý đi theo là phục hưng lạc thần thị thời trước vinh quang ngươi nguyện tiếp tục cùng lấy lạc thần mộ vẫn là đi theo gia chủ điên rồi các ngươi đây là phản bội là phân liệt lạc thần thị lạc thần khung sắc mặt cực kỳ khó coi nơi này có hai vị thiên thần lại thêm trước đó lạc thần độ cũng đã biến mất chẳng lẽ đều là đầu phục lạc thần xuyên nếu như vậy toàn bộ lạc thần thị sẽ bị một phân thành hai ngươi suy nghĩ thật kỹ lạc thần mộ cách làm phải chăng xứng đáng lạc thần thị, đối mặt tần tộc cùng ngưu thần tộc nhục nhã, hắn vẫn như cũng nghĩ đến thanh trừ thời trước phản đối hắn người, như thế hành vi, không xứng chấp chưởng lạc thần thị, không nói nhiều thừa thải, người nếu còn có một chút lương tri lợi nói, liền tránh ra, bây giờ ta đã đi theo gia chủ tự lập môn hộ, cháu gái của ta, không xuống gã, đầu kia nghiệt súc, không xứng. Lạc thần rít gào lạnh như băng nói. Phía dưới, lông liễn phía trên, ngưu ma sắc mặt tái xanh bên người hắn ngưu thần tộc cường giả từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ lạc thần thị vậy mà đổi ý hơn nữa, bọn hắn vừa rồi đưa tin cho tù trưởng, tù trưởng nói là thần xuyên cùng yêu thần sơn người giáng lâm ngưu thần bảo, để bọn hắn tự hành quyết đoán. Lạc thần thì chuyện đã đáp ứng, các ngươi muốn đổi ý, ngưu thần tộc thiên thần thanh âm rất lạnh. Ta nói qua, bây giờ, chúng ta đã đi theo gia chủ tự lập môn hộ, không hề bị lạc thần thị quản hạt, một đám nhiệt súc, lại si tâm vọng tưởng, bản thân cút về. Lạc thần trích gào ngôn ngữ không chút khách khí, khiến cho ngưu thần tộc cường giả tất cả đều nộ khí ngập trời, thiên thần kia nhìn về phía lạc thần khung nói lạc thần khung hôm nay chuyện này không bãi bình chớ nói ngưu thần tộc sẽ không nghĩ tần tộc bên kia lúc ấy là người chứng kiến tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ để ngưu ma bọn hắn đi trước chúng ta chặn bọn hắn lại hai người lạc thần khung mở miệng nói ra tần tộc bây giờ bị phân liệt nếu là đem ngưu thần tộc cùng tần tộc đắc tội hung ác hậu quả nghiêm trọng hơn hiện nay nếu lạc thần xuyên ra mặt bút trướng này liền để ngưu thần tộc ghi tạc lạc thần xuyên trên người bọn họ về phần có thể hay không cứu lạc thần mộng bọn hắn thì nhìn lạc thần xuyên bọn hắn đến tột cùng chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ chỉ ít hắn bây giờ lập trường là muốn đem lạc thần sơn bên trên lạc thần thị cùng chuyện này phân ra giới hạn lạc thần thị căn cơ tại vậy cho dù là lạc thần xuyên hẳn là cũng sẽ không hy vọng liên lụy đến lạc thần sơn được ngưu thần tộc thiên thần nói ra sau đó hai người trực trùng vân tiêu hướng phía lạc thần rít gào cùng lạc thần ông mà đến tiếp tục tiến lên ngưu ma hạ lệnh long phượng niệm xa hướng phía trước mà đi ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua lạc thần thị tùy hành chi nhân những người này phải phòng bị dưới, bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào nổi lên, lạc thần mộng giờ phút này vô cùng gấp gáp, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, gia gia cùng ông gia gia đến đây, tự hồ chứng thực người bên cạnh nói với nàng, nhưng mà, bốn đại thiên thần quyết đấu, nàng bên này ai tới ngăn cản ngưu thần tộc người long phượng niệm xa tốc. Độ cực nhanh, vượt ngang hư không, phía sau bọn họ, có kinh khủng thiên uy bộc phát, nơi đó, chính bạo phát thần chiến, hủy thiên diệt địa, bọn hắn đi về phía trước khoảng cách rất xa, vẫn như cũ cảm giác không có thoát ly cổ uy áp, ngưu ma một mực tại cảnh giác, hướng về phía ngưu thần tộc cường giả truyền âm nói chuẩn bị kỹ càng đối phương khả năng có hậu thủ truyền âm về sau hắn hướng về phía lạc thần thị đưa thân đội ngũ đạo lạc thần thị chi nhân đưa đến nơi này là đủ rồi các ngươi trở về đi tiếp đó từ ta ngưu thần tộc mang ta ba vị phu nhân hồi ngưu thần bảo liền đủ lạc thần thị rất nhiều cường giả biết ngưu ma có ý tứ gì rất nhiều người nhao nhao gật đầu, sau đó quay người rời đi, đại đa số người đều là lạc thần mộ an bài, cũng không có ba vị lạc thần thị mỹ nhân thân thuộc tại, có mấy cái người là bị lạc thần ông an bài ở bên trong, thí dụ như, lạc thần mộng thì về bên người, hắn đứng tại vậy không có động, hơn nữa, trên người hắn không có chút nào nửa điểm khí tức, phản phất thể nội tất cả toàn bộ bị ẩn giấu đi. Ngưu ma ngoan lệ đôi mắt trong nháy mắt rơi vào trên thân thể người nọ, trước đó cũng không để ý một cái tùy tùng, mà bây giờ, hai vị thiên thần xuất hiện, lại thêm người này toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức, hiển nhiên, là tu hành ẩn nấp thủ đoạn. Ta, ngươi không nghe thấy sao, ngưu ma lạnh như băng hỏi. Hắn thoại âm rơi xuống, trên thân người kia che giấu lực lượng biến mất, một cổ uy áp lan tràn ra, ngưu ma nhíu nhíu mày, lập tức sắc mặt trong lúc đó thay đổi, hắn ánh mắt bên trong bắn ra cực đáng sợ hàng mang, băng lạnh nói ra. Tần vấn thiên. Hắn từ cái kia thả ra uy áp bên trong, cảm nhận được đạo cốt khí tức, Tần Vấn Thiên mắt sáng lên, Ngưu Ma là làm thế nào nhìn ra được tới là hắn chỉ thấy hắn khuôn mặt biến ảo, lộ ra một trương khuôn mặt tuấn tú, Lạc Thần Mộng nhìn thấy Tần Vấn Thiên cũng lộ ra không thể tin thần sắc, Tần Trung đuổi theo cầm Tần Vấn Thiên, cuối cùng thiên thần Tần Trung mất mạng, Tần Vấn Thiên, hắn vậy mà không có chết, bây giờ xuất hiện ở bên người nàng. Dạ Thiên chi để mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1869. Ngưu Ma cái chết. Nguồn: Mê truyện audio.com. Lạc Thần Mộng lập tức rõ ràng, xem ra tần vấn thiên là ông gia gia tận lực an bài tại bên người nạn, ông gia gia cùng gia gia bây giờ đều phản đối lạc thần mộ ngược lại ủng hộ lạc thần xuyên ngươi lại còn còn sống chẳng lẽ tần chung chết thật có lạc thần thị tham dự ngưu ma hít mắt nói chuyện đã xảy ra hôm nay không thể không khiến hắn hoài nghi lạc thần thị thiên thần đột nhiên làm phản lạc thần mộ lần nữa quy thuận lạc thần xuyên tần vấn thiên xuất hiện ở đưa thân trong đội ngũ ngưu thần bảo bên kia lạc thần xuyên tự mình giáng lâm điều này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày kế, lạc thần ông tại lạc thần xuyên xem như nội ứng phối hợp. Tại thiên đạo thánh viện thời điểm, ngươi không phải là muốn cùng ta luận bàn à, bây giờ, cơ hội tới của ngươi. Tần vấn thiên thần sắc lạnh lùng, ngưu ma lại phá lên cười, nói. Luận bàn ta vì sao muốn cùng ngươi luận bàn, cho dù ngươi còn sống lại có thể thế nào, dám một người xuất hiện ở này, vậy liền để ngươi chết ở chỗ này, đạo cốt của ngươi, cũng sẽ là của ta. Vừa nói, ngưu ma phất tay, ngưu thần tộc cường giả đem tần vấn thiên vây quanh, hắn mới sẽ không hành động theo cảm tính đi cùng tần vấn thiên độc chiến tần vấn thiên thực lực hắn vẫn còn có chút kiên kỵ trực tiếp vây giết hắn lạc thần thì những người khác đi chỉ có tần vấn thiên một người là lạc thần ông an bài chuẩn bị ở sau ngưu ma hắn nghĩ mãi mà không rõ chiêu này dụng ý ở đâu bên cạnh hắn mặc dù không có thiên thần nhưng cường đại giới chủ nhưng có không ít đại năng giới chủ có vài vị tần vấn thiên đấu thế nào lạc thần mộng trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ buồn bã xác thực cho dù ông gia gia an bài tần vấn thiên tại nhưng đối phương thế nhưng là cường giả rất nhiều một cổ cổ cùng bạo yêu khí quét sạch thiên địa ngưu thần tộc cường giả sau lưng xuất hiện vô cùng to lớn quỳ ngưu hư ảnh che khuất bầu trời trong nháy mắt đem cả phiến thiên địa hư không phong tỏa ngăn cản không cho tần vấn thiên có cơ hội thoát đi nhưng mà tần vấn thiên nhìn một màn trước mắt này thần sắc lại bình tĩnh vô cùng chỉ thấy phía sau hắn kiếm chi tinh hồn thả ra bây giờ hắn tinh hồn cùng trước kia lại có khác nhau cái kia phiến kiếm vực kiếm chi tinh hồn phản phất chất chứa đạo pháp chi uy đã từng lạc thần dụ nhìn thấy tần vấn thiên quá trình chiến đấu từng nói tần vấn thiên tại một ít lĩnh ngộ bên trên không kém gì hắn, mang ý nghĩa đã trải qua lục lọi đến rồi thiên thần năng lực. Ngưu ma, ngươi danh xưng ngưu thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà bây giờ đối với thực lực nhận biết lại còn dừng lại ở nhân số bao nhiêu bên trên, biết bao buồn cười. Tần vấn thiên nhàn nhạt nhìn ngưu ma một chút, lập tức trút kiếm, giờ khắc này, tinh hồn kiếm vực chi quan phản phất dung nhập bên trong yêu kiếm, giữa thiên địa xuất hiện một cổ đáng sợ đứng im lực lượng, phản phất hắn thời không xung quanh muốn ngưng kết định chỉ lưu động, lạc thần mộng cảm giác rõ ràng nhất, thân thể của nàng không nhúc nhích, đôi mắt đẹp đều dừng lại tại vậy, nhìn lấy tầng vấn thiên rút kiếm. Sau đó, nhất kiếm chém ra, như có đại đạo chi lực vạch phá thương khung, trong chớp nhoáng này, trên trời cao xuất hiện một đạo hoàng mỹ kiếm quan đường vòng cung, những nơi đi qua, thời không đứng im, sau đó, tại đường vòng cung phía dưới, bị trực tiếp nhất kiếm bổ ra, chặt đứt không gian, tầng vấn thiên tại nguyên chỗ chém ra nhất kiếm, cũng không xem qua không gian khoảng cách, trực tiếp giáng lâm chung quanh hư không, kiếm quan vị trí, chỗ của đạo. Ngưu Ma ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, chỉ thấy nơi đó, tự như xuất hiện một đạo vết nứt không gian, nơi đường vòng cung đi qua, ngưu thần tộc cường giả thân thể bị trực tiếp chém rách, cái kia từng tôn quỳ ngưu khổng lồ hư ảnh, trực tiếp băng diệt phá toái. Kiếm tra, trảm không, thiên địa mở. Cái này nhìn như bình thường đơn giản nhất kiếm, trong đó lại sáp nhập vào lực lượng quá nhiều, cuối cùng hóa thành tuyệt thế nhất kiếm, cho dù là đại năng tồn tại, vẫn như cũ nhất kiếm chém chết. Giờ khắc này ngưu ma biết, hắn và tần vấn thiên có bao nhiêu chênh lệch, đã trải qua không thể di bổ. Tần Vấn Thiên động tác nhưng lại chưa đình chỉ, hắn đã từng lấy kiếm chi đạo pháp trảm thiên thần Tần Chung chi nhục thân, thiên thần đều có thể giết. Huống chi sau trận chiến ấy, hắn đối với lực lượng lĩnh ngộ vận dụng mạnh hơn giới chủ cường giả, làm sao có thể cản nhất kiếm? Kiếm quan lại hiện ra bên trong tinh hồn phản phất xuất hiện từng cái kiếm chi chữ cổ, phiêu đảng tại không, chỉ thấy ngưu thần tộc cường giả không ngừng bị chém chết, chỉ là trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống, trường ngưu ma bên ngoài không có người nào còn sống. Ngưu ma sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này hắn cảm thấy sợ hãi chỉ thấy hắn lấy ra truyền tấn thủy tinh, nhưng ngay tại xuất ra truyền tấn thủy tinh sát na, tần vấn thiên thân thể trực tiếp giáng lâm trước mặt hắn, thời không phản phất yên tĩnh lại, ngưu ma động tác cứng nhắc ở nơi đó, hắn lấy tự thân lực lượng đi chống lại thời không ngừng lực lượng, nhưng cơ hội tại đồng thời, một đạo quan mang trực tiếp đem trong tay hắn truyền tấn thủy tinh đánh xuyên. Kiếm quan phong bế mảnh không gian này, chỉ có tần vấn thiên cùng ngưu ma tại, cho dù là lạc thần mộng đều nhìn không thấy tình hình bên trong, bởi vì hắn chuyện sắp phải làm, không phải như vậy lịch sự chỉ thấy giờ phút này, Ngưu Ma thể nội bộc phát ra một đạo vô cùng hào quang sáng chói, trên thân thể tràn ngập ra kinh thiên chiến ý, rống to một tiếng, kinh thiên động địa, đứng im động lại thời không đều tự như băng diệt, Ngưu Ma hóa thân một tôn vô cùng to lớn quỳ ngưu, hung lệ vô cùng, thể nội phóng thích bảo quang, chỉ cổ nở rộ chiến đấu khí thế, cũng đủ để đè sập thiên địa. Tần Vấn Thiên, giết ta, ngươi làm sao có thể sống, Ngưu Ma lạnh như băng nói. Tần chúng ta cũng đã giết, nhiều ngươi một cái lại có làm sao? tần vấn thiên từ tốn nói ngưu ma to lớn trong đôi mắt ý sợ hãi càng đậm tần chung là tần vấn thiên giết chết cái này sao có thể hắn đã trải qua có thể tru sát thiên thần xem ra mặc dù ngươi đạo cốt thiên sinh nhưng vẫn là truyền thừa đến thời trước đấu chiến thánh tộc đạo cốt chi lực tần vấn thiên bình tĩnh nói ra ngưu ma to lớn trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi đấu chiến thánh tộc đã là rất xa xưa lịch sử tần vấn thiên thông qua cổ tịch biết chẳng có gì lạ nhưng vì sao hắn cảm nhận được đạo cốt chi uy, liền lập tức nói là đấu chiến thánh tộc đạo cốt chi lực, ngươi và đấu chiến thánh tộc có quan hệ gì, ngưu ma băng lãnh hỏi. Ngươi đây không cần đã biết, bất quá, nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua, đạo cốt của ngươi, nên vật quy nguyên chủ, ngươi không phải một mực cũng muốn đạo cốt của ta à, tại luân hồi thế giới liền muốn đánh lén cướp đi, hôm nay ngươi có cơ hội. Tần vấn thiên thể nội đạo cốt chi uy đồng dạng nở rộ, từng đạo từng đạo màng sáng đánh rớt tại ngưu ma vô cùng to lớn thân thể phía trên, khiến cho cái kia khí thế cực kỳ mạnh mẽ thân thể khổng lồ đều muốn đứng im, hắn bộc phát ra một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh, phản phất muốn tránh thoát tầng vấn thiên thiên tâm ý thức lực lượng, từng tôn vô cùng to lớn quyền ngưu hư ảnh xuất hiện, muốn lao nhanh phá hủy tất cả, nhưng ở mảnh không gian này, động tác của bọn hắn đều bị vô hạn thả chậm, thậm chỉ đứng im, căn bản không phát huy ra uy lực. Nhìn lấy tầng vấn thiên thân thể đi từng bước một tiếng, ngưu ma lộ ra vẻ hoảng sợ, nói: "Đừng có giết ta, ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, ta ngưu thần tộc nội tàng bảo tàng, ta có thể dùng chí bảo trao đổi mệnh của ta. Tần Vấn Thiên đi từng bước một tiếng lên, không có bất kỳ cái gì dao động, ngưu ma người này cực kỳ hèn hạ, từ ngày đó luân hồi thế giới bên trong khi hắn chiến đấu thời điểm đột nhiên ra tay đánh lén muốn đào hắn đạo cốt liền biết, chớ nói hắn đối với Tần Vấn Thiên không có lực hấp dẫn gì, cho dù thật có lực hấp dẫn, cũng không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Nhìn lấy Tần Vấn Thiên đến gần, ngưu ma ánh mắt có vô hạn sợ hãi, hắn chính là ngưu thần tộc nhân vật tuyệt thế, hắn nội sinh đạo cốt, toàn lực bộc phát thực lực thời điểm cường đại đến kinh người vậy mà hôm nay lại muốn mất mạng nơi đây còn muốn bị người khoét xương nghĩ đến chỗ này hắn liền cảm giác được khủng hoảng vô tận đánh tới kiếm quan lập lòe trong hư không nở rộ bao phủ không gian kiếm mặt phong tỏa không gian là thần mộng nhìn về phía trước không biết nơi đó xảy ra chuyện gì bất quá rất nhanh tần vấn thiên liền đi ra trên người của hắn áo trắng không nhiễm trần thế trực tiếp dán lâm phượng liễn phía trên nói đem trên người các ngươi truyền tấn thủy tinh hủy đi cái này kéo đuổi long phượng dựa theo tần vấn thiên ý tứ đem truyền tấn thủy tinh phá hủy bọn hắn tự nhiên biết tần vấn thiên ý tứ lo lắng bọn hắn đem chuyện nơi đây cáo tri ngưu thần tộc tiến về yêu thần sơn nhìn lấy bọn hắn hủy đi truyền tấn thủy tinh tần vấn thiên lại nói đến rồi yêu thần sơn yêu thần sơn tự sẽ xử trí bọn hắn nếu là bọn họ là bị ngưu thần tộc nô dịch về sau liền có thể tại yêu thần sơn tu hành long phượng niệm xa thay đổi phương hướng hướng phía yêu thần sơn tiến lên Lạc thần mộng vẫn như cũ ngồi ở bên trên điện xa, nhìn lấy lòng lẫy phượng hoàng phía trên áo trắng thân ảnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên ý cảm kích, nói khẽ: "Tạ ơn." Khoảng cách thiên thần chặn đường, bộc phát thần chiến, đến Ngưu Ma đám người vẫn lạc, kỳ thật cũng thời gian không lâu, bốn đại thiên thần như trước đang đại chiến, hủy thiên diệt địa, thẳng đến Lạc thần ông cùng Lạc thần Trích Gào đạt được truyền âm, người đã cứu, trong lòng đại định, nhưng lại tiếp tục ngăn chặn Ngưu thần tộc thiên thần vẫn như cũ Lạc thần khung, chí ít không thể để cho bọn hắn đuổi bắt Lạc thần mộng bên kia ngươi đang làm cái gì, ngưu ma chết rồi. Tại không lâu sau đó, ngưu thần tộc tù trưởng phẫn nộ tiếng trống tại ngưu thần tộc thiên thần trong đầu rung động vang, vị kia thiên thần thân thể cao lớn rung lên, thiên uy không yên dao động, thần sắc hắn xanh mét nhìn chầm chầm phía trước hai đại thiên thần. Ai giết ngưu ma, hắn trống giận gào thét. Lạc thần không giật mình, ngưu ma, bị người giết lạc thần xuyên, quả nhiên còn an bại có hậu thủ. Ta nói qua để cho các ngươi giao người rời đi, nhưng mà các ngươi lại không nghe muốn khai chiến, đã như vậy, liền xem như hảo trả giá thật lớn chuẩn bị. Lạc thần ông từ tốn nói, ngưu thần tộc thiên thần còn muốn khai chiến, lại nghe trong đầu tù trưởng thanh âm lần nữa truyền đến. Lập tức trở về ngưu thần bảo. Ngưu thần tộc thiên thần từ bỏ tiếp tục chiến đấu, quay người thẳng bôn ngưu thần bảo phương hướng mà đến, lạc thần rít gào thân hình lóe lên, đuổi theo tiến đến, lạc thần ông là lưu tại tại chỗ, tiếp tục nhìn chầm chầm lạc thần khung. Chỉ thấy lạc thần khung lấy ra truyền tấn thủy tinh đem phát sinh sự tình đều thông báo lạc thần mộ lạc thần mộ biết được đây hết thảy về sau lạc thần sơn bên trên truyền ra tiếng trống giận dữ của hắn Lạc Thần Xuyên, ngươi muốn hủy Lạc Thần thị. Hắn mới vừa trở thành gia chủ không bao lâu, Lạc Thần thị gặp nhục nhã, sau đó Lạc Thần Xuyên lại phân liệt Lạc Thần thị, đây hết thảy tất cả đều thoát ly hắn khống chế, hắn không biết tương lai Lạc Thần thị sẽ như thế nào. Ngươi lập tức tiến về Ngưu Thần Bảo. Lạc Thần mộ hồi phục Lạc Thần khung, nếu sự tình đã trải qua phát sinh, hiện tại nơi đó Lý Hảo phía sau tất cả, chỉ ít Lạc Thần Sơn muốn cho thấy thái độ, chuyện này đều là Lạc Thần Xuyên cách làm cùng lạc thần thị không có quan hệ, không phải, bây giờ bị chia ra lạc thần thị, sẽ càng bị động, nếu lạc thần xuyên làm chuyện này, hắn liền sẽ bản thân đem khiên ở trên người, cũng sẽ không hy vọng liên lụy đến lạc thần thị, điểm ấy, hắn vẫn tin tưởng lạc thần xuyên, đã như vậy, tất cả đều giao. Cho lạc thần xuyên bản thân đi tiếp nhận. Dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1870 Cuối đầu Nguồn Mê truyện audio.com để thiên môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập, 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào ngưu thần bảo bên trong, ngưu thần tộc tù trưởng biết được ngưu ma bị giết về sau, trên người hắn bộc phát ra kinh thiên uy thế, lập tức đưa tin ngưu thần tộc thiên thần trở về, chỉ thấy trong miệng hắn phát ra một đạo trầm thấp tiếng rống, trong nháy mắt thân thể trở nên vô cùng khổng lồ, cái kia thân thể cao lớn phía sau, xuất hiện bay thẳng trời cao quỳ ngưu hư ảnh, hung lệ chi. Khí bao phủ ngưu thần bảo đến đây chầu mừng hưởng thụ tiệc triệu người đều mộng rung động nhìn lấy đột nhiên giận dữ ngưu thần tộc tù trưởng Trước đó, Lạc Thần Xuyên cùng yêu chủ nói ra điều kiện, hắn đều không có cùng bạo như vậy, nhưng giờ phút này, lại phản phất muốn bạo tẩu. Lạc Thần Xuyên, ngươi vậy mà phái người giết ngưu ma. Ngưu thần tộc tù trưởng thanh âm giống như thiên lôi vậy rung động tại chiêu bộ não người bên trong, nhất định để vô số người tim đập, màng nhĩ đều rất giống muốn đánh trách tả tơi, phi thường khó thụ, bọn hắn cần ngẩng đầu ngưỡng mộ tôn này thân thể, mới có thể thấy được ngưu thần tộc tù trưởng thời khắc này phẫn nộ, hắn hóa thân chân chính yêu thần, phóng thích ra lửa giận của hắn, ngưu ma vậy mà bị người giết chết vị này truyền thừa ngưu thần tộc truyền thừa đạo cốt người là ngưu thần tộc bảo bối ai cũng không thể động giết hắn tương đương với khiêu chiến ngưu thần tộc tranh giới cuối cùng khó trách ngưu thần tộc tù trưởng bộc phát ra như thế kinh thiên uy thế nói như vậy ta đã trải qua phái người đi đón lạc thần mộng các ngươi ngưu thần tộc không đồng ý lạc thần xuyên đồng dạng băng lãnh mở miệng hắn thân thể biến lớn như là ngưu thần tộc tù trưởng đồng dạng lớn nhỏ trên người phóng thích tuyệt thế chi uy, giống như chân chính vạn yêu chi chủ, vô số yêu thú cảm nhận được khí tức của hắn, ẩn ẩn muốn nằm rạp trên mặt đất, lạc thần thị có được hoang vực chưa yêu đều muốn có được huyết mạch, chính là bởi vì này, Ngưu thần tộc mới vẫn muốn đạt. Được lạc thần thị nữ tử đánh cấp lạc thần thị huyết mạch. Ta đã trải qua tuyên bố, lạc thần mộng, thoát ly lạc thần thị, quy thuận với ta, ngươi Ngưu thần tộc lại còn dám cưỡng ép bắt đi, còn có hay không đem ta để vào mắt? là thần xuyên thanh âm rét lạnh, uy thế kinh thiên, ngưu ma chết rồi thì sao là ngươi ngưu thần tộc, không có theo đi làm theo lời ta, mặc dù đây đều là trong dự liệu sự tình, nhưng thiên thần dằn co, có thể nào yếu đi khí thế, không phải chỉ có ngươi ngưu thần tộc tù trưởng mới có thể nổi giận. Ngưu thần tộc tù trưởng cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn biết, tại ngưu thần bảo khai chiến, đầu tiên trên thực lực, bọn hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào, tiếp theo, chiến trường là ngưu thần bảo, sẽ chỉ trở thành hắn ngưu thần tộc tai nạn, một khi song phương bộc phát thần chiến, hắn cũng không cho rằng đối phương biết nhân từ nương tay. Ngưu thần tộc tù trưởng nhìn chồng chọc vào lạc thần xuyên, lạc thần thị huyết mạch cao nhất thiên phú tự thần, có thể triệu hoán vạn yêu đến chầu lại thêm lạc thần xuyên thực lực, muốn chiến, hắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, không truy cứu nữa lạc thần mộng sự tình, đồng dạng, cũng có thể đem nô dịch yêu thú thả lại, nhưng là, ngươi muốn đem ngưu ma thi thể giao trả lại cho ta. Ngưu thần tộc tù trưởng mở miệng nói, hắn thoại âm rơi xuống, Vô số người đều giật mình, Ngưu thần tộc tù trưởng vậy mà làm ra nhượng bộ, xem ra Ngưu Ma thi thể đối với hắn mà nói, nặng như tất cả, thậm chí cho dù là Ngưu thần tộc nhận được nhục nhã, cũng phải lấy được trước Ngưu Ma thi thể. Hoang vực người đều biết, Ngưu Ma thể nội truyền thừa có đạo cốt, hơn nữa, nhìn qua cổ tịch người đều biết, đó là thuộc về đấu chiến thánh tộc đấu chiến thánh cốt truyền thừa xuống, đã từng, đấu chiến thánh tộc dựa vào cái này chí cao truyền thừa, chính là Hoang vực đỉnh Phong một trong những thế lực, một mực chèn ép Ngưu thần tộc, thậm chí để Ngưu thần tộc cả tộc di chuyển tránh nạn thẳng đến ngư thần tộc ăn cấp đấu chiến thánh cốt đấu chiến thánh tộc đã mất đi là tối trọng yếu truyền thừa bắt đầu hướng đi suy yếu trong cổ tịch ghi chép cái kia đấu chiến thánh cốt đối với đấu chiến thánh tộc quá trọng yếu có được đấu chiến thánh cốt huyết mạch hậu nhân thiên phú đều sẽ tăng lên có đấu chiến thánh tộc truyền thừa chi bí tuyệt không phải bình thường đạo cốt có thể so sánh nếu không đấu chiến thánh tộc cũng không trở thành tại mất đi đấu chiến thánh cốt về sau liền bắt đầu dần dần hướng đi suy yếu đạo này xương tại ngư thần tộc trên người nó tác dụng đã trải qua suy yếu nhưng ngư thần tộc vẫn như cũ đem coi là chí bảo bây giờ dù là nhận được khuất nhục tạm thời thỏa hiệp ngư thần tộc tù trưởng cũng muốn lấy trước trả lời xương không truy cứu ta còn không có nói không truy cứu ngươi ngư thần bảo làm những chuyện như vậy đây lạc thần xuyên băng lãnh đáp lại về phần đem các đại yêu thả lại đây là ngũ đại yêu chủ ý nghĩ không phải dùng để bàn điều kiện hôm nay ngư thần tộc nhất định phải giao ra ngư ma thi thể còn muốn trả lời xương ngưu thần tộc nhục nhã lạc thần thị, thu chút lợi tức không đủ đi, huống hồ Tần Vấn Thiên xung phong nhận việc muốn làm chuyện này, Tần Vấn Thiên đối với hắn nói, ngưu ma trên người đạo cốt, với hắn mà nói có tác dụng lớn chỗ, Lạc Thần Xuyên lúc này mới an bài Lạc Thần ông đem dịch dung Tần Vấn Thiên đưa vào Lạc Thần Sơn. Nói xong lời này về sau, Lạc Thần Xuyên lấy ra truyền tấn thủy tinh, Âu Phục tra hỏi, sau một lát, hắn hắn sắc mặt trầm xuống, vô cùng băng lãnh. Lạc Thần Trích gào nói với ta, bọn hắn lúc ấy đang ở đối phó các ngươi ngưu thần tộc thiên thần cùng lạc thần khung ngưu ma không để ý lạc thần rít gào lời nói vẫn như cũ mang lạc thần mộng chạy tới ngưu thần bảo còn đem lạc thần thì người đều đuổi đi bây giờ ta lạc thần thì lạc thần mộng cùng hai vị khác nữ tử tung tích không rõ không biết tung tích đây hết thảy đều là các ngươi ngưu ma làm chuyện tốt ngươi ngưu thần tộc phải chăng phải cho ta một cái công đạo ngươi ngưu thần tộc tù trưởng gầm thét lạc thần xuyên vậy mà không thừa nhận là hắn làm hơn nữa còn bị cắn ngược lại một cái nói lạc thần mộng mất tích chẳng lẽ đây không phải hắn an bài tốt phía dưới chi nhân cũng không còn gì để nói thiên thần đùa nghịch lên thủ đoạn đến cũng thật là vô sĩ a à. bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lạc thần xuyên lời nói rõ ràng là hắn sai người làm không nghĩ trả lại đạo cốt nhưng hắn không thừa nhận ngươi ngư thần bảo muốn như thế nào khai chiến sao vậy liền phụng bồi vậy liền đánh đi ngư thần tộc tù trưởng gầm thét thân thể hướng phía trên không mà đến nhưng mà lạc thần xuyên chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói không quan hệ chi nhân đều đi đạo pháp vô tình bị lan đến gần theo ngưu thần bảo cùng một chỗ tán diệt đừng trách thân thể của hắn vẫn đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn ngưu thần tộc tù trưởng muốn đi trên không chiến dựa vào cái gì ngưu thần tộc giáng lâm lạc thần sơn thời điểm cũng không có khách khí như vậy xem ra ngưu thần tộc phải không dự định đem nô dịch yêu ra côn chủ lạnh lùng nói ra đột nhiên ở giữa hắn hóa thân bản thể một tôn vô cùng to lớn côn bằng xuất hiện giữa thiên địa che khuất bầu trời hai cánh mở ra vượt ngang dài vạn dặm không tràn cảnh không biết nhiều uy nghiêm bá đạo một cổ hít thở không thông yêu khí quét sạch thiên địa cái kia ngang qua hư không cánh chim giống như thế gian sắc bén nhất thần binh bản năng đủ chặt đứt tất cả đang chậm rãi phát động lấy nhưng lập tức liền nhìn như rất chậm như trước đang hạ không nhất lên một trận hủy thiên diệt địa phong bạo ngưu thần bảo đại loạn vô số cường giả sắc mặt kinh biến nếu như thực bộc phát thần chiến bọn hắn đem tao ngộ và lây tù trưởng rất nhiều ngưu thần tộc người nhìn về phía bọn họ tù trưởng trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc nói không sợ không thực tế, vô luận là người hay là yêu, cốt khí loại vật này đều sẽ có, nhưng là tại tính mệnh trước mặt, muốn tôn nghiêm, vẫn là muốn mệnh lúc trước tần tộc cùng ngưu thần tộc giáng lâm lạc thần sơn, chẳng lẽ lạc thần sơn người trên không sợ không cam tâm chịu nhục muốn chiến người có, nhưng những người khác thì sao, chẳng lẽ chờ chết ai sẽ tùy tiện lấy chính mình mệnh đi cược. Bây giờ, ngưu thần tộc đứng trước một dạng lựa chọn, công chủ đều hóa thân bản thể, người nếu cảm thấy ta không dám khai chiến, vậy liền thử xem. Đương nhiên, dám làm như vậy lực lượng đầu tiên là lực lượng của ngươi muốn chiếm cứ ưu thế, lúc trước dáng lâm lạc thần sơn như thế, hôm nay cũng giống như thế. Lạc thần xuyên bên này, không chỉ là nhiều một vị thiên thần đơn giản như vậy, hơn nữa, bên này thiên thần sức chiến đấu, lạc thần xuyên thêm năm yêu chủ, cũng không phải bình thường thiên thần có thể so sánh. Các ngươi hôm nay đối với ta ngưu thần bảo làm, chẳng lẽ không sợ ta ngưu thần bảo hoàn trả cho lạc thần thì cùng yêu thần sơn sao, ngưu thần tộc tù trưởng phẫn nộ quát. Lão yêu trâu, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói, lúc trước ngươi giáng lâm lạc thần sơn thời điểm, liền không có nghĩ đến có hôm nay sao đương nhiên, ngươi về sau vẫn như cũ có thể đi lạc thần sơn cùng yêu thần sơn, nhưng trừ phi ngưu thần tộc có thể đem chúng ta đều giết sạch, không phải, chúng ta cũng giống vậy có thể huyết tẩy ngưu thần bảo. Lạc thần xuyên cường thế đáp lại. Tù trưởng, chúng ta bản ý không phải mở ra chiến, chỉ là đến để chư yêu thú đi bọn hắn nên đi địa phương, cái này có thể cũng là vì hoang vực trật tự cân nhắc. Thông thiên yêu chủ vừa cười vừa nói, ngưu thần tộc tù trưởng muốn chửi ầm lên, vô sĩ đến cực điểm. Hôn lễ đã trải qua nâng không làm được, tù trưởng còn không lên tiếng. Chẳng lẽ trận này tiệt rượu còn dự định tiếp tục làm tiếp? Muốn mời chúng ta uống vài chén không thành ta cũng không có loại này hào hứng. Long chủ trên người toát ra bá đạo khí thế, cũng mở miệng nói. Ngưu thần tộc tù trưởng đôi mắt đảo qua những người này, sau đó to lớn đôi mắt nhắm lại, mở miệng nói. Được, như các ngươi mong muốn. Như thế, liền đa tạ tù trưởng. Côn chủ đạm mạc mở miệng. Ngưu thần tộc thỏa hiệp. Đám người nội tâm trung đồng, thần chiến cuối cùng không có bộc phát lạc thần xuyên nói không sai sự tình là ngưu thần tộc dẫn đầu liên thủ tần tộc khơi mào lạc thần xuyên bất quá là còn cho bọn hắn mà thôi nhưng ngưu thần tộc nhận được cái này khuất nhục lấy bọn họ ngưu thần tộc tính cách sợ là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ về sau hoang vực sẽ không quá bằng nhau năm đó ngưu thần tộc vì tránh nạn thậm chí trốn đến lạp tử thế giới đi chịu nhục cuối cùng hủy diệt đấu chiến thánh tộc bây giờ ngưu thần tộc đạo cốt đều bị đoạt khẩu khí này ngưu thần tộc tạm thời nuốt xuống nhưng tuyệt sẽ không đến đây dừng tay sau đó ngưu thần tộc ra lệnh trục khách đem vạn tộc cường giả khu ra sau đó đem các loại đại yêu giao cho ngũ đại yêu chủ đợi đến ngưu thần tộc thiên thần cùng lạc thần khung lạc thần rít gào bọn hắn đi vào ngưu thần tộc thời điểm hết thảy đều đã kết thúc lạc thần khung trong lòng thầm than không nghĩ tới lạc thần thì bị khuất nhục đúng là nguyên gia chủ lạc thần xuyên vì bọn họ đòi lại hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhưng đứng ở lạc thần mộ trên lập trường cũng không thể chỉ trích cái gì chẳng lẽ nhìn lấy lạc thần sơn bị sang thành bình địa à yêu thần sơn năm yêu chủ đem người yêu trở về rất nhiều yêu thú đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn có chút tại ngưu thần tộc địa vị mặc dù cũng không tính quá thấp, nhưng chung quy là ăn nhờ ở đậu, nơi đó chỉ có ngưu thần tộc bản tộc nhân tài là chí cao vô thượng mà yêu thần sơn mới là yêu thú thiên đường. Bây giờ bọn hắn tới nơi này mảnh thổ địa, chỉ cần trở thành yêu thần, bọn hắn liền có thể phong làm yêu chủ thống khoái. Thông thiên lão tổ sang sản nói ra, an bài tốt chưa yêu thú sau bọn hắn dán lâm một tòa cổ phong phía trên, đối với lạc thần xuyên nói, lần này ta yêu thần sơn thu hoạch chưa yêu ngược lại là lạc thần xuyên, ngươi cũng không có đạt được cái gì. Ta được đến rất nhiều. Lạc thần xuyên cười một tiếng, là lạc thần xuyên đòi lại khuất nhục, liền là trọng yếu nhất, huống hồ, tần vấn thiên chiếm được đạo cốt. Chỉ thấy mấy bóng người giáng lâm, chính là tần vấn thiên cùng lạc thần mộng đến rồi, còn có lạc thần dụ lạc thần lệ, bọn họ cũng đều biết ngưu thần bảo phát sinh sự tình. Ông ngoại. Tần vấn thiên hướng đi lạc thần xuyên, lạc thần xuyên hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Gia gia, lần này cuối cùng mở miệng ác khí, đòi lại thời trước sở thụ sĩ nhục. Lạc thần lệ có chút hưng phấn. Lệ nhi, đừng quên, còn có tần tộc. Tần vấn thiên mở miệng nói, là thần lệ đôi mắt đẹp ngưng tụ, là thần xuyên trong mắt cũng hiện lên một đạo lãnh mang, tần tộc, mới là kẻ cầm đầu, bây giờ tần tộc, mang đi bọn hắn lạc thần thị một vị thiên thần, thập đại giới chủ. Món nợ này, liền không như vậy dễ dàng đòi lại. Giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1871 Còn xương Nguồn Mê truyện audio.com tần tộc lực lượng có thể mạnh mẽ hơn ngưu thần tộc quá nhiều thời kỳ toàn thịnh lạc thần thì cùng tần tộc tranh đấu đều hướng đi suy yếu chớ nói chi là hôm nay giống như nay điểm ấy lực lượng tăng thêm ngũ đại yêu chủ đều không đủ nhìn món nợ này lạc thần xuyên đương nhiên cũng muốn đòi lại nhưng là cũng không dễ dàng như vậy bọn hắn tiến về trâu thần bảo áp bách là bởi vì thế mạnh nếu tiến về tần tộc lời nói tần tộc biết không chút do dự khai chiến nói không chính xác biết lưu lại mấy tôn thiên thần tại vậy điều này hiển nhiên là không thể nào phát sinh Yêu thần sơn ngũ đại yêu chủ cũng sẽ không đi làm. Lạc thần xuyên cùng Lạc thần lệ bọn hắn nghe được Tần Vấn Thiên lời nói thần sắc nghiêm túc thêm vài phần, tại Tần tộc, Lạc thần lạnh cùng thập đại giới chủ, sợ là bị nhốt, không biết gặp phải cái gì tao ngộ. Ông ngoại, yêu chủ tiền bối, ta chuẩn bị rời đi hoang vực. Tần Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói. "Liền rời đi?" Lạc thần xuyên mắt sáng lên. "Ừ, ông ngoại ngươi ở đây hoang vực, tất cả cẩn thận." Tần Vấn Thiên gật đầu, nhắc nhở một tiếng bây giờ lạc thần thì phân liệt ngưu thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ tần tộc bên kia cũng muốn truy nã lạc thần xuyên hoang vực về sau tuyệt sẽ không thái bình chúng ta lại ở chỗ tối ngươi không cần lo lắng ngược lại là ngươi lạc thần xuyên có chút không yên lòng ta không sao yêu chủ tiền bối ở dưới yêu thần sơn mệnh lệnh sẽ không truyền ra tin tức liên quan tới ta không có ai biết sau khi tần chung chết ta đi nơi nào ta cũng dặn dò qua lạc thần mộng các nàng ngưu ma chết cũng sẽ không có người biết là ta làm ta vốn chính là mất tích chi nhân Tần Vấn Thiên cười nói, thông thiên yêu chủ gật đầu. Điểm ấy ngươi yên tâm, yêu thần Sơn bên này tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh, chỉ là tiểu gia hỏa kia. Tiền bối ưa thích tiểu gia hỏa kia, ta cao hứng còn không kịp, để hắn lưu tại tiền bối bên người tu hành, cái kia một bên, ta sẽ giải quyết. Tần Vấn Thiên nói ra, thông thiên yêu chủ nhẹ gật đầu, tiểu hỗn đảng hắn muốn giữ ở bên người bồi dưỡng, cái này sẽ là hắn yêu thần Sơn vị thứ sáu yêu chủ. Là thần lệ có chút không bỏ, nhưng nàng cũng biết, ca ca lưu tại hoang vực cũng chẳng phải an toàn, không bằng rời đi, tần vấn thiên ở trên yêu thần sơn lại chờ đợi một đêm, cùng lạc thần lệ hàng huyên rất nhiều, lạc thần thị ba vị mỹ nữ cũng tới hướng hắn nói lời cảm tạ, khuyên nửa hạ tiểu hỗn đảng, tần vấn thiên ngày thứ hai liền lên đường rời đi, lạc thần xuyên hộ tống đoạn đường. Hoang vực, sợ rằng sẽ biết nên đón trung chuyển kỳ, chỉ bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với tần vấn thiên, tại trở thành thiên thần trước đó, hắn không cách nào quyết định hoang vực cách cục. Thời gian trôi qua, Trâu thần bảo phát sinh sự tình tại hoang vực gây nên sóng to gió lớn, truyền khắp thái cổ tiên vực chưa đỉnh cấp thế lực, có người chế giễu trâu thần bảo, tại còn không có xưng bá hoang vực thực lực trước đó, học tần tộc nhục nhã lạc thần thị, cuối cùng tự trước lấy nhục, tần tộc cường đại, có thể làm cho lạc thần thị không dám trả thù, ngưu thần tộc, hiển nhiên còn kém chút cấp bậc, không chỉ có lạc thần thị huyết mạch không có đạt được, còn thất lạc đạo cốt. Lạc thần thị bên kia, rất nhiều người đưa tin tại mấy vị thiên thần, khuyên lạc thần xuyên trở về, một lần nữa chấp chưởng lạc thần thị, lạc thần xuyên cự tuyệt, bây giờ, lạc thần thị đã coi như là chính thức phân liệt hắn trở về vẫn là tranh quyền cục diện không bằng tại hoang vực chỗ tối cứ như vậy ngưu thần tộc bên kia ngược lại không dám đối với lạc thần thị xuất thủ lạc thần xuyên không trở về có người muốn đi theo lạc thần xuyên lạc thần xuyên vẫn như cũ cự tuyệt bây giờ từ một nơi bí mật gần đó chính bọn họ nhân số càng ít càng thuận tiện làm việc nếu là giống như lạc thần sơn có căn cơ sở tại ngược lại nguy hiểm ngưu thần tộc đang tìm kiếm thời trước đến tột cùng là ai đã giết ngưu ma ngày đó đi theo lạc thần xuyên thiên thần đều xuất hiện ở chỗ sáng, không có khả năng tham dự, hơn nữa bọn hắn sau đó điều tra, đúng là lớn đa số lạc thần sơn đưa thân cường giả đều bị ngưu thần tộc chạy trở về, cơ hồ không có người lưu lại, nhiều nhất một hai người bị xem nhẹ, nhưng lúc đó ngưu ma bọn họ đội hình tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, không có thiên thần, ai có thể đối phó được chuyện này. Cũng được bí mật, ngưu thần tộc không có khả năng tìm tới đáp án, về phần đạo cốt, đương nhiên cũng tìm không trở về. Bọn hắn muốn muốn tìm người cùng vật, bây giờ, đã tại hạ giới thiên, Thanh Huyền Tiên vực. Đi qua lặng lội đường xa về sau, Tần Vấn Thiên về tới Thanh Huyền. Thanh Huyền, Tần Vấn Thiên sau khi trở về, trực tiếp đi đến cổ Thanh Huyền Diệt Thế Chiến Trường, thân nhân bằng hữu của hắn đều ở bên trong tu hành. Không diệt trong chiến trường, đấu chiến thánh tộc vô số cường giả cùng tập hợp một chỗ, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao thánh chủ muốn triệu kiến bọn hắn, hơn nữa, đem tộc nhân của bọn hắn toàn bộ triệu tập mà đến, cái này còn là lần đầu tiên. Có người biết thánh chủ cần làm chuyện gì sao, có người nghi hoặc hỏi tất cả mọi người là lắc đầu, biểu thị không hiểu, tề vũ ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không hiểu, tần vấn thiên làm người hắn hiểu rất rõ, nếu không phải là có xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối sẽ không triệu tập đấu chiến thánh tộc, hơn nữa, chỉ triệu tập bọn hắn, dù sao bây giờ đi theo tần vấn thiên người, có thể xa xa không vẹn vẹn có đấu chiến thánh tộc. Tề vũ, năm đó vũ đế, đương nhiên bây giờ, đã trải qua không thể xưng là vũ đế, bởi vì hắn đã trải qua bước vào giới chủ cảnh giới, mặc dù chỉ là bình thường giới chủ, nhưng là rốt cục bước ra một bước này, tuyệt không dễ dàng. Lúc này, chỉ thấy không gian một cơn chấn động trong hư không hình như có một cái hư không chi môn xuất hiện sau đó một bóng người từ đó cất bước mà ra thình lình chính là tần vấn thiên thân ảnh giờ này ngày này tần vấn thiên sớm đã không phải đã từng bước vào thần thủ sơn trang thanh niên cũng không phải cái kia bước vào đấu chiến thánh tộc bí cảnh thanh niên thánh chủ mà là đại năng giới chủ tồn tại chân chính siêu cấp cường giả hắn đứng ở đó liền cho người một cổ ngưỡng mộ núi cao cảm giác phản phất cùng thiên địa tương dung liền thành một khối thế hệ này thánh chủ rất có thể có thể dẫn bọn hắn đấu chiến thánh tộc hướng đi một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thánh chủ Đám người không người hô, đối với tận vấn thiên đều rất tôn kính, bây giờ tận vấn thiên không chỉ là thánh chủ, vẫn là thanh huyền thiên đế, là đại năng giới chủ, bất kỳ cái gì một cái thân phận, đều đáng giá bọn hắn tôn trọng, dù là tại thái cổ tiên vực đều có thể quát tháo phong vân. Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, nói Tự thành là đấu chiến thánh tộc thánh chủ đã có nhiều năm tuế nguyệt Một mực là đấu chiến thánh tộc chi nhân đi theo hai bên ta lại không có thể vì đấu chiến thánh tộc làm cái gì, bây giờ, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết cường nhân của mình là ai. Hắn tại thiên đạo thánh viện, liền đã nói cho bên người đấu chiến thánh tộc cường giả. Thánh chủ, chúng ta đấu chiến thánh tộc có thể có hôm nay cường đại, đều là ngươi mang tới, cái này xa so với chúng ta là thánh chủ làm muốn bao nhiêu. Có người mở miệng nói ra, không tán đồng tần vấn thiên lời nói, rất nhiều người gật đầu, bọn hắn vẫn biết cảm ơn, không có tần vấn thiên, đừng nói giới chủ, siêu phạm cảnh giới, bọn hắn cũng không biết khi nào có thể tìm tòi đến. Mà bây giờ, đấu chiến thánh tộc bên trong đã trải qua xuất hiện mấy vị giới chủ nhân vật. Không sai, thánh chủ không cần nói như vậy, về phần cựu nhân, chúng ta đều biết, Hoang vực, Ngưu thần tộc. Tần Vấn Thiên gật đầu, lại nói: "Ta mới từ Hoang vực mà đến, hơn nữa, cùng Ngưu thần tộc xảy ra một chút xung đột. Thánh chủ, Ngưu thần tộc bây giờ thực lực như thế nào? Hoang vực Tam đại đỉnh cấp một trong những thế lực Ngưu thần tộc, có Thất đại yêu thần." Tần Vấn Thiên nói, đấu chiến thánh tộc người sắc mặt khó coi, đều cảm giác có chút tuyệt vọng, bảy đại thiên thần đối bọn hắn mà nói, đơn giản xa không thể chạm, báo thù, giống như quá mức xa xôi. Lần này, ta từ ngưu thần tộc mang đến một kiện đồ vật. Tần Vấn Thiên mở miệng một giọng nói, lập tức phất tay, trong chốc lát, có bảo quan nở rộ, chỉ thấy Tần Vấn Thiên trước người không trung, nở rộ ánh sáng ống ánh huy, đúng là một cây huyến kim sắc phù cốt, phù cốt phía trên lưu động vô tận huyết sắc đường vân, làm cho hiện ra máu kim sắc, cực kỳ sáng chói. Trong khi nở rộ quang huy thời điểm, một sát na này, đấu chiến thánh tộc các cường giả đều cảm giác được huyết mạch trong cơ thể lăn lộn, từng sợi huyết sắc tia sáng trực tiếp thẩm thấu nhập bọn hắn thân thể bên trong, phản phất muốn cùng cái kia lơ lửng phù cốt phát sinh một chút liên hệ. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác được hiện, đấu chiến thánh tộc tất cả cường giả sắc mặt kinh biến, huyết mạch gào thét, kinh thiên chiến ý không tự chủ được phóng thích, nội tâm điên cuồng rung rẩy, bọn hắn cảm thấy, đây là thuộc về bọn hắn đấu chiến thánh tộc, phản phất phù cốt này vốn là hẳn là sinh trưởng tại thân thể của bọn hắn ở trong. Đấu chiến thánh cốt một đạo trang nghiêm thanh âm từ đấu chiến thánh tộc cường giả trong miệng thốt ra, không sai, dù là là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại cảm thấy, đây chính là bọn họ đấu chiến thánh tộc truyền thừa thánh cốt, đấu chiến thánh cốt, bây giờ, thánh chủ mang về. Chỉ thấy đấu chiến thánh tộc rất nhiều người đôi mắt xích hồng, đấu chiến thánh tộc suy bại, đều là vì đấu chiến thánh cốt bị đoạt, mà cách xa nhau vô số năm tuế nguyệt, đấu chiến thánh cốt ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bị thánh chủ mang về, trong lòng bọn họ là loại nào tư vị, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Thiên hữu tộc ta, có thể được thánh chủ che chở. Có lão nhân thở dài, vậy mà quỳ mập xuống đất, hướng về phía tầng vấn thiên dập đầu, hắn siêu phàm tu vi, nhưng lại kích động đến con mắt đỏ bừng, dạng này xương, ai không lên tham niệm, nhưng thánh chủ, lại lấy ra, hiển nhiên, là muốn trả lại cho đấu chiến thánh tộc. Thánh chủ Lần lượt có người quỳ xuống đất, kích động đến thân thể run rẩy giờ khắc này, tình cảm của bọn hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng chân thành, thánh chủ, vì bọn họ mang về thánh cốt. Không cần như thế, tất cả đứng lên. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, một cổ lực lượng vô hình nâng lên chư người thân thể, hắn nhìn lấy đấu chiến thánh tộc đám người phản ứng, trong lòng thầm than, từ ra đời ngày ấy, bọn hắn liền gánh vác lấy sứ mệnh, gánh chịu lấy đoạn này khắc cốt minh tâm ký ức, bây giờ, bọn hắn rốt cục gặp được lưu lạc đấu chiến thánh cốt, hơn nửa chân chân thiết thiết cảm nhận được thánh cốt cùng bọn hắn liên hệ, cũng khó trách kích động như thế. Xem ra, thánh cốt dù là sinh trưởng đập ngưu ma thể nội, nhưng là, nó cuối cùng vẫn là thuộc về đấu chiến thánh tộc thiên sinh như thế, chỉ là trôi nổi tại không, giống như đấu chiến thánh tộc cường giả thân thể sinh ra cộng minh. Trước đừng kích động, thánh cốt chỉ có một cây, mà các ngươi đã có nhiều người, đến tộc cùng nên về ai tất cả, tần vấn thiên mở miệng hỏi, đấu chiến thánh tộc các cường giả thần sắc cứng lại, nói thật, thánh cốt xuất hiện, cùng thân thể sinh ra cộng minh, bọn hắn ai không muốn lấy được nếu nói không nghĩ, đây tuyệt đối là dối trá, nhưng là, thánh cốt chỉ có một cây, ai cầm nhưng bằng thánh chủ quyết đoán. Vừa rồi vị kia siêu phàm lão giả lại nói, đám người gật đầu, đạo cốt từ thánh chủ mang về, hơn nữa bọn hắn vốn là nên nghe theo thánh chủ mệnh lệnh hẳn là từ tần vấn thiên quyết định đã như vậy các ngươi không có đạt được thánh cốt không cần vì vậy mà oán hận ta tần vấn thiên lại nói cũng không có trì hoãn làm sao biết thánh cốt quý vị đem nhiều đời truyền thừa tiếp chỉ cần không lần nữa bị đoạt đi liền đem vĩnh viễn thuộc về tộc ta hơn nữa biết tự hành lựa chọn truyền thừa chúng ta chỉ hy vọng một ngày kia đấu chiến thánh tộc có thể một lần nữa cầm lại thuộc về chúng ta tất cả lão nhân thanh âm trang nghiêm rất nhiều người gật đầu, nói. Nhưng bằng thánh chủ quyết định. Được, đã như vậy, ta liền không khách khí. Tần Vấn Thiên gật đầu. Tề Vũ, bây giờ ngươi giới chủ cảnh giới tu vi, ngươi tới truyền thừa đấu chiến thánh cốt, hy vọng thánh cốt cho ngươi thể nội, có thể nở rộ nó huy hoàng. Tần Vấn Thiên, lựa chọn Vũ Đế, Vũ Đế là giới chủ, là một trong những nguyên nhân, còn có nguyên nhân chính là bởi vì Vũ Đế với hắn có ân, từng tại Thanh Huyền, mấy lần vì hắn tham gia Thanh Huyền bùng nổ đỉnh cấp thế lực đế chiến, cái này ân, muốn báo, là xuất phát từ tư tâm, nhưng người nào không có một chút tư tâm đâu. Chương 1872 An Bình Nguồn Mê truyện audio com Tề vũ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Vấn Thiên, nội tâm cực không bình tĩnh, chỉ thấy hắn thở sâu, còn nhớ kỹ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vấn Thiên thời điểm là ở thần thủ Sơn Trang, khi đó, tần vấn thiên vẫn chỉ là một cái tiên đài cảnh giới hậu bối hộ tống nam hoàng vân hy bọn hắn đi vào thần thủ sơn trang tìm kiếm nghệ để di tích sau đó trở thành đấu chiến thánh tộc thánh chủ về sau hắn nhiều lần ở trong tối thủ hộ lấy vị này tuổi trẻ thánh chủ nhưng mà đây chẳng qua là hắn tại hoàn thành sứ mạng của mình khi đó hắn có từng nghĩ đến sẽ có giờ này ngày này người thanh niên kia đã trải qua trưởng thành tới mức như thế hơn nữa tương lai hay là mạnh hơn hắn đem đấu chiến thánh cốt đoạt lại chuẩn bị ban cho hắn thánh chủ tề vũ không biết nên nói cái gì chỉ thấy Tần Vấn Thiên cười nói: "Vũ Thúc, bây giờ cái này đấu chiến thánh cốt, rốt cục vật quyên nguyên chủ, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo đấu chiến thánh tộc huyết mạch, hẳn là rất dễ dàng cùng phù hợp. Thời trước, thời gian thần vương truyền thụ bản thân thời gian đạo xương, đều có thể phù hợp nhập thể, lại càng không cần phải nói đấu chiến thánh cốt lúc xuất hiện giống như đấu chiến thánh tộc chi nhân sinh ra cộng minh, phản phất huyết mạch tương liên." Tần Vấn Thiên phất tay, đạo cốt hướng phía Vũ Đế mà đến, Tề Vũ nghe được Tần Vấn Thiên xưng hô, trong lòng hơi nóng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, lập tức thể nội một chút xíu quan mang thả ra, huyết mạch cuồn cuộn, phản phất có từng đầu tơ máu từ trong thân thể của hắn bắn ra, dần dần đem đạo cốt bao khỏa, cái kia đạo xương phản phất cảm nhận được cái gì, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào tề vũ trong thân thể. Sau một khắc, tề vũ huyết mạch trong cơ thể điên cuồng cuồn cuồn, giống như dời sông lấp biển, huyết mạch của hắn giống như là hoàn toàn phẫn nộ bao la, đang gầm thét, đánh thẳng vào thân thể của hắn, tẩy địch huyết nhục của hắn, trên người hắn một chút xíu phát sinh biến hóa kỳ diệu huyết mạch phản phất muốn tái tạo, toàn thân xương cốt phản phất muốn thuế biến, một cổ chiến ý kinh người từ thân thể của hắn bên trong lan tràn ra, tề vũ trong miệng phát ra tiếng gào thét, phản phất thừa. Nhận đau kịch liệt chỗ, hắn nhắm mắt lại, song quyền nắm chặt, toàn thân nổi gân xanh, đang ở phát sinh lột xác kinh người. Tần Vấn Thiên ánh mắt nhìn chăm chú Tề Vũ, đấu chiến thánh tộc các cường giả cũng đều nhìn chằm chằm Tề Vũ, đây chính là thánh cốt chi uy à, thuộc về bọn hắn đấu chiến thánh tộc thánh cốt, quý vị, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế. Thời gian một chút xíu biến hóa, tề vũ thân thể cũng theo đó một chút xíu phát sinh biến hóa, mái tóc dài của hắn càng đen hơn, đen như mực, da thịt của hắn phản phất trọng sinh vậy, nhất định tản mát ra bạch ngọc quan huy. Trên mặt hắn đường công càng thêm rõ ràng, dung nhan của hắn đã ở biến tuổi trẻ, cả người khí chất đều ở phát sinh thuế biến. Đúng vào lúc này, một đạo nhức mắt quan huy bộc phát, chỉ thấy tề vũ thể nội, vậy mà xuất hiện một chữ phù, là chữ đấu, chữ này phù sáng chói vô biên, phản phất chất chứa đạo pháp chi uy trở nên to lớn cùng tề vũ thân thể trùng hợp sau đó vô tận đấu chi ký tự trôi nổi mà ra một cổ đấu chiến chi ý trực trùng vân tiêu phóng xạ vạn dặm khu vực tần vấn thiên cùng chung quanh đấu chiến thánh tộc cường giả chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ giáng lâm trên thân thể thân thể của bọn hắn không tự chủ được bị cổ lực lượng kia đẩy về sau tần vấn thiên mắt sáng lên trên người hắn đồng dạng tràn ngập ra lực lượng cường đại chống cự cổ lực đẩy lúc này mới có thể đứng vững bước chân tề vũ ngẩng đầu ánh mắt của hắn mở ra một sát na này Chữ đấu phù trực trùng vân tiêu, phản phất muốn đấu cái này ngày. Tề vũ há mồm, phát ra một đạo tiếng rống, bầu trời tầng mây đều bị rống tán, không gian cuồn cuộn rung rẩy, rất nhiều đấu chiến thánh tộc cường giả trực tiếp té ngã trên đất, thể nội khí huyết quay cuồng, rung chuyển không ngớt, nhưng trong mắt của bọn hắn không có nửa điểm lời oán giận, chỉ có cùng nhiệt, đây chính là thánh cốt chi uy à, bọn hắn đấu chiến thánh tộc thánh cốt. Rốt cục, cổ khí thế kia dần dần lắng lại, vô tận quan huy trở lại tề vũ thể nội, hắn ánh mắt như điện, so dĩ vãng sắc bén không biết bao nhiêu, hắn đứng ở đó, giống như đấu chiến chi thần, không ai bị nổi. Thánh chủ. Tề Vũ ánh mắt bên trong lóe ra kích động cuồng nhiệt, hướng về phía Tần Vấn Thiên hô một tiếng, dù là hắn phát sinh thuế biến, nhưng thái độ đối với Tần Vấn Thiên một chút không có đổi, thánh chủ, cho hắn đây hết thảy, thánh cốt nhập thể, hắn rốt cuộc biết bọn hắn đấu chiến thánh tộc thánh cốt mạnh bao nhiêu, cái này thiên sinh chính là thuộc về bọn hắn nhất tộc, dù là ngưu thần tộc cướp đi, cũng ở tại bọn hắn hậu nhân bên trong di truyền xuất hiện, nhưng chỉ có trở về mới có thể chân chính phóng thích kỳ quan huy. Vũ Thúc, cảm giác như thế nào? Tần Vấn Thiên cười hỏi, Tề Vũ, thực sự lột xác, phong mang tất lộ, nếu không phải tận mắt thấy hắn biến hóa trên người, mà là thật lâu không gặp, sợ là cũng không dám nhận nhau. Tề Vũ trong đôi mắt lộ ra tiếu dung, cười đến đặc biệt sáng lạng. Ta rốt cuộc biết vì sao đấu chiến thánh tộc mất đi đấu chiến thánh cốt về sau biết suy yếu, thánh cốt mới có thể gánh chịu chân chính đấu chiến thánh pháp. Cái này không chỉ có là một cây đạo cốt mà thôi. Tần Vấn Thiên mắt sáng lên, xem ra, đấu chiến thánh cốt phía trên còn có kỳ diệu chi địa bất quá những cái này hắn đều không muốn đi hỏi tới chỉ có tề vũ có thể mạnh lên như vậy đủ rồi hy vọng đấu chiến thánh tộc có thể trở lại huy hoàng của ngày xưa đấu chiến thánh tộc cường giả đều lộ ra kích động vẻ cuồng nhiệt xem ra tề vũ bây giờ đã không phải là trước kia tề vũ chân chính thoát thai hoán cốt thánh chủ tộc ta chi nhân đi theo thánh chủ nhưng mà ở bên trong tộc ta một mực còn chưa lập đấu chiến thánh tộc tộc trưởng chúng ta có thể hay không đem tề vũ lập làm tộc trưởng đấu chiến thánh tộc có cường giả đề nghị được a à, nếu là vũ thúc không có ý kiến tần vấn thiên cười nói tề vũ nhìn tộc nhân của mình cái kia từng đôi mắt bên trong lộ ra chờ mong bây giờ hắn là đấu chiến thánh tộc tương lai hy vọng được tề vũ gật đầu hắn nguyện trở thành đấu chiến thánh tộc tộc trưởng hy vọng trong tay hắn đấu chiến thánh tộc có thể tái hiện thời trước vinh quang thuế biến sau hắn đột nhiên có cực mạnh tự tin huống chi còn có thánh chủ tại tốt các ngươi tâm sự ta đi trước Tần Vấn Thiên nhìn lấy đấu chiến thánh tộc người lộ ra tiếu dung, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng rời đi, trợ giúp đấu chiến thánh tộc đoạt lại thánh cốt, cũng coi là giải quyết xong một chuyện tâm nguyện, về sau thì nhìn Tề Vũ có thể đi đến mức nào rồi. Tần Vấn Thiên rời đi về sau, đến rồi Thanh Nhi cùng Khuynh Thành bên này, mà Khuynh Thành đôi mắt đẹp có chút cổ quái nhìn lấy Tần Vấn Thiên, khiến cho Tần Vấn Thiên nháy nháy mắt, nói: "Khuynh Thành, làm gì nhìn như vậy ta, vừa trở về liền triệu tập đấu chiến thánh tộc tại hoang vực, có phải hay không là lại xảy ra rất nhiều chuyện mà khuynh thành nhìn lấy tần vấn thiên gia hỏa này truyền âm cho nàng nói tất cả mạnh khỏe nhưng nàng mới sẽ không tin tưởng cho dù gặp được nguy hiểm tần vấn thiên cũng sẽ không nói cho nàng nhà đầu ngốc tần vấn thiên nhìn lấy ánh mắt của mạc khuynh thành trong ánh mắt có vẻ ôn nhu nhẹ vỗ về gương mặt của nàng nói lần này tiến về hoang vực hoàn toàn chính xác xảy ra một ít chuyện ta gặp được ông ngoại hắn rất tốt mặc dù bất thiện ngôn từ nhưng ta có thể cảm nhận được hắn đối với ta đây cháu ngoại quan tâm còn có cửu cửu lệ nhi bọn hắn đều rất tốt, về phần triệu tập đấu chiến thánh tộc, là bởi vì ta giúp bọn hắn cầm lại một kiện thuộc về đấu chiến thánh tộc bảo vật. Chỉ những thứ này, ngươi đừng coi là ở trong này ta không biết thái cổ phát sinh sự tình liền tùy ý lừa gạt. Mà Khuynh Thành trừng mắt Tần Vấn Thiên nói, ta làm sao dám lừa gạt Khuynh Thành của ta? Tần Vấn Thiên cười nói, mà Khuynh Thành hoài nghi nhìn lấy hắn, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành bộ dáng khả ái, Tần Vấn Thiên bưng lấy gương mặt của hắn, lập tức hướng về phía môi đỏ trực tiếp hôn tới, mà Khuynh Thành ô ô mở ra, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn thoáng qua sau lưng Thanh Nhi. Ta không thấy được. Thanh Nhi Thúy Xanh Xanh một giọng nói, lập tức xoay người, Tần Vấn Thiên một trận ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, lập tức phá lên cười, Thanh Nhi lúc nào trở nên đáng yêu như thế, sư huynh, ngươi đã trở về. Bên ngoài có một đạo không hợp thời thanh âm truyền đến, là quân mộng trần, Tần Vấn Thiên trận trắng mắt, gia hỏa này, thực biết thời gian đang gấp, hắn đi ra cửa, nhìn lấy hưng phấn tới quân mộng trần nói. Mộng trần, chuyện gì cao hứng như vậy, sư huynh, nghe nói ngươi đã trở về, trong khoảng thời gian này ta ở trên trời thần dưới sự dạy dỗ thực lực lại tiến bộ rất nhiều, đối với đạo pháp lĩnh ngộ sâu hơn, sư huynh lĩnh ngộ so với ta càng sâu, vừa vặn nghiên cứu thảo luận hạ. Quân mộng trần nói. Được. Tần vấn thiên gật đầu, vừa vặn, hắn cũng không ít lĩnh ngộ, muốn cùng quân mộng trần bọn hắn chia sẻ, hắn mở miệng nói. Thanh nhi, ngươi đi kêu lên u hoàng, tình nha đầu các nàng, chúng ta hôm nay cổ thanh huyền luận đạo. Biện pháp tốt. Quân mộng trần nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn, sau đó, tần vấn thiên bọn hắn đem các bằng hữu đều triệu tập mà đến, chia sẻ cảm ngộ của mình, đương nhiên, càng nhiều thời điểm là tần vấn thiên tại hướng bọn hắn chia sẻ. Thái cổ tiên vực thay đổi bất ngờ, cổ thanh huyền, đã từng diệt thế chiến trường, lại một mảnh tường hòa, giống như thế ngoại chi địa. Tuế Nguyệt Trường Hà vẫn như cũ tuôn trào không ngừng, cổ thanh huyền ở trong an bình vượt qua, tần vấn thiên lại một lần bế quan tu hành, theo tu vi cảm ngộ làm sâu sắc. Hắn cần dùng tại cảm ngộ thời gian càng ngày càng nhiều, lần trước cùng tần chung một trận chiến, hắn thụ ít lương đa, cần hảo hảo cảm ngộ một chút, nhìn có thể hay không có cơ hội nhìn trọng đến truyền thuyết kia con đường, thiên thần con đường. Trong nháy mắt liền đi qua rất nhiều năm, thái cổ tiên vực xảy ra rất nhiều đại sự, trừ hoang vực trung chuyển tranh phong bên ngoài, huyền vực tử vi thần định cùng đại ma thần cung bên kia cũng không tại sao cùng bằng, bùng nổ qua không thiếu trùng đột. Tầng tộc bên kia, tục truyền nghe, thiên tuyển chi tử tần đảng thiên đã trải qua lần trước thiên đạo thánh viện chịu nhục, bế quan tu hành nhiều năm về sau rốt cục xuất quan, thực lực trở nên so trước kia càng đáng sợ, bây giờ, cho dù là thành danh đã lâu lợi hại thiên thần nhân vật gặp được hắn, sợ là cũng khó khăn đối phó được, đây chính là mới vào thiên thần liền đánh bại lạc thần dụ, để thiên đạo thánh viện tam đại thiên thần cảm thấy không bằng thiên tuyển nhân vật. Trừ thiên tuyển chi tử tần đảng thiên bên ngoài, thái cổ bên trong có một chút nhân cách bên ngoài làm người khác chú ý, mà trong đó, nổi bật nhất không thể nghi ngờ là cực nhạc tịnh thổ thất giới đại sư, tại trước đây không lâu, hắn đã trải qua chứng đạo thần cảnh, bước vào cái kia vô số người ngưỡng vọng truyền thuyết chi cảnh, hơn nữa, ngoại giới truyền ngôn, hắn nhập thần đạo, lĩnh ngộ năng lực bình thường có âm thanh danh hiệu, năm đó Thiên Đạo Thánh Viện luân hồi thế giới, bước vào truyền thuyết chi địa người, chính là Thất Giới Đại sư. Ngay tại lúc không lâu sau đó, Đặt chân thần cảnh Thất Giới Đại sư vậy mà tự mình phát ra âm thanh phủ nhận, nói cho thế nhân, hắn không có bước vào truyền thuyết kia chi địa, mà là một người khác hoàn toàn, rất nhiều người chấn kinh, Thất Giới Đại sư đều không có làm được sự tình, đến tột cùng là ai, làm được không phải là, Tần Vấn Thiên thái cổ bên trong cũng có một chút nghe đồn, danh hiệu năm đó Tần Trung tại Hoang vực truy sát Tần Vấn Thiên, cái chết của hắn, không có quan hệ gì với thiên thần là bị tần vấn thiên một người giết chết tần vấn thiên là chân chính nhân vật tuyệt thế bước vào luân hồi thế giới truyền thuyết chi địa chỉ bất quá loại thuyết pháp này một khi truyền ra bị vô số người chê cười tần vấn thiên thiên phú là rất cao rất nhiều người đều tán thành nhưng là giới chủ giết thiên thần đùa dẫn hay sao